Hành tảo Hoang Vũ, tập 31, vậy cũng là thanh lý môn hộ, Kim Cương Chấn, Nhạc Thiên kiếm quát lên một tiếng lớn, một chưởng chém ra, lập tức hóa thành bạch ngân, hướng về Lâm Lạc đập đi qua, hắn cũng biết bằng vào những âm thi này là không thể nào giết được Lâm Lạc, chỉ là muốn chúng nó phát ra tác dụng kiềm chế Lâm Lạc, hắn mới thật sự là sát thủ, xíu, u u, hắn một chưởng đập đến, trong đó thình lình có gần 30 đạo kim hệ pháp tắc chi lực lưu chuyển, mỗi một đạo đều là cấp bậc thần vương, đối với Lâm Lạc quanh đi qua đây quả thật là vô cùng cường đại, quả thực có thể xưng là đệ nhất nhân trong ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc không có biểu lộ, một quyền oanh ra, bành, thân hình nhạc thiên kiếm chấn động, một nguồn máu tươi lập tức cuồng bắn, cửu thải sáng bóng mơ hồ có thể thấy được, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, cúi đầu xem xét, ngực đã thình lình nhiều hơn một miệng vết thương. Lâm Lạc đã không chỉ một lần bái kiến cửu thải thần huyết, đây là hậu duệ trực hệ thần hoàng mới có, nhưng so sánh với tinh không lưu, cửu thải chi sắc của nhạc thiên kiếm ảm đạm hơn quá nhiều hiển nhiên càng ảm đạm, chất lượng càng không tốt, ít nhất không phải là chất lượng cao, như thế nào sẽ, nhạc thiên kiếm che miệng vết thương, trong ánh mắt toát ra ánh mắt không cách nào tin, hắn biết rõ lâm lạc yêu nghiệt, nhưng chỉ là mấy ngàn năm thời gian đi qua lại để cho chiến lực giữa hai người xuất hiện cách xa đối lập như thế, lâm lạc bình thân tay phải, hắn không có hứng thú cùng đối phương nói nhảm, hắn là chủ nhân tử đỉnh, tử đỉnh giao phó đi ra ngoài pháp tắc hắn có nghĩa vụ thu trở lại, đặc biệt là thời điểm những pháp tắc này chỉ dùng để làm ác, ngang nhạc thiên kiếm nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng thân thể chấn động ba 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 kiện áo lam trên người hắn lập tức hóa thành mảnh vụn mạng thiên phi vũ mà hắn cũng biến thành một đầu hung thú như thằng làng xích kim sắc ngư thiềm bản thể người nhạc gia nghiêm khắc mà nói yêu tu chỉ có thể coi là sinh vật nửa hung thú có linh trí ở trên khí lực liền không kịp nổi hung thú bởi vậy chỉ có thể xưng là yêu mà không phải thú nhưng không thể phủ nhận khi yêu tu hóa thành bản thể chiến lực của hắn cũng nhảy lên một cấp độ nhạc thiên kiếm biến thành ngư thiềm chiều cao 10 trượng, chiều dài thì vượt qua trăm trượng, cái đuôi to càng là dài hơn cả thân thể, toàn thân vàng rồng, không vẫy, tuy như xà như bò cạp, lại cho người một loại cảm giác vô cùng tôn quý. Chết, nhạc thiên kiếm nhổ ra một chữ lạnh như băng, vung lên một màn trảo cực lớn hướng về lâm lạc đập đi qua, ông, 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 từng đạo khe hở màu vàng ở trên tay hắn hiện động, gần 30 đạo thần vương pháp tắc bắt đầu khởi động, đây là lực lượng cực kỳ đáng sợ, so với trước muốn đáng sợ gấp 10 lần. Mà vào lúc đó, những âm thi kia cũng nhao nhao nhào đầu về phía trước, tuy bọn hắn không thể đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp trí mạng gì, nhưng có thể phân tán lực chú ý của Lâm Lạc, còn có thể ở lúc tối hậu ngăn cản đao cho Nhạc Thiên Kiếm, Lâm Lạc cũng không muốn ở trên người loại tiểu nhân vật này lãng phí bổn nguyên pháp tắc, dù sao lấy thân thể của hắn hiện cũng tối đa thừa nhận 7 8 lần bổn nguyên pháp tắc trùng kích, có thể tận lực không cần, cho dù là trong phạm vi hắn có thể thừa nhận, cũng y nguyên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tương đối. Bảy đạo pháp tắc chi lực cùng chuyển, Lâm Lạc thét dài một tiếng, động thân đập ra, thân hình lập tức hóa thành lỗ đen, hướng về nhạc thiên kiếm nghênh đón, bành, oanh, loãng xoảng, Lâm Lạc như là một đầu quái thú không thể ngăn cản, xông vào ở bên trong bầy âm thi, chỗ thân hình qua, tất cả âm thi thân thể khổng lồ kia đều bị hắn đánh bay, như là rơm rạ, bay bổng trên không trung, lại như là mưa rơi nhao nhao rơi xuống, tuy âm thi như bất diệt chi thân, nhưng đụng phải lỗ đen là gặp được khắc tinh, âm thi dưới tam tinh thần vương bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo chỉ có cấp bậc tứ tinh thần vương mới có thể ăn nhiều mấy quyền, nhưng mà chỉ là mấy quyền A, lâm lạc thét dài như rồng ngâm, hai đấm tung bay, cơ hồ là nháy mắt, tất cả âm thi đều bị hắn xua nát thành cạn bã, mà nhạc thiên kiếm cũng bị hắn một đấm bắn lui về, lần nữa thổ huyết liên tục, chứng kiến những âm thi kia tan vỡ, trong nội tâm nhạc thiên kiếm thổ huyết, đây chính là hắn vất vả mấy trăm vạn năm mới đánh ra, lại bị lâm lạc thoáng cái xua nát toàn bộ, để cho hắn làm sao có thể không đau lòng nhưng hắn lập tức bất chấp đau lòng như vậy, bởi vì lâm lạc đã đằng đằng sát khí bước tới ngươi ngươi không thể giết ta ta là nhi tử của kim nguyên chí tôn nếu ngươi dám giết ta phụ thân ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn nhạc thiên kiếm dùng ngữ khí run nhẹ nhẹ nói ra lâm lạc không khỏi cười cười vậy cũng phải là lão tử ngươi biết rõ mới được ngươi nhạc thiên kiếm không khỏi cứng lại nhưng lập tức lại nói nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm phụ tôn biết rõ ta ở chỗ này nếu như ta gặp chuyện không may mà nói hắn chỉ cần nhờ thái cổ chí tôn nghịch chuyển thời gian, ngươi đã làm hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ, đừng dọa người, lâm lạc chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hai đấm tung bay, hắn đã đem uy năng lỗ đen phát huy đến mức tận cùng, tuy nhạc thiên kiếm là nhi tử chí tôn, nhưng vị trí tôn kia hậu đại cũng quá nhiều, làm cho mỗi hậu đại tuy nếu so với thần vương phổ thông thì cường hơn rất nhiều, lại tuyệt đối không thể cùng sư ánh tuyết, tinh không lưu so sánh. Bản thể hình thái của nhạc thiên kiếm đủ để trảm ngũ tinh thần vương bình thường, địch lục tinh thần vương, đối với một gã ngũ tinh thần vương mà nói đã là thành tích cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt yêu nghiệt lâm lạc, bằng vào lực lượng bản thân có thể trảm thất tinh thần vương, nhạc thiên kiếm lấy cái gì chống lại, huống chi lâm lạc còn có một chiêu lợi hại hơn, sai khiến tử đỉnh trực tiếp sáng tạo một đầu thôn vệ pháp tắc, dù là cường giả đẳng cấp như liễu bán yên cũng bị thuấn sát, thân là hậu đại kim hệ chí tôn, nhạc thiên kiếm vẫn còn có chút đặc dị mỗi một quyền lâm lạc quanh đi lên đều dẫn phát từng vòng kim quang trên người hắn chấn động khiến cho lực trùng kích cực lớn phân tán đến toàn thân bởi vì hình thể hắn cực lớn, lực lượng này phân tán, năng lực thừa nhận của hắn tự nhiên cũng sâu sắc tăng lên, nhưng Lâm Lạc chính là tồn tại có thể chém ngược thất tinh thần vương, dù là nhạc thiên kiếm có thể đem lực lượng phân hóa thì như thế nào, bành, 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 Lâm Lạc nắm đấm như mưa rơi vào trên thân nhạc thiên kiếm, chấn đắc trên thân nhạc thiên kiếm kim quang loạn sáng, thật giống như vài trăm người đồng thời hướng trong ao ném đá, trung động liên tục, không, nhạc thiên kiếm cảm giác được thần thể của mình muốn văng tung tóe phát ra một tiếng trống to vừa giận lại sợ không nên giết ta, hắn xé rách lấy cuốn họng hô, lâm lạc há sẽ để ý đến hắn, làm chủ nhân tử đỉnh hắn có nghĩa vụ thanh lý môn hộ, oanh, lâm lạc quanh ra một quyền cuối cùng, pháp tắc chi lực hủy diệt xuyên thấu vào bên trong đầu nhạc thiên kiếm, đánh thẳng thức hải của hắn, lập tức ở trong thức hải hắn nổi lên một đạo biến cả rít gào, tuy không vận dụng thôn vệ pháp tắc của tử đỉnh, nhưng bản thân lỗ đen cũng có được năng lực thôn vệ cường đại, lập tức liền nứt vỡ thức hải của nhạc thiên kiếm, ba, nhạc thiên kiếm hóa thành nhân hình, hai đầu gối mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt tánh mạng chi nguyên nhanh chóng nhảy lên vài cái, sau đó ảm đạm xuống, lộ ra quyến luyến đối với thế giới này, đối với Lâm Lạc quán độc, càng có không cam lòng mãnh liệt, hắn là một trong phần đông con nối giỏi của Kim Nguyên Chí Tôn, từ phía trên phân lượng mà nói cũng không xuất chúng, bởi vậy, ở thời điểm phân phối tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên thu hoạch không đến quá nhiều, đương nhiên, đây là so sánh với huynh đệ tỉ muội của hắn, cùng những thần vương bên ngoài kia so hắn không biết hậu đãi hơn bao nhiêu. Nhạc Thiên Kiếm cũng không phải một người cam tâm yên lặng, hắn chu du thiên hạ, muốn tìm đại cơ duyên thuộc về hắn, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn gặp được, đó là chuyện tình mấy trăm vạn năm trước, hắn ngẫu nhập minh ngục chiến trường, lại đạt được một cổ lực lượng thần bí thụ đạo, để cho hắn đạt được năng lực thôn vệ kim hệ pháp tắc, cũng có thể chế tạo âm thi, vốn tưởng rằng, khi hắn nuốt tận kim hệ pháp tắc trong thiên hạ, liền có thể trở thành đệ nhất nhân dưới thần hoàng, nhưng mộng lại nhanh như vậy đã toái, nhìn xem lâm lạc, Nhạc Thiên Kiếm đột nhiên phát lên một lòng ganh tị mãnh liệt, vì cái gì tiểu tử này so với hắn đạt được cơ duyên còn muốn nghịch thiên, hắn là nhi tử thần hoàng, hết thảy đều hẳn là của hắn, hắn mới là người được thiên chi sủng, nhưng còn không có đợi hắn phát ra một kích cuối cùng trước khi chết, tánh mạng chi hỏa đã ảm đạm dập tắt, thân thể của hắn ầm ầm ngã quỵ, đại lượng tinh khí toàn thân hướng về Lâm Lạc tuôn đi qua, Lâm Lạc không có vui sướng gì, giết người cho tới bây giờ cũng không phải là một sự tình để cho người cao hứng, nếu như ai sau khi giết người dân lên vui mừng, hưng phấn, như vậy người này tuyệt đối là tên điên cùng nhân bất quá chết nhạc thiên kiếm như vậy lâm lạc cũng sẽ không có tâm lý gánh nặng gì tay phải một cuốn đem vật phẩm trong đan điền không gian của nhạc thiên kiếm thu toàn bộ tên kia tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy trên người như thế nào cũng có thể có chút thứ tốt Đếm ở đây cũng là lãng phí càng là nói cho kim nguyên chí tôn hắn là chết tại đây lâm lạc tiện tay đánh ra một đoàn hỏa diễm đem thi thể nhạc thiên kiếm đốt thành cho bụi đã không có thi thể nơi này lại ngăn cách thần thức ai cũng cho rằng nhạc thiên kiếm giấu ở nơi hẻo lánh nào đó, các nàng liễu bán yên từ chỗ ẩn thân đi tới, nói đến sự tình nhạc thiên kiếm, khó tránh khỏi có chút thổn thức, càng có chút ít có tật giật mình, mặc dù biết tại đây ngăn cách thần thức, nhưng bọn hắn giết dù sao cũng là nhi tử thần hoàng A, vừa nghĩ tới thần hoàng chí tôn vô thượng, các nàng liễu bán yên đều là không thể ức chế hoảng sợ trong lòng, rồi lại có loại hưng phấn nói không nên lời, đây chính là đang cùng thần hoàng là địch A, nhưng lâm lạc lại không thèm để ý hắn còn không có chính thức được chứng kiến bi năng của thần hoàng, tự nhiên là người không biết không sợ, nói sao, cho dù hắn biết rõ thần hoàng cường đại đến cỡ nào cũng sẽ không sợ hãi, dù sao đã cùng tinh không lưu kết xuống đại thù, hắn lại không thể ngồi chờ chết trong tay tinh không lưu, như vậy dẫn xuất vị thời gian hệ trí tôn kia cũng là sự tình sớm muộn, mặt khác, hắc y nhân kia cũng chắc chắn tiến vào thần hoàng, nếu lâm lạc sợ hãi mà nói, lúc trước sẽ chọn làm rùa đen rút đầu. Đương nhiên không sợ cũng không có nghĩa là Lâm Lạc có thể khinh thường, Trước mắt thần hoàng là tồn tại vượt qua xa Lâm Lạc có khả năng đối kháng, hắn phải mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được. Hấp thu tinh khí của Nhạc Thiên kiếm, luyện hóa thần liệu trên người hắn, tu vi của Lâm Lạc có chút tăng lên, năm người lại lần nữa lên đường, bỗng nhiên lại nhiều hơn 200 năm đi qua, Lâm Lạc tổng cộng thu hoạch đến 3 khối thần liệu, đem tu vi đẩy mạnh đến tứ tinh thần vương trung kỳ, nhưng cùng ngũ tinh thần vương còn có một đoạn khoảng cách, để cho hắn không khỏi thở dài, ngươi nên biết đủ a. À? Hiện tại Nguyệt Nguyệt đã đối với tốc độ tinh tiến tu vi kiểu yêu nghiệt như Lâm Lạc có được năng lực miễn dịch rất cường, không giống như trước kia nhìn thấy tu vi Lâm Lạc tiến lên một đoạn là giật mình được hé mở cặp môi đỏ mọng như vậy. Đúng vậy a, à, Liễu Bán Yên ôm sư ánh tuyết qua, nhìn nữ nữ xem, còn phải 10 vạn ức năm nữa mới có thể tiến vào thần vương. Gương mặt tiểu nha đầu lập tức đỏ bừng, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: ô sư tỷ, ngươi không nên tán dương nữ nữ như vậy, bản ma vương sẽ xấu hổ, không có người khen ngợi ngươi." lâm lạc không khỏi bật cười, xoa xoa đầu tiểu nha đầu, tiểu nha đầu này có thành thần vương hay không ta cũng không phải để ý, chỉ là tính tình này lúc nào mới có thể trưởng thành, thật là làm cho người buồn a, à. ân, ân, liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt đều đồng ý gật đầu, nhưng phát hiện thần sắc động tác của đối phương cũng là đồng dạng, không khỏi đều hướng đối phương nhìn hàm hầm lại nữa, hai nữ nhân này xem ra là vĩnh viễn không có một ngày ở chung hòa thuận, ân, lâm lạc đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nắm tay tiểu nha đầu nói, bên kia giống như rất náo nhiệt tốt tốt nữ nữ thích xem náo nhiệt nhất sư ánh tuyết vội vàng dắt lấy lâm lạc bỏ chạy lấy năng lực đặc thù của nàng kỳ thật có thế so với lâm lạc sớm phát hiện dị động hơn chỉ là vừa mới xấu hổ nên quên lâm lạc cười ha ha cùng sư ánh tuyết di động hư hải quỳnh thì ở trên người liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt đảo qua một vòng vội vàng chạy đi theo đằng sau lâm lạc nàng là biết rõ hai nữ liễu bán yên một khi dằn co không có mấy ngày là sẽ không chấm dứt hơn nữa ở chỗ này nhiều nguy hiểm đây chính là hai cửu tinh thần vương a hơn nữa vẫn là nhân vật cấp bá chủ trong đó, bành, loãng xoảng, xoạt, hô, từng đạo kình phong gào thét, nương theo lấy đại địa nổ vang trầm trọng, đây là một mảnh kim chi thế giới, tiếng va đập vô cùng mãnh liệt, mà ở trước mặt ba người lâm lạc, cũng hiện một màn người cùng hung thú tương bác, người là một thanh sam trắng hán, tu vi lục tinh thần vương, dáng người cực kỳ khôi ngô, so với lâm lạc cao hơn một cái đầu, bất quá vừa so sánh với đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn là cấp bậc con kiến, đó là một quái thú cực lớn, chi dưới thô, trường, hình dáng che kín lân phiến kim loại màu đen, chi trên tương đối ngắn nhỏ, đương nhiên cái ngắn nhỏ này cũng là tương đối với chi dưới mà nói, một tác này nếu vỗ xuống, đủ để đem ngàn người bao trùm, miệng dài lại dẹp, lộ ra bạch nha vô cùng sắc bén, như là núi đao, tản mắt ra hàng khí để cho người lạnh thấu xương, đầu hung thú này là thất tinh thần vương, trên tràn diện, đầu hung thú kia chiếm cứ thượng phong hoàn toàn, cái này rất bình thường. Hung thú cấp bậc thất tinh thần vương ở trên lực lượng thậm chí có thể so sánh nhân loại cùng yêu tu bát tinh thần vương, chính là tồn tại bá chủ trong cùng cảnh giới, ngược lại là thanh sam tráng hán kia tương đối cường đại, dùng cấp bậc lục tinh thần vương rõ ràng có thể miễn cưỡng cùng hung thú kia chống lại, thể hiện ra thực lực tuyệt đối cường hãn, không dùng tiêu chuẩn lâm lạc cân nhắc những người khác, đối với thần vương mà nói, có thể chiến thắng đối thủ cùng cảnh giới cũng đã là thiên tài, mà có thể vượt qua cảnh giới giao chiến là thiên tài trong thiên tài, có thể nói là yêu nghiệt, tráng hán kia tuyệt đối là hậu nhân của kim nguyên chí tôn, tám phần vẫn là con nối giỏi mà không phải cách một đời hai đời thậm chí đời thứ ba, huyết mạch thuần hậu, cái này mới có thể ở dưới tình huống rớt lại phía sau một cảnh giới nghênh chiến, hơn nữa đối thủ vẫn là hung thú trời sinh đất dưỡng, nếu không có như thế, tráng hán kia sao có khả năng thủ thắng, ân, ừ, vị huynh đệ hoặc là tỷ muội nào đến, kính xin giúp ta một tay, thanh sam đại hán đột nhiên quay đầu, hướng chỗ ẩn thân của ba người lâm lạc nhìn lại, hư hải quỳnh không khỏi lộ ra vẻ ấy nấy, lâm lạc cùng sư ánh tuyết đều có thủ đoạn ẩn nấp bản thân cường đại, nhưng nàng lại không có huống hồ cũng không phải huyết mạch trực hệ trí tôn, nàng cũng không có được năng lực đặc thù gì. Bởi vậy, trên lệch bốn cảnh giới, thanh sam đại hán kia tự nhiên trước tiên liền phát hiện, đã bị phát hiện, lâm lạc cũng không hề trốn trốn tránh tránh, nắm tay sư ánh tuyết đi tới, mà hư hải quỳnh giống như là vợ bé phạm sai lầm, ở sau lưng lâm lạc nhắm mắt theo đuôi, bộ dáng để cho người buồn cười. Ồ, thanh sam đại hán sững sờ, như ăn cả kinh. Thứ nhất, hắn chỉ cảm ứng được đối phương chỉ vẹn vẹn có một người, nhưng bây giờ đi tới lại ba. Thứ hai, ba người này đều là vô cùng lạ lẫm cũng không phải nhạc gia đệ tử bọn hắn hơn nữa rõ ràng còn có một tiểu nha đầu hư thần cảnh thanh sam đại hán đột nhiên có một loại cảm giác không chân thực lúc nào thần linh hư thần cảnh cũng có thể chạy tới nơi này cái này vẫn là kim mật bí cảnh trong bác đại bí cảnh sao thanh sam đại hán vốn là đang ở hạ phong hiện tại càng là phân tâm hắn chú ý lập tức bị hung thú kêu anh đến liên tiếp bại lui để cho hắn phát ra gào thét liên tục nhưng thực lực không địch lại cái này dù là gọi phá yết hầu cũng vô dụng nhiều lắm là phát tiết phẫn nộ thoáng một phát a hắc xú đại ngươi cũng quá vô dụng như thế nào ngay cả đầu địa long cũng đánh không lại sư ánh tuyết cười ha ha nàng sẽ không để ý cho ai mặt mũi thanh sam đại hán một bên dốc sức liều mạng chống đỡ một bên còn hướng lâm lạc hỏi các ngươi là người nào trong lòng của hắn thật sự quá kỳ quái ngoại nhân này chạy đến kim mật bí cảnh làm cái gì cơ bản lấy không tới chút chỗ tốt đi ngang qua lâm lạc thuận miệng đáp thân hình lóe lên hướng về hung thú kia bổ nhào qua đối với lâm lạc chịu xuất thủ tương trợ thanh sam đại hán tự nhiên là trong lòng có chút cảm kích nhưng lâm lạc cũng chỉ có tứ tinh thần vương cái này xông lên làm gì vậy muốn chết sao đến lúc đó đến tột cùng là ai cứu ai a à. lâm lạc đem biểu lộ của đối phương nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng nói người này cũng không phải trong hàng ngũ nhạc gia đi thu tử lôi chù y nếu không tất nhiên sẽ nhận ra sư ánh tuyết hư hải quỳnh cũng sẽ không có nghi vấn trước kia hắn trực tiếp diễn hóa lỗ đen hướng về đầu hung thú kia oanh kích mà đi tuy trong tinh khí của hung thú ẩn chứa lực lượng còn lâu mới có thể đủ cùng thần liệu cùng dai so sánh nhưng con kiến tuy cũng là thịt hiện tại lâm lạc đã hoàn toàn không kiên ăn đừng tưởng rằng trong kim mật bí cảnh này có rất nhiều hung thú phải hung thú rất nhiều thế nhưng mà đạt tới thần vương cảnh lại có thể có mấy cái dù đây là nơi sinh ra chí tôn thần khí cho nên chứng kiến con hung thú này lâm lạc tự nhiên không muốn buông tha thanh sam đại hán lập tức bị sợ kêu to một tiếng lỗ đen pháp tắc đây chính là lỗ đen pháp tắc a lỗ đen cấp bậc thần vương đừng nói chưa thấy qua, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua, có thần vương nào có thể cùng dưỡng hai đạo thần vương pháp tắc hoàn toàn bất đồng, tất cả nhân loại, yêu tu đều là không thể nào làm được, cũng chỉ có những thần thú thiên địa sinh dưỡng kia, trong mấy nguyên kỷ mới có thể đản sinh ra một con, ví dụ như dực kình, có thể đồng thời nắm giữ thủy chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nhân loại, yêu tu muốn đạt được hai chủng thần vương pháp tắc bất đồng, chỉ có một biện pháp, đạt được hai gã trí tôn truyền đạo, hoặc là nói trước đạt được một kiện chủ thần khí lúc sau một chí tôn khác truyền đạo tóm lại nhất định phải có chí tôn ở sau lưng ủng hộ tuyệt không có hai kiện chủ thần khí cùng lúc nhận một người làm chủ cho dù là hai kiện chủ thần khí cùng thuộc một chi đại đạo nhưng lâm lạc có thể sử dụng lỗ đen cái này ý nghĩa hắn ít nhất phải đạt được tứ đại chí tôn truyền đạo khả năng sao thanh sam đại hán trực tiếp hoảng hốt lâm lạc thép dài liên tục chiến lược bắn ra mỗi một quyền đều bất dung tình hung thú ăn người người ăn hung thú ai chết đều đừng oán đây là thiên địa tuần hoàng đại đạo thay đổi liên tục. Tuy cùng đầu hung thú này không cừu không oán, nhưng Lâm Lạc cũng không có một chút gánh nặng. Đương nhiên nếu hắn đánh không lại đầu hung thú này bị giết cũng chỉ có thể trách số mệnh mình không tốt. Hắn trước kia sợ những hậu đại chí tôn này có thể thấy được hắn nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, nhưng vô luận liễu bán yên, hư hải quỳnh, nguyệt nguyệt hay là sư ánh tuyết đều tỏ vẻ căn bản nhìn không ra. Sau khi biết rõ nhạc thiên kiếm đạt được truyền thừa, Lâm Lạc cũng rốt cục hiểu được, nhạc thiên kiếm có thể thấy được hắn có được kim chi bản nguyên pháp tắc, chính là vì mảnh vỡ tử đỉnh thôn phệ pháp tắc nếu ngay cả nuốt cái gì cũng không biết coi như cái rắm thôn phệ pháp tắc bởi vậy hắn không hề cố kỵ ở trước mặt thanh sam đại hán sử dụng lỗ đen đối phương dù đau đầu thế nào dù khó hiểu thế nào đó cũng là sự tình của đối phương liên quan đến hắn cái rắm lâm lạc có thể nhẹ nhõm chém giết thất tinh thần vương nhưng là thất tinh thần vương bình thường đối mặt một đầu hung thú có được tiếp lực lượng cận bát tinh thần vương hắn sẽ hao chút trắc trở nhưng mà thực sự chỉ là tốn nhiều chút thời gian a bành 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 lâm lạc đè nặng đầu hung thú kia đánh không gian thời gian pháp tắc đồng thời triển khai tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt để cho đầu hung thú kia căn bản có một thân lực lượng mà đánh không ra chút nào đừng nói lỗ đen pháp tắc vốn là thủ đoạn phòng ngự cấp cao nhất thế gian chỉ có lực công kích thì như thế nào hung thú kia hoàn toàn không gặp được một sợi tóc của lâm lạc cái này lại có làm gì được áo lam đại hán bất tri bất giác đã ngừng tay hắn cảm thấy mình hoàn toàn là tồn tại dư thừa ở lại trong chiến đoàn ngược lại là kéo chân sau lâm lạc, đường đường lục tinh thần vương lại có thể kéo chân sau một tứ tinh thần vương, áo lam đại hán không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, đưa thần sắc hắn nhìn ở trong mắt, hư hải quỳnh không khỏi lộ ra một thần sắc kiêu ngạo, đây chính là chồng của nàng, tuy là giả, mà sư ánh tuyết thì giật nhẹ góc áo áo lam đại hán nói. Xú đại, chúng ta cứu ngươi, nhanh cầm chút ít tạ lễ đến, biểu lộ cười khổ của đại hán áo lam lập tức biến thành cười to. Hắn còn chưa từng gặp qua, tân nhân, chủ động yêu cầu chỗ tốt, còn nữa, hắn cũng không có tế ra chiến lực mạnh nhất, dù không thể chiến thắng đầu hung thú kia cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy, cái ân tình này với hắn mà nói là không để ở trong lòng, nhưng chiến lực của Lâm Lạc lại để cho hắn ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, phát lên ý kết giao, hắn tuy là nhi tử Chí Tôn, nhưng huynh đệ tỉ muội của hắn thật sự quá nhiều, muốn ở trong nhạc gia chiếm được một chỗ cắm dùi, thậm chí quyền nói chuyện nhất định, như vậy hắn phải có viện binh cường lực, Lâm Lạc tuyệt đối có tư cách như vậy tuy hiện tại lâm lạc chỉ vẹn vẹn có tứ tinh thần vương nhưng khi hắn đạt tới lục tinh thần vương thì sao nếu như còn có thế bảo trì yêu nghiệp như vậy như vậy hắn chẳng phải là ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể chiến thắng đương nhiên muốn từ tứ tinh thần vương tiến vào lục tinh thần vương cái này không có mấy trăm tỷ năm là mơ tưởng nhưng thần linh không thiếu nhất chính là thời gian nhi tử chí tôn càng không thiếu kiên nhẫn như vậy đã hạ quyết tâm đại hán áo lam tự nhiên muốn đối với người bên người lâm lạc kính trọng vài phần không để ý tu vi sư ánh tuyết thấp chút nào Nói sau, tiểu cô nương hư thần cảnh này có thể chạy đến nơi đây đã đủ để cho thần vương nghiêm nghị đối đãi, tiểu cô nương, ngươi muốn tạ lễ gì?" Hắn ha ha cười to nói, "Ân." Sư Ánh Tuyết cắn ngón tay, một bộ ngây thơ rực rỡ, đang lúc đại hán áo lam cho rằng nàng chỉ yêu cầu các loại linh quả để ăn, lại nghe tiểu nha đầu nói, "Vậy ngươi đem tất cả bảo bối lấy ra, bản ma vương sẽ đem không để vào mắt trả lại cho ngươi." "A, à, tiểu cô nương này thật đúng là khẩu vị lớn." Áo lam đại hán thiếu chút nữa một đầu bổ nhào hắn hơi có vẻ cười xấu hổ, vội vàng chuyển đề nói chuyện nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, làm gì vậy, muốn lừa gạt nữ nữ nói ra danh tự ư, nữ nữ không nói cho ngươi, sư ánh tuyết hai tay ôm ngực, lấy ánh mắt không ngừng mà nhìn xéo qua đối phương, sách, quả nhiên vẫn là hài tử, cảnh giác của đại hán áo lam toàn bộ mất, nghĩ đến tiểu hài tử lòng tham một chút cũng là bình thường, liền vui tươi hớn hở cùng sư ánh tuyết nói chuyện, cho rằng tiểu cô nương còn nhỏ dễ dụ, hư hải quỳnh ở một bên không ngừng âm thầm lắc đầu, mặc dù nàng đối với sư ánh tuyết vẫn là dị thường yêu thích, nhưng thời gian dài như vậy ở chung lại còn không biết bản chất ác ma của tiểu nha đầu sao. Áo lam đại hán tự cho là sư ánh tuyết dễ dụ, nhưng lại không biết một chân đã dẫm vào trong hầm. Quả nhiên, chưa nói qua mấy câu, đại hán áo lam đã lấy ra không gian pháp khí ném cho sư ánh tuyết chơi, tuy đang điền không gian cũng dễ dùng, nhưng ở bên trong thân thể của mình đút lấy đồ vật, tâm lý khẳng định không thoải mái, hắn không lo lắng. Bởi vì bên trên không gian pháp khí có hắn hạ phong ấn, ít nhất phải bắt tinh thần vương mới có thể dùng đại lực xóa đi, chỉ là một tiểu nha đầu hư thần cảnh lại có thể làm gì được, nhưng sắc mặt hắn rất nhanh liền biến, sư ánh tuyết không tốn sức chút nào thò tay tiến vào bên trong không gian pháp khí, đem đồ vật bên trong từng kiện từng kiện lấy ra, ưa thích liền trực tiếp thu vào không gian pháp khí của mình, không thích thì tiện tay ném ở một bên. Áo lam đại hán đã khiếp sợ đến đầu lưỡi nhổ ra, nào còn lo lắng ngăn cản tiểu nha đầu, thời điểm hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu đã đem không gian pháp khí đào không sai biệt lắm ném trên mặt đất, biểu môi nói. Xú đại, ngươi như thế nào nghèo như vậy à, nghèo, áo lam đại hán còn kém lệ rơi đầy mặt, đây chính là hắn tích lũy gần một nguyên kỷ A, à. thật vất vả gom góp ra những gia sản này, nhưng rõ ràng bị cạo thất thất bát bát, hơn nữa ánh mắt của tiểu cô nương kia rất độc, chọn lấy toàn bộ là đồ tốt, quả nhiên một chút cũng không cùng hắn thách khí, một là chiến lực của lâm lạc bày ở đàn kia, thứ hai càng là khiếp sợ năng lực kỳ dị của sư ánh tuyết, đại hán áo lam cũng không có phát tác đi ra, mà là hướng hư hải quỳnh hỏi xin hỏi cô nương các ngươi xưng hô như thế nào hắn cuối cùng là minh bạch sư ánh tuyết bề ngoài đáng yêu hoàn toàn là gạt người này uy uy xú đại trước khi hỏi tính danh người khác ngươi không biết là trước báo ra danh tự bản thân sao sư ánh tuyết lập tức nhảy lên đại hán áo lam không khỏi cứng lại hắn cũng là thói quen thành tự nhiên hắn chính là nhi tử thần hoàng tuy là trong một phần đông con nối giỏi nhưng dù sao cũng là thái tử huống hồ bản thân lại là lục tinh thần vương đối với một nhị tinh thần vương cùng một tiểu cô nương hư thần cảnh, mặt hắn coi trọng lâm lạc như thế nào cũng khó tránh khỏi sẽ có bày ra tư thái cao cao tại thượng, bị sư ánh tuyết trách móc chỉ trích, hắn không khỏi lộ ra một tia khó chịu, nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống dưới, mặc kệ là tiểu nha đầu thần kỳ, hay là lâm lạc nghịch thiên, lúc này đều khiến cho hắn rất hứng thú, loạn không nhất mạch bái kiến nhạc thế huynh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, liễu bán yên phiêu nhiên bay tới, tiểu muội liễu bán yên, đây là sư muội ta, cũng là ái nữ sư ánh tuyết của gia sư hỏa linh nhất mạch bái kiến nhạc thế huynh nguyệt nguyệt cũng không lạc hậu một bước xuất hiện tỷ tỷ tên là nguyệt nguyệt băng tinh hậu duệ hư hải quỳnh bái kiến nhạc thế huynh ân còn có ta còn có ta sư ánh tuyết nhảy nữ nữ chính là thiên hạ đệ tam mỹ nhân quốc chủ đại ma thần quốc ô đại ma thần quốc bị tên hỗn đảng đáng giận kia hủy đi bản ma vương nhất định phải báo thù áo lam đại hán bị dọa kêu to một tiếng mấy cái này đều là có đại địa vị a luận thân phận cũng không có ai kém hắn hơn nữa Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là cửu tinh thần vương, càng là bá chủ trong cửu tinh thần vương, lúc trước tuy hắn chưa thấy qua hai nữ, nhưng lại cửu ngưỡng đại danh, hắn vội vàng hai tay ôm quyền, hoàng lễ nói: "Tiểu huynh Nhạc Thường Côn, bái kiến bốn vị thế muội, cái này là đồ đệ, ái nữ, hậu duệ của Tam đại chí tôn, như thế nào lại chạy đến kim mật bí cảnh chứ?" Bành, bành, Lâm Lạc thu quyền mà đứng, đầu hung thú vô cùng khổng lồ ở trước mặt hắn kia ầm ầm ngã sắp xuống, khí tức lập tức biến mất, hắn vẫn không nhúc nhích thân thể rất nhanh hấp thu lấy tinh khí của hung thú tử vong phóng xuất ra, tinh hoa suốt đời của thất tinh thần vương thoáng cái tràn vào trong cơ thể hắn, để cho lâm lạc có loại cảm giác bị chống đỡ bạo, nhạc thường côn không khỏi hoảng sợ, chỉ là tứ tinh thần vương rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi giết một đầu hung thú cấp bậc thất tinh thần vương, cái này là sự thật đáng sợ đến bực nào. Tuy lúc trước hắn chứng kiến lâm lạc chiếm cứ thượng phong, nhưng chiếm cứ ưu thế cùng giết chết địch nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như đổi lại là liễu bán yên hoặc nguyệt nguyệt ra tay, hắn tự nhiên không kinh ngạc, nhưng đổi đến trên người một tứ tinh thần vương, cái này ai có thể đủ tiếp thụ, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn coi trọng đối với Lâm Lạc lập tức lại tăng lên mấy cấp bậc, hơn nữa càng bởi vì tử tôn đồ đệ của tam đại chí tôn xuất hiện, để cho nhạc thường côn càng muốn kết giao Lâm Lạc, đây chính là có thể mặc lên tam đại chí tôn quan hệ A, à. đừng nhìn hắn cũng là hậu đại chí tôn, nhưng huynh đệ tỉ muội thật sự quá nhiều, tu vi bản thân càng chỉ có lục tinh thần vương muốn trổ hết tài năng không có ngoại lực sao được, một hồi công phu về sau, Lâm Lạc rốt cuộc không hề một lập, đi nhanh hướng về mấy người liễu bán yên đi đến, cười nói. Tại hạ Lâm Lạc, nguyên lai là Lâm Huynh, nhạc thường côn không dám bày cái giá đỡ gì chút nào, tuy cảnh giới của Lâm Lạc thấp, nhưng chiến lực lại cường đến không hợp thói thường, ngay cả hung thú cấp bậc thất tinh thần vương cũng có thể đuổi giết, nếu không có liễu bán yên, nguyệt nguyệt, mặc dù nhạc thường côn sẽ coi trọng Lâm Lạc, nhưng cũng chỉ là coi hắn thành thủ hạ, mà bây giờ hắn còn dám như thế sao? Lâm Lạc khoát khoát tay nói, chúng ta còn có việc, như vậy cáo từ, chậm đã, nhạc thường côn đâu chịu buông tha cơ hội kết giao lâm lạc, vội vàng lên tiếng lưu người, xú đại, như thế nào, muốn đánh nhau phải không, sư ánh tuyết lập tức nhảy ra, dương dương nắm tay nhỏ, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử ngốc đi qua một bên, lâm lạc sách sư ánh tuyết qua một bên, tiện tay kính đáo đưa cho nàng một linh quả, tiểu nha đầu vốn là tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng chứng kiến linh quả lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy ăn ngay, thập phần rộng lượng xem nhẹ lâm lạc vô lễ nhạc thường cung thấy mà không khỏi con mắt lại trợn tròn chút ít, hắn tuy cũng là nhi tử thần hoàng, thế nhưng mà so sánh với sư ánh tuyết lại phải kém rất nhiều, kim nguyên chí tôn nhi nữ thành đàn, nhưng loạn không chí tôn dưới gối lại chỉ vẹn vẹn có sư ánh tuyết một nữ nhi bảo bối, địa vị song phương có thế đồng dạng sao, nhưng khi nhìn lâm lạc tùy ý, khi dễ, tiểu công chúa như thế, mà liễu bán yên rõ ràng ở một bên còn ngậm lấy dáng tươi cười, điều này nói rõ lâm lạc cùng loạn không nhất mạch quan hệ sâu đến vượt xa hắn tưởng tượng, hắn vội vàng cười, nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là được các ngươi tương trợ, muốn hồi báo một chút, sư ánh tuyết lập tức xùy một tiếng, nói. Xú đại, ngươi còn có thế xuất ra vật gì tốt, những lời này thiếu chút nữa để cho nhạc thường cung tức chết, hắn coi như là người có thân gia, thế nhưng mà sau khi bị tiểu nha đầu một trận tẩy trừ, tuy không nói nghèo rất mồng tơi, nhưng thật đúng là không có vài thứ tốt lưu lại, tiểu nha đầu này lấy tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật sự là tức chết người, sau khi cười ha ha, nhạc thường cung nói các ngươi có biết vì cái gì ta sẽ cùng đầu hung thú này chiến đấu không chẳng lẽ hung thú này canh chừng bảo vật gì lâm lạc thuận miệng nói ra không sai nhạc thường côn cũng không giấu giếm hắn hỏi như vậy tự nhiên là có ý muốn nói chuyện này hung vật kia thủ hộ là một cây khôi lỗi thụ cái gì lại là khôi lỗi thụ liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng trên mặt ngọc có khiếp sợ mãnh liệt khôi lỗi thụ là cái gì lâm lạc hỏi có thể làm cho liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt đều động dung khôi lỗi thụ này khẳng định có được tác dụng kỳ diệu đem thần thức bản thân khắc sâu vào ở bên trong khôi lỗi một, liền có thể đem thương hại tái giá đến khôi lỗi một, thậm chí có thể miễn chết. Liễu bán yên thận trọng nói ra, Lâm Lạc cũng không khỏi cả kinh, cái này thật là đồ tốt, thử nghĩ, hai người chiến lực tương đương, một người cố ý lộ sơ hở, dẫn đối phương toàn lực công kích, ngay thời điểm đối phương cho là mình chết chắc, nhưng lại dựa vào khôi lỗi một chuyển di tổn thương, thừa cơ trở tay một kích, 89 phần 10 có thể định ván cục, mà lúc gặp được cường địch, càng có thể dùng để chạy trối chết, bất quá, Chí bảo như thế Nhạc Thường cung vậy mà cũng cam lòng nhượng xuất cho bọn hắn, trong nội tâm Nhạc Thường cung tự nhiên đang thấp huyết, nhưng muốn cho Tam đại chí tôn hậu nhân động tâm, không xuất ra bảo vật chính thức sao được, Lui một bước mà nói, hắn chính là nhi tử thần hoàng, dám đối với hắn ra tay, càng dám hạ sát thủ lại có mấy, khôi lỗi một là chí bảo, nhưng trong tay hắn cơ hội có thể phát huy tác dụng cũng không nhiều, nhưng mua nhân tâm lại rất tốt, còn nữa, khôi lỗi thủ kia rất lớn, đầy đủ năm người phân chia, hắn cũng không phải không có phần. Ha ha cái kia liền không cùng nhạc huynh khách khí, lâm lạc cười nói, đi một chút đi, sư ánh tuyết cũng lập tức gọi, nàng hoàn toàn không biết khách khí tên là gì, nhạc thường côn ở phía trước dẫn đường, năm người lâm lạc thì theo sát phía sau, hướng về phương hướng phía nam nước gấp mà đi, tuy nơi này là kim chi thế giới, đồi núi cao ngất không thể phá vỡ, sâu sắc ảnh hưởng tốc độ mọi người, nhưng thần vương dù sao cũng là thần vương, lại chậm cũng hơn thượng thiên thần chạy toàn lực, bốn ngày sau, bọn hắn đi tới dưới một chân núi, trước mặt là một huyệt động cự đại, bên trong không ngừng có ngân quan phát ra, cho dù là thần vương cũng có loại cảm giác chói mắt đau đớn, là trong này, nhạc thường côn nói ra, mấy người liễu bán yên đều nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, khôi lỗi thụ cho dù là đối với cửu tinh thần vương mà nói cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối, trừ khi đạt tới tôn cấp mới có thể bỏ qua bảo vật như vậy, bởi vì khôi lỗi một có thể thừa nhận cực hạn là cửu tinh thần vương, chí tôn tùy ý một kích liền có thể xua nát, tác dụng thật sự là cực kỳ bé nhỏ, đứng lại. Ngay thời điểm bọn người lâm lạc vừa muốn tức bước, một tiếng quát lạnh vang lên, sưu sưu sưu, bay vụt tới bảy đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là lục tinh thần vương, là một thanh niên thập phần ngạo mạn, một thân cẩm y hoa lệ, còn đội lấy mũ lưỡi trai, cho người một loại dáng vẻ lưu manh, nơi này thật đúng là không thiếu cái lạ, đường đường lục tinh thần vương lại như lưu manh, sáu người sau lưng thanh niên cũng đồng dạng đều là nam tử, thực lực từ tứ tinh thần vương đến ngũ tinh thần vương không đều, nhạc thường côn nhướng mày, ngưng mắt hướng thanh niên kia nhìn lại nói, Minh Huy, ngươi đây là ý gì? A, à, Nguyên lai like là thất thập tứ thúc, trách không được nhìn về phía trên quen mắt như vậy, thanh niên tên là Nhạc Minh Huy, vẻ bên ngoài của hắn thì cười nhưng trong lòng không cười giật xuống mồm mép, nơi này cháu đã sớm nhìn trúng, thất thập tứ thúc hãy để lại cho A, à. tuy hắn là vãn bối, nhưng trong giọng nói lại không có chút cung kính nào, gọi là thúc, nhưng tùy tiện giống như là phân phó hạ nhân, sắc mặt nhạc thường côn lập tức trầm xuống. Ngươi dám ra lệnh cho ta, có cái gì không dám, Nhạc Minh Huy không cho là đúng nói ngươi là thứ đồ vật không có tiền đồ nhất nhạc gia mấy ngàn vạn năm trước là lục tinh thần vương đến hiện tại vẫn là dậm chân tại chỗ quả thực là bôi đen cho lão tổ lồng ngực nhạc thường côn kịch liệt phập phồng trong mắt như phun ra lửa tuy là nhi tử chí tôn thế nhưng mà kim nguyên chí tôn rất biết sinh trong đó chính thức kế thừa đến huyết mạch của hắn cũng bất quá bảy người bảy người này tự nhiên sớm đến được cửu tinh thần vương mà nhạc thường côn bởi vì huyết mạch trí tôn yếu kém ở trên thiên phú tu luyện kỳ thật cũng không thể so với thần vương bên ngoài tốt hơn chỗ nào Tiến cảnh không khoái kỳ thật cũng có thể lý giải, nhưng còn có một vấn đề quan trọng, cái kia chính là chẳng những Kim Nguyên Chí Tôn biết sinh, rất nhiều con cái của hắn cũng đồng dạng biết sinh, người khác không tính, nhưng bảy cửu tinh thần vương này sinh hạ con nối giỏi lại há có thể không hưởng thụ đãi ngộ tu luyện tốt nhất, con nối giỏi của Kim Nguyên Chí Tôn quá nhiều, người huyết mạch yếu kém như Nhạc Thường Côn, bồi dưỡng đến thần vương cảnh là không hề phí tâm tư gì, trong nông quyền hành trong tộc hoàn toàn giao cho bảy con cái xuất sắc nhất kia, điều này sẽ đưa đến tài nguyên tu luyện chết đi. Nhạc thường côn là nhi tử chí tôn đạt được tài nguyên còn so ra kém cháu hắn, chỉ có thể mắt nhìn thấy nhóm người như nhạc minh huy cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, hậu bối như vậy cũng không có mấy, hơn nữa bối phận tuy thấp, nhưng niên kỹ chân thật chưa hẳn nhỏ hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn có so với hắn lớn hơn. Bởi vậy khi nhạc minh huy châm chọc hắn cảnh giới thấp kém, nhạc thường côn tự nhiên tức giận đến tạc ngực, nếu không phải tài nguyên tu luyện phân phối bất công, hiện tại dù cho hắn không đạt được cửu tinh thần vương, nhưng thất tinh thần vương lại không thành vấn đề đây cũng là nguyên nhân hắn không tiếp dùng khôi lỗi thụ đến nịnh nọc lâm lạc, hắn rất cần ngoại lực như vậy, mà khôi lỗi thụ tuy có thể bảo vệ tánh mạng, lại không thể tăng cường tu vi của hắn, nhạc thường côn thật sâu hấp khẩu khí, đã bình ổn cảm xúc phẫn nộ kia nói. Hung thú trấn thủ nơi đây là ta giết chết, lúc này các ngươi tới chặn ngang một cước, không biết là quá mức sao, ha ha ha, thất thập tứ thúc thật đúng là khoác lác, chỉ bằng các ngươi cũng làm thịt được đầu hung thú cấp bậc thất tinh thần vương kia, nhạc minh huy cười ha ha mà sáu người phía sau hắn cũng cười đi theo. Liễu bán yên, nguyệt nguyệt đều là khí tức không lộ ra, như vậy trong mấy người còn lại cảnh giới cao nhất là nhạc thường côn, khó trách bọn hắn căn bản không tin tưởng nhạc thường côn nói, ngươi, nhạc thường côn rất muốn nói lâm lạc chính là yêu nghiệt có được lỗ đen pháp tắc, chiến lực cường đến không hợp thói thường, nhưng ai có thể chưa từng thấy tận mắt sẽ tin tưởng có thần vương có thể sử dụng lỗ đen pháp tắc, đó căn bản là nói chuyện hoang đường viễn vông, nếu nhạc thường côn nói thật mà nói, chỉ sợ sẽ lọt vào bọn người nhạc thường huy cười nhạo càng thêm không chịu nổi, thất thập tứ thúc, nói như thế nào ta cũng là vãng bối, có lợi đương nhiên không thể quên hiếu kính trưởng bối một phần, nhưng nhạc minh huy lại đột nhiên ý nghĩ xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra biểu lộ âm tà nói. Nghe nói trước đây ít năm thất thập tứ thúc vừa nạp mỹ thiếp, quốc sắc thiên hương, nếu chia sẻ cho tiểu chất chơi đùa, cái gì kia cũng có thể thương lượng, sách, còn có tam mỹ nhân này, khó trách tu vi thất thập tứ thúc chậm chạp, nguyên lai tinh lực toàn bộ lãng phí ở trên bụng nữ nhân tam nữ này tiểu chất cũng muốn lâm lạc cùng nhạc thường côn chỉ có gặp mặt một lần tự nhiên không muốn xen vào việc của người khác huống hồ vẫn là việc nhà người ta nhưng nhạc minh huy rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên người liễu bán yên chúng nữ cái này để cho hắn không thể không nộ ít nhất ở trên danh nghĩa hư hải quỳnh là thê tử của hắn về liễu bán yên thì là hắn đang theo đuổi đã bị hắn coi thành một thành viên trong hậu cung con dâu nhà mình bị người lôi ra ô nhục lâm lạc là tuyệt đối sẽ không nhẫn hắn dẫm chận tại chỗ mà ra nói. Thu hồi lời nói vừa rồi, hơn nữa xin lỗi, ha ha ha, ngươi là ai, dám cùng bản thiếu gia nói như vậy, nhạc minh huy căn bản không có đem lâm lạc để vào mắt, ngược lại hướng nhạc thường cung nhìn sang, thất thập tứ thúc, ngươi từ nơi nào tìm được loại hạ nhân chẳng phân biệt được tôn ti này, tại trí tôn gia, thần vương cũng chỉ là hạ nhân mà thôi, không che đậy miệng, đây là khách quý của ta, nhạc thường cung lạnh lùng nói ra, lực lượng mười phần, liễu bán yên, hư hải quỳnh, nguyệt nguyệt là phân biệt đại biểu cho tam đại chí tôn bản thân liễu bán yên hai nữ càng là cửu tinh thần vương có những người này đứng ở phía sau hắn hắn lại có cái gì phải sợ ha 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 đó cũng là hồ bằng cẩu hữu a nhạc minh huy không có thu liễm hung hăng càng quấy chút nào mà tiếp tục hướng về nhạc thường côn ép hỏi nói thế nào thất thập tứ thúc tam mỹ nhân này ngươi có bằng lòng cho hay không phải biết rằng đây chính là khôi lỗi thụ muốn phân cho thất thập tứ thúc một phần tiểu chất cũng rất đau lòng hừ lâm lạc dưới chân bắn ra tật hướng nhạc minh huy vọt tới chỉ là tứ tinh thần vương cũng dám ở trước mặt bản thiếu gia làm càng nhạc minh huy tay phải khẽ nâng muốn ở lâm lạc bổ nhào vào cho hắn một kích xem phân lượng thất thập tứ thúc bản thiếu gia lưu ngươi một mạng xíu u u lâm lạc phát động không gian thuấn di thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước người nhạc minh huy tay phải siết chặt thiết quyền bỗng nhiên oanh ra nhạc minh huy không khỏi biến sắc hắn không ngờ rằng lâm lạc vậy mà nắm giữ không gian pháp tắc nhưng nói như thế nào hắn cũng là lục tinh thần vương thực lực bày ở đàn kia, bởi vậy, hắn không vội đẩy tay phải ra, có 10 thành nắm chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống lâm lạc, nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt nhạc Minh Huy đột nhiên biến đổi, động tác của hắn chậm lại, không, không phải hắn chậm, mà là tốc độ của lâm lạc biến nhanh, nhanh đến hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, thời gian pháp tắc, gia tốc, làm sao có thể, nhạc Minh Huy lộ ra vẻ kinh hải tuyệt đối. Một gã thần vương sao có thể đồng thời có được hai chủng pháp tắc hoàn toàn bất đồng, cái này căn bản là đi ngược lại bất luận quy luật gì của thần giới chẳng lẽ thằng này là trước đạt được một kiện chủ thần khí không gian hệ nhận chủ, sau đó lại được thái cổ thần vương nhất mạch trao tặng thời gian đại đạo, hoặc là được đến thời gian hệ chủ thần khí, lại bị loạn không nhất mạch thu làm đệ tử, bất quá, tứ tinh thần vương bất là tứ tinh thần vương, bị hắn đánh lên một cái thì như thế nào, trước kia chỉ là kinh địch mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có lần sau, bành, lâm lạc một quyền oanh đến, hung hăng nện ở trên mặt nhạc minh huy, chấn đắc hắn lùi lại 7 bước, sau đó lại lùi lại 13 bước lúc này mới đứng vững thân hình, nhưng này cũng chưa xong, thân hình Nhạc Minh Huy lắc lắc, thân thể ầm ầm ngã quỵ, toàn thân một hồi run rẩy, rõ ràng không thể lập tức bò dậy, dù cho không sử dụng lỗ đen pháp tắc, một quyền chi lực của Lâm Lạc cũng đầy đủ đánh gục Lục Tinh Thần Vương, sáu người sau lưng Nhạc Minh Huy đồng thời khiếp sợ đến há hốc mồm, ai bái kiến tứ Tinh Thần Vương một quyền liền đánh ngất Lục Tinh Thần Vương, cái này con mẹ nó không phải đang nằm mơ a, à. ở bên trong một mảnh hít một hơi khí lạnh, lúc này Nhạc Minh Huy mới lão đảo bò dậy y nguyên ở vào trong mê muội tương đối, con mắt nhìn chầm chầm vào lâm lạc, nhưng ánh mắt lại không có tập trung, trong miệng lại không chịu thua nói. Tiểu tử, ngươi lại dám ra tay với bản thiếu gia, ngươi phải chết, thất thập tứ thúc, nếu ngươi không phải cùng hắn chung một chỗ hướng ta bồi tội, việc này tuyệt không có đơn giản kết thúc như vậy, tự nhiên phải bồi tội, lâm lạc lạnh lùng nói ra, hừ, tiểu tử ngươi biết rõ là tốt rồi, nhạc minh huy ngạo nghễ nói ra, bành, lâm lạc một đấm oanh đi ra, lần nữa nện nhạc minh huy vào trên mặt đất ngươi làm mộng tưởng hảo huyền gì, người phải bồi tội là ngươi, ngươi, nhạc minh huy giận dữ, vừa muốn bò dậy, nhưng chỉ cảm giác trên lưng nặng trịch, một bàn chân đã dẫm nát trên người hắn, đơn giản ép tới hắn không dậy nổi, huyết mạch của hắn rất mạnh, hắn là thân phận bực nào, rõ ràng bị một tứ tinh thần vương trở thành tên ăn mày dẫm nát dưới chân, cái này nếu truyền đi ra sẽ để cho hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên, ta muốn ngươi chết, nhạc minh huy nổi giận gầm lên một tiếng, y phục trên người lập tức bạo liệt, thân thể càng kịch liệt bành trướng hóa thân một đầu ngư thiềm chừng trăm trượng, chỉ là hơi khác nhạc thiên kiếm, cái đuôi của hắn lại là bò cạp, lâm lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, như là một tòa cự sơn trấn áp lấy nhạc minh huy, để cho hắn căn bản không thể nâng lên nửa tất, thật đáng sợ, sáu người sau lưng nhạc minh huy đồng thời lộ ra kinh hải, phải biết rằng nhạc minh huy hóa thành bản thể là có thể phát huy ra lực lượng gần như thất tinh thần vương, lại rõ ràng bị lâm lạc trấn đến nửa điểm tính tình cũng không có, cuối cùng là tứ tinh thần vương từ đâu chạy tới, xin lỗi. Lâm Lạc thanh âm như đao, mơ tưởng, Nhạc Minh Huy cắn răng, trong thanh âm lộ ra oán độc mãnh liệt, hừ, Lâm Lạc dưới chân dẫm mạnh, Nhạc Minh Huy lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thế nhưng mà thân thể bị bị trấn áp lấy, hắn ngay cả tư cách lăn qua lăn lại cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau nhức nội tâm, xin lỗi, ta, ta sai, Nhạc Minh Huy xa xa không có kiên cường như Lâm Lạc tưởng tượng, chỉ là kiên trì một hồi liền khẩn cầu, ngay cả tại sao nói xin lỗi cũng không biết sao, Lâm Lạc lại là một cước đạp xuống À, nhạc Minh Huy đau đến cái đuôi loạn rút, trong lòng của hắn phẫn nộ đến không cách nào hình dung, nhưng lúc này lại không dám phát tác đi ra chút nào nói. Là miệng ta tiện, là ta nói sai lời, thất thập tứ thúc, còn có mấy vị cô nương, thỉnh các ngươi tha thứ." Cúc Lâm Lạc một cước đạp ra, thân thể khổng lồ của Nhạc Minh Huy lập tức bị đá bay ra ngoài, mà sáu người còn lại kia hai mặt nhìn nhau thoáng một phát, vội vàng hướng lấy phương hướng Nhạc Minh Huy bay đi, bọn hắn cũng không dám ở lại bên cảnh sát thần Lâm Lạc này, xa xa Nhạc Minh Huy đã hóa thành nhân hình, hắn hung dữ nhìn chầm chầm vào Lâm Lạc một hồi, nhưng lại quay người bỏ chạy. Nhạc Thường Côn có thể nói là hung hăng xả giận, trong nội tâm vô cùng sảng khoái, nhưng trong miệng lại nói. Lâm Huynh, cháu trai này của ta từ nhỏ đã bị sủng nịch thành hư, ta thay hắn hướng ngươi, còn có liễu cô nương, nguyệt cô nương cùng hư cô nương nhận lỗi, ta thì sao, ta thì sao, như thế nào có thể quên bản ma vương. Sư ánh tuyết vội vàng đi lên chọc vào một cước, tất cả mọi người lộ ra vẻ mỉm cười, Lâm Lạc quét mắt nhạc thường côn, lại không nói lời nào, nhạc thường côn đánh cái chủ ý gì, hắn tự nhiên tin tưởng, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần trí tôn không ra, như vậy dùng thực lực tiểu đoàn thể bọn hắn mà nói, lại có cái gì phải sợ, nói sau, phía sau bọn họ là đứng ba gã trí tôn, dù là kim nguyên chí tôn đi ra cũng phải cân nhắc hậu quả đồng thời đắc tội tam đại trí tôn thoáng một phát, đi lấy khôi lỗi thụ kia, a ân, năm người tiến vào trong động, một đường xuyên qua thông đạo thật dài, rốt cục đi vào đáy động chứng kiến một cây thiết một chỉ vẹn vẹn có ba thước cao, không cành không dịp, phản phất như một cây sắt, cái này là khôi lỗi thụ, lâm lạc quay đầu hỏi, không sai, liễu bán yên lộ ra một tia hưng phấn nho nhỏ. Chỉ cần lấy nửa xích liền có thể chế thành khôi lỗi thế thân, khi tất yếu có thể bảo vệ tánh mạng, đến một chút, bọn hắn ở đây sáu có người, theo như mỗi người nửa xích đến tính toán, vừa vặn một người một phần, bất quá, sư ánh tuyết chính là hư vô chi thân, cửu tinh thần vương căn bản tổn thương không được, chí tôn đối với nàng ra tay mà nói, khôi lỗi một cũng là một kích tức hủy, cơ bản không cần phải sử dụng đến, một phần của nàng, lâm lạc quyết đoán hắc, hừ hừ hừ, đại phôi đảng, tại sao phải đoạt đồ vật của nữ nữ, sư ánh tuyết bất mãn nói, lâm lạc cười ha ha, đem một đoạn khôi lỗi một đặt ở trong tay tiểu nha đầu nói. Vậy ngươi đi đưa cho sở liên, tốt lắm, sư ánh tuyết lập tức đổi giận thành cười, nàng tự nhiên sẽ không để ý tác dụng của khôi lỗi một, dùng để đập mã thí tân bốc phong nữ vương đó là không thể tốt hơn. Cái này chia rất nhanh, sáu người tất cả được chia một đoạn, triều sư ánh tuyết ra, mỗi người đều phân một tia thần thức tiến vào bên trong khôi lỗi một, lập tức sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, bình thường cũng có thể đem tổn thương ăn vào chuyển dời đến trên khôi lỗi một, sau đó dùng thần huyết bản thân ân cần săn sóc chữa trị khôi lỗi một, nhưng gặp được công kích chí tử, thì có khả năng triệt để kích xấu khôi lỗi một. Liễu bán yên hướng lâm lạc cùng hư hải quỳnh giải thích sử dụng bảo vật này như thế nào, đi thôi, sáu người ly khai sơn động, nhạc thường côn muốn cùng mọi người lôi kéo tình cảm tự nhiên mặt dạng mày dày lưu lại mà bọn người lâm lạc đều đối với bí cảnh này không quen nhạc thường côn đã nguyện ý dẫn đường liền không có cự tuyệt như nhạc thường côn loại nhi tử trí tôn không được coi trọng này không sai biệt lắm sẽ đem kim mật bí cảnh trở thành nhà bởi vì bọn họ phân phối tài nguyên đến tu luyện có hạn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tòa bí cảnh này bởi vậy nhạc thường côn đối với nơi này có thể nói là như lòng bàn tay nguyên bản có nhiều chỗ hắn không dám đi nhưng bây giờ có hai đại cửu tinh thần vương tỏa trấn, cái kia còn có cái gì không dám. Mười ngày sau, nhạc thường côn liền mang theo bọn hắn đi vào một tòa sơn cốc địa hình kỳ dị, vô số nham kích lồi ra, là chim bay cũng không dám ở chỗ này bay liền, một cái vô ý liền đụng nham thạch ở chỗ này. Nơi này có một đầu xuyên sơn thú cấp bậc cửu tinh thần vương, trấn thủ lấy một khối thần liệu cấp bậc bát tinh thần vương, các vị đại ca đại tỷ kia của ta đã từng nghĩ đến thu, nhưng không một ai không tay không mà về, nhạc thường côn nói ra đại ca đại tỷ trong miệng hắn tự nhiên là cấp bậc cửu tinh thần vương, ngay cả bọn hắn đều đối với xuyên sơn thú kia không thể làm gì, đủ thấy đầu hung thú kia đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lạc mỉm cười, hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương thì như thế nào, ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc căn bản không chịu nổi một kích, do hai nữ liễu bán yên, nguyệt nguyệt xuất chiến, hắn lại dòng đúng giờ gian sai khiến tử đỉnh banh ra thôn vệ pháp tắc hoàn toàn có thể đủ ở trước mặt nhạc thường côn chế tạo ra biểu hiện giả dối hung thú kia là bị hai nữ liễu bán yên liên thủ đuổi giết, đi một chút đi sư ánh tuyết nắm tay hư hải quỳnh đi tuốt ở đàng trước nhưng lại làm hư hải quỳnh sợ tới mức không nhẹ nàng cũng không có hư vô chi thân a à, thật vất vả đạt được một khối khôi lỗi một chẳng lẽ sẽ bị tiểu nha đầu hồ đồ cứ như vậy lãng phí lâm lạc cười ha ha đi tới trước mặt kéo tay sư ánh tuyết để hư hải quỳnh có thể trốn ra phía sau hư hải quỳnh nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đi phía trước trong lòng nổi lên cổ ngọt ngào khó nói nên lời nữ nhân luôn là như thế nếu nàng đối với nam nhân vô tình mặc cho đối phương làm việc cực khổ mệt chết thì nàng cũng không thèm xem vào trong mắt. Nếu như trong lòng nàng có ý, như vậy cho dù chỉ là một hành động quan tâm nho nhỏ cũng khiến cho nàng giống như vừa được uống mật ngọt. Nguyệt Nguyệt tiến tới nắm nhẹ lên khuôn mặt bóng loáng như ngọc của nàng, cười nói. Chật chật, tiểu nữ hài phát xuân rồi sao, hư hải quỳnh bị nhìn thấu tâm sự, nhất thời vô cùng xấu hổ, liền dùng hai tay che mặt chạy như điên về phía trước, ngay lập tức vọt qua trước mặt lâm lạc cùng sư ánh tuyết, lộ ra vẻ không chút e ngại cẩn thận, lâm lạc đột nhiên biến sắc, chỉ nghe oành một tiếng, một con quái vật dài hơn trượng đột nhiên từ một bên đánh ra, hướng hư hải quỳnh cắn tới, cửu tinh thần vương, nhiệt súc dừng tay, chớ có càng rỡ, liễu bán yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời quát to một tiếng, lập tức bắn về phía đầu quái vật, đều tế ra chiến lực cực mạnh của mình, nhưng quái vật kia cũng là cửu tinh thần vương, hơn nửa trời sinh am hiểu ẩn tung biệt tích, ngay cả liễu bán yên cùng sư ánh tuyết trước đó cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó lại đột nhiên khởi xướng đánh lén thật làm cho hai nàng có chút vượt tầm tay với. Lúc này Lâm Lạc làm sao còn lo lắng có nhạc thường côn ở bên cạnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh ngón tay đã điểm ra ngoài, tử đỉnh trong thức hải chấn động, truyền ra một cổ lực lượng cuồn cuộn vô hình, lấy tên của ta, cắn nuốt, trong mắt Lâm Lạc chấp động nhật nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, muốn ở ngay tim quái vật kia sáng tạo thôn vệ pháp tắc, giống như có sóng lớn cuốn qua, một chiếc thuyền cô độc nho nhỏ há có năng lực chống cự, dù là cửu tinh thần vương có thể chất vô cùng mạnh mẽ ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc cũng yếu ớt như đứa trẻ mới ra đời. Đây hoàn toàn là nghiền áp trên ý nghĩa. Oanh, quái vật vẫn hướng hư hải quỳnh đánh tới, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn bị cắn nuốt, chỉ còn quán tính lao về phía trước, nhưng tốc độ cũng đã chậm hơn một nhịp. Liễu bán yên xông tới trước tiên, hư hưu không gian pháp tắc hóa kiếm, hai đạo kiếm quan hoa lệ đảo qua, gọt ra hai miệng vết thương thật sâu trên cổ quái vật, thần huyết lập tức bắn ra. Nguyệt Nguyệt theo sau nghênh tới, hỏa diễm tiên phóng xuất, ba 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 lập tức cuốn lấy cổ họng quái vật, từ miệng vết thương bị phá vỡ siết chặt, vặn xoắn, trực tiếp đem đầu mảnh thú kéo giật xuống, hãy xem, máu tươi trên cổ mảnh thú lập tức bạo phun như suối, nhạc thường côn không hề phát hiện được là do lâm lạc sử dụng thủ đoạn, trong lòng chỉ cảm thấy thật kinh ngạc, thật là đáng sợ. Hai cửu tinh thần vương thật quá đáng sợ, vừa liên thủ có thể là một đầu hung vật cùng cấp bậc trong nháy mắt bị oanh giết, đây là bá đạo bậc nào, ý muốn lấy lòng trong tim hắn càng thêm mãnh liệt. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều rung động thật sâu, tuy rằng hai nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lạc ra tay, nhưng vẫn bị kinh hoảng, bổn nguyên pháp tắc thật sự là quá đáng sợ. Hư tỷ tỷ, vì sao đột nhiên lá gan ngươi lại lớn lên? Sư Ánh Tuyết cười thanh khách, nếu người không bị việc gì thì nàng vẫn vô tư như trước. Hư Hải Quỳnh vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, vẻ mặt vẫn còn kích động kinh hoàng bất định, nói: Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lâm Lạc hấp thu tinh khí sau khi hung vật bị giết chết vừa tràn ra, trong ánh mắt hiện ra vẻ đỏ đậm, chứng kiến bộ ngực cao ngất của hư hải quỳnh không ngừng phập phòng thì lửa dục chợt bốc lên, hắn liền tranh thủ dời ánh mắt, thân thể bị lệ khí phủ kín, năng lực điều khiển của hắn giảm xuống cực lớn, lập tức lắc mình tiến nhập vào dưỡng tâm hồ, đem mai hoa tiên tử cùng nam nhược hoa cuốn qua cùng nhau dẫn tới trong phòng, hắn thích nhất là đem cả hai sư đồ này cùng nhau lên giường, nhìn bộ dáng sư phụ thẹn thùng không chịu nổi, đồ nhi lại dâm đảng vô song, như vậy sẽ làm cho hắn càng thêm hứng khởi, hỗn đảng, ngươi lại muốn làm gì? Mai Hoa tiên tử biết rõ còn cố hỏi, nhưng sự thực sư đồ cùng thờ một chồng, còn phải đồng thời ra trận, điều này làm mặt mũi nàng làm sao chịu được, dù sao cũng phải dãy dụ một phen. Lâm Lạc hăng hắc cười, thoáng chốc đã cởi sạch quần áo của nàng, ôm lấy bờ mông đẹp như mật đào hôn loạn một mạch, làm Mai Hoa tiên tử không nhịn được trên rỉ liên tục, trừng rậm ướt đẫm. Mỗi khi Nam Nhược Hoa vừa gặp phải loại tình huống này thì nhân cách giả thuyết lập tức chiếm chủ đạo, đã sớm tự mình cởi sạch quần áo dựa lên lưng Lâm Lạc dùng bộ ngực cọ sát lên lưng hắn, vừa đưa tay cởi bỏ quần áo của hắn, Lâm Lạc vốn đang bốc cao lửa dục, liền bị hai tầng kích thích làm sao còn nhịn được, ôm bờ mông tròn trịa của Mai Hoa Tiên tử, nhắm ngay vị trí rướng tới ngay lập tức hoàn toàn tiến vào bên trong, làm Mai Hoa Tiên tử lập tức phát ra thanh âm trên rỉ đầy xấu hổ nhưng lại tràn ngập thỏa mãn, sư phụ đúng là phóng đảng, mỗi lần á phụ đại nhân đều sủng ái ngài trước, còn giả vờ giả vịt, Nam Nhược Hoa bất mãn nói, lại vỗ một cái lên mông Mai Hoa Tiên tử bị đồ đệ của mình vỗ mông là chuyện nhục nhã thế nào, sắc mặt mai hoa tiên tử lập tức đỏ rực nhưng khoái cảm càng tăng thêm mãnh liệt rất nhanh đã bị lạc trong mùi vị tuyệt mỹ kia bay lên đỉnh cao trong đầu trống rỗng liễu bán yên hư hải quỳnh cùng nguyệt nguyệt hiện tại đều biết được chút ít bí mật của lâm lạc biết lúc này hắn đang cùng nữ nhân của hắn khoái hoạt vì vậy sắc mặt của các nàng đều có chút khó xem chật chật liễu muội muội nên thêm chút sức hình như người ta không có hứng thú gì đối với ngươi đâu nhiều năm như vậy còn chưa đụng ngươi một ngón tay xem ra mị lực của ngươi còn chưa được Nguyệt Nguyệt không quên đã kích thúc địch, nhạc thường côn đã sớm chủ động đi thu thập thi thể quái vật, nếu không hắn chỉ là một nam nhân bị kẹp ở giữa ba nữ nhân không phải càng thêm xấu hổ, nhưng hắn lại không cách nào nói rõ, liễu bán yên quét mắt nhìn thi thể quái vật xa xa, hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, chật chật, Nguyệt Nguyệt xoay bờ mông mê người theo tư thế thật khoa trương. Sai sai sai, tỷ tỷ trời sinh vưu vật, người gặp người mê, có nam nhân nào có thể kháng cự được mị lực của tỷ tỷ tiểu tử kia không biết đã nhìn lén tỷ tỷ bao nhiêu lần rồi chỉ là có tặc tâm mà không có tặc đảm thôi đối mặt với một người luôn tự kỷ liễu bán yên cũng không thể nói gì hơn huống hồ vấn đề về nam nhân xưa nay vốn là nhược điểm của nàng nàng lại không có da mặt dày như nguyệt nguyệt lúc này chỉ khoanh chân ngồi xuống không thèm để ý tới nàng nguyệt nguyệt trêu chọc xong liễu bán yên tự nhiên lại đem mục tiêu chuyển qua trên người hư hải quỳnh đáng thương cho hư hải quỳnh tuy rằng mới biết yêu nhưng thiên tính đơn thuần làm sao là đối thủ của Nguyệt Nguyệt, chỉ vài câu đã bị nàng lừa dối nói hết tâm tư, xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng cất bước bỏ chạy, may mắn mảnh thú nơi này đã bị xử lý, nếu không nói không chừng nàng lại gặp nạn, đợi khi lâm lạc từ trong dưỡng tâm hồ đi ra, mọi người đã lấy bảo vật nơi này, lần này không có phần của nhạc thường côn, tuy rằng ánh mắt của hắn rất nóng cháy, nhưng làm sao có mặt mũi yêu cầu, bởi vì có nhạc thường côn nên lâm lạc không vội vã luyện hóa thần liêu. Dù sao lực lượng bên trong thần liêu cũng sẽ không xói mòn, hoàn toàn có thể thu thập thêm vài khối sau đó cùng luyện hóa, nhưng mọi người còn chưa kịp rời đi, liễu bán yên đầu tiên nhướng mày, sau đó Nguyệt Nguyệt cũng phản ứng, hai nàng cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung, sưu sưu, một thân ảnh dáng người thật gầy hạ xuống, là một trung niên nam tử mặt trường bào màu tím, trên đầu lại thắt vô số biếm tóc, người kia rất gầy, nhưng lại cực cao, ít nhất phải cao hơn lâm lạc một đầu, tay áo hắn vất qua, lại xuất hiện thêm một người, chính là nhạc minh huy từng nếm nhiều thiệt thòi trong tay lâm lạc. Tuy nhiên tên kia nếm xong thiệt thòi lập tức liền đưa tới cứu binh, thường côn, lần này ngươi cũng, di, nam tử gầy gò kia đang định khiển trách nhạc thường côn, nhưng khi ánh mắt đảo qua đã phát hiện mấy người lâm lạc, nguyên bản biểu tình vô cùng ngạo khí cũng lập tức thu vào, người này tên nhạc tử thạch, chính là con trai thứ 19 của Kim Nguyên Chí Tôn, là một trong bảy tên đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương, phụ thân của nhạc Minh Huy, lần này đi tới đương nhiên là vì trả đũa, nơi này là Kim Bí Cảnh, xem như hậu hoa viên của nhạc gia, nhạc tử thạch đương nhiên luôn cao cao tại thượng, vừa xuất hiện liền bày ra tư thế đại ca giáo huấn tiểu đệ, căn bản không thèm lưu ý tới những người khác, nhưng dù sao cũng là cửu tinh thần vương, cho dù không xem ai ra gì nhưng làm sao lại thực sự xem nhẹ sự tồn tại của cường giả, liễu bản yên, nguyệt nguyệt, nhạc tử thạch từng tham dự tranh đoạt tử lôi truy, tự nhiên nhận ra hai nữ nhân cường hãng kia, mà tuy rằng cảnh giới của hư hải quỳnh còn yếu, lại là tiểu công chúa hải tộc, sư ánh tuyết thì càng không cần phải nói là hậu duệ duy nhất của loạn không nhất mạch đối mặt với một nhóm người như thế hắn làm sao còn dám tiếp tục kiêu căng vô lễ vội vàng ôm quyền nói nguyên lai là mấy vị thế muội như thế nào lại tới nơi này nhạc minh huy cũng không biết vấn đề bên trong lập tức nói cha chính là tên hỗn đảng kia làm con bị thương cha mau thay con giết hắn không cha đánh cho hắn tàn phế con muốn tự tay thu thập hắn hắn chỉ vào lâm lạc nhạc tử thạch nhướng mày hắn cũng có chút hiểu biết về sự ngang ngược càng rỡ của con mình nếu đối phương bị tổn thương trong tay liễu bán yên hay nguyệt nguyệt thì hắn cũng phải nén giận, dù sao người ta không làm thịt nhạc Minh Huy đã là cho hắn mặt mũi, nhưng Lâm Lạc lại tính là vật gì, mặc dù trong cuộc tranh đoạt tử lôi truy hắn đại xuất danh tiếng, có thể đánh bại hắc y nhân nên đối phương đã dùng xong bổng nguyên pháp tắc. Với nhị tinh thần vương chiến nhất tinh thần vương còn không thắng dễ dàng, dọa lui tinh vô ngân còn ỷ vào oai lực của thần kiếp, chỉ là thủ đoạn mưu lợi mà thôi. Di, tứ tinh thần vương, đồng tử nhạc tử thạch bỗng nhiên phóng lớn, trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt đối không tin làm sao có thể hơn ngàn năm trước người này mới vượt qua tam tinh thần vương kiếp như thế nào hiện tại đã là tứ tinh thần vương không có khả năng trên đời này tuyệt không có người nào ở thần vương cảnh tăng nhanh như vậy cho dù chí tôn tự mình ra tay cũng không thể làm được nhất định là hắn nhớ lầm tên kia trước đó là độ tứ tinh thần vương kiếp nhất định là như thế cha cha nhạc minh huy nhìn thấy lão tử mình đột nhiên không có phản ứng không khỏi thúc giục vài tiếng kim nguyên chí tôn rất biết cách gieo giống sinh con con của hắn cũng không kém, nhưng sản lượng lại thiếu, chẳng hạn như nhạc tử thạch, hắn chỉ có một mình nhạc minh huy cho nên vô cùng sủng ái, làm cho nhạc minh huy không chút kiên nể gì ai, ngay cả trưởng bối như nhạc thường côn hắn cũng không xem vào trong mắt, theo nhạc minh huy suy nghĩ lão tử của hắn là cửu tinh thần vương, lão tử của lão tử hắn là thiên hạ chí tôn, như vậy hắn cần sợ ai, cần kiên kỵ ai, hiện tại đem lão tử rời đi ra, chỉ cần trí tôn không hiện, như vậy còn có chuyện gì mà lão tử hắn không thể giải quyết. Nhạc tử thạch phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, ánh mắt nhìn chầm chầm lâm lạc, dần dần biến thành lãnh khốc, nói. Vì sao ngươi phải khi nhục con ta, lâm lạc cười ha ha, nói. Con của ngươi là lục tinh thần vương, cao hơn ta tới hai cảnh giới, cuối cùng là ai khi dễ ai, việc này, nhạc tử thạch nhất thời cứng họng, lục tinh thần vương đánh tứ tinh thần vương, thua đã là vô cùng nhục nhã, còn không biết xấu hổ đi tìm người ra mặt, nhạc minh huy không biết xấu hổ, hắn còn cần mặt mũi A, bằng không chẳng phải là muốn bị môn hạ của sáu chí tôn khác cười chết, cha, khẳng định là hắn dùng thủ đoạn gì không thể để người nhận ra, nếu không một tứ tinh thần vương làm sao áp chế được con, nhạc minh huy vội vàng bát nước bẩn lên người lâm lạc, hừ, ngươi đã dùng thủ đoạn dơ bẩn khi dễ con ta, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, nhạc tử thạch quả nhiên cưng chiều đứa con trai này vô cùng, lập tức lấy cớ này phát tác, cũng không quản cái cớ kia có đáng tin cậy hay không, chật chật, nhạc gia đều là loại người không nói lý lẽ đến vậy sao? Nguyệt Nguyệt Đông đưa bờ mông đầy đặn đi ra, bộ dáng phong tao dễ thương đừng nói là Nhạc Minh Huy nhìn thấy nước giải chảy ròng, ngay cả Nhạc Tử Thạch cùng Nhạc Thường Côn đều tâm động, làm bọn họ không khỏi nghĩ lung tung trong lòng. Mỹ nhân, mông của nàng đúng thật là tròn. A, à, Nhạc Minh Huy tính háo sắc, nhất thời liền mở miệng ba hoa với Nguyệt Nguyệt, nhưng không nghĩ tới lời còn chưa nói hết đã bị Nhạc Tử Thạch quạt một bạt tai, một tác kia không đau nhưng làm Nhạc Minh Huy vô cùng ủy khuất, nói: "Cha, sao cha lại đánh con?" Nguyệt Thế muội, tiểu nhi bị sủng nịch hư hỏng không hiểu quy củ xin hãy tha thứ nhạc tử thạch vội vàng thay mặt đứa con giải thích mẹ nó đây chính là ái đồ của hỏa linh chí tôn vị chí tôn kia không có con cháu lại không thân với hỏa gia đối đãi nguyệt nguyệt còn hơn con ruột của mình đừng nói là đời thứ ba như nhạc minh huy cho dù là nhạc tử thạch cũng không dám nói ra lời bất kính đó nhạc minh huy không khỏi há hốc mồm không nghĩ tới một vương vật tao mị tận xương như thế lại làm cho lão tử của hắn phải thận trọng đối đãi như vậy tuy rằng hắn hung hăng càng quấy nhưng không phải đồ đần, nếu không làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương, còn không xin lỗi nguyệt thế muội nhạc tử thạch vỗ lên đầu nhạc Minh Huy một cái, phải phải, xin lỗi, nhạc Minh Huy cũng không dám tranh luận cùng lão tử của hắn, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng miệng vẫn ăn mềm, nhưng khi hắn cúi đầu trong mắt lại lóe lên vẻ oán độc, nữ nhân kia lại có được thực lực gì mà được lão tử hắn phải thận trọng đối đãi tám phần là bồi trí tôn lên giường ngủ mới sinh ra thân phận, phi, nhìn nàng cũng khiến cho hắn muốn đem xuân dược nhét cho nàng ăn, không đem bờ mông vễn cao của nàng đâm nát thì không bỏ qua, loại hoàng tử thiếu gia bị làm hư căn bản không biết e ngại là vật gì, trời sập xuống đều có lão tử của hắn đỡ lấy, kim nguyên chí tôn còn phải sợ ai, không phải chỉ là chơi nữ nhân sao, nhạc tử thạch không biết tính toán trong lòng đứa con, nếu không hắn phỏng chừng phải hoảng sợ đến hồn phi phách tán, hắn ha ha cười nói. Nguyệt thế muội cấp tiểu huynh một mặt mũi, kẻ này làm bị thương con ta, tiểu huynh cần đòi một công đạo, hừ, muốn cùng đại phôi đảng so chiêu trước tiên phải đi qua cửa ải của bổn ma vương sư ánh tuyết lập tức nhảy đi ra chắn ở trước mặt lâm lạc tưởng ngực nữ nữ chính là phụng lệnh của tỷ tỷ đại nhân phải bảo vệ đại phôi đảng liễu thế muội việc này không quan hệ tới loạn không nhất mạch xin đừng nhúng tay nhạc tử thạch đồng dạng không dám trách móc sư ánh tuyết so với việc nguyệt nguyệt giống như con gái của hỏa linh chí tôn sư ánh tuyết lại là hàng thật giá thật hơn nữa con cháu của loạn không nhất mạch rất hiếm dưới chí tôn chỉ có một đồ đệ một con gái tự nhiên càng thêm hiếm quý chi tay phải liễu bán yên lập tức làm pháp tắc hóa kiếm ngay trên mặt đất đã kim chúc hóa vạch ra một đạo vết kiếm thật sâu nhạc thế huynh nếu bước qua đạo tuyến này chính là muốn cùng loạn không nhất mạch thành kẻ địch khí phách chạy tới bí cảnh nhạc gia không ngờ còn lớn tiếng làm chủ sắc mặt nhạc tử thạch lập tức biến thành âm trầm dù gì hắn cũng là con trai của chí tôn từ thân phận song phương mà nói không có gì khác nhau mà hắn đã ăn nói khép nếp đánh tiếng trước tiên đối phương lại vì một tiểu tử tứ tinh thần vương đã muốn cùng hắn là địch lời của liễu muội muội chính là lời của tỷ tỷ nhạc thế huynh phải suy nghĩ thật kỹ nha nguyệt nguyệt cười duyên thanh khách bộ ngực nhất thời phập phồng như ba đào mãnh liệt làm ánh mắt người nhìn đăm đăm hải tộc cũng thế hư hải quỳnh vội vàng đứng ra tỏ thái độ a à, tiểu tử kia chẳng lẽ tu luyện đạo thuật am hiểu cách câu dẫn nữ nhân vì sao được cả ba quý nữ đều nguyện ý vì hắn không tiếc cùng kim nguyên chí tôn nhất mạch khai chiến hải tộc người đông huống hồ hư hải quỳnh cũng không phải hậu đại trực hệ của băng tinh long hoàng không nói tới nàng nhưng liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt thì hoàn toàn có thể đại biểu hai vị trí tôn kia nói chuyện trong khi kim nguyên trí tôn lại có nhiều con cháu mặc dù nhạc tử thạch là một trong những đứa con xuất sắc nhất nhưng cũng chỉ là một trong còn chưa có tư cách đại biểu ý chí của kim nguyên trí tôn khơi màu lửa giận của ít nhất hai đại trí tôn nhạc tử thạch dám sao cha nhạc minh huy đối với tính tình của lão tử mình vẫn có điều hiểu biết biết nhạc tử thạch đã có ý lùi bước vội vàng kêu một tiếng nhạc tử thạch nhướng mày nói một khi đã như vậy cứ để Minh Huy cùng hắn đánh một trận, công bình một trận chiến. Nhạc Minh Huy lập tức sợ run cả người, tuy rằng hắn oán hận lâm lạc nhưng đồng dạng cũng sản sinh nỗi sợ hãi thật sâu với hắn, làm sao dám cùng hắn một trận chiến, đây không phải tìm đánh sao, nhưng nhạc tử thạch lập tức tiến đến bên tai của hắn, nói. Đợi cha dùng huyết mạch truyền thuật, tạm thời tăng lên cho con tu vi hai cảnh giới, nhạc Minh Huy lập tức yên lòng, nếu đề thăng lên hai cảnh giới là có thể đạt tới bát tinh thần vương, cho dù lâm lạc có nghịch thiên cũng chỉ là tứ tinh thần vương, làm sao đối kháng đổi bác tinh thần vương, món nợ này hắn có thể tự mình đòi trở lại, cẩn thận có trá, liễu bán yên thấp giọng nhắc nhở lâm lạc, lâm lạc không khỏi cười nói. Quan tâm ta như vậy, gương mặt ngọc của liễu bán yên nhất thời đỏ lên, hừ một tiếng xoay mặt sang nơi khác. Lời quản ngươi chết sống, ai, sư tỷ luôn khẩu thị tâm phi như vậy, lời không đúng tâm, sư ánh tuyết giang tay, bộ dáng thật bất đắc dĩ, nữ nữ, muội muốn bị đánh đòn phải không, liễu bán yên càng thêm đỏ mặt, lâm lạc cười ha ha, cất bước đi lên trước thật tùy ý nói. Nếu nhạc tiểu thiếu gia còn muốn bị đánh, làm sao ta lại không biết xấu hổ mà cự tuyệt đây? Nhạc tử thạch không nghĩ tới lâm lạc lại không cho hắn chút mặt mũi, ngay trước mặt hắn còn đòi đánh con của hắn, sắc mặt không khỏi tối sầm, nhạc minh huy nhịn không được kêu lên. Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì, không cần nói nhiều, nhạc tử thạch đưa tay nhấn lên vai của nhạc minh huy một cái, mặt ngoài giống như khuyên can đứa con, nhưng một cổ lực lượng thật lớn đã dũng mãnh tràn vào trong thân thể nhạc minh huy chỉ trong nháy mắt khí tức nhạc minh huy trương lên trực tiếp từ lục tinh thần vương tăng lên tới bát tinh thần vương đây là thủ đoạn nghịch thiên mà chỉ có cửu tinh thần vương mới có thể thi triển hơn nữa điều kiện vô cùng hà khắc chẳng những yêu cầu song phương cần có quan hệ huyết thống còn phải có được chí tôn huyết mạch nếu không người thừa nhận căn bản không có khả năng tiếp nhận được lực lượng như thế ha 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 nhạc minh huy cảm giác toàn thân có lực lượng vô cùng cường đại một loại cảm giác vô địch đủ banh vỡ thiên địa nhưng pháp tắc cũng không phải do hắn tự mình lĩnh ngộ chỉ có thể trực tiếp đánh ra mà không có khả năng tùy tâm sở dục tiến hành biến hóa nhưng như vậy cũng đã đủ lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy tiểu tạp chủng mau tới đây nhận lấy cái chết nhạc minh huy đỏ mắt quát thứ nhất là oán hận lâm lạc thứ hai là do hiện tại thừa nhận quá nhiều lực lượng đây đã vượt qua khả năng của hắn làm sao không trả giá thật lớn sắc mặt lâm lạc lạnh như băng tuy rằng hắn không muốn giết người nhưng miệng nhạc minh huy thúi như vậy hắn không đánh cho tên kia biến thành bãi bùn lầy mới lạ chết Nhạc Minh Huy vung một chưởng đánh thẳng tới Lâm Lạc, lực lượng Bát Tinh Thần Vương thật giống như cuồng phong sóng thần, tràn ngập lực sát thương đáng sợ, Lâm Lạc nháy mắt hóa thân hắc động, hai đấm trương lên, không chút yếu thế nên tiếp, hiện tại hắn đã có thể chém giết Thất Tinh Thần Vương, cùng Bát Tinh Thần Vương chiến đấu ngang tay, mà Nhạc Minh Huy lại không phải Bát Tinh Thần Vương chân chính, chỉ tạm thời lấy được tu vi Bát Tinh Thần Vương, tựa như một nhà giàu mới nổi chỉ biết dùng vàng đi tạp người, căn bản không biết hợp lý lợi dụng lực lượng bản thân mình giao thủ chỉ hơn trăm hiệp lâm lạc đã chiếm cứ thượng phong đem nhạc minh huy đè nặng đánh hắc động pháp tắc nhạc tử thạch cũng giống như nhạc thường côn lộ ra biểu tình tuyệt đối không thể tưởng tượng thật lâu còn chưa thể tỉnh hồn lại ngay cả con trai hắn bị người đè nặng đánh cũng còn chưa ý thức cha cứu mạng cứu con nhạc minh huy oa oa kêu thảm thiết hắn làm sao có thể nghĩ đến cho dù mình đã lấy được lực lượng bát tinh thần vương nhưng vẫn gặp kết cục bị đè xuống đánh khí thế vừa tan nhất thời liền bộc lộ ra một mặt không chịu nổi của chính mình đáng đánh đáng đánh sư ánh tuyết ở một bên vỗ tay kêu lên vui mừng đại phôi đảng theo bên trái đến một quyền đúng đúng rồi tiếp tục bên dưới một quyền qua người bay không trung lại dẫm xuống đi hoành không còn thấy người ha 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 dừng tay nhạc tử thạch vội vàng quát bảo ngưng lại hắn vốn muốn cho con mình đến báo thù không phải bị người đánh ai có thể nghĩ đến lâm lạc lại yêu nghiệp như thế tứ tinh thần vương lại có thể đè nặng bắt tinh thần vương mà đánh nhạc thế huynh cuộc chiến còn chưa chấm dứt ngươi đừng nhúng tay thì tốt hơn Liễu bán yên đồng dạng bước ra, hướng nhạc tử thạch lạnh lùng nói, trước đó nàng đã nhường một bước cho nhạc tử thạch, hiện tại tự nhiên sẽ không tiếp tục lui nhường, chiến đấu còn chưa chấm dứt, chưa chấm dứt mà con mình đã bị đánh thảm như vậy, nếu đợi tới khi đánh xong còn có khối xương cốt đầy đủ hay sao, nhạc tử thạch đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm liễu bán yên, trừ phi là đem nhạc thường côn cùng nhạc tử thạch cùng nhau diệt khẩu, nếu không lâm lạc khẳng định không thể giết nhạc Minh Huy, dù sao hắn là hậu nhân của Chí Tôn, có thể đánh, có thể mắng, chỉ cần không chết người thì chí tôn cũng sẽ không vì chút việc như vậy mà xuất thủ nếu thật giết người mà không giải quyết được hai người nhạc tử thạch như vậy kim nguyên chí tôn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay trước mắt lâm lạc còn chưa có năng lực trở mặt với chí tôn hắn vẫn phải nhẫn nhịn nhưng không thể giết người cũng không có nghĩa là không thể đánh người lâm lạc cơ hồ xuất cả hỏa lực loạn quyền như mưa làm toàn thân da thịt máu huyết của nhạc minh huy bay tứ tung khớp xương không ngừng gãy chỉ tránh né không làm thương tổn thần hồn của hắn nhạc tử thạch liên tục gầm lên giận dữ nhưng bị Liễu Bán Yên ngăn trở hắn căn bản không thể xông qua, người của Nhạc gia thật quá nhiều, ngoại trừ bảy con trai có tiền đồ nhất đã lấy được hai đạo pháp tắc của Kim Hệ Thần Vương, những người khác đều chỉ lấy một đạo, nhưng còn chưa phân được đến, nắm giữ hai đạo Kim Hệ pháp tắc làm sao có thể so sánh với Liễu Bán Yên đã nắm giữ sáu đạo Không Gian pháp tắc, nếu không phải Liễu Bán Yên hạ thủ lưu tình, Nhạc Tử Thạch cũng đã rập khuôn theo đứa con, bị đánh đến nỗi ngay cả Kim Nguyên Chí Tôn cũng không nhận ra, đánh tới khi Nhạc Minh Huy chỉ còn lại một đống thịt nhão một đống vỡ cốt, lúc này Lâm Lạc mới thu hồi nắm tay, nhưng đừng nhìn Nhạc Minh Huy thê thảm như vậy nhưng vì tinh thần không bị hao tổn, lập tức có thể đem thân thể phục hồi, chỉ phải tổn thất thần huyết, cần có thời gian thật dài mới có thể tu luyện trở về, điểm trả giá đó hắn nhất định cần phải trả, sắc mặt Nhạc Tử Thạch xanh mét, bật lui vài bước không tiếp tục công kích Liễu Bán Yên, đã đánh xong, hắn còn xông tới cái rắm, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động vẻ kinh hãi mãnh liệt. Tứ tinh thần vương đã có được năng lực chống lại bát tinh thần vương, nếu hắn còn đề thăng thêm một cảnh giới chẳng phải cả cửu tinh thần vương cũng không làm gì được hắn. Nếu như nói trước đó nhạc tử thạch còn có hoài nghi có phải nhớ lầm tu vi của lâm lạc hay không, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định lâm lạc tuyệt đối có được thiên phú yêu nghiệt như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa tiểu tử kia có thể tiến vào ngũ tinh thần vương, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Mà một khi Lâm Lạc tiến vào cửu tinh thần vương thì dưới gầm trời này còn có thần vương nào có thể đối kháng được Lâm Lạc. Cho dù đồng thời nắm giữ được 500 kim hệ đại đạo thì như thế nào, chí tôn không hiện tiểu tử kia tuyệt đối thiên hạ vô địch vì sao lại có yêu nghiệp như vậy hiện tại ý tưởng duy nhất của nhạc tử thạch chính là liều lĩnh làm thịt lâm lạc không cho hắn có được một ngày đại thành chân chính nhưng liễu bán yên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn hắn có ra tay làm sao lấy được ưu đãi cha cha phải báo thù cho con a nhạc minh huy gầy dựng lại thân thể nhưng tổn thất thật nhiều thần huyết sắc mặt của hắn tái nhật đáng sợ hướng nhạc tử thạch khóc cầu nói còn ngại mất mặt chưa đủ sao nhạc tử thạch hừ lạnh một tiếng tay phải cuốn lấy thu con trai vào đan điền không gian, ánh mắt âm tàn đảo qua Lâm Lạc, cũng không cáo từ mấy người Liễu Bán Yên, thân hình bay tung đã bắn lên thiên không, thực lực vẫn còn chưa đủ a, à, Lâm Lạc siết siết nắm tay, trong lòng bốc lên sát khí cực thịnh, nếu như hắn có đủ thực lực tuyệt đối không chút khách khí đem ác đồ như Nhạc Minh Huy oanh Giết mà không chỉ cho đối phương chịu đựng nỗi khổ da thịt, xoái đệ đệ, không cần làm ra bộ dáng như ủy khuất, trong lòng ngươi không cam tâm, nhưng sao không nghĩ tới tâm tình lúc này của Nhạc gia phụ tử, nguyệt nguyệt khanh khách cười duyên Nhạc gia phụ tử một người bị liễu bán yên đánh, một người bị lâm lạc đánh, tự nhiên trong lòng càng thêm uất ức, nghĩ như thế trong lòng lâm lạc cũng thấy thoải mái rất nhiều, cười nói. Đi thôi, nhạc thường cung tiếp tục đảm đương dẫn đường, nhưng chưa đi được mấy bước hắn quay đầu lại nói. Thập cửu ca của ta từ trước tới nay lòng dạ hẹp hòi, lần này nếm thiệt thòi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại món nợ này, nhưng đây đúng là sự chờ mong của hắn, tốt nhất là một mình lâm lạc đem toàn bộ cửu tinh thần vương như đám người nhạc tử thạch đánh ngã, như vậy hắn tự nhiên có thể ngẩng đầu ứng ngực trong nhạc gia, Nguyệt Nguyệt cũng cười, nói. Vậy thì chưa chắc, bên này chúng ta đại biểu cho ba vị trí tôn, chỉ cần những người khác không ngốc, quả quyết sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục đó, phỏng đoán của nàng rất có đạo lý, bên trong nhạc gia cũng không phải bền chắc như thép, hơn nữa lần này có hại chỉ là nhạc Minh Huy, cũng không thể đại biểu toàn bộ mặt mũi của nhạc gia, cho nên những cao thủ khác của nhạc gia nghe theo lời của nhạc tử thạch sẽ rất ít khả năng. Nhạc thường Côn nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Nguyệt Nguyệt càng phù hợp thực tế, không khỏi làm hắn thật thất vọng, mà sự thật cũng là như thế. Mặc dù đoàn người Lâm Lạc tìm kiếm trong kim bí cảnh suốt hơn 400 năm nhưng không nhìn thấy có thêm người của nhạc gia tiến đến làm phiền, mà Lâm Lạc cũng thu hoạch được ba khối thần liêu, khối kém cỏi nhất cũng đã đạt tới trình độ lục tinh thần vương. Đây cũng nhờ nhạc thường công thật hiểu biết về kim bí cảnh nên mới có được thu hoạch như thế, những vật kia đều có cửu tinh thần vương bảo hộ, ngay cả mấy người nhạc tử thạch cũng không thể làm gì được hiện tại toàn bộ biến thành dễ dàng đối với lâm lạc, nhưng cũng chính vì như thế, còn muốn tiếp tục tìm kiếm thần lưu trân quý thật vô cùng gian nan, đây vốn là hậu hoa viên của nhạc gia, bảo vật cũng đã sớm bị họ lấy đi, dù sao mảnh thú cửu tinh thần vương không nhiều, khi số lượng đạt tới mức độ nhất định thì kim nguyên chí tôn cũng sẽ tự mình ra tay trấn áp, lâm lạc quyết định rời khỏi kim bí cảnh, nhạc thường côn không còn lý do tiếp tục đi theo bọn họ chỉ có thể tha thiết từ biệt, nhưng người đi rồi giao tình vẫn lưu lại, chỉ cần hắn lộ ra quan hệ cùng liễu bán yên, nguyệt nguyệt hư hải quỳnh đủ ở trong gia tộc chiếm được chút địa vị không cần giống như ngày trước ngay cả một phản bối cũng không xem hắn vào trong mắt nửa năm sau năm người lâm lạc rốt cuộc rời khỏi hiểm địa này chuyện đầu tiên cần làm là lâm lạc luyện hóa bốn khối thần liêu kia chỉ dùng thời gian nửa tháng bốn khối thần liêu đã biến thành một đống chất thải tu vi của hắn cũng đã tiến lên tứ tinh thần vương đỉnh phong vẫn còn kém một chút lâm lạc cũng không đến mức không thỏa mãn với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn nếu còn kêu chậm thật sự không còn thiên lý lăng kinh hồng Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoang đều rời khỏi dưỡng tâm hồ, trước đó ở trong hai đại bí cảnh thật quá mức nguy hiểm, không ai dám ra ngoài, nhưng nếu hiện tại đã rời khỏi tự nhiên phải ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày sau Lâm Hồng Hoang nói với Lâm Lạc một câu, chúng ta muốn rời đi, sau đó liền mang theo Nghiêm Thanh rời khỏi, căn bản không cho Lâm Lạc cơ hội giữ lại, mà hộ tống họ rời đi còn có bốn người bao thức lễ, lão tử của hắn quả nhiên không thể làm người rỗi rảnh, hình như người của Lâm gia luôn là như vậy, hắn cũng không thích ngồi yên, mà Lâm Tiêu Dương thì không muốn bám dưới uy danh của Lâm Lạc, thà rằng chính mình xông ra một mảnh thiên địa, cảm thán một phen, Lâm Lạc lại cùng chúng nữ tiếp tục ra đi. Bảy ngày sau bọn họ đi tới một tòa thành thị do yêu tu thống trị, đi vào một tửu lâu dùng cơm. Các ngươi nói, thông thiên đỉnh kia rốt cục là bảo vật gì? Hiện tại cả thiên hạ đều đang suy đoán đâu, tuyệt đối không phải vật phàm, vô nghĩa. Nếu như là vật phàm thì người thần bí vì sao phải giết liên tục 14 thần vương xong còn lưu lại trên thi thể họ tám chữ thông thiên đỉnh ở trên người lâm lạc cách vách có người uống rượu cao hứng không tự chủ được tăng lớn tiếng nói, mà Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đều là thần vương làm sao không nghe được, ban đầu Lâm Lạc cũng không đem ba chữ thôn thiên đỉnh để ở trong lòng, thẳng tới khi nghe được câu cuối cùng thì tay phải không khỏi căng thẳng, siết một cái, chén rượu nhất thời hóa thành mảnh vụn, di, đại phôi đảng, phá đỉnh kia của ngươi gọi là thôn thiên đỉnh sao, sư ánh tuyết lập tức hỏi, sắc mặt Lâm Lạc ngưng trọng, lắc lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng không biết tử đỉnh được gọi là gì, đã dám giết 14 thần vương để rắc ra tin tức này, hiển nhiên là muốn đem việc này truyền khắp thần giới với tốc độ nhanh nhất, Liễu Bán Yên phân tích nói, Nguyệt Nguyệt tiếp lời nói. Người sau lưng muốn đem tin tức báo cho những đối tượng ít nhất là cấp bậc thần vương, mà khả năng lớn nhất có thể phải là bảy đại chí tôn đương thời, việc này rất có đạo lý, người sau lưng kia ngay cả thần vương cũng có thể giết, tự nhiên không thể nào muốn đem tin tức chỉ báo cho thiên thần nhưng vì sao người kia không trực tiếp chạy tới trước mặt bảy đại chí tôn nói ra tin tức này, với thực lực có thể oanh giết thần vương của hắn, muốn gặp chí tôn cũng không phải quá khó khăn, tô mị lại phân tích, cho nên người nọ rất có lý do không dám giáp mặt với các chí tôn, có lẽ là có cừu oán, hoặc là trên người cất giấu tuyệt thế bảo vật, triệu ngọc phi tiếp lời nói, người như vậy chỉ có một, chúng nữ đồng thanh nói, lâm lạc gật gật đầu, trầm giọng nói, là hắc y nhân chiếm được tử lôi truy, người kia đồng thời nắm giữ thần khí chí tôn, hắn tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt bảy đại chí tôn khác trước khi tu vi đại thành mà hắn nếm nhiều thiệt thòi trong tay lâm lạc lúc trước tu vi thấp hơn lâm lạc mặc dù nói hắn có thể trong vạn năm tiếng vào chí tôn thần hoàng nhưng ai dám cam đoan lâm lạc không thể đây bởi vậy tuy rằng không thể tự tay báo thù thật có chút đáng tiếc nhưng vẫn tốt hơn vĩnh viễn không thể báo thù người bình thường không biết thôn thiên đỉnh là gì nhưng hắc y nhân nếu biết tử đỉnh còn có tên là thôn thiên đỉnh nói vậy cũng nắm chắc bảy đại chí tôn khác càng nắm giữ càng nhiều tin tức về tử đỉnh hắn muốn làm chính là đem tin tức này thả ra, hơn nữa bởi vì muốn tin tức mau chóng rắc khắp thiên hạ, hắn còn mạo hiểm ra tay thủ tiêu 14 thần vương, đây tuyệt đối là tin tức đủ làm náo động cả thần giới, nói cách khác, trong bảy đại chí tôn đều đã biết được tin tức kia, lâm lạc không khỏi nhíu mày, hiện tại chiến lực của hắn có thể giết chết thất tinh thần vương, có thể đối chiến bắt tinh thần vương, dựa vào tử đỉnh phòng ngự là có thể chu toàn với cửu tinh thần vương, nhưng chí tôn thần hoàng chỉ sai khiến tử đỉnh truyền ra bổn nguyên pháp tắc thì lâm lạc có thể giết được cửu tinh thần vương có thể thấy được uy lực đáng sợ tới cỡ nào có thể đối kháng bổn nguyên pháp tắc cũng chỉ có bổn nguyên pháp tắc lấy khả năng hiện tại chỉ thuyên chuyển được bảy tám lần công kích hắn có thể gọi nhịp với thần hoàng hay sao vô luận chí tôn nào hiện thân ra tay với hắn thì chuyện lâm lạc có thể làm là phải trốn trốn không thoát thì phải chết tên khốn hắc y nhân kia lâm lạc hận đến nghiến răng nhưng tên hắc y nhân kia cũng như chó nhà tan lúc này không biết đang trốn ở góc nào chờ đợi sau khi tiến vào thần hoàng mới ló mặt bảo lâm lạc phải đi đâu mà tìm sự tình đã xảy ra cho dù có đi lo lắng sợ hãi hối hận chỉ là vô ích lâm lạc ngược lại càng phải bước nhanh hơn hắn nhất định phải nhanh chóng đạt tới độ cao chí tôn thần hoàng như vậy mới có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng bảy đại chí tôn kế tiếp là bí cảnh nào gần nhất hắn nhìn liễu bán yên hỏi hẳn là thuộc về bí cảnh loạn không của chúng ta liễu bán yên gật nhẹ đầu nói lập tức xuất phát lâm lạc không muốn đợi thêm một khắc nào ngô 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 ăn xong đã a à sư ánh tuyết vội vàng kêu lên đường điềm cũng không cam chịu yếu thế cùng nàng giành giật thức ăn nhất thời chén bát hỗn độn một mảnh hỗn loạn bọn họ lại xuất phát ra đi nửa năm sau họ đi tới một tuyệt cốc tiến vào trong đó không lâu liền cảm giác được hoàn cảnh tồi tệ không gian vỡ vụn từng đạo khí nhận xẹt qua ngay cả thiên thần cũng bước đi gian nan đây là loạn không bí cảnh lâm lạc hỏi đương nhiên không phải liễu bán yên lắc đầu đây chỉ là một điểm không gian liên tiếp với loạn không bí cảnh loạn không bí cảnh nằm trong hư vô không gian Di, Ân, A, ngay trong nháy mắt cả năm người đồng thời kêu khẽ. Một đạo lực lượng không thể ngăn cản cuốn qua, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Cho dù là Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng không có lực chống cự, cho dù thân thể hư vô của sư Ánh Tuyết đều không thể phát huy tác dụng. Hư hư hư, một mảnh quan ảnh xuyên qua, trong phút chốc không biết bay qua bao nhiêu núi non sông ngòi. Sau đó cảnh vật trước mắt đột nhiên loáng lên, năm người bọn họ đã xuất hiện trong một cung điện xa hoa. Không tốt, là mẫu thân đại nhân ra tay. Sư Ánh Tuyết xoay tròn đôi mắt kêu lên đại phôi đảng, ngươi chạy nhanh lên, bổn ma vương che giấu ngươi, lâm lạc lại không hề nhúc nhích, nếu mẫu thân tiểu nha đầu muốn hạ sát thủ căn bản không cần phí nhiều công sức đưa bọn họ mang đến nơi đây, hắn mỉm cười, hướng không khí bái xuống, nói. Vãn bối lâm lạc, gặp qua loạn không chí tôn, nữ nữ, mẫu thân đáng sợ như vậy sao, hương thơm lan tỏa, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt năm người, đây là một nữ nhân xinh đẹp đến tột đỉnh, càng có được khí chất ung dung vô thượng càng làm nổi bật vẻ tuyệt luân tao nhã của nàng cũng chỉ có dung mạo cùng khí độ của Phong Sở Liên mới có thể so sánh cao thấp, gặp qua Sư Tôn, gặp qua Loạn Không Chí Tôn, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh đồng thời cúi người, trong giọng nói tràn ngập vẻ vô cùng kính sợ, đây chính là Chí Tôn thần hoàng, là tồn tại cường đại nhất trong thần giới, đại biểu cho thiên địa bổn nguyên pháp tắc, tối cao tối thượng, Chí Tôn chí thánh, mẫu thân, Sư Ánh Tuyết bổ nhào lên người Loạn Không Chí Tôn, dùng đầu không ngừng cũng cũng lên bộ ngực của nữ tử tuyệt mỹ kia, lấy lòng nói Nữ nữ nhớ mẫu thân muốn chết, con chỉ nói ngọt, thật nhớ nhung mẫu thân vì sao vừa trở về một chuyến liền chạy ra ngoài, loạn không chí tôn sủng nịch véo nhẹ má sư ánh tuyết, ôn nhu chẳng khác gì một vị mẫu thân bình thường, so sánh, hắc y nhân ngạo mạng hơn nhiều, mở miệng lại đem cái giá bãi đủ 10 phần, chí tôn chân chính há cần dùng ngôn ngữ để phụ trợ chính mình, khí độ bản thân sẵn có, cho dù ôn hòa lại có ai dám càng rỡ, lâm lạc hơi có vẻ xấu hổ, cả phòng nữ nhân chỉ một mình hắn là nam giới mà hắn còn không biết nguyên nhân loạn không chí tôn đưa họ tới đây, tự nhiên càng thêm nghi hoặc trong lòng, ngươi đang thắc mắc vì sao ta sẽ mời ngươi lại đây. Loạn không chí tôn nhìn qua Lâm Lạc, trên gương mặt tuyệt mỹ nhìn không ra một tia diễn cảm, cũng không biết giận hay vui, chán ghét hay vừa lòng Lâm Lạc. Xin loạn không chí tôn chỉ giáo. Lâm Lạc cung kính nói, phần cung kính này không phải bởi vì đối phương là chí tôn, mà bởi vì nàng là trưởng bối của Liễu Bán Yên cùng sư ánh tuyết. Loạn không chí tôn chăm chú nhìn Lâm Lạc, không nói lời nào nhưng áp lực cấp bậc chí tôn nào phải trò đùa, dù lâm lạc có tử đỉnh nhưng vẫn cảm giác được áp lực thật đáng sợ, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, phản phất như từ trong nước mới lao ra, ba, 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 thần cốt cả người lâm lạc đều rên rỉ rung chuyển, tự hồ vô lực chống đỡ mà sẽ nứt vụn trong nháy mắt, tóc bay tung, băng buộc tóc nứt vụn, dựng thẳng lên, nguyên bản làn da trắng biến thành màu đỏ, tự hồ máu huyết cùng phun ra từ lỗ chân lông, khó chịu, vô cùng khó chịu, lâm lạc gắt gao cắn chặt hàm răng, tính cách hắn tuyệt không cam lòng chịu thua, hơn nữa loạn không chí tôn căn bản không cố ý làm ra, chỉ thật bình tĩnh nhìn hắn, nếu ngay cả áp lực này mà hắn cũng không thể thừa nhận, ngày sau còn nói gì tới việc muốn ngang hàng cùng bảy đại chí tôn. Về phần hắc y nhân, Lâm Lạc hoàn toàn không để vào trong lòng, tâm tính của người nọ hoàn toàn không xứng với danh xưng chí tôn, không có hai ba nguyên kỹ tích lũy hắn chỉ là một tôn tép nhảy nhép mà thôi, mẫu thân. Sư ánh tuyết vội vàng bò lên lưng loạn không chí tôn, đôi tay nhỏ ôm lấy bộ ngực của đối phương, nũng niệu kêu lên, loạn không chí tôn lắc lắc đầu, trở tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, nói. Bản thân ngươi có thôn thiên đỉnh, ngày sau tất thành chí tôn, ngang với thân phận của ta, không cần đa lễ như vậy, sư ánh tuyết ôm cứng loạn không chí tôn, hướng lâm lạc nháy nháy mắt, ý bảo là nhờ nàng giúp đỡ đâu, lâm lạc nghiêm nét mặt nói. Ngài là trưởng bối của bán yên cùng nữ nữ, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, cung kính đối với ngài là đương nhiên. Hắn vừa nói ra lời này lập tức làm liễu bán yên đỏ bừng mặt, tuy rằng nàng biết lâm lạc có ý tứ với mình nhưng ở ngay trước mặt loạn không chí tôn nói ra lời như vậy bảo nàng làm sao không thấy xấu hổ loạn không chí tôn không khỏi lộ ra tia mỉm cười nàng là mỹ nhân tuyệt sắc dù chỉ cười nhẹ cũng giống như hàng băng vạn năm chảy tan tràn ngập cơn gió mùa xuân làm trái tim người khác không ngừng đập mạnh nhưng tuy rằng nàng tuyệt đại tao nhã lại có khí chất chí tôn tối cao có thể ở trước mặt người khác lộ ra tình cảm thật sự là vô cùng hiếm hoi ngươi có biết lai lịch của thôn thiên đỉnh không nàng chuyển đề tài nhẹ nhàng hỏi Liễu bán yên, hư hải quỳnh đồng thời nghiêng tai lắng nghe, ai cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc, rõ ràng trong thiên hạ chỉ có 8 kiện thần khí, tại sao lại xuất hiện kiện thứ 9, vãn bối chỉ biết đây là bảo vật tổ truyền của gia tộc, nhưng thật hổ thẹn chính là danh xưng của tử đỉnh phải do người ta cố ý truyền lưu ra ngoài mới biết được, Lâm Lạc Thành thật nói, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, thật khó trách không còn ai nhớ rõ, loạn không chí tôn nhẹ nhàng thở dài, mày liễu nhíu lại, trong phút chốc phóng xuất ra phong tình mê người, cho dù là liễu bán yên các nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dưới vẻ tuyệt mỹ như vậy cũng cảm thấy hoa mắt thần mê. Ở ba nguyên kỷ trước, ta cũng chỉ biết trong thiên hạ chỉ có tám đạo bổn nguyên, thẳng tới một ngày đột nhiên xuất hiện vị trí tôn thứ 9, đó là lâm gia tổ tiên lâm thương la, hắn nắm giữ chính là bổn nguyên pháp tắc thứ 9, thôn vệ pháp tắc, giả tâm của người này cực lớn, muốn giết chết tám đại chí tôn, thành tựu chân thần duy nhất trên đời. Tám người chúng ta đương nhiên không cam lòng, liền cùng hắn đại chiến cuối cùng phải trả giá đại giới với sự vẫn lạc của tử lôi chí tôn mới đánh chết lâm thương la, thông thiên đỉnh cũng bị đánh nát, rơi xuống không rõ, không nghĩ tới sau ba nguyên kỹ lại nghe được tin tức của thôn thiên đỉnh, lâm gia tổ tiên quả nhiên là đại nhân vật tột cùng, lại có thể từng là một trong cửu hoàng, nhưng vì sao trong tử đỉnh lại có tám đại bổn nguyên pháp tắc, chẳng lẽ thôn vệ pháp tắc còn có thể cắn nuốt tám đại bổn nguyên pháp tắc khác, khí tin tưởng lúc trước lâm thương la cũng không phát hiện tử đỉnh có thể cắn nuốt bổn nguyên pháp tắc nếu không hắn đại khái sẽ tạm thời lùi bước đợi sau khi nắm giữ tám pháp tắc khác thì mới xông ra, đến lúc đó tám đại chí tôn liên thủ còn làm gì được hắn nữa sao, Lâm Lạc nghĩ nghĩ, nói. Cho tới bây giờ vãn bối mới biết được tên của tổ tiên, nhưng đó đã là chuyện mấy kỷ nguyên trước, hết thảy ân oán đều không quan hệ gì với vãn bối, chỉ cần không có người trêu chọc vãn bối, vãn bối cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc người khác. Bán yên cùng nữ nữ chịu ở lại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng tin tưởng ánh mắt của các nàng, tin tưởng lời nói cùng việc làm của ngươi như nhất loạn không chí tôn thản nhiên nói. Nhưng mấy chí tôn khác thì khó mà nói được, gia sư cũng không phải người không nói lý lẽ, Nguyệt Nguyệt mười phần nắm chắc có thể thuyết phục gia sư, Nguyệt Nguyệt lập tức nói, nhưng cũng chỉ có nàng có thể vỗ ngực cam đoan, hư hải quỳnh là tiểu công chúa của hải tộc, cũng không thuộc huyết thống trực hệ của băng tinh Long Hoàng, nàng không có tư cách bảo đảm, bổ nguyên pháp tắc vốn do thiên địa dựng dục xuất tích, cho dù chí tôn đã chết. Chí tôn thần khí bị hủy cũng sẽ ở thật nhiều năm sau tiếp tục sản sinh ra thần khí chí tôn mới, chí tôn thần hoàng mới, chính đại chí tôn thêm một người không nhiều, ít một người cũng không thiếu, loạn không chí tôn ung dung nói. Cho nên chỉ cần không có kẻ giả tâm xuất hiện, như vậy thế gian này cũng không cần thay đổi, miễn gây thêm chuyện, ý tứ của nàng tự nhiên là ủng hộ Lâm Lạc trở thành chí tôn mới, làm thần hoàng chủ đạo thôn vệ phát tắc, Lâm Lạc không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, nhưng ngẫm lại rất có đạo lý, nếu bổn nguyên quy luật không cách nào tiêu vong, như vậy thay vì không ngừng giết chết người thừa kế chí tôn mới, còn không bằng nâng đỡ một người tính tình hòa thuận lên ngôi, miễn cho giống như ở ba kỷ nguyên trước xuất hiện tình huống hai đại chí tôn đồng thời vẫn lạc, nhưng dù nàng nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa những chí tôn khác đồng ý như thế, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là nàng không biết tử đỉnh có khả năng trấn áp tám đạo bổn nguyên pháp tắc khác, một khi lâm lạc đột phá thần hoàng, vậy hắn không chỉ là thôn vệ thần hoàng, còn đồng thời nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc khác, chính là chí tôn trong chí tôn, trái tim lâm lạc không khỏi nhảy mạnh, đoạn không chí tôn chịu ủng hộ hắn, Vốn bởi vì hắn không có giả tâm, càng mấu chốt chính là nàng cho rằng cho dù hắn có giả tâm tối đa chỉ như tổ tiên Lâm gia năm xưa, hợp lực tám đại chí tôn là có thể tiêu diệt hắn, nhưng năm đó tổ tiên Lâm gia trước khi chết đại bùng nổ, dù thế nào đi nữa hắn đã thành công cắn nuốt tám đại bổn nguyên pháp tắc, cũng trấn áp lại trong tử đỉnh, bí mật này nếu bị lộ ra ngoài, có chí tôn nào nguyện ý chứng kiến một người chỉ cần lật tay liền có thể giết chết mình xuất hiện, cho dù Lâm Lạc nói hắn không hề có giả tâm, tính mạng của mình khẳng định phải nắm giữ trong tay mình trong lòng lâm lạc kinh hoàng bí mật tử đỉnh trấn áp tám bổn nguyên pháp tắc dù đánh chết hắn cũng không thể nói ra trong lòng lâm lạc không khỏi khẩn trương lần này nếu không phải do loạn không chí tôn tìm được mình trước mà là sáu đại chí tôn khác vậy hắn nhất định sẽ bị gạt bỏ nhổ cỏ tận gốc nhưng loạn không chí tôn làm sao tìm được hắn đúng rồi đúng rồi kỳ thật nàng tìm không phải mình mà là liễu bán yên cùng sư ánh tuyết họ là sư đồ mẹ con tất nhiên có sự liên hệ kỳ diệu nào đó trong bí cảnh không có tác dụng nhưng chỉ cần ra khỏi bí cảnh là được nghĩ tới đây lâm lạc không khỏi biến sắc nếu nói như vậy cả nguyệt nguyệt cùng hỏa linh chí tôn cũng có thể có liên hệ như vậy loạn không chí tôn có thể tới trước một bước đại khái là bởi vì nàng nắm giữ không gian pháp tắc bổn nguyên nhưng mặc dù tin tức tràn ra ngoài như sóng biển có thể thời gian rơi vào trong tay mỗi chí tôn lại không giống nhau loạn không chí tôn xuất hiện đầu tiên có thể nói chính là vận khí của lâm lạc ánh mắt lâm lạc đảo qua gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của loạn không chí tôn nhưng trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc phụ thân của sư ánh tuyết đã đi đâu cho dù phụ thân của tiểu nha đầu không phải chí tôn, nhưng là trượng phụ của chí tôn thì ai dám thương tổn, nhưng tiểu nha đầu từ nhỏ đã không gặp lão tử của nàng, là do chuyện gì xảy ra, vấn đề này lâm lạc không dễ mở miệng, cho dù ngày sau có tiến vào chí tôn cũng không tiện hỏi, chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không mời mà tự đến, xin loạn không chí tôn chớ trách, đúng lúc này một thanh âm vô cùng hùng hậu đột nhiên vang lên, trong thanh âm tràn ngập uy thế lớn lao làm cho liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt các nàng đều trắng bệch sắc mặt, ngay cả cửu tinh thần vương đều là như thế thân phận người tới không cần nói cũng hiểu, chí tôn thần hoàng, loạn không chí tôn khẽ cao mày liễu, tay áo vất ra, mọi người nhoáng lên đi ra cung điện, dương giọng nói. Thái cổ chí tôn tự mình tiến đến là có việc gì cần làm, thái cổ chí tôn, trưởng khống giả bổn nguyên thời gian pháp tắc, đồng thời còn là lão tử của tinh vô ngân, ha ha ha, thái cổ chí tôn là một trung niên nhân dáng người khôi ngô, quần áo màu đen, kiểu quần dài áo ngắn, nhưng không cài cúc áo, bên trong không mặc nội y để lộ đồi ngực, cơ bắp nhô cao, mỗi một cơ bắp tràn ngập lực lượng cực lớn như núi cao, ánh mắt của hắn đảo qua, ngay lập tức liền tập trung trên người Lâm Lạc, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ tan thương muôn đời, thanh âm đột nhiên biến thành lạnh lùng, nói: "Đó là dư Nghiệp Lâm gia sao?" Loạn Không Chí Tôn vung tay áo, nói: "Người này là bằng hữu của tiểu đồ cùng tiểu nữ, còn nữa, ân oán của đời trước cần gì phải tiếp tục lan tràn lên người đời sau đây?" Loạn Không Chí Tôn, tâm địa ngươi vẫn luôn yếu đuối như thế. Thái cổ chí tôn không chút khách khí suy một tiếng. Được, cho dù không so đo ân oán đời trước, nhưng kẻ này ỷ vào mình có thể điều khiển bổn nguyên pháp tắt hiếp bức con ta, món nợ này kẻ làm cha như ta cần đòi lại chứ. Lời này vừa nói ra miệng thì liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt các nàng đều nổi lên cổ xúc động muốn mắng chửi người. Khi lâm lạc đối kháng hắc y nhân quả thật sử dụng bổn nguyên pháp tắc, nhưng bổn nguyên pháp tắc đối bổn nguyên pháp tắc chính là chuyện thật công bình, mà tinh vô ngân vô sĩ tiểu nhân dùng thân phận cửu tinh thần vương đi chèn ép lâm lạc, bởi vì lâm lạc vừa lúc đang độ thần kiếp, thật xảo diệu khiến đối phương bị rơi trúng bẫy đây là do chỉ số thông minh có vấn đề, vì sao rơi vào trong miệng Thái Cổ Chí Tôn lại biến thành ỷ mạnh hiếp yếu đây? Đúng rồi, mặc dù Thái Cổ Chí Tôn nói muốn buôn ân oán năm xưa, nhưng chỉ là nói ngoài miệng, mục đích là vì muốn xử lý Lâm Lạc, lấy ra chuyện của Tinh Vô Ngân chính là vì tìm cái cớ để cho hành động của hắn có vẻ danh chính ngôn thuận. Lâm Lạc vừa định lên tiếng thì Loạn Không Chí Tôn đã âm thầm khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng nói. Lâm Lạc liền ngậm miệng lại, đem hết thảy giao cho Loạn Không Chí Tôn đi xử lý, nếu thật sự phải đối chiến, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết chí tôn thì thế nào hắn cũng có thể liều mạng đầu rơi máu chảy người này là khách nhân của loạn không nhất mạch chúng ta chỉ cần hắn còn ở loạn không điện thì bất luận kẻ nào dám đã thương hắn đều cùng loạn không nhất mạch là địch bản tôn không để ý đại khai sát giới loạn không chí tôn đột nhiên từ một nữ nhân ôn nhu dịu dàng biến thành nữ hoàng cao cao tại thượng tản mát ra vẻ bá đạo vô tận nếu ngươi cần chơi xấu như vậy chỉ có một từ chiến lười dây dưa Tuy rằng trên mặt thái cổ chí tôn cười to, nhưng nhìn ra được không hề có chút vui vẻ, sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt lướt qua lâm lạc, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiểu tử, trừ phi cả đời ngươi đều tránh trong loạn không điện, nếu không, hắn lắc lắc tay, bước ra một bước, năm tháng vô tận diễn hóa, thân hình như lướt qua đường công thật dài nháy mắt biến mất vô tung, hai tay lâm lạc nắm chặt, mười ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn đã thật lâu không thể hội qua cảm giác quất ức không làm được gì như thế này, hắn làm sai cái gì. Trong chuyện của tinh vô ngân rõ ràng là do đối phương nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí còn tồn ý định muốn phế rụng hắn, mà hắn chỉ dùng thần kiếp dọa lui đối phương. Về vấn đề gia tộc, năm xưa lâm gia từ địa vị trí tôn luân lạc tránh né minh ngục chiến tranh mà rơi xuống hạ giới, đã thảm tới nông nổi không thể thảm hơn, thái cổ chí tôn còn hùng hổ đòi dọa người, thật cho hắn là tượng đất dễ nắm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ cho rằng ngươi cao cao tại thượng thì vĩnh viễn không có ngày rơi xuống, ánh mắt lâm lạc kiên định, nhìn loạn không chí tôn nói. Vãn Bối muốn tiến vào loạn không bí cảnh, xin tiền bối hãy thành toàn, hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào thần hoàng, Loạn Không Chí Tôn nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi chỉ có thể đi một mình, vì sao vậy?" Không chỉ là sư Ánh Tuyết, ngay cả Liễu Bán Yên cũng không nhịn được hỏi lên, "Ai? Nữ Nhi không thể lưu a?" À. Loạn Không Chí Tôn lắc lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười, cười trêu chọc, nhìn nhìn Liễu Bán Yên, gương mặt Liễu Bán Yên nhất thời đỏ bừng, vội cúi đầu, hai tay vân vê góc áo, đây là thái độ tiểu nữ nhi mà nàng chỉ bộc lộ trước mặt Loạn Không Chí Tôn cũng đặc biệt mê người, làm lâm lạc nhịn không được phải nhìn đăm đăm. mẫu thân, vì sao không thể đi theo đại phôi đảng? sư ánh tuyết lại bò lên lưng loạn không chí tôn, hai tay ôm trước ngực nàng, đem bộ ngực vốn đã nổi bật của nàng kéo chặt càng thêm cao ngất. trên người lâm lạc có chí tôn thần khí che giấu khí tức, bất luận kẻ nào cũng không thể suy tính ra được quá khứ cùng tương lai của hắn, nhưng các ngươi đều có thể. loạn không chí tôn giải thích, nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đã hiểu. Vì sao thái cổ chí tôn có thể lập tức tìm tới, không phải do hắn có thể thực sự thôi diễn được hành tung của lâm lạc mà là thông qua việc thôi diễn hành tung người đi theo bên cạnh hắn do đó đoán ra vị trí của hắn lão hồ ly thái cổ chí tôn nắm giữ thời gian bổn nguyên bởi vậy năng lực truy nguyên của hắn cực mạnh vì vậy hắn mới là người thứ nhất tìm tới loạn không chí tôn lại nói thêm một câu thái cổ chí tôn chỉ là người đầu tiên mà thôi tất cả mọi người đều nhướng mày nếu tới thêm hai người thậm chí ba bốn chí tôn như vậy chỉ cần một người quấn chặt lấy loạn không chí tôn một người liền có thể thoải mái đem lâm lạc trấn giết. Thái cổ chí tôn bởi nghĩ tới điểm này cho nên mới tiêu sái rời đi, bởi vì hắn phải đợi thêm chí tôn khác cùng tới. Vậy vãn bối, ánh mắt lâm lạc đảo qua liễu bán yên, hư hải quỳnh, sư ánh tuyết, trong ánh mắt có một tia lưu luyến, làm nguyệt nguyệt tức giận không thôi, tiểu tử hỗn đảng kia lại dám bỏ qua cả nàng, ngươi đi đi, còn nữa, kiện không gian thần khí trên người ngươi cũng tạm thời giao cho bản tôn bảo quản, bản tôn bảo hộ các nàng vô sự, loạn không chí tôn gật đầu, tạ tiền bối. Lâm Lạc cung kính lấy ra dưỡng tâm hồ, cũng không đi vào dặn dò thêm lời gì, bởi vì không đủ thời gian. Đối với loạn không chí tôn Lâm Lạc không hề có chút hoài nghi, bởi vì nếu đối phương muốn đối phó hắn thì hắn đã chết từ lâu. Đây là giúp người khi gặp nạn, Lâm Lạc vô cùng cảm kích, vĩnh viễn đều ghi nhớ trong lòng. Bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường, loạn không chí tôn vung tay áo, nhất thời không gian phá nát, Lâm Lạc lập tức bị hút vào, nháy mắt vượt qua triệu vạn dặm, cứ trong nháy mắt thời gian đã biến mất. Ai, đại phôi đảng đi rồi, không còn gì vui vẻ, sư ánh tuyết thở dài, nhưng biểu tình thương tâm còn chưa kéo dài bao lâu đột nhiên lại cười thanh khách. Đại phôi đảng đi rồi, tỷ tỷ đại nhân lại thuộc về một mình nữ nữ, ha ha ha, tốt nhất đại phôi đảng vĩnh viễn đừng trở về, tiểu nha đầu quả nhiên vô tư, không biết lâm lạc nghe xong có bị tức giận đến phun máu hay không, cũng cho hắn còn lưu luyến đâu, không gian hỗn loạn, tuy rằng lâm lạc đã có được chiến lực chém giết thất tinh thần vương nhưng ở cấp bậc trí tôn cho dù là lực lượng của hắn cũng không có chút sức chống cự, nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến, chỉ có thể mặc cho người an bài, cảm giác vô lực như vậy làm cho hắn phi thường khó chịu. Ba ngày sau, hư một tiếng, thân hình hắn chấn động xuất hiện trên một mảnh đại lục vỡ vụn, phiến đại lục trôi nổi trong hư không, lớn vô cùng, ít nhất có thể so sánh một thần quốc, không gian loạn lưu đập vào bốn phía, giống như sóng biển đập lên phiến đại lục kia, làm toàn bộ đại lục giống như bị lỡ núi vỡ tan. Từ trên cao nhìn xem phiến đại lục thật giống như bánh mì bị bóp nát sau đó nhồi tới cùng nhau, cao thấp không đều, đứt gãy cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là con đường vô cùng êm đẹp, phía trước lại đột nhiên xuất hiện khe rãnh thật sâu, thậm chí sâu không thấy đáy, từng đạo không khí bắn ra, mỗi đạo đều có lực sát thương đủ bi híp thần vương, mà càng thêm kỳ quái chính là một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong xuất hiện phay đứt gãy, nhưng đỉnh núi không đổ xuống, giống như có một tầng sơn thể vô hình nâng đỡ nó, đây là loạn không bí cảnh, là địa phương sinh ra không gian chí tôn thần khí loạn không, không người biết đường đi. Không có tiểu nha đầu từ thật xa liền cảm ứng được bảo vật, Lâm Lạc toàn bộ đều phải dựa vào chính mình. Hít sâu một hơi, Lâm Lạc giống như quay về lại thời kỳ hậu thiên cảnh giới, khi đó hắn chỉ có đôi tay độc sông hiểm địa, từng bước một đánh ra một mảnh thiên địa riêng của hắn. Hắn là Lâm Lạc, một ngày nào đó sẽ là người quét ngang hoang vũ. thép dài một tiếng, Lâm Lạc hào khí trướng cao, thân hình nhảy vọt, hướng không gian đại lục rối loạn nhảy tới. Bên trong bí cảnh mặc dù có rất nhiều bảo vật, rất nhiều mảnh thú cấp thần vương, muốn bằng vào lực lượng một người tìm kiếm thì phải quen thuộc địa hình nơi này hay là có được năng lực cảm ứng cường đại như sư ánh tuyết. Lâm Lạc hoàn toàn không quen thuộc nơi này, thậm chí liễu bán yên chưa chắc đã quen thuộc, bởi vậy thật không biết đã bao nhiêu năm nàng chưa đi qua nơi đây, nói không chừng phạm vi phân bố mảnh thú đã xảy ra biến hóa cực lớn, cầu người không bằng cầu mình, nhất là hiện tại cũng không còn ai có thể cầu. Sư ánh tuyết có được năng lực cảm ứng bảo vật, là bởi vì không gian bổn nguyên của nàng là huyết mạch trực hệ chí tôn, xét đến cùng chính là năng lực không gian bổn nguyên pháp tắc, như vậy hắn đồng dạng cũng có không gian bổn nguyên pháp tắc, hẳn là cũng có thể làm được, lâm lạc không mù quán triển khai tìm tòi, mảnh đất này quá lớn, nếu hắn đi tìm không có mục tiêu thì ngàn ức năm cũng chưa chắc tìm được, hắn đem điểm tựa bỏ vào việc thôi diễn không gian pháp tắc, nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc thì có thể diễn hóa ra trăm đạo không gian pháp tắc thần vương cấp, tiếp tục diễn hóa thành hành tỷ chi nhánh thật nhỏ bé. Nếu bản thân hắn là ngọn nguồn của không gian pháp tắc, như vậy bất kỳ biến hóa nào của không gian hệ pháp tắc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn lâm lạc đắm chìm vào trong mảnh đất này cùng toàn bộ đại lục tan ra thành một thể không ngừng thăng hoa lĩnh ngộ của hắn về không gian pháp tắc phiến đại lục này vốn từ thần khí không gian chí tôn sinh ra tràn ngập không gian pháp tắc khắp nơi mà lâm lạc nắm giữ chính là uy nguyên của không gian pháp tắc ngay lập tức khiến cả đại lục đều cộng hưởng ý thức của hắn giống như hạt mưa rơi vào trong đầm nước lay động ra từng vòng gợn sóng phàm là gợn sóng tràn qua bất luận thứ gì cũng khó thể trốn khỏi thần thức của hắn, ngay từ đầu hắn chỉ có thể đem khoảng cách mở rộng thấp chung quanh 10 dặm, nhưng rất nhanh đã là 20 dặm, 30 dặm, 100 dặm, trong vận dụng không gian pháp tắc, hắn đã lấy được đề thăng nhanh chóng vô cùng, nắm giữ pháp tắc cùng vận dụng pháp tắc là hai việc hoàn toàn khác nhau, lực lĩnh ngộ của hắn chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chỉ cần là bổn nguyên pháp tắc mà tự đỉnh trấn áp, cảnh giới của hắn vừa tới lập tức liền lĩnh ngộ, dễ dàng chẳng khác gì như uống nước nhưng thật sự muốn đem vận dụng cũng cần vô số năm tích lũy, thuần thục, thật giống như học xong một thì có thể thôi diễn tới vạn, nhưng có thể tính ra được là cần dùng thời gian bao lâu để tính ra thì lại là hai việc khác nhau. Hiện tại Lâm Lạc là thiên tài nắm giữ trụ cột, nhưng muốn có được khả năng hoàn mỹ cùng hợp lý sử dụng thì hắn còn thiếu kinh nghiệm rất lớn. Hiện tại hắn đã muốn bổ túc đầy đủ khuyết điểm này, chậm rãi đi tới, Lâm Lạc triển khai thần thức, địa hình trong không gian chung quanh 263 dặm đều không giấu giếm được hai mắt của hắn mà được hỗn độn dông lô phối hợp chỉ cần là bảo vật tản ra quan vượng là hắn không bỏ qua, cảm giác nắm hết thảy trong tay thập phần tuyệt vời, mà khi Lâm Lạc vận dụng không gian pháp tắc càng ngày càng thuần thục, hình cầu còn đang không ngừng mở rộng, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, nửa năm sau, cuối cùng hình cầu khuếch trương đến 4000 dặm, lúc sau mặt cho Lâm Lạc cố gắng thế nào cũng không biện pháp mở rộng thêm được nữa, đây không phải cực hạn của không gian pháp tắc mà là tu vi của hắn chưa đủ, dù sao hắn chỉ là tứ tinh thần vương nhưng muốn dùng tầm bảo thì đã quá đủ, một đường hắn đi qua, bất kỳ bảo vật gì hoặc là mảnh thú trong phạm vi 4.000 dặm đều không có chỗ che thân, cho dù bí cảnh lớn như một thần quốc, chỉ cần 500 năm là Lâm Lạc có thể lục soát mấy lần, vậy thì không kém lắm, Lâm Lạc lộ ra nụ cười hài lòng, đột nhiên bước chân hắn nhanh hơn, phía trước có một đầu mảnh thú cường đại còn có một khối thần liêu, ta thu lấy, thân hình Lâm Lạc tung bay, chỉ sau một thoáng đã xuất hiện trước một sơn cốc, đây là một sơn cốc đảo ngược, đỉnh sơn cốc chuối xuống, đáy bên trên, hết thảy vật thể đều sinh trưởng đảo ngược lại hắn vừa nhảy vào lập tức có một của lực lượng quỷ dị đánh úp tới trong nháy mắt đánh hắn té ngã nếu lúc này hắn nhìn ra ngoài sẽ cảm thấy bên ngoài đảo ngược hoàn toàn với lực lượng hiện tại của lâm lạc kỳ thật đã có thể chống cự của lực lượng kia nhưng hắn phát hiện của lực lượng chỉ làm thân thể hắn bị chổng ngược xuống cũng không mang theo tính công kích tự nhiên cũng không cần lãng phí lực lượng đi chống cự hắn thét dài một tiếng thanh âm như vàng đá xé trời kích thích đầu mảnh thú chủ động hiện thân quả nhiên cách khiêu khích của hắn lập tức đưa tới một tiếng thú rống, chỉ cảm thấy sơn cốc rung rẩy lên mãnh liệt, núi đá xào xạc rơi ra, nhưng không phải rơi xuống mặt đất mà lại bay ngược lên không, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, một con quái điểu trắng như tuyết xuất hiện trước mặt lâm lạc, nói nó là loài chim là bởi vì nó có đầu chim, cánh, nhưng lại có thân thể như sư tử, mọc đầy lông tơ thô dài nồng đậm, cái đuôi thật dài chẳng khác gì loài bò cạp đang nhếch lên cao cao, Bát tinh thần vương, oanh, 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 đầu quái điểu lướt qua, chấn động mặt đất trên rỉ, núi đá oanh đổ, giống như trời sụp đất nứt, nó nhìn thấy lâm lạc, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam, cũng giống như nhân loại, yêu tu cần liệp sát mảnh thú đều sẽ thu được ưu đãi mảnh thú đồng dạng cũng có thể từ trên người nhân loại cùng yêu tu lấy được bổ ích, khác biệt ở chỗ bình thường mảnh thú phải dùng luyện hóa mới có tác dụng, mà mảnh thú lại thật trực tiếp cùng giả mang hơn, đó là làm thịt, đầu quái điểu kia cảm ứng được trong thân thể lâm lạc chứa đựng lực lượng cường đại, tự nhiên lộ ra thần sắc thật thống khoái, đây là xuất phát từ trong bản năng, hưu hưu hưu, mảnh thú cũng không cần cất tiếng chào hỏi nếu hạ quyết tâm ăn thịt lâm lạc lập tức vỗ mạnh hai cánh đánh ra từng đạo khí nhận hướng lâm lạc bắn tới như mưa bát tinh thần vương hơn nữa còn là mảnh thú từ chiến lực bình thường mà nói lâm lạc chỉ có thể đánh ngang tay một khi đã như vậy tâm niệm hắn chợt động tử đỉnh trong thức hải chấn trung một cổ lực lượng kỳ dị dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn giống như trong nháy mắt hắn biến thành thiên địa chủ tể hết thảy sự tình trên thế gian đều phải dùng hình thức pháp tắc xuất hiện ngay trước mắt hắn thôn vệ pháp tắc xuất từng đạo thông vệ pháp tắc bị hắn sáng tạo hướng quái điểu điên cùng quét tới, không thể ngăn cản, tối cao vô địch, oanh, pháp tắc lực cuốn qua, quái điểu kia trong nháy mắt bị cắn nuốt toàn bộ sinh cơ, lực lượng tinh hoa khổng lồ không ngừng hướng lâm lạc vọt tới, dưới bổ nguyên pháp tắc, hết thảy chỉ là con kiến, lâm lạc đi nhanh tới, đem thần lưu được quái điểu bảo hộ lấy ra, bắt đầu luyện hóa, một ngày, hai ngày, ba ngày, sau chín ngày vô luận là tinh khí quái điểu hay thần lưu đều bị lâm lạc luyện hóa, khiến tu vi hắn trướng lên đột phá hạn chế tứ tinh thần vương, oanh long long, trong hư không như có thiên địa cảm ứng, thật nhiều kiếp vân vọt tới tụ tập về chỗ lâm lạc, bang, đạo thần kiếp thứ nhất hạ xuống, hóa thành nhân hình lớn như ngọn núi, quan vượng lực lượng ngũ tinh thần vương chiếu rọi hư không bừng sáng, mà đạo nhân hình lực lượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, biến thành chính hình dáng thân thể của lâm lạc, cái gì, lâm lạc lộ ra một tia cười lạnh, oanh, thiểm điện lâm lạc vừa hiện thân, lập tức vung quyền hướng hắn oanh tới khí thế như oanh hóa ngàn hoang vạn vũ thật là lợi hại Tuy rằng từ lực lượng quang vượng mà xem mới đạt tới tiêu chuẩn ngũ tinh thần vương, nhưng cảnh giới không có nghĩa là chiến lực, thiểm điện rõ ràng đã có được thực lực yêu nghiệt vượt cấp giết địch của chính hắn, lâm lạc hừ lạnh một tiếng, hai đấm trướng lớn không chút yếu thế nên đón, oanh, 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 hai lâm lạc kịch liệt giao chiến, mỗi một quyền oanh kích đều chấn đến hư không vỡ vụn, làm đại lượng hư không loạn lưu dũng mảnh lao tới bên ngoài, không biết sẽ sản sinh bao nhiêu phá hư đối với thần giới, lâm lạc cũng không toàn lực ứng phó, thiểm điện tuy rằng cường đại nhưng hiển nhiên không giống như nắm giữ bảy đạo bổn nguyên pháp tắc tuy rằng có được năng lực chiến đấu vượt cấp nhưng chỉ là như thế bang lúc này đạo thần kiếp thứ hai đánh xuống lại một thiểm điện lâm lạc xuất hiện lục tinh thần vương lâm lạc cười ha ha nắm tay oanh ra đem thiểm điện lâm lạc thứ hai cuốn vào trong chiến đấu tuy rằng lấy một địch hai nhưng lại là một phương chủ động tiến công áp chế hai thiểm điện chỉ còn lực chống đỡ nhưng tuy rằng thiểm điện biến hóa không chứa dựng bảy đạo bổn nguyên pháp tắc nhưng ưu thế ở chỗ không hề có yếu hại mặc cho hắn oanh nát thế nào thiên địa lực lại nối kết, lập tức phục hồi, vốn là thân bất tử chân chính, bang, thiểm điện thứ ba xuất hiện, thất tinh thần vương, bang, thiểm điện thứ tư xuất hiện, bát tinh thần vương, đây chỉ là ngũ tinh thần vương kiếp thôi, có cần khoa trương như vậy sao, lâm lạc không khỏi oán thầm, cấp bậc bát tinh thần vương lại có được chiến lực cửu tinh thần vương, đủ hoàn toàn đối kháng hắn, mà ngoài ra những thiểm điện khác có thể tạo thành phiền toái cho hắn. Mấu chốt chính là thiểm điện do thiên địa năng lượng biến thành, căn bản là bất tử cho dù hắn đánh nát cũng vô dụng, chỉ khiến cho chúng trùng tố lại mà thôi. Lâm Lạc liên tục thét dài, ngạo khí của hắn cũng bốc cao, thiên địa chỉ có mỗi hắn, hắn là duy nhất, bang thiểm điện xuất hiện, bác tinh thần vương, hoàn hảo, quy lực thần kiếp không tiếp tục tăng lên quá nghịch thiên. Nếu không cuối cùng xuất hiện cả cấp bậc trí tôn thì hắn thật sự phải chửi mắng lớn, nhưng hiện tại đã không chịu nổi, hai thiểm điện bắt tinh thần vương, hơn nữa còn là bất tử, đủ sinh ra uy hiếp đáng sợ đối với hắn, lúc này lại xuất hiện thêm lần thứ 8, thứ 9, toàn bộ đều là cấp bậc bát tinh thần vương, oanh, 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 bị nhiều chính mình vây công, cho dù yêu nghiệp như hắn cũng liên tiếp trúng quyền, bị oanh tới thần huyết phun tràn, thần cốt gãy vỡ, hắc động pháp tắc, lâm lạc hóa thân thành hư vô, bị nhiều thiểm điện vây công hắn không thể không tế ra chiến lực cực mạnh, nếu không thật sự không chịu nổi nửa canh giờ mà vẫn lạc, oanh, 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 cho dù hóa thân hắc động, lâm lạc cũng không an ổn, hắc động cũng không phải vô địch, một khi lực lượng oanh kích vượt qua khả năng cắn nuốt thì sẽ hỏng mất, mà chính thiểm điện liên thủ cơ hồ có được thực lực đáng sợ như vậy. May mắn chính là thiểm điện là do thiên địa tự nhiên diễn hóa, không phải chân chính bản thân hắn, không chất chứa lực lượng bảy đạo pháp tắc cùng chiến lực thực sự hắn có. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Lạc quay về mặt đất, toàn thân đầm đìa máu tươi, cơ bản không còn khối xương cốt nào hoàn chỉnh. Ngũ Tinh Thần Vương tự hồ là một cửa ải, trong lòng Lâm Lạc thầm nghĩ, trước kia hắn gặp phải thần kiếp chưa từng bá đạo tới như vậy, hơn nữa thiểm điện biến thành bản thân còn có thể vận dụng lôi hệ pháp tắc, nếu như ngày sau càng tiến thêm một bước đây, toàn bộ pháp tắc đều do thiên địa dựng dục, lần sau nếu xuất hiện một thiểm điện có thể vận chuyển tám hệ bổn nguyên pháp tắc thì cũng rất có thể, nhưng thần kiếp tuy cường đại hơn nhưng lại tạo nên biến hóa cho lâm lạc cũng vô cùng rõ ràng, khí lực của hắn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp 10 lần, hơn nữa ánh mắt của hắn rủ xuống chỉ thấy trong thất thải thần huyết lại có thể xúc tích ra được một tia cửu thải quang mang sư ánh tuyết cùng tinh vô ngân là hậu nhân của chí tôn huyết thống đều lưu động cửu thải thần huyết, mà bây giờ Lâm Lạc có được bổn nguyên pháp tắc cũng đi tới một bước này, ý nghĩa hắn đang tiến lên trên con đường thành tựu chí tôn, nhưng so sánh với thần huyết của sư ánh tuyết đã hoàn toàn là cửu thải, Lâm Lạc còn kém hơn rất nhiều, chỉ mơ hồ có thể chứng kiến một tia cửu thải, nhưng tin tưởng theo cảnh giới của hắn tăng lên, cửu thải thần huyết phải hoàn toàn lật đổ địa vị thất thải thần huyết, đến ngày nào đó là thời gian hắn chân chính trở thành chí tôn. Lâm Lạc phóng thích thần thức, sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương hắn có thể cảm giác được phạm vi đạt tới 5.000 dặm, lại nhảy vào một tầng cấp mới. Hiện tại cho dù không dùng bổn nguyên pháp tắt ngay cả bát tinh thần vương hắn cũng có thể oanh dếp, vòng đi vòng lại, thấm thoát đã trôi qua 400 năm. Một ngày nào đó, một đạo nhân ảnh từ loạn không bí cảnh bắn nhanh ra ngoài, tùy tay xé mở không gian, vừa thuấn di liền xuất hiện trong một tòa cung điện hoa lệ của thần giới. Khí tức ngũ tinh thần vương đỉnh phong tuy không hiện, nhưng chỉ một ánh mắt đầy đủ khí thế làm nứt vụn thiên địa chung quanh. Ở trước mặt của hắn đang có một đôi thân thể trần truồng đang dây dưa chung một chỗ, bờ mông tròn trịa trắng như tuyết, hình ảnh cực kỳ ướt át, Lâm Lạc không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới vừa rời khỏi loạn không bí cảnh hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt lại kích thích người như thế, đây cũng không phải một đôi cậu nam nữ đang mây mưa vu sơn, mà là hai nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi đang giả phượng hư hoàng, bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm một người thì nhất thời phát ra tiếng thét chói tai, lập tức vang vọng cả cung điện, người nào lớn mật như thế, dám xâm nhập cấm cung của bổn vương? một tiếng khiển trách lạnh lùng trong phòng nhất thời hiện ra một mỹ nữ thân mặt long bào đầu đội cửu phượng quan khuôn mặt nàng dễ thương làn da trắng tuyết bộ ngực vĩ đại như muốn xé rách áo như hai ngọn núi vĩ đại lâm lạc vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một nam tử hùng vĩ khí phách khi ngang không nghĩ tới lại chạy ra một mỹ nữ xinh đẹp tươi mọng như đào mận dâm tặc lớn mật nhận lấy cái chết nữ vương xinh đẹp lạnh lùng quát một tiếng một trưởng đánh ra hướng thẳng tới lâm lạc nàng là tam tinh thần vương tu luyện thủy hệ đại đạo một chưởng đánh ra như biển khơi sóng trào kinh thiên động địa bỏ qua thế lực của bảy đại chí tôn tam tinh thần vương chính là cường giả tuyệt thế đứng trên đỉnh thần giới mọi người đều biết cả thần giới chỉ có hai tứ tinh thần vương như vậy tam tinh thần vương ở dưới hai người kia nhưng lại đứng trên triệu triệu vạn người huống hồ tam tinh thần vương lấy lực thần quốc có thể đạt tới tứ tinh thần vương thậm chí còn mạnh hơn chỉ cần ở yên trong quốc thổ không ra ngoài ngay cả tứ tinh thần vương cũng không dám chọc tới trên đầu nàng khó trách nàng căn bản không cần hỏi xem lâm lạc là ai trực tiếp vỗ qua một chưởng lâm lạc mỉm cười tâm niệm thay đổi thật nhanh pháp tắc của đối phương lập tức biến mất công kích vung ra không còn chút uy hiếp bổ nguyên pháp tắc chính là uy nguyên của pháp tắc thiên hạ nắm hết thảy trong tay tối cao tối thượng ba nữ thần vương đánh tới một chưởng chỉ phủi nhẹ lên trên ngực lâm lạc ngay cả quần áo cũng không chút sức mẻ sao lại như vậy nữ thần vương kinh ngạc trợn mắt đôi môi đỏ hồng cũng mở ra thật to giống như có thể nuốt được một quả trứng gà trong lòng lâm lạc không khỏi rung động đã gần 500 năm hắn không chạm qua nữ sắc, điều này đối với một kẻ bên cạnh luôn không thiếu nữ nhân mà nói là một chuyện vô cùng gian nan, hơn nữa hiện tại hắn còn chưa thể quay về loạn không điện, ít nhất thái cổ chí tôn vẫn rình rập ở gần đó canh chừng hắn, nói cách khác, trước khi hắn có đủ năng lực đối kháng thái cổ chí tôn, tuyệt đối không thể gặp gỡ cùng chúng nữ, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi, hắn cũng không phải loại người chứng kiến mỹ nữ thì nhất định phải nhào lên, nhưng 500 năm hắn đã giết rất nhiều mãnh thú, hấp thụ vô số lệ khí, chưa từng được phát tiết luôn ứ động trong cơ thể hắn, xúc tích mà không chỗ phát tiết, cuối cùng nhất định tạo ra nạn lục. Ngươi, rốt cục ngươi là ai? Nữ thần vương phục hồi lại tinh thần, dù sao nàng là người từng trải qua vô số mưa gió mới đi tới một bước này, tuy rằng trong lòng đang sợ hãi tới cực điểm. Lúc này điều đầu tiên nàng nghĩ đến người này chính là cường giả thần bí chuyên ám sát các thần vương, tuy rằng lúc này lâm lạc lộ ra mặt thật nhưng làm sao có thể chứng minh hắn không phải người kia, ngẫm lại trăm triệu năm khổ tu sẽ hóa thành hư ảo, nữ thần vương không khỏi lộ vẻ bi phẫn nàng tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết chủ thần khí liền tế ra nàng phải dùng hết lực lượng cuối cùng ông chủ thần khí của nàng là một bảo tháp xoay tròn trên đỉnh đầu nàng tản ra khí tức tối cao lâm lạc mỉm cười nói ta cần chủ thần khí này của ngươi cái gì nữ thần vương lộ ra vẻ tuyệt vọng lẫn giận dữ chủ thần khí dưới tình huống có chủ nhân tuyệt đối không thể giao cho người khác nếu như lâm lạc muốn chiếm đoạt chủ thần khí việc đầu tiên cần làm là đem nàng oanh dép đương nhiên cho dù đem nàng giết chết cũng chưa chắc để chủ thần khí nhận chủ, chủ thần khí có chủ kiến của mình, nhưng đây là bước đầu tiên, ngay cả bước đầu tiên còn chưa làm được thì sao dám nói làm được bước thứ hai, cho dù Lâm Lạc có nói cho đối phương hắn cũng có thể truyền thừa được thủy hệ thần vương pháp tắc, nhưng đối phương có tin hay không, một khi đã như vậy hắn còn lãng phí khí lực làm chi, lúc này đưa tay áp về hướng nữ thần vương kia, uống, nữ thần vương đương nhiên không cam lòng bị trấn giết, tuy rằng Lâm Lạc cũng không có ý tứ này, ngay lập tức chuyển động bảo tháp hướng lâm lạc quanh ra một đạo thủy trụ uy lực tiêu thăng tới độ cao tứ tinh thần vương nàng vừa ý thức được lâm lạc thật cường đại tự nhiên lập tức rút lấy thần quốc lực nhưng uy lực chủ thần khí chế ngự thực lực bản thân thần vương bởi vậy chỉ có thể đánh ra công kích cấp bậc tứ tinh thần vương bàn tay lâm lạc vẫn vương tới căn bản không hề thay đổi nhưng thủy trụ nháy mắt biến mất hoàn toàn không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với hắn sao có thể nữ thần vương kinh hoảng đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra nàng có thể tiếp thụ kết quả thua bại dưới tay lâm lạc, nhưng cảm giác vô lực yếu đuối như hài tử làm trong nội tâm nàng khởi lên vô số sóng dữ. Ngay trong nháy mắt bàn tay lâm lạc đã vươn tới, đoạt qua bảo tháp, trấn áp, ông, cảm ứng được nguy cơ tồn vong, bảo tháp cuối cùng bộc phát ra uy lực chủ thần khí, lực lượng cửu tinh thần vương cùng cuộn hướng lâm lạc phản kích tới, lâm lạc mỉm cười, hiện tại hắn là ngũ tinh thần vương, có thể diệt sát bát tinh thần vương, chiến cửu tinh thần vương, chủ thần khí chỉ tương đương cửu tinh thần vương, hắn có gì sợ hãi, oanh 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 hắn cùng chủ thần khí kịch liệt giao chiến nhưng mỗi một quyền oanh ra lại không hề có chút dao động bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị hắc động hoàn toàn hấp thu nữ thần vương nhìn thấy trận mắt há hốc mồm nàng biết một khi chủ thần khí khởi uy có thể oanh ra lực lượng đáng sợ tới cỡ nào đó là lực lượng đỉnh cấp chân chính của thần giới cửu tinh thần vương nhưng lâm lạc có thể đối chiến với lực lượng như vậy hắn biến thái tới cỡ nào lâm lạc không tâm tình kéo dài thời gian chiến đấu tâm niệm vừa chuyển đã tế ra tử đỉnh hướng bảo tháp cắn nuốt ngày xưa khi cướp lấy hỏa vân thương do liễu bán yên phụ trách kiềm chế chủ thần khí mà hắn nhân cơ hội đem tử đỉnh nuốt chửng hỏa vân thương hiện tại thực lực của hắn tăng vọt hắn đã có thể nhờ vào thực lực bản thân làm được một bước này nuốt cho ta tử đỉnh mở ra khẽ mở khẽ hợp bảo tháp đã bị nuốt đi vào oanh bang 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 chủ thần khí ở bên trong tử đỉnh liều mạng phản kích đụng thân đỉnh rồi ra sụp vào nhưng chỉ phản kháng vô ích nếu hỏa vân thương còn không thể trốn tránh như vậy bảo tháp đồng dạng là như thế hơn nữa bởi vì Lâm Lạc đạt tới ngũ tinh thần vương, cho dù bảo tháp phản kích sắc bén thế nào cũng không thể làm hắn đau đớn tới ngất đi, chỉ làm gân xanh nổi lên, máu tuôn ra, lệ khí dân tràn, giết ta, nữ thần vương phẫn nộ quát, tràn ngập phẫn quốc cùng tuyệt vọng, ngay chủ thần khí cũng bị trấn áp, nàng còn khả năng nào phản kháng, hơn nữa nguyên chủ nhân không chết, chủ thần khí làm sao đầu nhập chủ nhân mới, nàng không nghĩ tới lâm lạc cướp chủ thần khí vì luyện hóa lực lượng bên trong, mà chỉ nghĩ lâm lạc muốn chủ thần khí nhận thức hắn làm chủ nhân nhìn thấy nàng phẫn nộ khiến đội ngực không ngừng phập phồng, bộ ngực nổi bật khiến ánh mắt Lâm Lạc càng ngày càng đỏ, hơn nữa chủ thần khí không ngừng phản kích trong tử đỉnh mang tới nỗi thống khổ thật lớn cho hắn, hắn phải phát tiết nỗi thống khổ cùng lệ khí này, mà nữ nhân chính là biện pháp tốt nhất, hắn vẫy tay, nữ thần vương đã bị hút tới trong tay hắn, Lâm Lạc cười hăng hắc, bàn tay trực tiếp chộp lấy bộ ngực vung cao của nàng, nữ thần vương vô cùng bi phẫn, không nghĩ tới Lâm Lạc độc ác như vậy, chẳng những muốn giết nàng còn muốn ô nhục nàng trước khi chết nàng bắt đầu liều mạng phản kháng, chứng kiến nữ thần vương giải dụa trong lòng lâm lạc, hai nữ nhân giả phượng hư hoàng càng thêm sợ hãi, ngay cả thần vương cũng rơi xuống nông nổi thê thảm như thế, hai nàng ngoại trừ vô lực nhìn thấy còn có thể có được biện pháp nào, bất quá nếu như lâm lạc chỉ là muốn chơi đùa cùng các nàng, hai nàng chẳng những sẽ không kháng cự ngược lại còn có thể mười phần phối hợp, bởi vì hai nàng chỉ là những nữ nhân bình thường, lại bị nữ thần vương kia cưới về, tối đa chỉ là dùng chơi đùa giả phượng hư hoàng mà thôi không dám thực sự hồng hạnh xuất tường, nhưng cho dù chơi đùa thế nào lại há có thể so sánh được với nam nhân chân chính, Lâm Lạc chẳng những là nam nhân chân chính, hơn nữa còn là cường giả trong cường giả, thần giới tôn trọng nhất là lực lượng, có thể cùng cường giả như vậy cùng độ vu sơn, hai nàng đương nhiên là tình nguyện, hai nàng đều dùng ánh mắt khát vọng lẫn u oán nhìn Lâm Lạc, ước gì hắn vứt bỏ nữ nhân trong lòng lao về hướng các nàng, oanh, ba, oanh, nữ thần vương kia không cam lòng bị Lâm Lạc khống chế, nàng ra sức phản kháng, nhưng Lâm Lạc nắm giữ thủy hệ bổn nguyên pháp tắc, bất kỳ công kích nào của nàng chỉ cần có chứa pháp tắc đều dễ dàng bị tiêu diệt suy lạp một tiếng long bào của nữ thần vương bị hung hăng xé mở lộ ra thân thể trắng loà gò bồng đảo nổi bật vương lại hai mảnh đỏ ẩn hiện ra bị lệ khí bao trùm một mặt tính cách hắc ám của lâm lạc chiếm cứ thượng phong hắn cười ha ha hai tay đặt lên gò ngực tròn trịa dùng sức xoa nắng lên nữ thần vương đánh mạnh vào người hắn nhưng đối mặt cùng ngũ tinh thần vương mà nói lực lượng của tam tinh thần vương chẳng khác gì gãi ngứa không tạo nên chút tác dụng mà nhắc tới pháp tắc thì càng thêm vô dụng, suy lạp, suy lạp, lại nghe thanh âm tiếng vải vóc xé rách truyền ra, nửa thân dưới của nữ thần vương bị lột sạch sẽ, bờ mông đầy đặn tuyết trắng, ở giữa đùi hiện ra bụi cỏ như tỏa sáng, dục vọng của Lâm Lạc bừng cháy, đem mông nữ thần vương nâng lên, không cần nhắm ngay vị trí, lung tung đụng vài cái liền tìm được mục tiêu, phốc một tiếng toàn bộ đi vào, nữ thần vương thét lên một tiếng chói tai tràn ngập khuất nhục, ngẩng chiếc gáy trắng như tuyết, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống, đối với nữ nhân bình thường mà nói, phụ thuộc vào cường giả chính là vận mệnh của các nàng thậm chí là thật đáng chờ mong nhất là mỹ nữ không có một nam nhân cường đại bảo hộ thật dễ dàng bị người dòng ngó sẽ giống như hàng hóa lần lượt bị trao đổi qua tay các nam nhân nhưng nữ nhân có thân phận có địa vị tự nhiên không cam lòng trở thành đồ chơi nhất là nữ thần vương đã đứng trên đỉnh thần giới làm sao yên phận làm liệt mã dưới chỗ kính của nam nhân lần này bị bá vương ngạnh thượng cung nữ thần vương trái lại ngừng khóc thảm chỉ quay đầu lại trừng trừng nhìn lâm lạc phản phất như muốn đem hình dạng của hắn ghi khắc trong đầu mình, thành quỷ cũng không nguyện buông tha. Lúc này Lâm Lạc làm sao còn lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ biết tận tình tung hoành ngang dọc, tận tình phóng thích lệ khí tích lũy cả 500 năm trên thân thể đầy đặn tuyệt vời kia. Nữ thần vương không ngừng bị an bài đủ loại tư thế, cho dù nàng có thân thể của thần vương cũng bị gây sức ép đến vô lực trên rỉ, trong mắt đẹp lộ ra vẻ cầu khẩn, dục vọng dần được hòa diệu, lý trí Lâm Lạc dần khôi phục, hắn nhướng mày đem nữ thần vương đặt qua một bên, nâng cao cự vật hướng hai mỹ nữ đang ôm cứng nhau đi tới. Hai nàng kia tự nhiên biết Lâm Lạc muốn làm gì, đều lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Mừng là có thể cùng Lâm Lạc kết xuống một đoạn tình duyên sương sớm, kinh hãi là vì năng lực mạnh mẽ của hắn, đều đem thần vương gây sức ép đến khang tiếng. Các nàng còn chịu được sao? Lâm Lạc đi tới, đem một mỹ nữ bế lên, trướng người liền tiến nhập sơn động đã tràn nước của nàng, bắt đầu mạnh mẽ thảo phạt. Suốt một ngày đêm sau, ba mỹ nữ vô lực nằm trên giường lẫn dưới đất, thân thể tuyết trắng phím động sắc thái đỏ ửng, kiều diễm ướt ác, lâm lạc khoanh chân ngồi, theo cảnh giới bản thân hắn tăng lên, chỉ một ngày đêm tử đỉnh đã hoàn toàn trấn áp chủ thần khí kia, hiện tại có thể rút ra lực lượng bên trong nó, nữ thần vương mở đôi mắt vô cùng mỏi mệt, ánh mắt nhìn lâm lạc vô cùng phức tạp, nàng đã cảm ứng được tia liên hệ giữa mình cùng chủ thần khí đã không còn, tuy rằng trước đó nàng bị lâm lạc dày xéo không chịu nổi, căn bản không khả năng ý thức tới nhưng nàng lại có thể xác định kiện chủ thần khí kia của mình đã xong đời bởi vì thần vương pháp tắc mà nàng lĩnh ngộ được biến mất, tuy rằng vẫn còn lực lượng cấp bậc tam tinh thần vương, nhưng trong nắm giữ pháp tắc đã lui lại thiên thần đỉnh phong, đã sớm thành thói quen thần vương cao cao tại thượng, nhưng một khi rút lui tới thiên thần cảnh giới, sự chênh lệch lớn như thế bảo nàng làm sao thừa nhận, nhìn nam nhân đầu sỏ kia, trong nội tâm nàng chỉ có sợ hãi vô tận, ngay cả chủ thần khí cũng có thể trấn giết, đây là khái niệm gì, nàng chỉ cầu được chết thật thống khoái, mà tuyệt không muốn sống tạm trở thành công cụ tiết dục của lâm lạc. 13 ngày sau, Lâm Lạc mở hai mắt, bước lên không trung, thần kiếp ầm ầm lao tới, chiến chiến chiến, cũng giống như lúc đột phá ngũ tinh thần vương, đạo lôi kiếp hạ xuống đầu tiên cũng hóa thành nhân hình Lâm Lạc, khí tức lục tinh thần vương cuồn cuộn dao động, hướng thẳng chỗ hắn tập kích mãnh liệt, đạo thần kiếp thứ hai, thần kiếp thứ ba, rất nhanh chính đạo thần kiếp toàn bộ hạ xuống, biến thành chính thiểm điện Lâm Lạc, thấp nhất đều là lục tinh thần vương, mà có tới 6 cửu tinh thần vương, Lâm Lạc chiến đến phát điên, đối mặt cùng loại địch nhân đánh mãi không chết kia, cho dù hắc động cường thịnh bao nhiêu cũng vô ích, bởi vì lực lượng thiểm điện ngay cả hắc động cũng không thể cắn nuốt, trong đó có một tia bổn nguyên lực, Lâm Lạc tự nghĩ chỉ có thể tế ra thôn vệ pháp tắc mới có thể diệt hết hóa thân thiểm điện kia, nhưng hắn thật không biết mình mượn uy lực tử đỉnh có thể sẽ gợi ra thiên địa càng phản kích mãnh liệt hơn hay không, dù sao toàn bộ pháp tắc, toàn bộ lực lượng đều đến từ chính thiên địa tự nhiên, cho dù bảy đại chí tôn hiện tại cũng chỉ là một bộ phận của thiên địa tự nhiên, Lâm Lạc không mạo hiểm như vậy, dù sao tuy rằng hắn sẽ bị thương trong lôi kiếp đáng sợ kia, nhưng muốn chống đỡ nửa canh giờ cũng không phải là không thể. Oanh, 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 hắn tuôn trào thần huyết, xương cốt cũng bị đánh vỡ trắng héo, nhưng cuối cùng sống qua nửa canh giờ, thần huyết lưu chuyển, thân thể hắn hoàn toàn khép lại, cửu thải thần huyết trong thân thể càng nồng đậm hơn một ít, cất bước quay về cung điện, tuy rằng vừa rồi thanh thế lôi kiếp rất lớn, nhưng có tử đỉnh che lấp thôi diễn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không sợ bị mấy chí tôn kia truy tới đuổi giết. Kiến thức lâm lạc độ thần kiếp quá đáng sợ, nữ thần vương đã hoàn toàn khiếp hải đến chết lặng, nhìn thấy hắn cũng không còn động tác nào, giống như đã chịu phận bất hạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt sau, đôi mắt nàng trợn tròn, bởi vì lâm lạc lại nhất môn của nàng, cự vật thật lớn nóng hổi kia lại đâm vào trong cơ thể của nàng. Người này là sắc ma hóa thân sao, vừa mới độ xong thần kiếp không ngờ vẫn còn tâm tư làm loại chuyện này, cẩn thận lĩnh ngộ, lâm lạc trướng người đâm sâu vào thân thể nữ thần vương, đồng thời phát động tử đỉnh, tử đỉnh đại phát hào quang, phân ra một đạo pháp tắc huyền ảo thông qua chỗ kết nối giữa hai người hướng trong thân thể nữ thần vương dũng mãnh lao tới ngô thân thể mềm mại của nữ thần vương không khỏi chấn động pháp tắc như vậy giống như nàng đã từng quen biết nhưng dần dần xâm nhập nàng lập tức hiểu được đây là thần vương pháp tắc của chủ thần khí mà nàng đã đánh mất lâm lạc không ngờ trả lại cho nàng vì sao bởi vì thần vương pháp tắc nhất nhất đối ứng nàng mất đi chủ thần khí cũng mất đi nắm giữ đúng dịp chính là tuy rằng tử đỉnh tống xuất ra thần vương pháp tắc nhưng bảo tháp tương ứng cùng thần vương pháp tắc vừa vặn lưu lại vì vậy khi lâm lạc vừa đưa ra ngoài nữ thần vương liền có thể nhận lấy toàn bộ nhanh chóng tăng lên hiểu được nhanh chóng quay về tiêu chuẩn ngày trước đương nhiên đây cũng là năng lực mà lâm lạc có được sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương hiện tại hắn có thể đem bảy đạo bổn nguyên pháp tắc đối ứng thần vương pháp tắc tùy ý đưa tặng một người đương nhiên chỉ có thể nhất nhất đối ứng tuyệt không khả năng hai người nắm giữ cùng một đạo thần vương pháp tắc không chỉ như thế hắn còn mua một tặng một ban cho nữ thần vương kia thêm một đạo kim hệ thần vương pháp tắc, cầm lấy chủ thần khí của người ta, lại chiếm đoạt thân thể người ta, dù sao cũng phải bồi thường tổn thất không phải sao? Nữ thần vương trợn mắt, tuy rằng nàng không thể lập tức tiêu hóa đạo kim hệ thần vương pháp tắc kia, nhưng bản thân nàng chính là thần vương, làm sao có xa lạ, lập tức hiểu được đạo kim hệ pháp tắc cũng là cấp bậc thần vương, nếu nói thủy hệ pháp tắc là hắn trả lại, vậy kim hệ pháp tắc thì tính thế nào? Nam nhân dùng thủ đoạn bạo lực chiếm hữu nàng rốt cục lại là ai? đây chính là pháp tắc thần vương, hơn nữa là hai đại đạo bất đồng, muốn nắm giữ tuyệt đối là bá chủ trong thần vương, là vô địch cùng giai, trong khoảnh khắc nàng vô cùng kích động, hai tay không tự chủ được ôm cổ Lâm Lạc, miệng phát ra tiếng trên rỉ, đôi đùi triền lên hông hắn, để hắn có thể tiến vào càng sâu càng sâu hơn, một đạo thần vương pháp tắc đã tan rã cảm xúc phẫn hận trong lòng nàng, trong lòng Lâm Lạc không còn ấy nấy, xem như trao đổi hàng hóa, được thỏa thuận xong, gọi là thần vương chỉ bất quá là kỹ nữ cấp cao mà thôi. Sau đó hắn lại tống xuất cho hai mỹ nữ khác thần vương pháp tắc, còn có thể lĩnh ngộ hay không phải xem nhận thức của chính hai nàng, không lưu lại tên mình, cũng không hỏi tên của nữ thần vương cùng hai nàng kia, quan hệ giữa họ tới đó là chấm dứt. Nếu lâm lạc, phiêu, mỹ nữ một lần phải trả giá bằng bốn đạo thần vương pháp tắc, việc này chiêu cáo ra thiên hạ sẽ bị người mắng hắn phá sản, thật không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ cởi sạch quần áo cầu hắn đến, thăm qua, lâm lạc thu thập tâm tình, một bước đi ra đã vượt vào hư không xa xôi, hắn muốn đi đem chân vạc cuối cùng của tử đỉnh thu hồi trở về. Trước kia không có quyết định này là bởi vì hắn lo lắng nếu tử đỉnh hoàn toàn được tu bổ sẽ làm bảy chí tôn kia hay biết, trên thực tế họ đã sớm biết, nhưng hiện tại nếu việc hắn có tử đỉnh đã bị hắc y nhân bộc lộ ra ánh sáng, vậy tự nhiên không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Muốn tăng lên tu vi kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là đoạt lấy chủ thần khí, tuy rằng gần đây thần vương bị giết chết rất nhiều, nhưng tồn tại hậu thế ít nhất còn hơn ngàn người, những thần vương kia thật dễ tìm, lấy thực lực hiện tại của Lâm Lạc đã đủ trấn áp chủ thần khí phản kháng, nhưng chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa bi ai, làm như vậy thật sự gây động tĩnh quá lớn, ngẫu nhiên một lần có thể sẽ không khiến cho Chí Tôn hoài nghi, nhưng lặp lại nhiều lần không phải nói cho bọn hắn biết tung tích của mình sao, ít nhất Lâm Lạc còn chưa bị ép buộc tới mức liều mạng, nếu thật sự muốn cướp đoạt chủ thần khí, vậy cũng không thể lập tức luyện hóa mà cần duy nhất cướp sạch sẽ, sau đó chạy tới chân trời góc bể lại đem luyện hóa toàn bộ thăng liền ba cấp, như vậy vừa lúc bước lên trí tôn thần hoàng, đến lúc đó cho dù trí tôn đuổi tới thì hắn còn sợ gì, đồng thời nắm giữa hai loại không gian cùng thời gian bổ nguyên pháp tắc, chỉ cần đại thành, cho dù hắn không thể một lần liều mạng với bảy trí tôn nhưng muốn chạy trốn còn có ai ngăn cản được hắn, thân hình xẹt qua như điện, lâm lạc lướt trên thiên không thần giới hướng địa phương xa xôi bay đi, ba năm sau hắn đi tới một mảnh hoang vu, nơi này sớm không còn bóng người, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ cho dù là thiên thần nửa bước khó đi, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói tuy rằng không đến mức gọi là đi dạo sân vắng, nhưng tuyệt đối không có áp lực gì quá lớn, chính là chỗ này đi, Lâm Lạc vương tay đem không gian ổn định của thần giới xé nát, hư không loạn lưu khủng bố lập tức từ khe nước mãnh liệt tràn ra, hướng chỗ hắn cuốn tới, nhẹ nhàng chợt lóe, Lâm Lạc đã tiến nhập hư không, tiện tay phất qua, khe nước không gian lập tức biến mất, kỳ thật hắn không chủ động nối lại thì không gian cũng sẽ tự động chữa trị, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn một chút mà nơi này là một mảnh hoang vu, cho dù bị hư không loạn lưu đập vào phá hư cũng không có gì đáng ngại, nhưng hắn luôn sẽ phụ trách đối với việc mình đã làm, nên kết thúc vẫn tự mình giải quyết, trong hư không hắc ám lẫn hoang vắng, chẳng khác gì một ngục giam lớn, chỉ có một mình lâm lạc cô đơn nơi đó, ngoài ra hư không gió lốc cuồng bão bắt đầu khởi động, chẳng khác gì như sóng biển, lâm lạc khẽ cao mày, tử đỉnh cũng không phát ra chút dị động, tỏ rõ chân vạc kia cũng không có nơi đây, hoặc là nói khoảng cách vẫn còn quá xa. Trong hư không căn bản không phân đông tây nam bắc hoặc cao thấp trái phải, Lâm Lạc tùy ý đi thẳng tới, sau đó dùng phương thức tìm tòi theo hình tròn mở rộng phạm vi tìm kiếm, thấm thoát đã trôi qua suốt 500 năm, Lâm Lạc từng thời khắc đều tiến hành công việc nhàm chán như thế, trong lòng như đã chết lặng, chẳng lẽ Mã Phổ Trạch lừa hắn? Theo lý thuyết thì sẽ không, nếu nói dối thì thần thức ba động không khả năng bình tĩnh như vậy, Lâm Lạc nắm chắc điểm ấy, chẳng lẽ Chân Vạc kia tự mình chạy đi? Rất có thể, có lẽ tốc độ chạy trốn không nhanh nhưng chỉ cần có thời gian nơi nào không thể chạy tới. Nghĩ như thế hắn rốt cuộc bỏ qua việc tìm tòi trong hư không, rời khỏi nơi đó, nhưng ngay trong nháy mắt vừa xuất hiện trở lại trong thần giới, tử đỉnh đột nhiên nổi lên sóng gió, chân vạc thứ 8, đây thật sự là đi mòn dày sắt tìm không thấy, được đến không phí chút công phu, không sai, vô luận là tinh điện thập chủ, Minh Hà Vương hay Mã Phổ Trạch đều chưa từng trực tiếp tiếp xúc được mảnh nhỏ tử đỉnh, chỉ bị một cổ lực lượng ba động liên hệ tới, truyền thừa thần vương pháp tắc, cũng giao cho sứ mạng tìm kiếm chủ thể tử đỉnh. Mã phổ trạch thực sự ở hư không tìm được truyền thừa chân vạc thứ 8, nhưng không có nghĩa chân vạc nằm tại nơi này. Tiểu tử kia, mau nhanh cút ngay, thanh âm chấn nổ ầm vang, một người khổng lồ cao chừng trăm trượng xuất hiện ngay trước mặt lâm lạc, toàn thân gần như trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần cộc bằng kim trúc đó là một nam nhân, toàn thân đều do kim trúc chế thành, mái tóc dài lại chẳng khác gì chỉ bạc, trong tay cầm trường mâu do thiểm điện hình thành, từ trên cao nhìn xuống ngay hắn, thượng thiên thần, nhị trọng thiên. Tu Vi như thế hoàn toàn không có tư cách để Lâm Lạc ra tay, hơn nữa lúc này tâm tình hắn đang thật tốt, không muốn gây hấn với người kia, cười nói. Đại gia hỏa, ngươi đánh không lại ta, tiểu tử kia, ngươi đang vũ nhục cự lôi tộc chiến sĩ vĩ đại sao, người khổng lồ giận dữ, chân phải dậm xuống, vanh, cả mặt đất ầm ầm rung mạnh, giống như sóng gió nổi lên, Lâm Lạc cười ha ha, tùy tay chỉ vào ngọn núi xa xa, vanh, lực lượng cấp bậc thần vương cuốn qua, đỉnh núi lập tức biến thành bột mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi ngươi, ngươi, ngươi xông vào đại họa, thần tình người khổng lồ kinh ngạc, lập tức lộ ra biểu tình vô cùng lo sợ, phốc một tiếng quỳ xuống quỳ bái phương hướng kia. Thiểm điện thần vĩ đại, đây là người ngoài đã kinh nhận không quan hệ tới tộc của ta, quy, làm sao vậy, lâm lạc cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì chân vạc thứ 8 nằm ở chỗ kia, đừng nói chuyện với ta, ta không biết ngươi, người khổng lồ hoảng sợ nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau, muốn cùng lâm lạc giữ một khoảng cách trăm năm cô quạng khiến Lâm Lạc chứng kiến bất kỳ sinh vật nào cũng cảm thấy thân thiết, hắn không khỏi cười nói. Chúng ta không phải bằng hữu sao, không, ta thật sự không biết ngươi, người khổng lồ vội vàng quay sang nơi khác nằm úp sấp trên mặt đất, mông hết cao, chui đầu vào trong bùn đất, tự hồ cho rằng mình không nhìn Lâm Lạc thì người kia cũng sẽ không thấy hắn, vừa nhìn thấy người kia Lâm Lạc đã biết hắn có chút khờ khạo, nhưng lại không ngờ hắn lại khờ khạo tới mức đó, không khỏi cười vang, đáng tiếc chính là không có sư ánh tuyết ở đây, nếu không sẽ làm nàng cười lăn lộn đạt lỗ điệp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đúng lúc này lại có mấy chục thân ảnh thật lớn bay vút tới đều là người khổng lồ cao tới trăm trượng cầm đầu là một lão nhân có chồng râu bạc thân hình câu lũ trường mâu thiểm điện biến thành quải trượng cầm trong tay những người này đều có tu vi thượng thiên thần thấp nhất là thượng thiên thần nhất trọng thiên cao nhất là tam trọng thiên nhưng không có người nào đột phá thần vương điều này cũng không phải dựa vào bản thân cố gắng là được trưởng lão không liên quan tới đạt lỗ điệp là tiểu tử đó làm người khổng lồ khờ khao lập tức quỷ khuất nói, lúc này thần thức của Lâm Lạc đã lan rộng tới 6.000 dặm, trong phạm vi này toàn bộ sự vật đều giống như một bộ phận của thân thể hắn, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng không thể gạt được hắn, lại có người đến, hắn mỉm cười, xem bộ dáng của người khổng lồ kia, chỉ sợ còn có một thế lực cường đại thường xuyên chèn ép bọn họ, làm bọn họ nghe động tĩnh liền sợ hãi, giác giác giác, đám ngu xuẩn các ngươi chán sống, một thanh âm như tiếng vịt được kêu vang lên có phải muốn lão tử bắt vài đầu phá sơn thú đến hung hăng kháo mông của các ngươi thanh âm vang lên bảy đạo thân ảnh cùng một ngọn núi nhỏ cũng đi theo xuất hiện hình thể bảy người khác hẳn với lâm lạc tuy rằng mỗi người đều không nhất định là nhân loại nhưng yêu tu biến hóa từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói cũng không bất đồng với nhân loại nam nhân lên tiếng kia là một tráng hán hơn 30 tuổi ngực trần nửa thân dưới mặt quần da màu đen trong tay cầm roi da roi rất dài bên đầu kia còn cột lấy một ngọn núi nhỏ đó cũng không phải một ngọn núi nhỏ chân chính mà là một nữ người khổng lồ đang nằm sấp bộ ngực cùng thân dưới bọc vài miếng kim chúc che lại nhưng nhìn làn da bằng kim chúc kia cũng không làm người sản sinh nổi dục vọng mặc dù dung mạo của nàng xem như không sai nhưng nhĩ gia nữ tế ti nhóm người khổng lồ kinh hô sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ cả đám người trợn trừng mắt nhìn bảy người vừa xuất hiện như thế nào muốn tạo phản phải không tên tráng hán xé họng hét lớn vừa kêu lên nhóm người khổng lồ lập tức không còn ý chí chiến đấu chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô tận phủ phục trên mặt đất vừa rồi là kẻ to gan lớn mật nào dám oanh kích thần sơn tên kia lạnh lùng cười rộ lên tự hồ thật hưởng thụ cảm giác bị người kính sợ vừa thắt chặt cho da siết cổ nữ người khổng lồ kia thở hổn hển lâm lạc cũng không phải người thích chen vào chuyện người khác huống hồ chuyện bất bình trên đời này nơi nào cũng có hắn căn bản không thể quản đến nhưng nếu đã thấy được hơn nữa tử đỉnh tự hồ có liên quan tới những cặn bã kia hắn dĩ nhiên là cần xuất thủ không đợi nhóm người khổng lồ nói chuyện lâm lạc bước ra khí tức thần vương cấp buông thả ba 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 bảy người kia hoảng sợ không tự chủ được quỳ xuống, ngươi, 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 tráng hán kia nhìn thấy người duy nhất còn đứng ở đó, làm sao không biết là ai, đánh lén, nhưng người ta không động ngón tay đã đem bọn hắn quỳ sụp dưới đất, đó là tu vi gì, thần vương, đây là người có được thực lực tuyệt thế vô song như bảy vị điện chủ, giới thiệu một chút thân phận của các ngươi, lâm lạc mỉm cười, nhìn bảy người kia, cũng làm cho bọn hắn cảm giác như bị tuyệt thế ác ma nhìn chầm chầm, toàn thân tuôn mồ hôi lạnh, ta, chúng ta là người của lôi thần điện, bảy đại điện chủ của chúng ta đều là thần vương, mỗi người không kém gì ngươi, ngươi nhanh chóng thả chúng ta, nếu không bảy đại điện chủ chắc chắn bầm thay ngươi vạn đoạn. Tráng hán ban đầu còn run run nói, nhưng càng nói càng nhanh, trái lại còn uy hiếp lâm lạc, lâm lạc không khỏi cười ha ha, duỗi ngón tay bắn ra, roi da cuốn cổ nữ người khổng lồ liền gãy đoạn, hắn lại vung tay lên, bảy sợi dây thường do pháp tác lực hình thành lập tức siết lấy cổ họng bảy người kia, dẫn đường, ta muốn kiến thức mấy vị điện chủ gì đó của các ngươi bảy người kia làm sao còn khả năng chống cự, vừa định đứng dậy bước đi, lại nghe Lâm Lạc lạnh lùng nói. Ai cho các ngươi đứng lên, trong lòng bọn hắn kinh hãi, muốn đổi giận lại không có dũng khí, chỉ ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất bò về hướng thần sơn sụp đổ, nhìn thấy tám người càng lúc càng xa, những người khổng lồ cũng bò lên, vẻ mặt không giống nhau nhưng đều lộ ra vẻ chờ mong. Đối với thần linh mà nói dùng phương thức gì đi đường kỳ thật đều không ảnh hưởng tốc độ, bởi vậy đừng xem bảy người kia dùng phương thức bò nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu nhưng càng đến gần thần sơn tốc độ của bọn họ lại càng chậm giống như người nào cũng bị chuột rút lâm lạc làm sao không biết ý tưởng của những người này bọn hắn lo sợ bộ dạng như vậy bị người một nhà chứng kiến sẽ mất mặt ngày sau rốt cục không thể ngẩng đầu lên nhưng lâm lạc không hề có chút thông cảm suy nghĩ của bọn họ trước đó bọn hắn không phải cũng đem nữ người khổng lồ biến thành con chó dắt tới dắt lui sao khi ra tấn người khác thì cười ha ha tới lượt rơi xuống đầu mình thì mới cảm thấy uất ức hừ lâm lạc phóng xuất ra một đạo thần vương uy áp ba 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 trên thân bảy người đồng thời nổ bạo, ai cũng phát ra thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết, Lâm Lạc không hề có chút đồng tình, nói: "Đi nhanh lên, bảy người kia gặp phải tên sát tinh như Lâm Lạc không còn biện pháp nào, chỉ có thể khuất nhục đi về phía trước, trong lòng mỗi người thật hận không thể đem Lâm Lạc bầm thay vạn đoạn." Lâm Lạc cười lạnh, nói: "Từ giờ trở đi các ngươi có thời gian nửa nén hương đi tới chỗ của các ngươi, trong nửa nén hương không đến nơi, các ngươi chỉ có chết, mà cho dù đi tới đó, bốn người lạc ở phía sau cũng sẽ chết." Những lời này vừa ra, bảy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều liều mạng xuất ra toàn bộ sức lực thở hổn hển như mũi tên rời cung bò nhanh về hướng ngọn núi bị Lâm Lạc sang bằng. Một sơn cốc cực lớn thật nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, bên trong có một tòa cung điện chất động lôi quang, cho dù còn khoảng cách thật xa cũng có thể thấy được rõ ràng, thần lôi xanh biết ầm ầm chấn bạo, có một loại uy lực thật lớn không nói nên lời. Bên trong có 3784 người, trong đó có 7 tên thần vương, 263 thượng thiên thần, 1987 trung nguyên thần, còn lại đều là sơ vị thần, hư thần, trong bảy thần vương mạnh nhất là tam tinh thần vương, yếu nhất là nhị tinh thần vương, toàn bộ đều tu luyện lôi hệ pháp tắc, lâm lạc mỉm cười, trước kia hắn nhiều nhất chỉ cảm ứng được bên trong có bao nhiêu người, nhưng thực lực, cảnh giới cụ thể thì phải tận mắt nhìn thấy mới biết được, nhưng hiện tại trong việc vận dụng không gian pháp tắc hắn đã có đột phá lớn, chỉ cần nằm trong phạm vi thần thức của hắn, như vậy cũng giống như do hắn tận mắt nhìn thấy, gì, đây không phải là chư lão bác bọn hắn sao, ha ha ha, vì sao lại đột nhiên học kiểu đi của con chó đây nhé còn đang so sánh ai chạy nhanh hơn chẳng lẽ vài vị thiếu điện chủ lại đang đánh đố sao ở trước mắt bao người bảy người kia càng đi càng nhanh nhìn thấy sắp đi vào trong sơn cốc người rơi ở cuối cùng đột nhiên vương ra hai tay hướng người trước phát ra công kích con mẹ nó la vũ không cũng cho ta đem ngươi xem là huynh đệ ngươi lại đánh lén lão tử con mẹ nó lão tử cũng không muốn chết oanh 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 bảy người kia trong nháy mắt xảy ra đại hỗn chiến người chạy trước nhất chỉ muốn thoát khỏi người dây dưa phía sau lao vào sơn cốc trước tiên mà người rơi phía sau làm sao chịu buông tay lần này buông không chỉ là tay mà chính là mạng của bọn hắn vì vậy liền nhất lên một cuộc loạn chiến làm cái quỷ gì đánh cho thảm liệt như vậy đúng vậy có vỗ mông ngựa vài vị thiếu điện chủ cũng không cần thật tình như vậy đi di sau lưng đám người chư lão bác còn có một người không nhận ra tên kia là ai là hắn buộc đám người chư lão bác tự giết lẫn nhau sao ta kháo dám đùa dẫn đùa lên trên đầu lôi thần điện chúng ta khi nãy bảy người kia bò chạy quá mức làm người chú ý nên đến lúc này mới có người phát hiện Lâm Lạc tồn tại, vì vậy tới lúc này bọn họ mới đoán được chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lập tức phẫn nộ, hơn trăm người trong sơn cốc liền vây tới. Ở trong mắt bọn họ, thần vương chính là tồn tại cường đại nhất thế gian, mà Lôi Thần Điện có bảy đại thần vương trấn thủ, xem như tồn tại vô địch đương thời, cho dù Lâm Lạc cũng là thần vương thì như thế nào, bảy điện chủ vừa ra bất kỳ thần vương nào cũng chỉ bị trấn áp. Ta thứ nhất, ta thứ hai, ta thứ ba ta mới là thứ ba, cút, ta mới là thứ ba, bảy người kia tranh chấp lên, người rơi sau cùng sẽ phải chết a, à. tay phải lâm lạc vừa kéo, bốn sợi dây thừng do pháp tắc lực hình thành lập tức siết chặt, lực lượng thần vương cấp tràn qua, bốn đầu lâu lập tức rơi xuống, bốn thi thể không đầu cùng phun máu tươi, nhìn qua như suối trào, ba 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 ba, bốn người kia đồng thời gục xuống, sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt, trong khoảnh khắc cả sơn cốc không chút âm thanh, tuy rằng chỉ có bốn người chết, hơn nữa cảnh giới chỉ là cấp bậc trung nguyên thần, trong lôi thần điện có không ít nhưng có thể buộc chư lão bác có cảnh giới thượng thiên thần bò đi như con chó giúp người trước cửa lôi thần điện đây rõ ràng là đối phương cố ý trắng trợn khiêu khích người kia chính là thần vương đối mặt với một thần vương có ý đồ bất thiện ai dám đi lên trêu chọc tồn tại như vậy cho dù lừng lẫy hy sinh thì như thế nào nhiều lắm ngày sau chỉ được một tiếng khen của bảy điện chủ nhưng người chết thì đã chết rồi bọn hắn bỏ ra ngàn vạn năm tu luyện cũng không phải dùng lừng lẫy hy sinh lâm lạc nhắm mắt lại không hề có bất kỳ động tác nhưng hỗn độn dông lô đang hấp thu lực lượng tinh hoa của bốn người kia, nhưng lực lượng trung nguyên thần cũng không đủ nhét kẻ răng của hắn, thế nhưng bên trong còn có trí nhớ cả đời của bốn người kia, Lâm Lạc đang lật xem đoạn trí nhớ kia, như vậy còn tốt hơn là trực tiếp ép hỏi lấy ra tin tức, không nhìn thì thôi, vừa xem xong lửa giận của Lâm Lạc lập tức bừng lên, trước đó bọn hắn đem nữ nhân khổng lồ kia xem như con chó chạy khắp nơi, loại chuyện này đối với người của lôi thần điện mà nói quả thật chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Bọn hắn là bá chủ địa vực, Thống trị 76 chủng tộc bất đồng, lấy thủ đoạn tàn bạo nô dịch các chủng tộc, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, bọn hắn chính là vương, là bá chủ, cho dù Lâm Lạc từng giết chóc vô số nhưng lật xem thủ đoạn tra tấn người của bọn hắn cũng có cảm giác thật ghê tởm, chỉ mới nhìn xem một nửa, Lâm Lạc đã đem trí nhớ của bốn người tiêu hủy, hắn đã không còn nhịn được muốn đem toàn bộ người của nơi này oanh giết, có câu nói, người đang làm, thiên đang nhìn, gương mặt Lâm Lạc không chút diễn cảm nhìn quét qua đoàn người từ trước tới nay ta không hề tin cái gì gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nếu như thượng thiên bất nhân, liền để ta thay trời hành đạo, ánh mắt của hắn lóe ra, một đạo lực lượng lập tức bắn ra khắp bốn phương tám hướng, oanh oanh oanh, hơn trăm người trong sơn cốc trong nháy mắt mạch máu nứt toát, thần huyết cùng phun, những người đó ai cũng hoảng hốt, đối với thần linh mà nói mặc dù chảy hết máu cũng sẽ không chết, nhưng trong máu ẩn chứa lĩnh ngộ phát tắc, tổn thất thần huyết chẳng khác nào tổn thất tu vi, ai mà không hoảng, bọn hắn muốn chữa trị bản thân, ngăn cản máu huyết xói mòn không ngờ phát hiện căn bản không thể vận chuyển được lực lượng trong cơ thể chỉ có thể trơ mắt mà nhìn rất nhanh máu huyết chảy khô kế tiếp da thịt bọn hắn bắt đầu tan ra rơi xuống từ trên thân thể vô cùng đau đớn làm mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết lâm lạc không hề có chút lòng đồng tình so với những việc ác những người này từng làm hắn đã xem như thật nhân từ nhưng nếu hắn muốn học theo thủ đoạn kia đối đãi ngược lại bọn hắn lâm lạc tự hỏi mình còn chưa biến thái tới như vậy người nào dám đến lôi thần điện dương oai trong một mảnh kêu gào thê thảm thật nhiều người từ trong lôi thần điện lao ra chứng kiến huyết nhân nằm đầy đất trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ cũng không phải bọn hắn chưa từng gặp qua hình ảnh càng thêm tàn nhẫn nhưng lúc đó bọn hắn chính là kẻ thực hiện cảnh tượng càng thảm chỉ làm bọn hắn cười lớn thêm một ít thế nhưng khi sự tình xảy ra trên đầu bọn hắn chỉ chảy chút máu đã giận không kềm được huống chi cảnh tượng này thật quá rung động ánh mắt lâm lạc lóe hàng quang những người kia đều nứt vác mạch máu bước theo rập khuôn những người trước đó thần huyết cùng phun, tiếp theo máu thịt tiêu hủy, cuối cùng thần cốt vỡ vụn, khi thần cốt cũng hóa thành tro bụi, kế tiếp là thần tính hủy diệt, vĩnh viễn tan biến trong trời đất, lâm lạc như đại ma vương, cô lập giữa biển máu, lãnh khốc, tuyệt tình, tôn giá còn muốn làm tới khi nào? Thanh âm uy nghiêm băng sương lẫn phẫn nộ vang lên, phía trước lâm lạc xuất hiện bảy nam tử, bộ dạng từ mười mấy tuổi cho tới hơn 60, vẻ mặt bọn hắn thật phẫn nộ, nhưng còn chưa biết tu vi của lâm lạc nên chưa dám phát động công kích. Lâm lạc lạnh lùng nhìn thoáng qua bảy người kia, không cần nghĩ cũng biết bảy người giống như 10 người của Tinh Điện, nhận sứ mạng tìm kiếm chủ thể tử đỉnh, nhưng bọn hắn không hề đem chuyện này lưu trong lòng, trên thực tế trong những sứ giả nhận lệnh cũng chỉ có Thạch Nguyệt cùng Lâm Hồng Hoang là đủ tư cách, nhưng Thạch Nguyệt là pháp tắc chi linh, theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói cũng không phải sinh linh, mà Lâm Hồng Hoang nếu không vì tử đỉnh đang thuộc về con hắn, hắn lại cam tâm đem chân vạc giao ra sao? Người đều có tư tâm, có giả tâm, đi xuống." Lâm Lạc Lạnh lùng nói, khí thế lục tinh thần vương cuồn cuộn, bao phủ khắp cả sơn cốc bảy thần vương đồng thời phun trào máu tươi, lập tức rơi xuống không trung, tự hồ chẳng những mất đi thần vương lực lượng, thậm chí còn ngã xuống thần cảnh, ngay cả năng lực duy trì phi hành cũng mất, lúc này ngay cả bọn hắn cũng run rẩy như cây sấy, một cổ khí thế liền có thể đem bảy người trấn áp rơi xuống, đây là chiến lực đáng sợ bậc nào, tiền, tiền bối, bảy người rung giọng hướng lâm lạc kêu lên, vẻ mặt đáng thương như cầu xin tha thứ, thần vương thì như thế nào, kém một cảnh giới là áp chế tuyệt đối. Hơn nữa lâm lạc chỉ phát ra khí thế liền trấn áp bọn hắn rơi xuống đất, cường hãn vô song, không phải nói tứ tinh thần vương đã cực mạnh nhất thần giới sao, từ đâu chạy ra yêu nghiệt như vậy, các ngươi dung túng bộ hạ hành ác, đồng dạng tội không thể tha, lâm lạc lạnh lùng tuyên án, không, bảy người đồng thời gầm lên giận dữ, bọn hắn trải qua ngàn vạn năm mới đi tới bước hôm nay, làm sao nguyện ý hóa thành bụi đất, lập tức quanh ra một kích cực mạnh hướng thẳng về chỗ lâm lạc, lâm lạc đem tay bãi xuống, ba ba ba, đầu lâu của bảy đại thần vương nhao nhau hóa thành một mảnh huyết vũ, thần tính bị trực tiếp xóa đi, lập tức tử vong bảy người này cũng không có tự tay phạm phải việc ác, nhưng bọn hắn không chỉ có biết rõ thủ hạ hành hung, còn dung túng những người kia làm ác, đồng dạng không thể tha thứ, ban cho bọn họ chết nhanh đã là tiện nghi bọn họ rồi. Mà lúc này, những người khác trong sơn cốc cũng chết được thất thất bát bát, đại lượng tánh mạng tinh hoa hướng lâm lạc dũng mãnh lao tới, ở trong đó lực lượng không nhiều lắm, nhưng lại tràn ngập trí nhớ giống như biển cả, hướng về lâm lạc cùng anh loạn tạc mà đi, lâm lạc bảo vệ chặt bản tâm, đem những trí nhớ này hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài thức hải, cũng là cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa đủ, khi tiến vào trí tôn cấp, bổn nguyên pháp tắc vừa ra, cái kia chính thức là chư pháp không dính rồi, hắn vất vất tay, một đạo liệt diễm cuốn qua, tràn cảnh huyết nhục bay tứ tung trong cả sơn cốc lập tức bị liệt hỏa đốt tẩn, hắn đi nhanh hướng về lôi thần điện, có cá lọc lưới cũng bị một ánh mắt của hắn trực tiếp giết chết, không buông tha cho một ác đồ, tiến vào đại điện, tử đỉnh trong thức hải chấn động càng mãnh liệt, nhưng tử đỉnh không có tự động hiển hiện, hiện hiển nhiên chân vạc thứ 8 cách hắn còn tương đối xa, nhưng ở dưới tử đỉnh cùng chân vạc thứ 8 cộng minh, Lâm Lạc vẫn là men theo một tia nhịp đập trong nội tâm kia đi tới cuối cùng của lôi thần điện, thổ hệ pháp tắc vận chuyển, hắn sát nhập vào mặt đất, hướng về trong lòng đất ghé qua mà đi, ba ngày sau, hắn bỗng nhiên dừng lại, một cảm giác bất an mãnh liệt ở trong lòng của hắn nổi lên, đạt tới loại tu vi này như hắn, tâm huyết dân trào cái kia tuyệt đối là có ý nghĩa, hoặc là có chuyện đại sự phát sinh, hơn nữa cùng hắn chung một nhịp thở, lâm lạc nhướng mày, thời gian pháp tắc phát động, hắn nhìn xem tương lai của Tô Mị, phong sở liên chư nữ, tuy tương lai là mông lung, không ngừng biến hóa, nhưng vẫn là có thể rình coi đến một chút, các nàng không ngại, Lâm Lạc lại đem tương lai bọn người nghiêm thanh, Lâm Hồng Hoang từng cái xem qua, cũng không có phát hiện bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, như vậy, hắn hơi sững sờ, chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh ở trên người hắn, đối với vận mệnh của mình, bất kỳ một người nào nắm giữ thời gian pháp tắc cũng không cách nào diễn hóa bên trong tối tâm đều có một cỗ lực lượng đang ngăn trở lấy, lâm lạc nhướng mày, cái chân vạc thứ tám này hạ lạc tuyệt đối sẽ không có những người khác biết rõ, đặc biệt là bảy đại chí tôn kia, nếu không không phải đã sớm đoạt đi trấn áp, dùng ngăn cản tử đỉnh bổ khuyết, nói không chừng có thể ngăn cản chí tôn thứ chính xuất thế, như vậy, bỏ bảy đại chí tôn kia, trên đời này còn có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, lâm lạc thật sự không nghĩ ra được, cho dù là hắc y nhân kia chạy đến cũng vô dụng, hai người đều có được chí tôn thần khí, ngươi rút ra lực lượng thần khí sáng tạo phát tắc, chẳng lẽ ta lại không thể? Nói sau, Hắc y nhân đem tin tức thôn thiên đỉnh ở trên người Lâm Lạc phóng xuất, giờ phút này không biết trốn đến góc nào, há sẽ ở phía trước mai phục hắn, hoặc là ở sau lưng chuẩn bị đánh lén hắn. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Lạc có tử đỉnh che lấp khí tức, dù là trí tôn thần hoàng cũng không cách nào suy tính đến hành tung của hắn, căn bản không có khả năng biết rõ hắn ở đâu, đến tột cùng là vì cái gì. Lâm Lạc chỉ là dừng một lúc liền tiếp tục đi tới, bổ hết tử đỉnh là tâm nguyện lớn nhất của hắn mà hắn lại có thể rút ra lực lượng tử đỉnh sáng tạo bổn nguyên pháp tắc đủ để xóa đi bất luận cửu tinh thần vương gì có cái gì phải sợ nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lâm lạc cũng chưa từng có gặp được bất an mãnh liệt như thế hắn không thể không tiến hành coi chừng đem lực chú ý tập trung lại hắn tiếp tục đi tới một ngày hai ngày ba ngày lại là bảy ngày thoáng một cái đã qua lâm lạc dưới chân chợt nhẹ hắn bỗng nhiên từ trong đất đá kiên cố xuyên ra xuất hiện ở trong một mảnh không gian lôi dịch nhộn nhạo, cái này cũng không lớn, phạm vi chỉ có ngàn dặm, mà ở trong lôi trì này, một chân vạc cực lớn đang chìm chìm nổi nổi, một cổ bất an càng thêm mãnh liệt ở trong lòng lâm lạc nổi lên, nhưng tử đỉnh là không bị khống chế từ trong thức hải hắn bay ra, ông, tử đỉnh phóng xạ ra hàng tỷ đạo tử khí hoa lệ, hướng về chân vạc cuối cùng kia bay đi, oanh, chân vạc kia cũng di động mà lên, hướng về tử đỉnh nghênh cứ, loãng xoảng bên trong một tiếng trọng nổ, cả hai hoàng mỹ kết hợp cùng một chỗ một đạo chấn động mãnh liệt lập tức quanh chấn toàn bộ thần giới, thiên địa tề minh, trăm hoa đua nở, từng đạo hào quang ở phía chân trời bay qua, chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nhưng một kiện chí tôn thần khí bổ hết lại làm cho thiên địa cùng vui, để cho mỗi người đều là từ đáy lòng sinh ra một ý vui mừng, tuy bọn họ không có một cái nào biết rõ tại sao mình sẽ cao hứng như vậy, xíu, u u, tử đỉnh xoay tròn lấy trở về thức hải lâm lạc, trong đầu của hắn lập tức nhiều hơn một đoạn trí nhớ, tám đạo nhân ảnh đang vây công một người khác, cô đơn chi nhân kia đầu huyền tử đỉnh, một người đứng ngạo nghễ, như chúng thần chi chủ khai thiên tích địa, tuy ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối lại như cũ đánh cho vô cùng điên cuồng, tên điên, người này hai mắt đỏ thẫm, đầu đầy tóc đen nhao nhao nghịch thiên vọt lên, trên thân trần trụi, có tám đạo phù văn kỳ lạ, lại phi thường ảm đạm, căn bản thấy không rõ là cái đồ án gì, người này phản phất như ác ma thị sát khát máu, không ngừng phát ra gào thét đáng sợ, chấn đến bầu trời xé rách, đại địa tan vỡ, vô số sanh linh đồ tháng, đáng sợ nhất chính là tất cả sinh linh tử vong đều sẽ biến thành năng lượng rời rạc bị người nọ hấp thu sạch sẽ để cho khí tức của hắn càng thêm cuồng bạo hắn cường đại đến đáng sợ nhưng tám đối thủ của hắn cũng đồng dạng đáng sợ mỗi người chỉ vận dụng một loại pháp tắc phân biệt đại biểu ngũ hành không gian thời gian cùng lôi hệ nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố xa xa vượt ra khỏi lâm lạc tưởng tượng tác động có thể đối kháng uy năng lớn như vậy sao lâm lạc cảm thấy không được bởi vì đạt tới cảnh giới này tám đạo pháp tắc biến thành tồn tại tuyệt đối độc lập tuý nhất bổn nguyên nhất như vậy pháp tắc chi lực thực đã không cách nào áp suất dung hợp nữa đã như vậy hát động kia tạo ra là như thế nào hát động là ngũ hành pháp tắc dung hợp nhưng ngũ hành pháp tắc đến nước này lại như là năm khối kiên thiết hoàn toàn không có khả năng lại xác nhập đến cùng một chỗ rồi đây mới là một bổn nguyên nhất của thế gian lâm lạc lập tức hiểu được đây là tràn cảnh năm đó lâm thương la cùng bác đại chí tôn chiến đấu hắn ở trong đó thấy được hai người quen biết là loạn không chí tôn thái cổ chí tôn cái chiến đấu đáng sợ này không biết rằng có bao nhiêu thời gian, cuối cùng nhất, một gã đại hán nắm lấy thần chùa y màu tím bị Lâm Thương La sinh sinh đuổi giết, mà bản thân Lâm Thương La cũng bị bảy đại chí tôn oanh thành mảnh vỡ, ngay cả tử đỉnh trên đỉnh đầu cũng bị oanh vỡ vụn, năm chân vạc, thân đỉnh, tàn phiến thân đỉnh phân biệt hướng về nơi bất đồng bay đi, mà ở trong nháy mắt thân hình Lâm Thương La nghiền nát, tám đạo phù văn trên người hắn từng cái khắc đến bên trên tám cái chân vạc của tử đỉnh, siêu, siêu, xíu, u u, không chỉ là tử đỉnh toái phi, thần chùi màu tím kia cũng phá không mà đi lập tức không biết tung tích trong tử đỉnh truyền đến trí nhớ như vậy kết thúc cái thần vật này lập tức tiến nhập trạng thái ngủ say lôi hệ bổn nguyên pháp tắc lập tức như là nước biển điên cuồng gào thét hướng về lâm lạc mạnh mẽ vọt qua trong nháy mắt như vậy hắn lĩnh ngộ đối với lôi hệ pháp tắc liền đột nhiên tăng mạnh một lần hành động đột phá hạn chế thượng thiên thần đỉnh phong tiến nhập thần vương cảnh tử đỉnh lâm vào ba ngày ngủ say mà lâm lạc cũng đang không ngừng tiêu hóa lấy lôi hệ bổn nguyên pháp tắc tốc độ tăng lên vô cùng đáng sợ đối với nắm giữ lôi hệ pháp tắc hắn không chỉ là nắm giữ lôi hệ pháp tắc còn đang không ngừng lý giải sâu sắc đối với tám đạo bổn nguyên pháp tắc mượt mà lấy nắm giữ đối với tám đạo pháp tắc này ngược lại là thôn vệ pháp tắc y nguyên dừng lại ở cấp độ vốn có gần kề giới hạn trong luyện hóa lực lượng vạn vật thủy chung không có được tiến thêm một bước đột phá ba ngày thời gian thoáng cái tức qua ông tử đỉnh thức tỉnh ở trong thức hải hắn điên cuồng khởi động a à, lâm lạc phát ra một tiếng gào thét tử đỉnh này đã sớm cùng thức hải hắn liền làm một thể phen này quấy rối lập tức để cho hắn sinh ra thống khổ khó chịu mồ hôi lạnh toàn thân như là nước mưa tuôn ra ông 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 tử đỉnh không ngừng xoay chuyển lấy đúng là mở ra liên hệ cùng thức hải của hắn cái này giống dùng một thanh dao găm đang cắt lấy thịt trên người lâm lạc hơn nữa còn là một thanh đao cùng cắt từng chút một từng chút một dù là lâm lạc đã sớm trải qua vô số khảo nghiệm đau đớn nhưng vẫn đau nhức nhập nội tâm đây là trực tiếp tác dụng đến thức hải đau đến thẳng vào linh hồn vì cái gì vì cái gì tử đỉnh muốn ly khai hắn đạt tới cảnh giới như lâm lạc hắn kỳ thật đã không cần tử đỉnh ngoại trừ muốn mượn dùng tử đỉnh phóng ra bổn nguyên pháp tắc hỗn độn dung lô cũng chính là thôn vệ pháp tắc sớm có thể không thuận theo tử đỉnh mà phát huy tác dụng nhưng hắn vất vất vả vả đem tử đỉnh bổ xong đổi lấy lại là tử đỉnh bước ra rời đi cái này đối với hắn mà nói lại phản bội trần trụi để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ nhưng mà tử đỉnh là tồn tại gì chí tôn thần khí hơn nữa bây giờ còn là chí tôn thần khí bổ hết dùng thực lực bây giờ của lâm lạc sao đủ tư cách trấn áp tồn tại như vậy ông tử đỉnh hoàn toàn xé rách một phần ràng buộc cùng lâm lạc kia từ trong thức hải của hắn xoay tròn mà ra ở trong lôi trì phóng xuất ra nghìn vạn đạo tử khí hoa lệ ung dung đẹp đẽ chí cao chí thượng ha 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 một tiếng cười tràn ngập điên cuồng vang lên một đạo nhân ảnh từ trong tử đỉnh hiện ra thân ảnh từ nhạc đến đậm từ hư đến thực cuối cùng nhất biến thành một đại hán vô cùng khôi ngô cao ngạo bá tuyệt tự hồ một đấm có thể đem trọn thiên địa anh đến nát bấy. Lâm Thương La, đúng là Lâm gia tổ tiên kia, đã từng là chí tôn thứ chín, trách không được tử đỉnh muốn cách Lâm Lạc mà đi, bởi vì nó cho tới bây giờ sẽ không có chính thức nhận Lâm Lạc làm chủ, mà cựu chủ nhân đã xuất hiện, nó tự nhiên phải từ trên người Lâm Lạc phân cách mà ra rồi, chỉ là, Lâm Thương La không phải sớm nên chết rồi sao, lão tử lại trở lại rồi, Lâm Thương La cởi trần, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, tinh cửu nguyên, nhạc quan hải, lần này lão tử sẽ bóp vỡ trứng chim các ngươi sư tú ảnh hỏa dạ dung các ngươi rửa sạch bờ mông ba nguyên kỹ trước lão tử không có thao đến các ngươi lần này các ngươi có thế chạy không được ầm ầm bác hoang oanh chấn tự hồ vì một vị trí tôn thần hoàng trở về mà vui mừng không xiết không cần phải nói tinh cửu nguyên là phụ thân của tinh vô ngân cũng là thái cổ chí tôn kia mà nhạc quan hải là kim nguyên chí tôn sư tú ảnh chính là mẫu thân của tiểu nha đầu loạn không chí tôn hỏa dạ dung là hỏa gia chí tôn Ân, tám đạo bổn nguyên pháp tắc đâu? Lâm Thương La đột nhiên khẽ giật mình, sau đó hai mắt hiện động lên hung quang, hướng Lâm Lạc nhìn chăm chú qua đi. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc đã minh bạch rất nhiều chuyện. Ngày xưa Lâm Thương La bị oanh giết, nhưng bị chết cũng không phải triệt để, chí ít có một ít thần thức phụ thuộc đến phía trên tử đỉnh. Hơn nữa trận chiến đấu này tuy hắn chiến bại, nhưng đồng dạng cũng là người thắng, bởi vì hắn thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc không rõ ràng lắm Lâm Thương La là làm sao làm được, nhưng có lẽ cái này là uy lực chân chính của thôn vệ pháp tắc, dù sao hắn hiện tại chỉ là lục tinh thần vương, cũng không thể chính thức hiểu rõ chỗ cường đại của bổn nguyên pháp tắc, mượn cũng chỉ là mượn, cùng bản thân mình nắm giữ đó là sự tình hoàn toàn bất đồng, nhưng mặc dù Lâm Thương La không có chết, nhưng ít nhất cũng là bị chết thất thất bát bát rồi. Nếu không tuyệt không có khả năng giấu giếm được con mắt của bảy đại chí tôn, ở dưới tình huống như vậy, tử đỉnh mới chọn lâm lạc làm như người thừa kế, bởi vì hắn có được huyết mạch tiếp cận lâm thương la nhất nhưng chính là bởi vì thượng nhiệm chủ nhân ở vào trạng thái chết nhưng không chết tử đỉnh cùng lâm lạc ở vào một loại trạng thái cực vi diệu tuy truyền thừa cho hắn hỗn độn dung lô cũng chính là thôn vệ pháp tắc lại không có nhận hắn làm chủ mà mấu chốt để lâm thương la phục sinh cũng ở chỗ tử đỉnh sau khi lâm lạc đạt được hỗn độn dung lô nguyên vẹn mỗi lần giết chết sinh linh đều thôn vệ đến sinh khí trong đó những thứ này toàn bộ bị lâm thương la bám vào bên trong tử đỉnh thu được lâm thương la thông qua lâm lạc giết chóc đã lấy được tánh mạng chi lực đầy đủ từng chút một khôi phục thực lực nếu như thời gian tử đỉnh hoàn toàn chữa trị chậm thêm chút ít nói không chừng lâm thương la vừa ra tới là cửu tinh thần vương thậm chí trực tiếp đạt đến chí tôn hôm nay tử đỉnh bổ xong ý thức của lâm thương la cũng hoàn toàn thức tỉnh thành công phục sinh thế gian này cũng quỷ dị xuất hiện hai người có bổn nguyên pháp tắc giống nhau tuy lâm lạc còn không có đi vào cảnh giới chí tôn thần hoàng nhưng bổn nguyên pháp tắc đã trồng trong lòng của hắn chỉ cần tu vi hắn tăng lên cái này tự nhiên sẽ trở thành thể ngộ của hắn mà cái này mang đến vấn đề chính là quyền sở hữu tám đạo bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh trấn áp theo như cách nghĩ của lâm thương la cái này chính là vì chính hắn chuẩn bị nhưng bổn nguyên pháp tắc là từng cái đối ứng hắn có thể từ trên người bác đại chí tôn thần không biết quỷ không hay thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc cũng đã là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này cũng không có thể biến bổn nguyên pháp tắc từng cái đối ứng thiên địa quy tắc tám đạo bổn nguyên pháp tắc này đã bị lâm lạc lấy đi trừ khi lâm lạc chết bằng không thì lâm thương la căn bản không có khả năng lại từ trên tử đỉnh đạt được những truyền thừa này nam nhân điên cùng kia giờ phút này đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm vào lâm lạc hậu nhân không biết cách bao nhiêu đời kia hắn sẽ không để ý hậu đại này là tân nhân đem mình từ trong bóng tối vĩnh hằng cứu ra kiêu hùng lại há có thể bị thân tình liên lụy hắn là vương bá tuyệt thiên hạ nhất định là trí tôn duy nhất C tám đạo bổn nguyên pháp tắc là của hắn hắn nhất định phải đoạt lại thành tựu sự thống trị chúng thần chi vương của hắn Lâm Lạc rốt cục minh bạch vì cái gì trước kia sẽ có tâm huyết dân trào mãnh liệt như vậy, thì ra là thế, nhưng con mẹ nó ai có thể nghĩ đến Lâm Thương La, lão tổ tông này còn chưa chết thấu, rõ ràng hoàng hồn rồi, cảm ứng được đối phương có sát khí như thực chất, Lâm Lạc lạnh lùng nhìn lại lão tổ này, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là tổ tông không biết bao nhiêu đời của hắn mà thúc thủ chịu trói, hắn không có buông tha cho hy vọng, là vì trước mắt Lâm Thương La cũng chỉ có bác tinh thần vương, cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, cái này cho hắn tin tưởng cùng hy vọng chiến thắng, ha ha ha, làm hậu đại của lão tử, ngươi đã đủ xuất sắc rồi, nhưng sứ mạng của ngươi cũng đã xong, hiện tại ngoan ngoãn đi chết đi cho lão tử." Lâm Thương La cười to, duỗi ra một cái đại thủ hướng Lâm Lạc đánh ra. Lâm Lạc hừ một tiếng, tám đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Lâm Thương La phản kích mà đi. Bành, một tiếng trọng nổ, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La đồng thời đẩy lui, rõ ràng ở lực lượng đối bính không kém bao nhiêu, làm một người điên, càng là một đời kiêu hùng. Lâm Thương La tự nhiên có địa phương đáng sợ của hắn, tuy trước mắt chỉ vẹn vẹn có cảnh giới Bát Tinh Thần Vương, nhưng chiến lực lại vượt qua cửu Tinh Thần Vương bình thường, dùng Lâm Lạc đoán chừng dù là Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn, chỉ có Tinh Vô Ngân, loại người có được thể chất đặc thù này, có năng lực bỏ qua đã kích không phải chí tôn, mới xứng cùng Lâm Thương La là địch, khi Lâm Thương La khôi phục đến chí tôn, hắn muốn đuổi giết Tinh Vô Ngân thật sự là trong nháy mắt tầm đó, Lâm Thương La kiêu hùng, Lâm Lạc càng là yêu nghiệt hắn so với lâm thương la càng chiếm ưu thế chính là hắn có được tám đạo bổn nguyên pháp tắc cái này tuy là lâm thương la từ trên người bác đại chí tôn trọng đến nhưng trái cây thắng lợi này lại bị lâm lạc chiếm đi từ góc độ của lâm thương la mà nói hắn muốn lấy đồ đạc của mình trở lại thực là hợp lý mà từ góc độ của lâm lạc đến xem hắn cũng không phải vô duyên vô cớ đạt được những bổn nguyên pháp tắc này không ai không trải qua trùng trùng điệp điệp khúc chiếc cùng gian nan nói sau lâm thương la có thể phục sinh cũng là bởi vì hắn một lần nữa bổ xong tử đỉnh lão gia hỏa này không cảm kích còn chưa tính, còn muốn động thủ giết hắn, cái này để cho hắn làm sao có thể nhẫn, lui một vạn bước mà nói, cái tổ tiên này không biết cách bao nhiêu đời, còn có thân tình gì tồn tại, lâm lạc thét dài một tiếng, tám đạo pháp tắc chi lực ở trong thể nội điên cuồng vận chuyển, chủ động hướng lâm thương la phát khởi phản kích, bành, bành, lâm thương la chính là tên điên, há sẽ e ngại cùng người liều mạng, hắn đồng dạng hai đấm bay múa, cùng lâm lạc chiêu chiêu liều mạng, không giảng một điểm hoa văn chút nào, chính là lấy cứng chọi cứng như vậy, quanh đến đại địa chấn động mãnh liệt, hừ, lực lượng lão tử còn không có hoàn toàn khôi phục, không có công phu cùng tiểu tử ngươi dây dưa, chết đi cho ta, lâm thương la nhướng mày, hắn là tên điên đúng vậy, nhưng cũng không phải đồ đần, sau khi đánh một hồi, hắn lập tức thò tay hướng tử đỉnh chỉ một cái, ba, PHOC. Lâm lạc đột nhiên chấn động toàn thân, khối khôi lỗi một trên người kia lập tức trở nên nát bấy, mà hắn cũng là một nguồn máu tươi cùng bắn ra, cửu thải chi sắc đã tương đối nồng đậm, ồ, khôi lỗi một hừ tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy lâm thương la cười lạnh tay phải lại câu tử đỉnh lại bắt đầu nhẹ xoáy lên vừa rồi đúng là lâm thương la sai khiến tử đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc lại không nghĩ rằng trên người lâm lạc lại có khôi lỗi một vô cùng trân quý thay hắn hóa giải kết quả hẳn phải chết bất quá bổn nguyên pháp tắc cũng không phải đùa giỡn dù thực lực của lâm thương la chưa khôi phục chỉ là mượn tử đỉnh chi uy cũng có thể trực tiếp nát bấy khôi lỗi một cũng để cho lâm lạc bị trọng thương Mắt thấy Lâm Thương La vừa muốn sai khiến tử đỉnh đánh ra công kích thứ hai, Lâm Lạc cũng vội vàng chỉ ra một ngón tay, hướng tử đỉnh phát ra mệnh lệnh, bành, hai đạo bổn nguyên pháp tắt lẫn nhau đụng vào, lập tức song song chôn vùi, sắc mặt Lâm Thương La trở nên càng điên cuồng, nhếch miệng lộ ra cuồng tiếu. Hảo tên tiểu tử ngươi, không hổ là hậu nhân của lão tử, rõ ràng vào lúc đó còn có thế sai khiến thôn thiên đỉnh, ha ha ha, bất quá, cái này dù sao cũng là trí tôn thần khí của lão tử, hắn vẫy tay, Muốn thu tử đỉnh nhập thức hải của mình, như vậy Lâm Lạc sẽ không có khả năng lại mượn đến lực lượng của tử đỉnh, Lâm Lạc lại há có thể để cho hắn như nguyện, vội vàng hướng tử đỉnh thò ra bàn tay lớn, muốn một lần nữa đoạt lại tử đỉnh, mấu chốt thắng bại của hai người ngay ở phía trên tử đỉnh, ai có thể đoạt được tử đỉnh, ai có thể đánh ra bổ nguyên pháp tắc, sẽ một lần hành động định ván cục, tân, lão hai đời chủ nhân đối kháng, đồng thời cũng là huyết mạch không biết cách bao nhiêu đời tương bính, ha ha ha, lão tử không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất cường đại cường đại đến để cho lão tử cũng rất là bội phục, bất quá, nhược điểm lớn nhất của ngươi là thôn thiên đỉnh không có nhận ngươi làm chủ, ngươi lại làm sao có thể tranh được qua lão tử, lâm thương la cười to, tử đỉnh đang lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp hướng phương hướng của hắn dời đi, tuy chậm, nhưng cuối cùng có một khắc sẽ dung nhập thân thể của hắn, mà tới lúc đó, chính là một khắc hắn phát ra một kích trí mạng, đuổi giết hậu đại kiệt xuất nhất kia, nói thật, hắn rất thưởng thức hậu đại như vậy, nhưng tiếp ai bảo hắn cướp lấy tám đạo bổ nguyên pháp tắc vốn phải là của hắn, vì sự thống trị của mình dù là con ruột cũng có thể chết huống chi cái này là hậu nhân cách không biết bao nhiêu đời lâm lạc bất động không sợ hãi ở trên tranh đoạt tử đỉnh bại bởi lâm thương la hắn đã có tâm lý chuẩn bị cũng không phải hắn kém cùng chí tôn thần khí phù hợp mà là vì cựu chủ nhân lâm thương la này một mực không có chết hắn lại làm sao có thể đạt được tử đỉnh chính thức nhận chủ cựu chủ nhân này đối chiến nửa cái tân chủ nhân tự nhiên là lâm thương la sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng cử động lần này của lâm lạc chỉ là vì tranh thủ thời gian Trước kia tuy bị khôi lỗi một hóa giải một kích trí tử, nhưng hắn bị thương cũng không phải chuyện đùa, phải đem thương thế vuốt lên mới có thể phát huy chiến lực ra mạnh nhất của hắn, tranh đoạt tử đỉnh, so đấu cũng không phải lực lượng, mà là trên tinh thần tô thông đối với tử đỉnh, để cho Lâm Lạc được thời gian rảnh rỗi dốc sức liều mạng trị liệu thương thế, trở về A, Lâm Thương la ha ha cười dài một tiếng, tử đỉnh xíu, u u, một chuyến, chui vào ở bên trong đỉnh đầu của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, nhất chỉ điểm ra, muốn hướng Lâm Lạc quanh qua nhưng vào lúc này thân hình lâm lạc lóe lên không gian thuấn di phát động cũng đem một thời gian lưu giảm tốc độ nhét vào trên người lâm thương la ân lâm thương la mắc hổ máy động tử đỉnh một chuyến chư pháp không dính lập tức đem thời gian lưu giảm tốc độ bắn ở bên ngoài cơ thể nhưng lâm lạc cũng chỉ cần thắng được trong nháy mắt này đợi cho lâm thương la nhất chỉ điểm ra lâm lạc đã chui vào trong hư không thằng khốn lâm thương la lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tám đạo bổn nguyên pháp tắt đều ở trên người lâm lạc nếu không thể giết chết lâm lạc hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được pháp tắc truyền thừa trên tử đỉnh năm đó thông vệ những bổn nguyên pháp tắc kia nhìn như là hắn làm nhưng công thần sau lưng lại là thôn thiên đỉnh hắn chỉ là làm ra tác dụng như một cái cầu bởi vậy cuối cùng nhất tám đạo pháp tắc trấn áp ở trên chân vạc tử đỉnh mà không phải hòa tan vào thức hải của hắn hiện tại hắn tuy có thể rất nhanh tu luyện trở lại độ cao ngày xưa nhưng cũng đồng dạng chỉ có chiến lực ngày xưa nếu như bác đại chí tôn lần nữa hướng hắn liên thủ vây công hắn đồng dạng sẽ vẫn lạc lần nữa lần này hắn không tin bác đại chí tôn kia còn có thể cho hắn cơ hội lại phục sinh một lần nữa lâm lạc phải chết lâm thương la đầu đầy tóc đen thẳng vũ nhập không hắn đột nhiên thất tiếng cười to cái này chẳng phải là càng thêm thú vị đợi cho khôi phục thực lực năm đó hắn liền đem bác đại chí tôn phân hóa giải quyết từng người một mà lâm lạc trừ khi trốn ở chân trời góc biển không đi ra nếu không lúc gặp mặt lại lần nữa hắn tất nhiên đuổi giết kẻ này vương đồ thống trị tuyệt đối không cho phép có thân tình tồn tại xíu u u xíu, u u, xíu, u u, lâm lạc liên tục xuyên việt thời không, lập tức bay vùng vụt qua thiên sơn vạn thủy, mới đột nhiên từ trong hư không nhảy ra, qua, thoáng một phát, lần nữa nhổ ra một mụn thần huyết, may mắn lâm thương la vẫn chỉ là khôi phục đến bát tinh thần vương, huống hồ còn không có nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc, nếu không lâm lạc tuyệt đối không có khả năng đào thoát, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, nhíu mày, lâm vào lưỡng nan chi cảnh, một phương diện, mấy người thái cổ chí tôn đối với hắn coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất trừ cho thống khoái, một phương diện khác Lâm Thương La cũng nhất định phải chém giết hắn mới có thể cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc, đã mất đi tử đỉnh, tình cảnh của Lâm Lạc trở nên cực kỳ hỏng bét, cách làm an toàn nhất là lập tức tiến vào ở bên trong bát đại bí cảnh, chỗ đó ngăn cách thần thức tìm tòi, không cách nào diễn hóa tương lai, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thời điểm hắn đột phá chí tôn thần hoàng, lại sợ ai đến, cho dù bọn người Lâm Thương La, thái cổ chí tôn liên thủ thì như thế nào, cộng lại cũng không quá đáng đại biểu cho chính đạo bổn nguyên pháp tắc cùng hắn bình thủ bất quá lâm thương la này giả tâm thật lớn sau khi hắn khôi phục thực lực tuyệt đối không có thế giống như ngày xưa cùng ngạo đến đồng thời cùng bác đại chí tôn là địch tất nhiên sẽ đánh bại từng cái hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên phát động đánh lén mà nói thật đúng là có khả năng đắc thủ tuy lâm lạc còn không có tiếng vào chí tôn thần hoàng nhưng hắn tin tưởng nắm giữ lâm thương la thôn vệ pháp tắc ở đôn đã độc đấu hẳn là cường đại nhất người khác còn chưa tính nhưng loạn không chí tôn cùng lâm lạc có đại ân, nhân tình này hắn nhất định phải trả. Huống hồ các nàng phong sở liên đều ở loạn không điện, lâm lạc cũng không nhận ra lâm thương la còn có thể nhân từ nương tay đến thay hắn lưu lại huyết mạch. Lâm thương la là kiêu hùng, càng là tên điên, tên điên sẽ làm chuyện gì, là không thể theo lẽ thường có thế cân nhắc. Lâm lạc không biết lâm thương la cần bao lâu mới có thể khôi phục tu vi trí tôn cấp, hắn phải trước tiên đem tin tức này nói cho loạn không chí tôn, để cho đối phương có thể có chỗ chuẩn bị, chủ ý quyết định hắn liền không tiếp tục chần chờ, thoáng đem thương thế ổn định, gặm hạ mấy quả linh dược, thân hình chấp động tiến vào hư không, hướng về phương hướng loạn không điện xuyên thẳng mà đi. Hắn lúc này nắm giữ ở trên không gian pháp tắc đã càng ngày càng thuần thục, dù cho ở trong hư không cũng có thể sử dụng không gian thuấn di, chỉ là khoảng cách này cũng không phải rất dài, nhưng cái này cũng đầy đủ cường đại rồi, lại phối hợp thời gian pháp tắc gia tốc, cho dù là lục tinh thần vương cũng đã bộc phát ra tốc độ vượt qua cửu tinh thần vương. Ba tháng sau, kiến trúc loạn không điện nguy nga kia đã xuất hiện ở bên trong cảm ứng của hắn ân tiểu tử ngươi lại có can đảm trở về từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên quanh một cái đại thủ chụp tới ngàn vạn không gian loạn lưu trùng kích lập tức nhao nhao chôn vùi căn bản không cách nào tạo thành một tí tẹo phá hư hừ lại một tiếng hừ lạnh vang lên một đạo hỏa diễm rừng rực hiện lên hướng về bàn tay lớn kia oanh tới lần này bàn tay to kia lại hiển nhiên không dám để cho hỏa diễm oanh trúng thật giống như bàn tay phàm nhân đụng phải hỏa diễm lập tức cấp tốc thu trở về, hỏa linh, ngươi cũng muốn bao che kẻ này sao, âm thanh lạnh như băng trước kia lại lần nữa vang lên, phù quan lướt động, hiện ra thân ảnh thái cổ chí tôn khôi ngô kia, quanh, ánh lửa dịu động, một chỉ liệt diễm phượng hoàng có chính cánh cũng vạch phá hắc ám hư vô xuất hiện, hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp đến tột đỉnh, sau lưng có một đạo phượng vĩ hư ảnh đạt trường ức vạn dặm, đem cái hư không này đều chiếu rọi đến một mảnh ánh sáng, nàng lạnh lùng lường thái cổ chí tôn, lại căn bản không có ý tứ trả lời, nàng này, Tất nhiên là vị Hỏa gia Chí Tôn kia rồi, nàng có thể xuất thủ tương trợ, xem ra Nguyệt Nguyệt quả nhiên là thuyết phục được nàng, trong lòng Lâm Lạc dâng lên một cổ tình cảm ấm áp, cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này luôn để cho người cảm động, hắn ông quyền nói. Đa tạ Hỏa Linh Chí Tôn tương trợ, loạn không tiền bối, phản bối có chuyện quan trọng bẩm báo, a, à, thanh âm ôm Nhu vang lên, Loạn Không Chí Tôn cũng xuất hiện ở bên cạnh Hỏa Linh Chí Tôn, bộ dáng hai nữ đều là vô cùng tuyệt mỹ cái này cùng nhau sánh vai mà đứng như hai đóa tịnh đế liên hoa, ganh đua sắc đẹp, cũng may lâm lạc đã ở trên người phong sở liên học xong thích ứng tuyệt mỹ tao nhã như thế nào, sau khi nao nao liền nói ngay. Cái này chỉ sợ là một tin tức xấu, không nên ấp a ấp úng, hỏa linh trí tôn cho sắc lạnh như băng, tuy ra tay trợ giúp lâm lạc, nhưng hiển nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, hừ, tiểu tử này kế thừa thôn thiên đỉnh, ngày khác tất thành mối họa, hai vị còn bảo vệ cho hắn làm gì, lại một thanh âm tràn ngập sát cơ vang lên, một thiếu niên nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có mười mấy tuổi bỗng nhiên xuất hiện, sau lưng có đạo đạo kim quang lộ ra, hóa thành đao kiếm bố thành, tràn đầy tiêu sát chi khí, kim nguyên chí tôn, trảm thảo trừ căng, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, một hắc y lão giả cũng quỷ dị xuất hiện, quanh người bay bỗng lấy thinh hà nhật nguyệt, trưởng khống giả thổ chi bản nguyên pháp tắc, bách thổ chí tôn, mấy vị làm gì dương cung bạc kiếm như thế, ngồi xuống chậm rãi thương lượng, lại một gã thanh y văn sĩ dẫm trận tại chỗ mà hiện, trong tay còn có một hồ lô rượu, nói xong liền cho mình một ngụm, thư giãn mở hai đạo mày rậm, quanh người hắn không ngừng có ngàn vạn cây xanh, màu xanh hoa cỏ, dị cảnh phồn hoa đua nở, đúng là một hệ thần hoàng, thương một chí tôn, long hoàng, người nói như thế nào, thương một chí tôn lại uống một hớp rượu, hướng về một nơi hẻo lánh trong hư không nhìn lại, kẻ này như thế nào cũng có thể xem như cháu rể bổn hoàng, thái cổ, kim nguyên, bách thổ, các ngươi muốn cháu gái bổn hoàng làm quả phụ sao, thanh âm tràn ngập hùng vĩ bá đạo vang lên, một đầu thần long màu xanh từ trong bóng tối bàn vũ mà ra, hóa thành một đầu nam tử sinh long giác, khí phách vô song, thủy chi nhất tộc chí tôn, băng tinh long hoàng, trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại chí tôn bởi vì Lâm Lạc tạo thành ba phe cánh, loạn không chí tôn, hỏa linh chí tôn, băng tinh long hoàng thuộc về phái bảo vệ Lâm Lạc, mà Thái cổ chí tôn, Kim Nguyên chí tôn, Bách Thổ chí tôn thì thuộc về phái giết Lâm Lạc, cuối cùng thương một chí tôn là phái trung lập, mà khuynh hướng của hắn cũng rất quan trọng, sẽ quyết định lấy hai bên ai chiếm thượng phong đúng là biết rõ như thế, ánh mắt lục đại chí tôn hai bên đồng thời hướng thương một chí tôn nhìn sang, thương một chí tôn cười ha ha, lại cho mình một ngụm rượu ngon, lại hướng lâm lạc nhìn sang nói. Lâm tiểu hữu mới vừa nói có chuyện quan trọng, vì sao không nghe hắn muốn nói cái gì, hỏa linh chí tôn có thể nói là xem ở mặt mũi nguyệt nguyệt mới tiến hành giữ gìn hắn, mà băng tinh thần hoàng thì là vì hư hải quỳnh, như vậy thương một chí tôn sẽ bảo trì trung lập, hẳn là tác dụng của phạm thương vũ A. Trong nội tâm Lâm Lạc không khỏi lần nữa hiện lên một cổ tình cảm ấm áp, phải biết rằng Phạm Thương Vũ mới chỉ là trung nguyên thần, tuy là huyết mạch Phạm Gia nhưng lại không biết cách bao nhiêu đời, hắn muốn gặp đến thương một chí tôn độ khó cao bao nhiêu, huống chi còn muốn thuyết phục thương một chí tôn thiên hướng lâm lạc, hắn ho khang một tiếng nói. Cho dù các vị muốn giết ta để ngăn cản thôn thiên chí tôn mới xuất hiện cũng đã quá muộn, ha ha, tiểu tử ngươi bất quá mới là lục tinh thần vương, có cái gì, ồ, trong ánh mắt thái cổ chí tôn chợt hiện muôn đời tan thương, hai tay của hắn bay múa, lập tức vũ đảng ra nghìn vạn đạo ảo ảnh thông thiên đỉnh, không ở trên người của ngươi, hắn nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ, lâm lạc vì bảo vệ tánh mạng, ngay cả chí tôn thần khí cũng ném đi, lâm lạc mỉm cười, đối mặt bảy đại chí tôn thì như thế nào, hắn y nguyên không kiêu ngạo không xỉm định. Nói cho các ngươi biết một tin tức xấu, chủ nhân năm đó của thôn thiên đỉnh cũng chưa chết, hắn trở lại rồi, cái gì, không có khả năng, hắn vừa nói ra miệng lập tức làm bảy đại chí tôn quanh người tạo thành một ngọn phong bạo, điên cuồng gào thét thậm chí so với không gian phong bạo còn muốn cường hoành hơn, còn muốn khủng bố, liền biết tin tức này đối với bảy đại chí tôn đã tạo thành trùng kích cực lớn cỡ nào. Lâm Lạc, đây là có chuyện gì? Loạn không chí tôn nhíu mày hỏi. Lâm Lạc đối với vị mỹ nữ tuyệt thế ôm nhu này là ôm tôn trọng thật lớn, có chút không người, đen sự tình hắn thu chân vạc thứ 8, Lâm Thương La phục sinh, cướp đoạt thôn thiên đỉnh nói một lần, đương nhiên, về tử đỉnh phong trấn bát đại bổn nguyên pháp tắc hắn là tuyệt sẽ không nói ra, kỳ thật cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như hắn nói ra mà nói, cho dù là thái cổ chí tôn dốc hết sức muốn giết hắn cũng hận không thể coi hắn trở thành cha ruột đồng dạng bảo vệ, bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Thương La có thể thông qua tử đỉnh đạt được bác đại bổn nguyên pháp tắc, nhưng Lâm Lạc an toàn là an toàn, nhưng tuyệt đối sẽ biến thành tù nhân, ai nguyện ý chứng kiến một tuyệt đại cường giả độc trưởng chính đại bổn nguyên pháp tắc xuất thế. Sau khi hắn đem sự tình nói xong, bảy đại chí tôn đồng thời lâm vào trong trầm mặt, không nghĩ tới một lớp chưa tan, một lớp lại tới. Nếu như nói Lâm Lạc vẫn là loại tiểu nhân, tương lai phải chăng làm ác thiên hạ còn không biết, như vậy cái tên điên Lâm Thương La này tuyệt đối sẽ lại nhấc lên biến cả rít gào, không quấy long trời lỡ đất là tuyệt sẽ không bỏ qua, đáng giận, có cái phá đỉnh kia che đậy, căn bản không cách nào suy tính tên điên kia hạ lạc. Thái cổ chí tôn nổi giận rống lên một tiếng, sau đó đem ánh mắt hung ác nhìn hướng Lâm Lạc, đều là tiểu tử này sai, nếu không phải hắn đi chữa trị cái phá đỉnh kia, tên điên kia làm sao có thể phục sinh, việc đã đến nước này, còn nói những chuyện này có làm được cái gì? Hỏa Linh Chí Tôn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lần trước một trận chiến, chúng ta cộng với tử lôi Chí Tôn mới miễn cưỡng áp chế tên điên kia, hiện tại truyền nhân tử lôi nhất mạch mới xuất hiện, tên điên kia cũng phục sinh, chính là thiên ý bên trong tối tâm, trước tìm được tử lôi Chí Tôn mới, cùng lắm thì sẽ cùng tên điên kia đánh lên một hồi, lần trước chúng ta có thế giết chết hắn, lúc này cũng không ngoại lệ, trên mặt bách thổ Chí Tôn bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn sát khí, đi, trước tìm được tử lôi Chí Tôn, vạn nhất để cho tên điên kia trước tìm được người thì nguy rồi thân hình kim nguyên chí tôn một chuyến sau lưng nhìn vạn đạo binh khí tề minh ánh mắt thái cổ chí tôn đảo qua lâm lạc lộ ra một tia hàng ý lạnh thấu xương nhưng một cước phóng ra lập tức huyển hóa ra mấy đạo nhân ảnh lại xem đã không biết đi tới bao nhiêu ức vạn dặm rồi về loạn không điện trước loạn không chí tôn vất tay mang lâm lạc về loạn không điện về phần hỏa linh chí tôn cùng băng tinh long hoàng thì lạc hậu một bước mà thương một chí tôn chỉ là hướng lâm lạc dơ hồ lô rượu dưới chân đột nhiên hiện lên một cây đại thụ tiếp thiên liền địa đưa hắn che lấp không có phu quân tô mị lăng kinh hồng các nàng nhao nhao đánh tới ba người loạn không chí tôn kỹ càng hỏi thăm một trận chiến của lâm lạc cùng lâm thương la không có buông tha từng chi tiết nghe lâm lạc nói lên cùng ngôn của lâm thương la muốn mấy người thái cổ chí tôn rửa sạch cổ chờ chết ba người này đều là lộ ra vẻ giận dữ may mắn lâm lạc tạm thời đổi giọng cũng không nói đến nguyên lời của lâm thương la nếu không muốn cho loạn không chí tôn cùng hỏa linh chí tôn nghe được lời rửa sạch sẽ bờ mông kia đoán chừng kích động trước hết muốn đập lâm lạc trở thành thịt nát đợi sau khi hỏi được rành mạch lâm lạc mới cùng chúng nữ gặp gỡ đương nhiên về sự tình tám đạo bổn nguyên pháp tắc hắn là như thế nào cũng khó có khả năng nói thực đại phôi đảng có mang lễ vật cho nữ nữ hay không sư ánh tuyết dáng ở trên cổ của hắn mà một bên thạch nguyệt nha đối với tiểu nha đầu trợn mắt nhìn hận nàng cướp đi vị trí tốt của mình đáng tiếc chính là tiểu nha đầu chính là hư vô chi thân căn bản không phải nàng có thể làm gì được. Lâm Lạc ôm chúng kiều thê từng cái hôn đi qua, mà sau khi một vị cuối cùng cũng chấm dứt, liền chứng kiến đường điềm sợ tới mức lui về sau một bước, dùng ánh mắt cảnh cáo theo dõi hắn nói. Thối Lâm Lạc, ngươi cũng đừng muốn cho bổn cô nương mang thai tiểu bảo bảo, nhưng nàng lập tức lại nhăn nhó lấy góc áo nói. Kỳ thật, thân thoáng một phát cũng sẽ không mang thai, bất quá, chỉ cho thân thoáng một phát nhé, ngươi cứ mơ tưởng đi, Lâm Lạc thở dài, Gia đình hảo hảo tụ hội như thế nào sẽ nhiều ra người không thể ở chung đến phá hư hào khí đây này, sư phụ, người quá bất công rồi. Thu Cẩn Huyên, như thế nào không thu ta? An Vũ Chân Ủy Quốc nói, phải gọi sư mẫu. Mã Cẩn Huyên vô cùng đắc ý ở trên mặt An Vũ Chân sờ soạn một cái, chúng nữ lập tức cười thành một đoàn, bởi vì có những ngoại nhân liệu bán yên, Nguyệt Nguyệt ở đây, Lâm Lạc cũng không biểu hiện được quá mức, chỉ là ôm lấy Phong Sở Liên, bụng nữ vương đại nhân này rốt cục đã có điểm quy mô để cho người liếc mắt có thể nhìn ra là đã hoài thai, chỉ là cách sinh sản như thế nào cũng còn kém hơn phân nửa thời gian a, à, đợi cho nói đủ lời nói, Lâm Lạc rốt cục có thể mang theo nhóm kiều thê tiến vào dưỡng tâm hủ, tự tình, thời gian gia tốc, hắn cúc cung tận tụy, hung hăng làm hết nghĩa vụ làm trượng phu, khiến cho chúng kiều thê vài ngày cũng không đứng dậy được. Sư phụ, An Vũ chân ai oán nhìn xem Lâm Lạc, lại dùng cặp mắt to vũ mị kia lên án Lâm Lạc như thế nào còn không có thu nàng, Lâm Lạc cười hắc hắc bị nhóm kiều thê ở bên tai cọ sát nhiều lần như vậy, hắn kỳ thật đối với đem an vũ chân nhét vào hậu viện đã đồng ý, nhưng trong nội tâm đồng ý là một việc, nhưng con quỷ nhỏ này cũng dám cho hắn bộ đồ, càng là giật dây mã cẩn huyên, phía dưới phạm thượng, tự nhiên phải hảo hảo trừng phạt nàng thoáng một phát, hất tay lên, hắn đã đi ra dưỡng tâm hủ, về tới loạn không điện, các nàng liễu bán yên, nguyệt nguyệt tự nhiên không có ý tứ ở ở bên trong dưỡng tâm hủ nữa. Chứng kiến lâm lạc thân thanh khí thuần đi tới không khỏi đều có chút sắc mặt không vui, đem biểu lộ ghen tuôn giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lâm Lạc tin tưởng liễu bán yên là thực ghen, nữ nhân này không hiểu cái gì gọi là ngụy trang, nhưng nguyệt nguyệt thì khó nói, nàng chính là một tiểu yêu tinh mê chết người không đền mạng, nếu như Lâm Lạc tin tưởng nàng mối tình thắm thiết, cái kia nói không chừng sẽ bị lừa ruột gan đứt từng khúc, ngươi bây giờ có tính toán gì không, liễu bán yên ân cần hỏi thăm, đã không có chí tôn thần khí, lâm lạc thành tựu đỉnh phong cũng chỉ là cửu tinh thần vương tuy đây đối với thần vương bình thường mà nói là độ cao cả đời cũng khó dùng đạt tới nhưng mà liễu bán yên đã có bi thương nhàn nhạt bởi vì lâm lạc hẳn nên trở thành tồn tại lóe sáng nhất trên chính tầng trời trong nội tâm nàng tràn đầy ý nghĩ thương xót muốn lâm lạc ôm vào trong ngực dùng lòng ngực ôm nhu của mình đi vuốt ve phẫn quốc trong lòng nam nhân này tuy lâm lạc biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì nhưng trong nội tâm khẳng định vô cùng khổ sở a à, thật là một nam nhân hiếu thắng một nữ nhân nếu coi trọng người nam nhân nào, như vậy vô luận người nam nhân kia làm cái gì, làm như thế nào, nàng đều vô hạn tô đẹp, tìm ra hết thảy lý do đến hợp lý thay đối phương, tô son trắc phấn, lâm lạc thật sự là không có một tí tẹo sa sút tinh thần cùng quẻ oải, chính đạo bổn nguyên pháp tắc đã ở trong lòng của hắn, chỉ cần hắn đạt tới cửu tinh thần vương đỉnh phong, có được lực lượng tích lũy đủ mức liền có thể đột phá, thật giống như liễu bán yên, nguyệt nguyệt những chí tôn chi đồ này, không cần chủ thần khí cũng có thể trở thành thần vương. Bởi vì bọn nàng đã sớm nhận được pháp tắc truyền thừa thần vương cấp, nhưng chứng kiến ánh mắt tràn ngập ân cần kia của Liễu Bán Yên, Lâm Lạc không khỏi trong lòng khẽ động, hợp thời lộ ra vẻ đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới đi tráng lúc thương tâm, để cho Liễu Bán Yên không khỏi tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, ông nhu chi tâm đại động, Nguyệt Nguyệt ở một bên thấy mà lắc đầu, quan gia đối đầu Liễu Bán Yên này thực sự là hãm vào a, chỉ là nghĩ đến Lâm Lạc đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng, nàng cũng không khỏi thổn thức không ngớt, có một loại cảm giác thập phần phiền lòng nhìn cái gì cũng không vừa mắt, muốn tìm người đến đánh một phen. Đúng lúc này, Lâm Lạc, đi ra cùng bản thiếu gia chiến một trận, thanh âm tràn ngập hung hăng càng quấy vang lên, truyền đảng toàn bộ loạn không điện, tinh vô ngân, trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, như thế nào thằng này lại chạy đến nơi này. a à, hắn lập tức đã hiểu, sở dĩ thái cổ trí tôn muốn Lâm Lạc chết như vậy, không chỉ là bởi vì Lâm Lạc kế thừa thôn thiên đỉnh, lại bởi vì ân oán giữa hắn cùng với tinh vô ngân. Tuy tinh vô ngân chính là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong cửu tinh thần vương, nhưng không chịu nổi lâm lạc có thể rút ra bổn nguyên pháp tắc hai người giao chiến cảnh giới căn bản không có thể tạo được tác dụng tuyệt đối là tinh vô ngân bị lập tức đuổi giết mà bây giờ lâm lạc không có thôn thiên đỉnh hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là lục tinh thần vương dù có thể vận dụng bảy đạo thần vương pháp tắc thì như thế nào gặp được thể chất đặc thù kia của tinh vô ngân căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì những con cái chí tôn này ở trên tiên thiên là bất tử chi thân không phải chí tôn không thể tổn thương bởi vậy Tinh vô ngân tự nhiên có thể đến đây tự mình đem quất nhục lấy trở về, hơn nữa đây là tiểu bối ân oán, ngay cả loạn không chí tôn cũng không thể ngăn trở, liễu bán yên lộ ra vẻ giận dữ, thái cổ nhất mạch này thật đúng là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, lâm lạc không có thôn thiên đỉnh, tinh vô ngân liền giết đến tận cửa rồi hả, nàng hừ nhẹ một tiếng muốn lao ra, lại bị lâm lạc một tay cầm lấy tay, khí tức nam nhân tự hồ có thể theo điểm hai người tiếp xúc rơi vào trong lòng của nàng, làm cho trong đầu nàng lập tức một mảnh hỗn loạn hồ đồ không có chủ ý, loại tôm tép nhãi nhép này, không cần ngươi ra tay. Lâm Lạc mỉm cười, đứng dậy hướng bên ngoài cung điện đi đến, tuy hắn buông lỏng tay, nhưng Liễu Bán Yên còn ở vào trạng thái tuyệt đối hỗn loạn, trên mặt đẹp lập tức bay lên hai rặng mây đỏ, toàn thân đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ, một cổ nhiệt khí từ trên người của nàng xông ra, chật chật chật, Liễu muội muội phát tao sao? Nguyệt Nguyệt ở trên ngực Liễu Bán Yên nắng một cái, mặc dù nhỏ một chút, nhưng hình dạng coi như không tệ, độ kiên quyết cũng đủ rồi. Nguyệt, Nguyệt, Liễu Bán Yên lập tức giận dữ, lúc này có thể làm cho nàng từ trong tình yêu nam nữ tỉnh táo lại, cũng chỉ có Quan Gia đối đầu Nguyệt Nguyệt này rồi. Đến truy tỷ tỷ a, à. Nguyệt Nguyệt phát ra tiếng cười liên tiếp, thân hình nhoáng một cái, đã chạy ra ngoài. Liễu Bán Yên tự nhiên lập tức đuổi theo, một đường đều là tiếng cười động lòng người của Nguyệt Nguyệt. Thời điểm hai nữ đi ra bên ngoài cung điện, chỉ thấy Lâm Lạc cùng Tinh Vô Ngân cũng đang giằng co mà đứng, các nàng lập tức đình chỉ truy trốn, đều dùng thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tinh Vô Ngân vấn đề này loạn không chí tôn không thích hợp nhúng tay, mà tinh vô ngân chẳng những là nhân vật cấp bá chủ trong cửu tinh thần vương, càng là có được thể chất đặc thù, ngay cả liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt liên thủ cũng khó có thể chiến thắng hắn, lâm lạc nên làm cái gì bây giờ, đại thối đầu, để cho nữ nữ đại ma vương đến chiếu cố ngươi, sư ánh tuyết động thân mà ra, tinh vô ngân lại căn bản không để ý tới nàng, mà thủy chung dùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào lâm lạc nói, tiểu tử, ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng, chỉ có thể dựa vào nữ nhân thay ngươi xuất đầu sao, hắn tự nhiên muốn bỏ qua sư ánh tuyết, tuy tiểu nha đầu vẻn vẹn là hư thần cảnh, nhưng lại là hư vô chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương, nếu hai người đánh nhau mà nói, cái kia đánh lên mấy nguyên kỹ cũng là ai cũng tổn thương không đến ai, Lâm Lạc cười ha ha nói. Ngươi như thế nào mau quên như vậy, ta nhớ được người nào đó đã từng nói qua, về sau nhìn thấy ta sẽ đi vòng qua đấy, Tinh Vô Ngân không khỏi thẹn quá hóa giận, ở trên tay Lâm Lạc bị nhục chính là hắn vô cùng nhục nhã. Tuy về sau hắn biết Lâm Lạc chính là trí chí tôn tương lai có được thôn thiên đỉnh, nhưng cơn tức này lại cuối cùng nuốt không trôi. Hiện tại Lâm Lạc không có trí tôn thần khí, đúng là thời điểm hắn lấy lại công đạo, tuy ở loạn không điện không có khả năng sát nhân, nhưng hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Lạc ăn đủ đau khổ. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc thủ kích thích, theo hắn đến nơi khác chiến một trận mà nói, hắn sẽ không để ý lấy mệnh Lâm Lạc, cùng lắm thì trốn về bên người lão tử hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hãy bớt sàm ngôn đi lúc trước ngươi cũng không quá đáng là ỷ vào thần kiếp chi uy mà thôi tinh vô ngân hướng trên mặt của mình thiếp vàng tận lực muốn đem mặt mũi đòi lại cùng ta chiến một trận bản thiếu gia muốn biết một chút về năng lực của chí tôn tương lai hắn đây là đang cố ý vạch trần vết sẹo của lâm lạc đối với bất luận kẻ nào mà nói thấy được hy vọng tiến vào chí tôn rồi lại lọt vào ách diệt như thế đây tuyệt đối là tra tấn lớn nhất thế gian a bởi vậy tinh vô ngân mới không có cố ý muốn giết lâm lạc còn sống mới có thể để cho lâm lạc lúc nào cũng cảm thụ toàn tâm đau nhất kia hắn sẽ không ngại đến lửa đổ thêm dầu, ở trên vết sẹo của Lâm Lạc lại vung thêm muối, lại cho người này một bại, hoàn toàn nát bấy tin tưởng của Lâm Lạc, thật đúng là cho rằng hắn là hổ lạc đồng bằng sao, Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hai đấm chấn động nói. Ít làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết đi, muốn đánh cứ đánh, sao nói nhảm nhiều như vậy, hừ, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc này còn dám mạnh miệng, tinh vô ngân cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy ra hướng về lâm lạc là một chưởng đánh ra, tám đạo pháp tắc vận chuyển, lâm lạc thép dài một tiếng hướng về tinh vô ngân nên đón bành 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 hai người lập tức triển khai đại kích chiến quyền đến trưởng đi một quyền liền có thể nổ nát tinh thần một trưởng có thể phá vỡ hư không cũng may đây là đang ở phụ cận loạn không điện có đại năng lực của loạn không chí tôn bảo hộ nếu không hư không này đã sớm nghiền nát đại lượng không gian loạn lưu hơn nữa dư âm của hai người giao chiến không biết sẽ tạo thành phá hư đáng sợ cỡ nào một cái là nhi tử chí tôn cửu tinh thần vương cái khác thì là chí tôn tương lai độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc, rõ ràng ở trong thời gian ngắn chiến ngang tay, lâm lạc độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc, tuy hiện tại chỉ có thể phát huy uy lực thần vương cấp, hơn nữa thôn vệ pháp tắc cũng chưa từng có trong chiến đấu phát sinh qua tác dụng, nhưng tám đạo pháp tắc chi lực thần vương cấp cũng đủ làm cho hắn có được uy năng đuổi giết cửu tinh thần vương, nhưng tinh vô ngân lại không phải cửu tinh thần vương tầm thường mà còn có một thân phận càng thêm hiển hách như tử chí tôn thể chất của hắn đặc thù có thể đem thân thể lui trở về bất kỳ một thời gian nào Do đó cam đoan ăn vào tổn thương gì cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tính đã kích thực chất, cái này ở trên tiên thiên quyết định hắn là bất bại, Tinh Vô Ngân cười lạnh, đừng nhìn hiện tại lực lượng của Lâm Lạc hùng hồn, cùng hắn liều cái kỳ phùng địch thủ, nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm lực lượng hao hết, huống chi hắn vẫn là bất tử chi thân, căn bản không quan tâm đấu pháp dùng tổn thương đổi tổn thương, trước kia, hắn là khinh thường loại phương thức thủ thắng giống như vô lại này, nhưng đối mặt một yêu nghiệt, hắn vừa vội báo thù, Tinh Vô Ngân tự nhiên là rốt cuộc đành phải vậy hắn muốn hao tổn chết lâm lạc lâm lạc không có hóa thân hắc động bởi vì trong trí nhớ tử đỉnh truyền tới lâm thương la là lấy một địch tám dốc sức chiến đấu bác đại chí tôn cường giả lâm thương la cũng không có nắm giữ những pháp tắc khác nhưng có thể bá đạo như thế cái kia nói rõ kỳ thật thôn vệ pháp tắc không chỉ có thể dùng ở trên việc tu luyện hắn am hiểu nhất đúng là pháp tắc lĩnh ngộ vừa vặn tinh vô ngân cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng hoàn toàn có thể trở thành đá mài đao của hắn để cho hắn đem uy năng của thôn vệ pháp tắc chính thức phát huy ra, bành, 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 hai người kích liệt giao chiến, tràn diện vẫn là kết quả bất phân thắng bại, nhưng cân nhắc đến đặc tính, bất tử, của tinh vô ngân, trận chiến đấu này người thắng tuyệt đối không thể là lâm lạc, liễu bán yên, hư hải quỳnh, phượng niệm yên một đám nữ nhân không có bị lâm lạc, dọn dẹp, đều là toát ra thần sắc khẩn trương, quan tâm sẽ bị loạn, các nàng cũng không muốn chứng kiến lâm lạc bị đánh bại, lâm lạc cũng không muốn thua ở trong tay tinh vô ngân, trong lòng của hắn có cổ ngạo khí trong óc không ngừng hiển hiện lấy tràng diện lâm thương la đại chiến bác đại chí tôn lâm lạc một bên chống đỡ lấy công kích của tinh vô ngân một bên đang không ngừng suy diễn thôn phệ pháp tắc biến hóa trước đó hắn coi hỗn độn dung lô trở thành công pháp tu luyện thuần túy hiện tại hắn muốn khai phát ra uy năng của đạo bổn nguyên pháp tắc này ở phương diện công kích thôn vệ, thôn phệ thôn phệ nếu như hắc động đem lực lượng thôn phệ thì sao trong nội tâm lâm lạc khẽ động lập tức dẫn dắt đến hỗn độn dung lô đi thôn phệ công kích mà tinh vô ngân phát ra nhưng kết quả lại là hắn bị một kích quanh lui, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới, không có đơn giản như vậy, Lâm Lạc vuốt lồng ngực kích sôi, hai đấm cổ động, không gian thuấn di đã xuất hiện ở sau lưng Tinh Vô Ngân, bành bành bành, hướng Tinh Vô Ngân đáp lễ đi qua, hắn lúc này đã có được đại uy năng đuổi giết cửu tinh thần vương, cho dù là Tinh Vô Ngân nắm giữ vài đạo thời gian pháp tắc thần vương cấp, vương trung vương cũng không phải là đối thủ của hắn, ở bên trong anh kích trùng trùng điệp điệp liên tiếp, Tinh Vô Ngân lập tức bị hắn oanh đến liên tiếp bại lui thế nhưng mà mỗi khi tinh vô ngân vừa mới bị một tí tẹo tổn thương, thân thể của hắn sẽ lập tức hồi tưởng thời gian, không ngừng phân giải lấy tổn thương ăn vào. thật giống như một quyền của lâm lạc đánh vào trên người một ngàn, một vạn tinh vô ngân. cái này thì như thế nào có thể tạo thành tính đã kích thực chất? ha ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? tinh vô ngân cười lạnh, hiện tại hắn đã chiếm được thượng phong. lâm lạc không nói một lời, tuy đã mất đi tử đỉnh, nhưng tương lai hắn vẫn là chí tôn thần hoàng, thật sự không có hứng thú cùng nhi tử chí tôn cãi nhau. Thôn vệ pháp tắc không ngừng ở trong thể nội của hắn diễn hóa, bởi vì đã sớm nắm giữ hắc động pháp tắc, cái thôn vệ pháp tắc này diễn hóa đối với Lâm Lạc mà nói cũng không phải việc khó gì, hắn đã sớm nắm giữ pháp tắc, trên lệch chỉ là vận dụng như thế nào mà thôi. Bành, Tinh Vô Ngân một tay hóa trưởng, một tay thành quyền, đối với Lâm Lạc triển khai tấn công điên cuồng, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị thương tổn, mỗi một chiêu, mỗi một cái đều là toàn lực ứng phó, có liều cái lưỡng bại câu thương, đương nhiên Lâm Lạc thật muốn cùng hắn liều chết mà nói, như vậy tổn thương tuyệt đối sẽ chỉ là lâm lạc mà không phải hắn lâm lạc tùy ý chống đỡ thông vệ pháp tắc ở trong thể nội lặng yên nảy sinh hướng về phương hướng đại thụ trời xanh phát triển oanh 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 tinh vô ngân càng đánh càng hăng ở trên mặt đã là hắn hoàn toàn chiếm ưu thế đem lâm lạc đè nặng đánh hắn đắc chí vừa lòng thép dài liên tục lại không nghĩ mấy ngàn năm trước lâm lạc vẫn là nhị tinh thần vương hắn một ngón tay có thể bóp chết nhưng bây giờ đối phương rõ ràng đã là lục tinh thần vương lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng nhưng tin vô ngân nghĩ lâm lạc đã từng là chí tôn tương lai hiện tại hắn cũng là đang cùng một cái từng đã là tương lai chí tôn giao thủ lại chiếm được thượng phong ai cũng có thể có được vinh hạnh đặc biệt này sao hắn nhịn không được cười ha hả phản phất đòi lại thiệt thòi ngày xưa ở trong tay hắc y nhân dù sao hai người đều là chí tôn tương lai không phải sao nhưng tiếc lâm lạc là vĩnh viễn sẽ không còn có một ngày như vậy rồi đại phôi đảng hẳn không phải là đồ đần như thế nào sẽ đồng ý cùng quỷ rắm thí này đánh nhau sư ánh tuyết nắm bắt trầm nhỏ khó hiểu nàng coi như là đối với lâm lạc thập phần hiểu được biết rõ lâm lạc cũng không phải loại người chết sĩ diện tin tưởng hắn liễu bán yên sờ lên đầu tiểu nha đầu đại phôi đảng nữ nữ ở trên tinh thần ủng hộ ngươi làm chết quỷ rắm thí kia sư ánh tuyết đột nhiên dương giọng hét lớn đánh chết quỷ rắm thí kia chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều cùng tiểu nha đầu kêu to lên tuy kiều thê của lâm lạc không tới nhưng nữ nhân nơi này cũng không ít ngay ngắn hô lớn cũng là rất có quy mô tinh vô ngân tức giận đến thiếu chút nữa một bốn máu phun ra hắn là thân phận bực nào, đường đường chí tôn thân tử, cửu tinh thần vương, thiên hạ tất cả mỹ nữ nguyên bản đều nên vì hắn thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ rõ ràng đều nghiêng về lâm lạc, cái này để cho hắn làm sao có thể cam tâm, chết, tinh vô ngân sát khí bốn phía, biết rất rõ ràng loạn không chí tôn tuyệt đối không có thế ngồi nhìn hắn đuổi giết lâm lạc, nhưng cân tức này nghẹn lấy không nhổ ra sao được, bành, hắn một trưởng bổ đến, lại không nghĩ rằng lâm lạc rõ ràng không né không tránh, mặt hắn oanh tới, trái lại, trên mặt lâm lạc còn lộ ra một nụ cười quỷ dị nếu không phải tin vô ngân chính là bất tử chi thân hắn thật đúng là sợ lâm lạc rơi xuống cho mình bẫy rập gì bởi vì cử động của lâm lạc thật sự quá khác thường rồi tuy đối phương rơi vào hạ phong nhưng xa xa còn chưa tới thời điểm nộp vũ khí đầu hàng a thành trong nội tâm lâm lạc bắt đầu khởi động một cổ vui sướng chi tình hắn ở trên nắm giữ pháp tắc có ngộ tính mà bất kỳ người nào cũng khó có thể với tới thông vệ pháp tắc có thể coi như là bản thăng cấp của hắc động pháp tắc mà khuyết điểm của hát động pháp tắc ở chỗ sau khi đạt tới cấp bậc bổn nguyên, năm cái, một bởi vì là thuần túy đến không thể lại thuần túy, không có thể lại dung hợp, bởi vậy cực hạn hát động là cửu tinh thần vương, nhưng thôn vệ pháp tắc bất đồng, cái này vốn là bổn nguyên pháp tắc, dù là lực lượng cùng pháp tắc cấp bậc bổn nguyên cũng có thể thôn vệ, cho nên, Lâm Thương La có năng lực lực kháng bác đại trí tôn, càng có thể đem bổn nguyên pháp tắc của bác đại trí tôn trắng nuốt đi qua, lực lượng của tinh vô ngân đánh úp lại, thân thể của hắn liên tục không ngừng thôn vệ chỉ là lực lượng này cũng không có biện pháp chuyển hóa làm tu vi bản thân Lâm Lạc, vì hỗn độn dung lô y nguyên chỉ có thể luyện hóa tinh hoa, bất kể là thần liệu, thần quả hay là cái khác, nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Tinh Vô Ngân ngươi là bất tử chi thân, mà Lâm Lạc hắn cũng đồng dạng là tồn tại như thế. Lâm Lạc đối với Tinh Vô Ngân nhếch miệng cười cười, lại tu luyện ra một loại năng lực đáng sợ, cho dù là Tinh Vô Ngân hắn cũng cảm giác đối phương không có đáng ghét như trước kia, mà một loại biến hóa khác đã ở trong người Lâm Lạc lặng yên phát sinh thần huyết của hắn đã dùng tốc độ cực nhanh hướng về cửu thải chuyển hóa đây là khi hắn chính thức nắm giữ đến tinh túy của thôn vệ pháp tắc bất kể nói thế nào thôn vệ pháp tắc mới là bổn nguyên pháp tắc đầu tiên mà lâm lạc nắm giữ xưng là bổn mạng pháp tắc chủ đạo hết thảy chí cao pháp tắc trong thể nội hắn bởi vậy khi thôn vệ pháp tắc xuất hiện biến hóa lớn bản thân lâm lạc cũng gia tốc hướng về phương hướng chí tôn thần hoàng phát triển ngay cả sư ánh tuyết tinh vô ngân loại hậu đại chí tôn này cũng có thể có cửu thải chi huyết huống chi bản thân lâm lạc nắm giữ bổn nguyên pháp tắc ngươi ngươi tinh vô ngân sững sờ nhìn xem lâm lạc tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hiện thực nói cho hắn biết lâm lạc giống như đột phá cảnh giới nào đó lâm lạc cười ha ha nói tuy ta rất chán ghét loại thuyết pháp tục khí này bất quá thật đúng là phải cảm ơn ngươi trợ giúp ta lĩnh ngộ đột phá thằng khốn tinh vô ngân nộ đến toàn thân bốc hỏa hắn một chưởng hoa thiên một quyền phá đất lần nữa hướng về lâm lạc quanh kích mà đi lâm lạc tùy ý ra quyền thông vệ pháp tắc ở trong thể nội hắn điên cuồng vận chuyển hắn đang hướng về thể chất chí tôn nhanh chóng phát triển như sư ánh tuyết tinh vô ngân đều là từ nhỏ có thể chất đặc thù đây cũng không phải là do tu vi quyết định lâm lạc đã là lục tinh thần vương chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ đúng chỗ hắn tự nhiên ở bên trên thể chất xuất hiện biến hóa lớn sư ánh tuyết là hư vô chi thân tinh vô ngân là thời gian hồi tưởng chi thân mà lâm lạc là thân thể thôn vệ tồn tại như trời sinh có được hắc động pháp tắc cái này là năng lực đáng sợ đến bực nào Tinh vô ngân có thể hóa giải hết thảy tổn thương ăn vào, nhưng cũng không phải nói những tổn thương này thực sự không thể đối với hắn tạo thành đả kích, chỉ là bị thương tổn thân thể sẽ lập tức hồi tưởng, bởi vậy đau đớn sẽ cảm giác được là bị thương tính thực chất, nhưng lâm lạc không giống, hắn hoàn toàn hấp thu hết thảy công kích quanh đến, cũng tạm thời chuyển hóa làm lực lượng bản thân, mà đáng sợ ở chỗ, cái này cũng không cần hắn chủ động làm, mà là thể chất bản thân giao phó hắn đại năng lực, hắn có thể đem lực lượng chuyên chú đến phía trên tiến công, quả thực so với hắc động pháp tắc còn muốn bá đạo, cả hai đối lập, tinh vô ngân hoàn cảnh xấu rõ ràng, cũng không phải hắn bị thua, mà là hắn không cách nào tránh khỏi ăn vào đã kích sinh ra đau đớn, cái này tuy sẽ không sinh ra bị thương gì, càng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng dù sao cũng khó chịu, lâm lạc thép dài một tiếng, phát khởi phản kích mãnh liệt, thông vệ pháp tắc so với hắc động càng mạnh hơn nữa, hắc động chỉ có thể hấp thu công kích đối thủ banh đến, mà thông vệ pháp tắc thậm chí còn có thể chủ động rút ra lực lượng của đối thủ cái này càng thêm bá đạo còn đánh tiếp như vậy tinh vô ngân là tuyệt đối không có thể chết nhưng hắn càng ngày càng vô lực bị lâm lạc hoàn toàn coi là đống cát đánh a à, tinh vô ngân phát ra gào thét vô cùng phiền muộn hắn tuyệt đối không cam lòng nhưng cái này lại có làm được cái gì thật giống như hắn ở trước khi khai chiến là đoán chừng lâm lạc không làm gì được thời gian hồi tố chi thân của hắn nhưng gặp được một gia hỏa đồng dạng có được thể chất biến thái hắn cũng chỉ có thể vẹn vẹn dơ chân mà thôi Lâm Lạc cũng không quan tâm công kích của hắn có thể đối với tinh vô ngân tạo thành tính đã kích thực chất hay không, chỉ đánh đối phương oa oa kêu đau, trong lòng của hắn cũng thoải mái a. À, lúc này triển khai thời gian cùng không gian phát tắc, hắn như quỷ mị, không ngừng oanh kích lấy mặt tinh vô ngân, chuyên môn vẽ mặt, tinh vô ngân tức giận đến thét dài liên tục, nhưng đối mặt một gia hỏa thể chất so với hắn càng thêm đặc thù, hắn ngoại trừ ở ngoài miệng trống to vài tiếng ra, lại còn có thể có biện pháp nào, ngươi, ngươi chờ đó cho ta, hắn cuối cùng quay đầu bỏ chạy tiếp tục đánh xuống hắn chỉ có ăn thêm thiệt thòi, xíu, u u, hắn triển khai thời gian pháp tắc, hóa thân thành một đạo lưu quang, lập tức đi xa, Lâm Lạc cũng không có truy, tuy hắn đồng thời nắm giữ không gian cùng thời gian hai đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng dù sao chỉ có cảnh giới lục tinh thần vương, Tinh Vô Ngân chính là cửu tinh thần vương hàng thật giá thật, đối phương một ý chạy trốn, Lâm Lạc cũng không có khả năng đuổi theo, hơn nữa, đuổi theo thì đã có sao, hiện tại Lâm Lạc còn không có năng lực bài trừ thể chất của Tinh Vô Ngân, trước tiên nhớ kỹ giờ hắn tiến vào chí tôn vị là thời điểm thái cổ chí tôn nhất mạch trả giá thật nhiều về phần hỏa gia lâm lạc có chút khó xử dù sao hỏa linh chí tôn là ở thời điểm hắn cực kỳ nguy hiểm đứng ở một bên hắn bị người thi ân khi phải tương báo mặc kệ hỏa linh chí tôn cùng hỏa gia quan hệ như thế nào dù sao cũng là người một nhà nếu lâm lạc diệt hỏa gia đi hỏa linh chí tôn sẽ nghĩ như thế nào xem ở phân lượng hỏa linh chí tôn lâm lạc quyết định buông tha hỏa gia đương nhiên nếu như bọn hắn còn muốn làm phong làm vũ cái kia lâm lạc cũng sẽ không có tính tình quá tốt. Hiện tại trọng yếu nhất y nguyên vẫn là tăng thực lực của mình lên. Hiện tại, hắn lại thêm một địch nhân vô cùng đáng sợ. Lâm Thương La, vị lão tổ tông chính thức này là quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Tuyệt không bởi vì vấn đề mặt mũi mà là quan hệ đến bá đồ của Lâm Thương La. Đó là tuyệt không khả năng buông tha lâm lạc. Bị một chí tôn không có bất kỳ nỗi lo về sau nhìn chầm chầm vào sau lưng. Cái này là áp lực cực lớn bực nào. Hơn nữa Lâm Thương La vẫn là một tên điên hàng thật giá thật. Tên điên lúc điên sẽ làm ra chuyện gì? cái này cũng không phải lâm lạc có thể tưởng tượng hắn trở lại loạn không điện sư ánh tuyết lập tức nhảy lên treo đến trên cổ của hắn nhõng nhẽo cười nói đại phôi đảng ngươi như thế nào đột nhiên lại mãnh liệt lên lâm lạc cười ha ha vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu ta gần đây rất mạnh không phải sao ân lúc này đây đặc biệt mãnh liệt nữ nữ có loại cảm giác ngươi bây giờ có được huyết mạch cùng bổn ma vương không sai biệt lắm rồi sư ánh tuyết nghiêm trang nói tiểu nha đầu này tuy cả ngày không làm việc đàng hoàng lại không có tim không có phổi nhưng cảm giác lại chuẩn thần kỳ lâm lạc người kế tiếp có tính toán gì không liễu bán yên nghiêm nghị hỏi trong mắt phượng lộ ra một tia ân cần lâm lạc cho nàng một dáng tươi cười ám muội tuy hiện tại hắn đã không cần lưu liễu bán yên lại đến che giấu bí mật nhưng thời gian dài như vậy xuống hắn cũng không sai biệt lắm giả đùa thành thật muốn nữ nhân này thành thê tử của mình lúc này liễu bán yên mới kịp phản ứng ngữ khí của mình quá mức thân mật khuôn mặt lập tức đỏ lên nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào nhịn không được lại hướng lâm lạc liếc qua chứng kiến hắn mang chút dáng tươi cười không khỏi mặt càng đỏ hơn nguyệt nguyệt thấy có khí gian phu dâm phụ này rõ ràng dám vứt mị nhãn trước mặt mình thật sự là quá mức nàng nũng nịu hừ một tiếng nói đúng nha soái đệ đệ kế tiếp ngươi có tính toán gì không nghe thanh âm kiều ngọt của nàng lâm lạc không khỏi có loại cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh không khỏi khẽ run rẩy mới nói tiếp tục đi bác đại bí cảnh hắn không thể không nghĩ tới lại đi đánh chủ ý chủ thần khí chỉ là hiện tại đã không có tử đỉnh che lấp khí tức cũng căn bản không có khả năng che giấu hành tung, nếu như thái cổ chí tôn muốn giết hắn mà nói là rất dễ dàng, có cơ hội mà nói chí tôn này tuyệt đối sẽ ra tay đối với lâm lạc, như vậy chỉ có bác đại bí cảnh mới có thể ngăn cách cấp chí tôn suy diễn, wow wow, đi ra ngoài chơi, sư ánh tuyết nhảy lên cao ba thước, vẫn là đại phôi đảng tốt nhất, sư tỷ các nàng luôn ở trong nhà, một chút vui vẻ cũng không có, nhưng chúng nữ đều là tương đối khó hiểu, rõ ràng lâm lạc đã mất đi khả năng tiến vào chí tôn thần hoàng. Như vậy hắn còn mạo hiểm đi ra ngoài làm gì? cho dù hắn lập tức đem tu vi tăng lên tới cửu tinh thần vương thì như thế nào không có chí tôn thần khí liền không có khả năng đi ra một bước cuối cùng trở thành thế gian chí tôn có một số việc nhất định chỉ có thể trở thành bí mật một người lâm lạc hắn có thể tin tưởng độ trung thành của chúng nữ nhưng trong thiên hạ có rất nhiều biện pháp để cho một người trung thành mở miệng hoặc là nói ngay cả miệng cũng không cần mở trực tiếp rút ra trí nhớ là được bởi vậy hắn tuyệt không thể để cho chúng nữ cũng đi theo nhận phong hiểm tất cả gánh nặng chỉ cần đặt ở trên người một mình hắn là được rồi. Vậy đi hỏa linh bí cảnh A, chỗ kia tỷ tỷ rất quen thuộc, vừa vặn biết rõ ở đâu có cái gì. Nguyệt Nguyệt nũng nịu nói, đi một chút đi, nữ nữ đi mời mẫu thân đại nhân trực tiếp đưa chúng ta đến hỏa linh bí cảnh. Sư ánh tuyết từ trên lưng lâm lạc nhảy xuống, hấp tấp xông ra ngoài, lâm lạc mang dưỡng tâm hủ lên, loạn không chí tôn cũng không có hỏi nhiều cái gì, giơ tay ngọc lên, liền đưa mọi người lâm lạc ra hư không, lập tức xuyên việt vô tận không gian, gần kề chỉ là ba ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới một mảnh biển lửa đáng sợ đây là một tòa hỏa diệm sơn cao không biết bao nhiêu từ đáy nhìn lên trên tòa hỏa diệm sơn này thình lình có cửu thải đó là chính hỏa diễm màu sắc bất đồng rõ ràng hình thành chính cấp độ tầng thứ nhất là bạch hỏa nhanh chóng tiến vào nếu thái cổ trí tôn muốn đối phó chúng ta không bao lâu nữa sẽ tìm đến nguyệt nguyệt vội vàng nói tất cả mọi người gật đầu vội vàng cất bước tiến nhập bên trong tòa hỏa diễm bí cảnh này oanh hỏa diễm cuồng bạo lập tức hướng về mọi người cuốn động mà đi đây chính là trùng kích tương đương với cấp bậc nhất tinh thần vương, không phải thần vương căn bản không có khả năng thừa nhận, ngoại trừ mấy người đạt tới thần vương cấp, những người khác chỉ có thể tiến vào dưỡng tâm hủ. Cái bí cảnh này bị sư tôn cải biến qua, núi chia chín phần, mỗi một tầng đều đối ứng lấy cấp độ thần vương tương ứng, nguyệt nguyệt làm địa đầu xà giới thiệu, bởi vậy, nếu muốn tìm đến thứ tốt, ít nhất phải tiến vào tầng thứ 8, trong nội tâm lâm lạc khẽ động, thầm nghĩ hỏa linh trí tôn tuy cùng hỏa gia không thế nào thân, nhưng dù sao vẫn là người hỏa gia nếu không há sẽ phí đại tinh lực đem tòa bí cảnh này cải tạo thành bộ dạng như vậy, cấp độ rõ ràng như thế, người cảnh giới bất đồng có thể lựa chọn tầng núi bất đồng tiến hành lịch luyện, sâu sắc giảm bớt nguy hiểm trí mạng đột phát, kỳ thật hỏa linh trí tôn đối với hỏa gia thập phần chiếu cố, thời điểm tới đệ tam trọng, hư hải quỳnh cũng không cách nào chống cự hỏa diễm đáng sợ kia, chỉ phải tiến nhập dưỡng tâm hủ, bốn người không ngừng tiến lên, núi này chẳng những cao, hơn nửa độ dốc thật lớn, suốt hai năm sau bọn hắn mới đi đến tầng thứ tám, ân tỷ tỷ nhớ rõ có một khối hỏa nguyên thạch ở đây nguyệt nguyệt nâng cái cầm như ngọc một bộ hao tâm tổn trí suy tư này uy uy không nên cố ý nhữ nói mau liễu bán yên lập tức trừng mắt liếc đi qua nàng không tin đường đường một cửu tinh thần vương ngay cả bảo vật ở đâu cũng không nhớ ra được thúc cái gì nguyệt nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thua bởi nàng lúc này liếc đi qua đối với hai nữ này giúp nhau xem không vừa mắt lâm lạc đã thấy nhưng không thể trách rồi lúc này hắn ở bên trên không gian pháp tắc nắm giữ đã không kém sư ánh tuyết dĩ nhiên đã tập trung vào một nơi đi nhanh hướng về nơi kia đi tới ồ đại phôi đảng làm sao ngươi biết đồ vật ở chỗ nào sư ánh tuyết rất là ngạc nhiên bí mật qua ngươi thật sự là ghê tẩm, lâm lạc dìu lấy bàn tay nhỏ bé của sư ánh tuyết một lớn một nhỏ như là nhàn nhã dạo chơi hướng về phía trước đi đến tuy luận cảnh giới hai người một cái đều so ra kém liễu bán yên cùng nguyệt nguyệt nhưng một cái có được hư vô chi thân cái khác thì là thông vệ thân thể nếu so với hai nữ kia còn muốn nhẹ nhõm hơn một đường đi ra Bất quá hơn ngàn dặm sau, ở trước mặt hai người xuất hiện một sơn động, sơn động này cũng không sâu, tối đa chừng trăm trượng, nhưng lại vô cùng cường đại, giống như cự nhân nào dùng tay ở trên sơn thể rút một bả, đào ra một cái lỗ thủng như vậy. Trước sơn động, đang có hai tồn tại cường đại dằn co lấy, một bên là đầu hỏa quy, cao lớn như là ngọn núi, lực lượng cấp bậc Cửu Tinh Thần Vương cuồn cuộn mà động, bên dằn co kia là một gã nam tử dáng người vô cùng khôi ngô, đồng dạng là một gã Cửu Tinh Thần Vương, chính là Chư Giải Chi, Lâm Lạc mỉm cười chưa giải chi sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng cần suy nghĩ, bởi vì khối thần liệu đối phương trân tàn vì mua mệnh bị ép giao ra, khát vọng cường đại là trong lòng từng võ giả, đã không thể đạt được hai đạo thần vương pháp tắc, như vậy phương pháp đơn giản nhất là có được một kiện thần khí cường đại, giới hạn ở trong thiên địa pháp tắc, chủ thần khí cũng chỉ có 3.000 kiện, lại sẽ tự hành lựa chọn chủ nhân, cường cầu không được, như vậy không thể nghi ngờ một kiện thiên thần khí cường đại sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên, tuy pháp tắc chi lực chỉ có thể giới hạn trong thượng thiên thần nhưng lực lượng tích lũy trong đó lại có thể bỏ qua pháp tắc hạn chế thậm chí đạt tới độ cao cửu tinh thần vương bởi vậy chư giải chi cũng nhìn trúng hỏa nguyên thạch trong miệng nguyệt nguyệt bồ là tiểu tử ngươi hậu thiên võ giả có thể mắt nhìn xung quanh tai nghe bác phương huống chi chư giải chi là cửu tinh thần vương hắn lập tức cảm ứng được lâm lạc cùng sư ánh tuyết tồn tại nhưng vì trước mặt cũng có một đại địch hắn căn bản không dám phân tâm ngay cả đầu cũng không có quay trở lại chỉ là hừ một tiếng lão chư ngươi đánh hay không không đánh thì tránh ra lâm lạc vừa cười vừa nói cái gì lão chư chư giải chi thiếu chút nữa tức điên rồi chỉ là một lục tinh thần vương rõ ràng kêu hắn lão chư cái này là khẩu khí gì coi hắn trở thành nhất tinh thần vương hay là thượng thiên thần rồi hả hắn cũng không biết lâm lạc có được thôn thiên đỉnh ý vị như thế nào bất quá cho dù hắn biết rõ hiện tại lâm lạc cũng đã mất đi thôn thiên đỉnh không có khả năng lại tiến vào chí tôn hắn há sẽ đối với lâm lạc là chí tôn tương lai sản sinh kính sợ đáng giận hắn muốn trước hết giết tiểu hỗn đảng này chưa giải chi từng bước một lui ra phía sau, trong ánh mắt tia chớp đại lộ, lúc này Liễu Bán Yên không có ở bên người Lâm Lạc, đúng là cơ hội thu tánh mạng tiểu tử này tốt nhất, hắn không dám động quá lớn, bởi vì ở trước mặt hắn là một đầu hung thú cửu tinh thần vương cấp đáng sợ, một khi chọc giận tồn tại như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chịu không nổi, ở bên trong cách nghĩ của hắn, là trước cùng đầu hỏa quy này tranh tài một thời gian ngắn, dẫn nó cách xa hang ổ, lại quay ngược về thu hỏa nguyên thạch, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu chiến đấu, trước hết gặp Lâm Lạc cùng hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương chiến đấu, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không phải chư giải chi vội vàng suy nghĩ tìm kiếm một khối thần liệu đến ân cần săn sóc, bồi dưỡng một kiện thiên thần khí lực lượng đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương, hắn tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm như vậy, ngang, nhưng hỏa quy lại phát ra một tiếng rồng ngâm thật dài, chủ động hướng về chư giải chi vọt tới, loại hung vật này tuy thực lực cường đại đến đáng sợ, nhưng ở trí tuệ lại thấp đến đáng thương, vốn là còn kiên kỵ thực lực của chư giải chi, không dám đơn giản phát động công kích, nhưng chưa giải chi rõ ràng lui, cái này lập tức để cho hỏa quy cho rằng đối phương là sợ, sợ, ý nghĩa thực lực của đối phương bất lực, mà trong bản năng của hung thú có thôn vệ nhân loại, yêu tu đến tăng cường tu vi chính mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua chư giải chi một đại bổ chi vật như vậy, chư giải chi vừa lui, ngược lại đưa tới hỏa quy tiến công, đối mặt một hung thú cửu tinh thần vương cấp công kích, chư giải chi lại ở đâu còn dám phân tâm chú ý, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, hướng về hỏa quy đánh trả mà đi, hoa ha ha ha. Sư Ánh Tuyết cười đến trở mình, này xem làm sao đều cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Lạc cũng không khỏi mỉm cười. Chư Giải Chi không muốn chiến đấu lại hết lần này tới lần khác bị hỏa quy dây dưa lên, mà hắn muốn đánh nhau lại chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui. Hỏa Lão Quy thêm chút sức, nữ nữ ủng hộ ngươi. Sư Ánh Tuyết vốn là đối với Chư Giải Chi vẫn là rất có hảo cảm, nhưng Chư Giải Chi mấy lần dẫn người giết đến tận cửa, lại để cho Tiểu Nha đầu đối với hắn là xì mũi coi thường. Quyết đoán đem khuỷu tay ngoặt hướng về phía bên hỏa quy kia. Chư Giải Chi thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Trước kia vì truy cầu liễu bán yên hắn không biết ở trên người tiểu nha đầu bỏ ra bao nhiêu công phu, tuy đồ vật đưa ra ngoài cũng không đến nơi đến chốn, với hắn mà nói là đồ chơi, nhưng cuối cùng là hao tốn tâm tư, không nghĩ tới ở trong suy nghĩ của tiểu nha đầu hắn rõ ràng ngay cả một con rùa đen cũng kém, cái này để cho Chư Giải Chi làm sao chịu nổi. Hỏa quy gào thét liên tục, đầu quái vật khổng lồ này đã hơi có hình rồng, khóe miệng có đạo đạo râu rồng sinh ra, đỉnh đầu cố lấy hai cái u lớn. Nếu hai cái long giác cũng sinh ra, nó nói không chừng thật đúng là có thể hóa quy thành long, do đó đánh vỡ thiên địa hạn chế, chính thức có đại trí tuệ, đại phôi đảng, tại đây rõ ràng mới chỉ là tầng thứ 8, tại sao có hỏa quy cửu tinh thần vương trấn thủ? Sư Ánh Tuyết lại bắt đầu hỏi nghi vấn của nàng, Lâm Lạc trong nháy mắt cho nàng một cái gõ đầu. Không cho phép hung thú chạy đi chơi sao? Ai? Cái giải thích này của ngươi một tí tẹo cũng không hợp lý. Sư Ánh Tuyết nhún vai, một bộ không thể làm gì. A à, một bên chưa giải chi lại chiến đấu đến vừa giận vừa hận hắn vất vất vả vả nên chiến cường địch nhưng hai tên gia hỏa ở một bên rõ ràng một mực đang nói châm chọc hắn vốn là trong nội tâm khó chịu lúc này tự nhiên càng thêm nộ không thể phát nếu không có hỏa quy cho áp lực thật sự quá lớn hắn thật muốn xoay người trở lại trước tiên giết chết lâm lạc tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp con mắt của chưa giải chi nhanh quay ngược trở lại hắn hiện tại sợ nhất đúng là hai người lâm lạc thừa cơ hội này vào sơn động thu bảo vật đem hắn trở thành bia ngắm hấp dẫn hỏa lực hung thú vậy hắn thật sự là bị người bán đi còn muốn tính tiền cho người, trong lòng của hắn quét ngang, quyết định đánh bạc thoáng một phát, sau khi chống đỡ vài cái, chư giải chi đột nhiên quay người lại, quay đầu bỏ chạy, sưu sưu sưu, thân hình lên xuống, gấp hóa một đạo hỏa diễm, như là một mảnh ráng đỏ cấp tốc bắt đi, hỏa quy gần kề đuổi theo ra trăm trượng liền lập tức lui trở về, ánh mắt hung ác thì nhìn chầm chầm đến trên người lâm lạc cùng sư ánh tuyết, nó canh chừng một khối thần liệu, như thế nào cũng khó có khả năng rời xa, thành công rồi khóe miệng chưa giải chi hiện lên một tia cười lạnh, tuy hắn muốn tự tay tiêu diệt lâm lạc, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở thành địch nhân của loạn không nhất mạch, tuy loạn không chí tôn không có khả năng bởi vì chuyện này mà tự mình ra tay đối với hắn, nhưng sư ánh tuyết thì sao, tâm tư của tiểu nha đầu ai có thể nắm được thấu, tuy hiện tại sư ánh tuyết mới chỉ là hư thần cảnh, nhưng nàng cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cửu tinh thần vương, hơn nữa thể chất nàng đặc thù, một ngày kia đến tìm chư giải chi báo thù thì sao, ngoại trừ chí tôn còn có ai có thể giữ được hắn, bởi vậy, chưa giải chi đem cơ hội này tặng cho hỏa quy, hung thú này sát nhân cũng không thể trách đến trên đầu của hắn, nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì đầu hỏa quy hung ác kia còn không có ra tay, chỉ là nhìn chầm chầm vào lâm lạc, hung thú không có trí tuệ rất cao, nhưng trực giác đối với nguy hiểm lại vượt xa bất luận nhân loại, yêu tu nào, đây là một loại bản năng sinh tồn, người nam nhân trước mặt này tuy khí tức xa xa không có cường đại như nó, nhưng luôn cho nó một loại cảm giác cực độ nguy hiểm tự hồ chỉ cần người nam nhân này khẽ động, thiên địa sẽ sụp đổ, kiên kỵ lớn như vậy, để cho hỏa quy cứ thế mà khắc chế khắc vọng đối với huyết nhục, tuy nó thập phần muốn thôn vệ huyết nhục của lâm lạc cùng sư ánh tuyết, trên người hai người này đều có đồ vật khiến nó muốn điên cùng thôn vệ, đại quái vật, mau tới A, làm tọa kỵ cho bổn ma vương A, sư ánh tuyết hai mắt hiện ra tinh quang, càng xem đầu hỏa quy này lại càng cảm thấy ưa thích, lâm lạc cười ha ha nói. Ngươi muốn ngồi ở trên, không phải bờ mông sẽ cháy sao, hừ đại phôi đảng không để ý tới ngươi rồi sư ánh tuyết đem cổ uống éo làm ra bộ dáng tức giận hỏa quy chăm chú nhìn chằm chằm vào lâm lạc nó kiên kỵ lâm lạc nhưng lại không bỏ được buông tha cho cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy trong mồm có chút nước miếng chảy ròng trong miệng của nó không ngừng phun ra lửa diễm khó có thể quyết định ngươi ngược lại là lên a chưa giải chi ở một bên thấy vội muốn chết hận không thể cầm cây roi ở sau lưng rút lấy cái đầu lão quy này sống bó lớn niên kỹ như vậy còn sợ đông sợ tây thật sự là càng sống càng kém hắn chỉ cho là hỏa quy là nhìn ra sư ánh tuyết bất phàm mới không dám đơn giản khởi xướng tiến công nhưng hung thú không có đại trí tuệ nào biết đâu rằng sau lưng sư ánh tuyết chính là có một chí tôn thần hoàng hô hỏa quy nhổ ra một đạo sóng lửa thật dài dưới chân rút cục động hướng về lâm lạc bước ra một bước mọi thứ khó khăn nhất là đi ra bước đầu tiên quyết tâm làm sẽ gặp càng ngày càng kiên quyết quả nhiên bộ pháp của hỏa quy càng lúc càng nhanh rầm 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 đầu hung thú này vốn là rất nặng toàn lực chạy trốn lập tức chấn được sơn băng địa liệt bành bành bành, từng đạo địa hỏa từ trong kẻ đất cùng bắn ra, giống như suối phun, chết, đi chết đi, chư giải chi hai mắt trợn lên, hắn muốn thấy một màn như vậy đã không phải là sự tình một ngày hay hai ngày, bành bành bành, hỏa quy cùng sông tới, miệng hơi mở, nhổ ra một đạo hỏa diễm thật dài, hướng về lâm lạc phun tới, nơi này hoàn cảnh chung quanh coi như là đáng sợ, hỏa diễm rừng rực thậm chí để cho thất tinh thần vương cũng muốn cất bước khó khăn, nhưng so sánh với hỏa quy phun ra một đạo hỏa diễm này lại kém xa, một đạo hỏa diễm này, chính là bạch hỏa, lâm lạc vẫn không nhúc nhích, mặt hỏa diễm đầy trời đánh úp lại, xíu, u u, sự tình quỷ dị xuất hiện, đạo hỏa diễm này phản phất bị một đoàn nước trong chụp tới, lập tức dập tắt, không, không phải dập tắt, chư giải chi thấy rõ ràng, đạo hỏa diễm này là bị lâm lạc hấp tới toàn bộ, mới sẽ xuất hiện một loại ảo giác bị đột nhiên dập tắt, làm sao có thể, chư giải chi nghẹn họng nhìn trân trối, nếu như nói lâm lạc một quyền anh nát đạo liệt diễm này mà nói, hắn ngược lại không kinh ngạc như thế, bởi vì hắn cũng có thể làm được chỉ cần thực lực đủ là được nhưng không động một ngón tay liền hóa giải công kích đáng sợ như vậy cuối cùng là thủ đoạn gì hắc động phát tắc không giống a lâm lạc căn bản không có hóa thân hắc động hơn nữa càng mấu chốt chính là chưa giải chi không có cảm ứng được trên người lâm lạc có lực lượng gì chấn động chút nào luận chiến lược hắn kỳ thật đã không phải là đối thủ của lâm lạc nhưng trên cảnh giới nếu so với lâm lạc cao hơn lại là sự thật lâm lạc không có sử dụng lực lượng bản thân đây tuyệt đối không thể gạt được chưa giải chi đúng là như thế chưa giải chi mới có thể trăm mối không giải thích, gấp đến độ sắp đem đầu bắt phá, tại sao phải như vậy, tại sao có thể như vậy, ngang, sau khi hỏa quy đánh ra một kích, đã là hung tính đại phát, nó cũng sẽ không như chưa giải chi bởi vì nghĩ không ra mà phát điên, sợ hãi, mà lập tức khởi xướng đợt công kích đáng sợ thứ hai, thứ ba, lâm lạc căn bản không cần trốn tránh, thôn vệ chi thân so với hắc động pháp tắc càng cường đại hơn, càng thêm biến thái ở chỗ. Hắn thôn vệ lực lượng cũng không có hạn mức cao nhất, cái này cùng sư ánh tuyết hư vô chi thân đồng dạng, hoàn toàn cùng cảnh giới không có vấn đề gì không phải chí tôn ra tay thì thiên hạ không người có thể đã thương thông vệ pháp tắc đã trở thành một loại thể chất của lâm lạc mà loại thể chất này sẽ cùng huyết mạch của hắn truyền thừa xuống dưới trên thực tế từ lâm thương la bắt đầu toàn bộ lâm gia đều có huyết mạch như vậy cùng sư ánh tuyết kế thừa hư vô chi thân của loạn không chí tôn đồng dạng khác nhau ở chỗ nồng độ huyết mạch đoán chừng năm đó lâm thương la cũng không phải hạt giống si tình gì mà là nhi nữ thành đàn cùng kim nguyên trí tôn đồng dạng cái này mang đến hậu quả là huyết mạch hậu đại cao thấp không đều bởi vậy sau khi lâm thương la vẫn lạc lâm gia liền không gượng dậy nổi cuối cùng nhất chạy trốn tới hạ giới mà lúc này lâm lạc ngang trời xuất thế hắn có được huyết mạch tiếp cận lâm thương la nhất thậm chí có thể nói là vượt qua lâm thương la thành công đưa tới thôn thiên đỉnh nhưng đáng tiếc chính là bởi vì lâm thương la còn chưa chết thôn thiên đỉnh cũng không có chính thức nhận chủ nhưng thôn phệ thể chất sớm đã đoạn truyền thừa lâm lạc có được cũng chỉ là huyết mạch mà thôi thẳng đến hắn chính thức nắm giữ thôn vệ pháp tắc, mới kích thông huyết mạch, có được thân thể thôn vệ, một cái như thế nào cũng đánh không chết, đánh không tổn thương, trời sinh đứng ở thế bất bại, cùng đối thủ như vậy đánh nhau, không phải là muốn chết sao, lâm lạc nhếch miệng cười cười, hai đấm nắm lên, xíu, u u, hắn dưới chân bắn ra, hướng về đầu hỏa quy kia phát khởi phản kích, hỏa quy chính là cửu tinh thần vương, hơn nữa còn là hung thú khí lực cường hoành, lực lượng đáng sợ nhưng gặp được một gia hỏa càng thêm biến thái, càng thêm yêu nghiệt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cho dù không có thôn vệ thân thể, lôi hệ đại đạo còn không có đột phá thần vương chi cảnh, Lâm Lạc cũng đã có được thực lực đuổi giết cửu tinh thần vương, huống chi hiện tại, đối với Lâm Lạc mà nói, vô luận là thôn vệ thân thể cũng tốt, lôi hệ pháp tắc cũng thế, cái này cũng không thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà chỉ là dệt hoa trên gấm, để cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ, không thể ngăn cản, bành, 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 hắn đánh ra từng quyền, mặt hỏa quy kia có được mai rùa ngay cả chủ thần khí cũng chưa hẳn có thể oanh xuyên cũng vô dụng rất nhanh xuất hiện nguyên một đám lõm động thậm chí liệt ra từng đạo đường vân tùy thời đều có thể hoàn toàn nứt vỡ cái này con mẹ nó vẫn là người sao nếu như lúc này trong miệng chưa giải chi cắn cái gì đó mà nói cái kia khẳng định đã rơi xuống rồi hắn giật mình há to miệng thậm chí còn có loại xúc động muốn đi dụi mắt lâm lạc yêu nghiệt hắn biết rõ nhưng mà yêu nghiệt đến loại trình độ này hắn tuyệt đối không ngờ rồi tuy lâm lạc đại phóng dị sắc Tốc độ tu vi tăng lên nhanh đến đáng sợ, lại để cho hắn nếm qua nhiều thiệt thòi lớn, nhưng chưa giải chi cho tới bây giờ sẽ không có đem Lâm Lạc phóng tới vị trí chính thức có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Trước kia Lâm Lạc liên tiếp đánh bại ba đợt tộc nhân Hỏa gia, nhưng cái kia bất quá là cấp bậc Thượng Thiên Thần, Tam Tinh Thần Vương, mà hắn ăn thiệt thòi cũng không phải thực lực của bản thân Lâm Lạc, mà là đối phương rõ ràng có thể triệu ra 8 đầu hung thú cửu tinh thần vương, này cũng là nguyên nhân chưa giải chi tuy Lâm Lạc hận đến muốn giết cho thống khoái nhưng cũng không có thực đem lâm lạc để ở trong lòng, cảm thấy tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng hiện tại, chư giải chi có loại khó chịu bị hung hăng tác một bạc tai, trên mặt nóng rác, nếu vị trí hai người đổi thoáng một phát, hắn có thể đè nặng hỏa quy đánh sao, cái rắm, tính toán của hắn là dẫn hỏa quy tới rất xa, sau đó lại giết cái hồi mã thương trộm bảo vật đến tay, căn bản không có nghĩ qua cùng với hung vật đáng sợ như vậy liều mạng, tiểu tử này, đến tột cùng là hạng quái vật gì, đại phôi đảng, sao ngươi chậm như vậy, ngươi xem, nữ nữ đã lấy được bảo vật rồi. Sư ánh tuyết vung vẫy một khối thạch lớn nhỏ đầu chưa đủ lòng bài tay, hiện lên màu xanh biếc, toàn thân đốt đằng lấy hỏa diễm màu xanh lá mờ mịt, chỉ nhìn lên một cái cũng để cho người cảm thấy đau đớn, cái này dĩ nhiên là độc hỏa nguyên thạch rồi, đã có lực lượng hỏa diễm, lại bao hàm kỳ độc, dù là thất tinh thần vương đụng thoáng một phát cũng bị hỏa độc gây thương tích, cũng chỉ có loại hư vô chi thân như tiểu nha đầu mới như không có việc gì cầm ở trong tay, ánh mắt chưa giải chi quét qua, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, đột nhiên thân hình lóe lên, liền hướng về sư ánh tuyết nhào tới, một tay thò ra chụp vào độc hỏa nguyên thạch, đây chính là bảo vật hắn chọn trúng, hơn nữa tại đây là hỏa gia bí cảnh, bảo vật như vậy há có thể rơi vào trong tay Lâm Lạc, đúng vậy, hiện tại chiến lực của Lâm Lạc ngay cả hắn cũng cam bái hạ phong, nhưng hắn đã đoạt bảo vật bỏ chạy, Lâm Lạc lại đuổi được sao? Cùng lắm thì, hắn ở hỏa gia trốn thêm mấy ngày, vừa vặn bồi dưỡng khối thần liệu này, chờ đợi một ngày nó chính thức đại thành. Đến lúc đó hắn có được một kiện thiên thần khí cấp bậc cửu tinh thần vương như hổ thêm cánh, sợ ai đến, Lâm Lạc dám xông vào hỏa gia hành hung sao, nếu hắn thật dám, hỏa gia tổng cộng có 11 vị cửu tinh thần vương cũng không phải ăn chay, qua, ngươi dám đoạt đồ vật của nữ nữ, xem chiêu, sư ánh tuyết hú lên quá dị, một chiêu song long đoạt châu, duỗi ra hai ngón tay trắng trắng mềm mềm liền hướng lấy con mắt chư giải chi đâm tới, chư giải chi hừ nhẹ một tiếng, tuy tiểu nha đầu có được hư vô chi thân, nhưng thực lực của bản thân bày ở đàn kia, dù sao chỉ là hư thần cảnh, huống hồ hắn cũng không có ý tứ làm sư ánh tuyết bị thương, chỉ là muốn đoạt độc hỏa nguyên thạch, đến đoạt A, đến đoạt A, sư ánh tuyết đột nhiên vui vẻ, thân hình lóe lên, không gian thuấn di phát động, hết sức hoa lệ trốn tránh, muốn nói nàng cuối cùng chỉ là hư thần cảnh, cho dù là sử dụng không gian thuấn di cũng khó có khả năng ở trên tốc độ nhanh hơn chư giải chi, nhưng nàng lại là hư vô chi thân, chư giải chi lại bắt không được nàng, chỉ cần đừng làm cho chư giải chi đụng phải độc hỏa nguyên thạch là xong rồi. Hai cái một trốn một truy, hơn 10 tức sau, tiểu nha đầu cuối cùng thực lực kém cách xa, bị chư giải chi đuổi rốt cuộc bảo vệ không được độc hỏa nguyên thạch, đành phải đem tay duỗi ra nói. Ai, một khối thạch đầu có cái gì tốt, ngươi muốn thì cho ngươi đi, chư giải chi thò tay đi đón, lại là từ trong ánh mắt tiểu nha đầu thấy được một tia xảo trá, trong lòng của hắn hơi kinh nói. Ngươi còn có biệt bợm gì, hì hì, sư ánh tuyết lộ ra một dáng tươi cười, dùng tay kia chỉ sau lưng chư giải chi, đại phôi đảng, nhanh đánh trở mình tên này, hắn khi dễ nữ nữ vô cùng đáng yêu, vô cùng nhu thuận, vậy sao, lâm lạc mỉm cười, ở sau lưng chư giải chi ngắt ra chỉ tay, phát ra một tiếng giòn vang, mà ở bên cạnh, đầu hỏa quy kia đã nằm rạp trên mặt đất, khí tức không có, trong nháy mắt như vậy, chư giải chi chỉ cảm thấy một cổ hàng khí từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, cái này tuy là hỏa mật bí cảnh, cực viêm cực trực, nhưng hắn có loại cảm giác trần như nhộng thấm trong gió rét, ngay cả hung thú cửu tinh thần vương cũng bị làm thịt, lâm lạc muốn giết hắn còn không phải tựa như chơi sao. Tu luyện trăm triệu năm không phải là vì bị người đuổi giết a xem ở phân lượng hỏa linh chí tôn, lần này bỏ qua cho ngươi một mạng, lâm lạc lạnh lùng nói ra, nhưng tuyệt không có lần nữa, chính ngươi suy nghĩ a, à, chư giải chi cẩn thận đi vài bước, cảm ứng được lâm lạc không ra tay cũng không có ý đuổi theo, nào còn dám lưu lại lời nói tràn diện gì, lúc này thân hình tung bay lập tức viễn độn mà đi, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, chư giải chi hận đến xanh mặt rồi, hắn nhất định phải báo thù này, đại phôi đảng, ngươi thực buông tha tên kia sao, hừ hừ hừ, mới vừa rồi hắn còn muốn khi dễ nữ nữ, ngươi tuyệt không thích nữ nữ, sư ánh tuyết ghé vào trên lưng lâm lạc dùng sức xoa đầu lâm lạc lâm lạc cười ha ha nói hỏa gia nhiều năm như vậy cũng có thể ở chỗ này lấy tới rất nhiều bảo vật a à, sư ánh tuyết sững sờ lập tức dừng động tác trên tay lại đem cái đầu nhỏ từ bên cạnh đôi má lâm lạc dò xét đi ra a à, đại phôi đã ngươi thật là âm hiểm nguyên lai like ngươi cố ý phóng hắn ly khai muốn hắn mang theo người khác đến báo thù lại thừa cơ thu bảo bối trên người bọn họ cái gì gọi là âm hiểm ta cái gì cũng không làm nếu họ chưa kia tìm người qua đến báo thù vậy cũng là vấn đề của hắn mà ta với tư cách người bị hại thu chút phí an ủi không phải sao ngươi quả nhiên rất âm hiểm đi xem sư tỷ ngươi cùng nguyệt yêu nữ đánh xong chưa hai người quay về chỉ thấy liễu bán yên vẫn còn cùng nguyệt nguyệt kịch chiến không thôi nhưng mà đây chính là hỏa mật bí cảnh nguyệt nguyệt lại là hỏa tu ở chỗ này chiến lực của nàng ít nhất có thể có vài thành tăng lên ở trên mặt đã hơi chiếm ưu thế ai lâm lạc thở dài Thân hình lóe lên đã đi tới giữa hai nữ, bành bành, pháp tắc chi kiếm của Liễu Bán Yên cùng hỏa diễm trường tiên của Nguyệt Nguyệt lập tức banh đến trên người của hắn, chỉ là đối mặt thôn vệ chi thân, công kích như vậy căn bản không có một điểm ý nghĩa, ngược lại vũ khí do pháp tắc biến thành kia nhau nhau bị Lâm Lạc thôn vệ, để cho hai nữ đều là nhẹ cơ một tiếng, không tự chủ được ngừng công kích, được rồi, đừng đánh nữa, Lâm Lạc khoát tay áo, hừ, thật đúng là đau lòng người ta, Nguyệt Nguyệt khó chịu đem hai tay ôm đến trước ngực đem bộ ngực đầy đặn càng thêm đột hiện ra, nàng tự nhiên bất mãn rồi, ở bên trong nơi này, nàng có thể phát huy ra 11 thành thậm chí 12 thành chiến lực, nhưng Liễu Bán Yên lại bị đè thấp đến chính thành, 8 phần, này vừa so sánh, cái kia tất nhiên Liễu Bán Yên sẽ bị nàng đánh bại, nhưng Liễu Bán Yên lại hướng Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, song phương đều ăn ý không nói lời nào, giang phu dâm phụ, giang phu dâm phụ, Nguyệt Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa khối độc hỏa nguyên thạch kia chỉ là theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, muốn tiếp tục tăng cảnh giới lên cũng cần càng nhiều lực lượng nữa, cho dù là luyện hóa một khối thần liệu tiếp cận cửu tinh thần vương, hơn nữa hấp thụ tinh hoa lực lượng của Hỏa Quy, Lâm Lạc vẫn còn không có đạt tới lục tinh thần vương trung kỳ, ít nhất còn có 50 bước phải đi, cái này thực sự là thật gian nan a, à? ngươi nên biết đủ a, à? người khác đạt tới cửu tinh thần vương cái nào không phải khổ tu một nguyên kỹ trở lên, ngươi còn muốn nhanh hơn sao?" Nguyệt Nguyệt thở dài, trước đó nàng chưa từng có nghĩ tới rõ ràng có yêu nghiệt như vậy tình huống bây giờ đặc thù a lâm lạc một góc phương xa không biết ở trong góc nào của thần giới còn cất giấu hai đầu cự thú đang phát triển hắc y nhân kia còn có lâm thương la đều sẽ rất nhanh tiến vào hoặc là khôi phục đến chí tôn thần hoàng hắn một khắc cũng không thể phí đi tầng thứ 8 còn có một kiện bảo vật không biết có bị những người hỏa gia kia lấy đi rồi hay không nguyệt nguyệt lập tức đổi qua chủ đề nhưng sư ánh tuyết lại nở nụ cười nói cho dù bị lấy đi cũng không có vấn đề gì đại phôi đảng là người vô cùng âm hiểm Nguyệt Nguyệt mắt đẹp xoay chuyển, tự nhiên lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của sư ánh tuyết, nhưng nàng chẳng những không có khuyên can điện hộ cho người hỏa gia, ngược lại hào hứng bừng bừng nói đến hỏa gia trước mắt có được vài món bảo vật, cái kia đều là thiên thần khí có được lực lượng cửu tinh thần vương, xem ra, nữ nhân này cùng người hỏa gia tương đối phản cảm A, à, tuy ngại hỏa linh chí tôn không thể tự tay đối phó người hỏa gia, nhưng sau lưng bắn tên trộm lại không sao, nghe Nguyệt Nguyệt giới thiệu, hỏa gia lão tổ chính là có được ba đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc, hơn nữa, hắn còn có được một kiện chủ thần khí khi đó hỏa linh chí tôn còn chưa ra đời mà hỏa gia lão tổ thì sớm đã là một đời thần vương là người đại cơ duyên đạt được chủ thần khí nhận chủ nhưng cơ duyên của hắn lại đại cũng không sánh bằng con gái rõ ràng đã nhận được chí tôn thần khí ưu ái sau khi hỏa linh chí tôn đắc đạo tuy không thích cách làm người của cha nhưng niệm ở thân tình vẫn là tặng cho hỏa gia lão tổ hai đạo thần vương pháp tắc nhiều năm trôi qua như vậy hỏa gia lão tổ tự nhiên cũng tiêu hóa chỗ tốt của hai đạo thần vương pháp tắc này bởi vậy Hỏa gia lão tổ cũng rất có thể là thế gian một người duy nhất có được chủ thần khí, cũng có ba đạo thần vương pháp tắc, Cửu Tinh thần vương có thể hoàn toàn phát huy uy năng của chủ thần khí, đối thủ như vậy dù là Nguyệt Nguyệt cũng không muốn đơn giản trêu chọc, đặc biệt là ở trong tòa hỏa mật cảnh bí, bởi vì sau khi Hỏa Linh chí tôn cải tạo, nơi này là thần quốc của Hỏa gia lão tổ, nói cách khác, nếu như ở chỗ này cùng Hỏa gia lão tổ khai chiến mà nói, lão nhân kia có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cấp bậc Cửu Tinh thần vương, Lâm Lạc thuận miệng nói ra, không sai. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nơi này là chí tôn thần khí sinh ra đời, chính là địa phương hỏa diễm chi lực cùng bạo nhất dưới đời này, hỏa gia lão tổ có thể ở chỗ này đạt được gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, mà lực lượng hắn có thể thừa nhận cực hạn cũng là như vậy, một gã cửu tinh thần vương lại đề thăng gấp trăm lần lực lượng, đây là cái khái niệm gì? Ở bên trong phiến bí cảnh này, hỏa gia lão tổ là vương chân chính, vô địch dưới chí tôn, nói như vậy, chủ thần khí thật đúng là đồ tốt rồi, lâm lạc chật chật tán thưởng, nguyệt nguyệt mắt đẹp lòe lòe, thời khắc không quên hướng lâm lạc biểu hiện ra mị lực mê người của nàng lâm lạc chỉ là mỉm cười hắn hiện tại là thôn vệ thân thể đừng nói gấp trăm lần lực lượng tăng phúc dù là nghìn lần vạn lần hắn cũng không sợ chỉ cần chí tôn không ra hắn là bất tử chi thân cái này cũng không giống như hắc động trước kia có nhược điểm thôn vệ cực hạn thôn vệ thể chất chính là bổn nguyên pháp tác diễn hóa như vậy có thể khắc chế thôn vệ chi thân tất nhiên cũng chỉ có những bổn nguyên pháp tác khác hắn không thích nói khoác tự nhiên sẽ không nhiều lời nhưng chính là loại thái độ coi thường này làm cho nguyệt nguyệt tức giận đến quá sức không ngừng nhíu mũi ngọc nho nhỏ đem một đôi mị nhãn trừng đến hỏa hoa bắn ra bốn phía đi thôi bốn người tiếp tục ra đi đã có nguyệt nguyệt chỉ dẫn hơn nữa hôm nay chiến lực của lâm lạc tàn bạo đến hư không tưởng nổi một đường tự nhiên là thu hoạch không hề lo lắng bảy năm sau bọn hắn đã càng quét xong tầng thứ tám tiến nhập một tầng cuối cùng của bí cảnh nơi này là thế giới bạch hỏa nhiệt độ cao kia ngay cả bắc tinh thần vương cũng có thể rất nhanh đốt nấu có thể tiến vào đây chỉ có cửu tinh thần vương, còn có một ít người có được thể chất đặc thù. Dù liễu bán yên chính là cửu tinh thần vương, càng là cường nhân đồng thời nắm giữ sáu đạo không gian pháp tắc, nhưng ở chỗ này vẫn là toàn thân không được tự nhiên, đổ mồ hôi không ngừng, nhụn ướt quần áo, nhưng lập tức lại bị bốc hơi, vẻn vẹn là hơn 10 ngày sau đã làm cho nàng hiện ra thần sắc tiều tụy, so sánh xuống dưới, nguyệt nguyệt muốn tốt hơn rất nhiều, cũng không phải bởi vì nàng so với liễu bán yên càng cường đại hơn, mà nàng chính là hỏa tu thần vương, bản thể lại là mê hỏa điệp, trời sinh am hiểu dịch hỏa, ở chỗ này là như hổ thêm cánh, ngươi muốn tiến vào dưỡng tâm hủ hay không? Lâm Lạc hướng Liễu Bán Yên quan tâm một câu, không cần, Liễu Bán Yên hảo cường nói, có quan gia đối đầu nguyệt nguyệt ở đây, nàng chịu thua mới là lạ, chật chật chật, Liễu muội muội thật đúng là quái nhân, như thế nào ưa thích làm loại sự tình tự mình chút lấy cực khổ này, chẳng lẽ là sợ tỷ tỷ trộn tình lang của ngươi sao? Nguyệt Nguyệt là tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể đã bại liễu bán yên ngươi cũng có chừng có mực cho ta lâm lạc hướng nguyệt nguyệt trừng mắt liếc đi qua hừ lớn mật dám hướng người hỏa gia ta quát tháo bổn tọa ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì thanh âm tràn ngập uy áp vang lên một cẩm y thanh niên đã xuất hiện ở trên không bốn người phía sau hắn là xếp thành một hàng lấy mười cửu tinh thần vương chưa giải chi thình lình cũng ở trong đó không cần phải nói cẩm y thanh niên này tất nhiên là hỏa gia lão tổ rồi hỏa gia lão tổ căn bản không có ý tứ cùng lâm lạc nói nhảm lập tức là một chưởng đánh ra hướng về lâm lạc hai hỏa long bàn vũ mà động lâm lạc khẽ trao mày thằng này thật đúng là bá đạo không nói một lời liền ngang nhiên phát động công kích hắn banh ra một quyền hướng về hai hỏa long nên khứ nhưng trong lòng thì hiểu rõ cử động lần này của hỏa gia lão tổ không ngoài là hướng nguyệt nguyệt nịnh nọt bất quá cũng không phải cái loại nịnh nọt vuốt môn ngựa mà là nịnh nọt giữa nam nữ luận bối vị hỏa gia lão tổ so với nguyệt nguyệt cao hơn hai bối phận nhưng hắn căn bản không có đem cái này để ở trong lòng chút nào vẻ ái mộ trên mặt kia rõ ràng đến không thể lại rõ ràng rồi thì ra là thế một quyền oanh qua hai hỏa long đồng thời chôn vùi dù không có thôn vệ chi thân lâm lạc cũng có chiến lực địch nổi cửu tinh thần vương còn gì phải sợ ân hỏa gia lão tổ lông mi nhảy lên tuy hắn nghe chưa giải chi đã từng nói qua lâm lạc cường đại nhưng nghe người khác nói cùng chính mình thấy tận mắt kia hoàn toàn là hai việc khác nhau lập tức để cho hắn lộ ra vẻ thận trọng bái kiến gia chủ đại nhân nguyệt nguyệt có chút khẽ chào dù nói thế nào Hỏa gia lão tổ cũng là sư tổ của nàng, nàng ở trên lễ tiết là không có thể để người mượn cớ chút nào, bổn tọa đã nói qua bao nhiêu lần rồi, chúng ta mỗi người giao một vật, không cần cùng bổn tọa khách khí như thế." Hỏa gia lão tổ cười ha ha, tạm thời hoàn toàn không để ý đến Lâm Lạc tồn tại, Nguyệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, cấp bậc lễ nghĩa đã kết thúc, nàng không muốn cùng người Hỏa gia sinh ra cùng xuất hiện gì chút nào, ánh mắt của Hỏa gia lão tổ một lần nữa chuyển hướng Lâm Lạc, biểu lộ cười dịu dàng lập tức thu vào lộ ra lành lạnh chi sắc nói. Ngươi chính là Lâm Lạc nhiều lần cùng hỏa gia ta đối đầu, Lâm Lạc đang đùa với tiểu nha đầu, đối với hỏa gia lão tổ khiển trách chỉ coi như không nghe thấy, lớn mật, hỏa gia lão tổ lập tức nóng tính bạo tuôn, hắn từ trước lúc hỏa linh trí tôn đắc đạo là một đời thần vương, hạng gì bá đạo, hạng gì cao cao tại thượng, nhưng Lâm Lạc rõ ràng không thèm nhìn, cái này đối với hắn là kinh thị cỡ nào, hắn lại là một trưởng đánh ra, Lâm Lạc là cừu địch hỏa gia, nhưng trước đó vẫn không thể xưng là đại địch, chỉ là bởi vì liễu bán yên nhúng tay mới có thể trở nên phiền toái lên. Về sau càng là vì tám hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương của Lâm Lạc kia hiện thế, khiến cho hỏa gia lão tổ chỉ có thể hướng con gái tìm kiếm trợ giúp, đem Nguyệt Nguyệt chuyển đi ra. Đương nhiên, ở trong đó ngược lại cũng không thiếu hắn muốn cùng Nguyệt Nguyệt một mình ở chung, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Chỉ là Nguyệt Nguyệt thật sự đối với người hỏa gia không có hảo cảm, mượn danh nghĩa hiểu rõ Lâm Lạc, trực tiếp chạy tới bên này. Hỏa gia lão tổ không phải là không có nghĩ tới muốn đích thân ra tay, nhưng hắn tuy nắm giữ chủ thần khí, nhưng đã đi ra thần quốc của mình, nhiều nhất là nhiều một cửu tinh thần vương trợ trận, cũng không có biện pháp phát huy tác dụng quá lớn, bởi vậy hỏa gia cứ như vậy hành quân lặng lẽ, nhìn về phía trên là nuốt xuống cơn tức này, trên thực tế là không thể làm gì. Cho đến lúc này, bọn người lâm lạc rõ ràng dám chạy đến hỏa mật bí cảnh, hừ, chẳng lẽ không biết hỏa mật bí cảnh này chính là thần quốc của hắn, ở chỗ này hắn có thể đạt được cấp trăm lần lực lượng tăng cường sao, đã biết rõ lâm lạc bất phàm một kích này của hỏa gia lão tổ tự nhiên là toàn lực ứng phó, một hũ tròn màu tím ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, không ngừng rút ra hỏa diễm chi lực rót vào trong cơ thể hỏa gia lão tổ, để cho khí tức của hỏa gia lão tổ lập tức xuất hiện tăng nhiều, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, riêng lấy lực lượng mà nói có thể coi là đệ nhất nhân bên trong cửu tinh thần vương rồi, quanh, một chữ này của hỏa gia lão tổ như có thể vỡ vụn càng khôn, năm ngón tay biến ảo thành vô số đạo hỏa long, ngay ngắn gào thét, cùng loạn nhảy múa, đối với lâm lạc trấn tới. Lâm Lạc thò tay, một trảo, muốn chết, mọi người hỏa gia đều là ở trong lòng hừ lạnh, cửu tinh thần vương lại đề thăng gấp trăm lần lực lượng, dưới gầm trời này ngoại trừ thần hoàng còn có ai có thể ngạnh kháng, chờ coi a, à, tiểu tử này nhất định sẽ lập tức hóa thành một bãi thịt nát, ngay cả Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng có chút kinh nghi bất định, dù sao các nàng cũng không có chân chính hiểu rõ Lâm Lạc, không biết lúc này hắn đã có được thể chất nghịch thiên đồng dạng như sư ánh tuyết, quanh, bàn tay lớn chọc tới, hỏa diễm cuốn vũ đầy trời, bàn tay của Lâm Lạc rất chậm, nhưng dị thường trầm ổn, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, tất cả hỏa diễm kia đột nhiên biến không, mà lâm lạc cũng vững vàng giữ cổ tay của hỏa gia lão tổ, cái này, đây là có chuyện gì, thần vương gấp trăm lần lực lượng A, như thế nào có thể nhẹ nhõm hóa giải như thế, cái này còn có thiên lý sao, lâm lạc mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, sau đó sắc mặt mãnh liệt, xoát, một cái tác tác về phía hỏa gia lão tổ, ngươi dám, tuy trong nội tâm hỏa gia lão tổ một mảnh khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng dù sao là lão ngoan đồng so với hỏa linh chí tôn còn muốn sống lâu hơn ứng biến có thể nói là nhanh đến không hợp thói thường lập tức nâng một chưởng hướng lâm lạc đẩy tới bành tay hai người lần nữa giao phong động tác cảo lâm lạc chỉ là làm sơ dừng lại liền hướng về hỏa gia lão tổ tác tới a à, quá khoa trương đi đáng giận hỏa gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm một chưởng này của lâm lạc là tác tới nhưng lại đánh vào một đoàn hỏa diễm tự nhiên cái gì cũng không có đánh tới cùng một thời gian bởi vì hóa thân hỏa diễm, hỏa gia lão tổ cũng dãy dụa ra khỏi lâm lạc khống chế, ánh lửa một cuốn, hắn rút lui trăm trượng, hóa ra thân hình, sắc mặt trở nên tái nhật, đây chính là vô cùng nhục nhã A, à, lại để cho hắn xuất ra bổn sự ẩn giấu, hóa thành hỏa diễm tránh thoát công kích của lâm lạc, tuy hắn không có hại chịu thiệt, nhưng cưỡng ép hiếp hóa thành liệt diễm, thoát khỏi thần vương áp chế, đây cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng. Thật giống như liễu bán yên cũng có thể tạm thời có được hư vô chi thân, nhưng nàng dù sao không phải trí tôn hậu đại, chẳng những thời gian có hạn, càng là tiêu hao thật lớn, không phải đến lúc nguy cấp là sẽ không vận dụng, nhưng mới giao thủ một kích, hắn đã bị bức ra tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng này, cái này há có thể không cho hắn giận dữ, nhưng trong nội tâm rớ kinh hoàng, quá yêu nghiệt rồi, dưới đời này tại sao có thể có quái thai như vậy, Lâm Lạc không khỏi nhíu mày, nếu có tử đỉnh tại thân, hắn mượn nhờ lực lượng tử đỉnh tất nhiên có thể phá giải chiêu này của Hỏa gia lão tổ, thật giống như trước kia hắn có thể bắt lấy sư ánh tuyết ở dưới trạng thái hư vô, đáng tiếc trong lòng của hắn thở dài, trên mặt lại lộ ra một dáng tươi cười nói. Các ngươi còn có thể tìm ai biết đánh nhau nữa không? Cái này, cái này, mời một cửu tinh thần vương của A đồng thời tức đến muốn ngất, bọn hắn ngay có thể đánh nhau cũng không tính sao, đường đường cửu tinh thần vương ngay cả có thể đánh nhau cũng không tính, cái này chẳng phải gọi người rơi lệ đầy mặt sao, cuồng, thực cuồng, nhưng có biện pháp nào, người ta xác thực có tư cách cuồng như vậy a à. ai có thể ở cảnh giới lục tinh thần vương, như không có việc gì tiếp được công kích tăng phúc gấp trăm lần lực lượng của cửu tinh thần vương, làm cho hỏa gia lão tổ sử dụng tuyệt kỹ cứu mạng, cái kia cũng có thể kiêu ngạo như vậy, bổn tọa cũng không tin ngươi có thể một mực có được năng lực như vậy, hỏa gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh úp lại, hắn tuyệt không tin một lục tinh thần vương có thể có được năng lực lớn như vậy, muốn nói lâm lạc là nhi tử trí tôn nào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không sàng bậy như vậy, dù sao đại bộ phận nhi tử trí tôn là có được thể chất cực kỳ đặc thù đây là bổn nguyên pháp tắc diễn hóa, một loại đền bù tổn thất khi hậu đại không cách nào kế thừa bổn nguyên pháp tắc, Lâm Lạc Tuyệt không có khả năng có được thể chất như vậy, Hỏa Gia lão tổ lại phát thần uy, lực lượng gấp trăm lần cửu tinh thần vương điên cuồng tàn sát bừa bãi, như thùng lùng náo giang, quấy thành từng mảnh hỏa diễm cuốn vũ, cái lực lượng khủng bố này thậm chí để cho mọi người Hỏa Gia, Liễu Bán Yên, cùng Nguyệt Nguyệt đều không khỏi thối lui ra khỏi chiến đoàn ít nhất trăm dặm, cũng chỉ có sư ánh tuyết có được hư vô chi thân mới có thể lưu tại nguyên chỗ không ngừng vỗ bàn tay nhỏ bé hò hét trợ uy cho lâm lạc lâm lạc đánh cho không đếm xỉ tới hắn tu thành thông vệ thân thể dưới đời này ngoại trừ chí tôn ra căn bản không có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp ở dưới tình huống như vậy hắn lại ở đâu còn có thể sinh ra chút chiến ý khi dễ kẻ yếu thực sự không có ý tứ gì mục tiêu của lâm lạc là những chí tôn kia đây mới là đối tượng hắn cần muốn khiêu chiến bành 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 hắn triển khai phản kích hướng về hỏa gia lão tổ hành hung đi qua lúc này chiến lực của hắn đã có thể chém ngược cửu tinh thần vương, bản thân lại có thôn vệ chi thân đứng ở thế bất bại, hỏa gia lão tổ như thế nào có thể cùng hắn đối kháng. Tuy hỏa gia lão tổ có thể hóa thân hỏa diễm, đồng dạng có được thể chất tiếp cận với hỏa diễm vô hình, nhưng cái kia dù sao chỉ là tạm thời, càng là tiêu hao thật lớn, sao có thể ngăn cản được lâm lạc cùng anh loạn tạc. Bất quá 4 canh giờ, trận chiến đấu thiên về một bên này đã xong, lâm lạc mang theo một cánh tay của hỏa gia lão tổ, một đường kéo hắn đi ra, đằng sau để lại đạo đạo thần huyết, thê diễm tuyệt mỹ, nhanh, mau thả gia chủ nhà của ta ra, mười người hỏa gia đồng thời phẫn nộ quát, nhưng trong thanh âm lại mang theo run rẩy không thể ách chế, hỏa gia lão tổ là đại năng bực nào, nhưng rõ ràng bị lâm lạc đánh giống như là một đầu chó chết, cái này để cho người như thế nào có thể tiếp nhận, hơn nữa, tiểu tử này ngay cả hỏa gia lão tổ cũng đánh thảm như vậy, còn sợ khai đao đối với bọn họ sao? Lâm Lạc tiện tay ném ra, đem hỏa gia lão tổ ném ra ngoài, sau đó mỉm cười. Hiện tại, đến tính toán a, bởi vì các ngươi nhiều lần hướng ta phát động công kích mà mang đến tổn thất cho ta, tổn thất, con mẹ nó mỗi lần đều là ngươi chiếm tiện nghi a, trong nội tâm hỏa gia thập đại cửu tinh thần vương đều âm thầm chửi mẹ, từ lúc cùng Lâm Lạc đối đầu bắt đầu, lần nào không phải là bị hắn chiếm đủ tiện nghi, chỉ là thần liệu, thần khí cũng bị hắn lấy đi vài món, 11 cửu tinh thần vương, tính toán một chút, cái này phải bao nhiêu thứ mới có thể mua mệnh trở về, Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười giống như ác ma, hỏa gia lão tổ từ trong giận ngất tỉnh lại, Nghe được những lời này của Lâm Lạc, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, thần vương giá trị bao nhiêu tiền, cái này thực có thể xem như vật báo vô giá rồi, mà cử tinh thần vương lại sao mà hy hữu, đây cũng không phải là chỉ đạt được thần vương pháp tắc, trải qua tuế nguyệt có thể đạt tới, nếu không bên ngoài nhiều thần vương như vậy, như thế nào cho ăn bể bụng cũng chỉ có tứ tinh, thật muốn lại nói tiếp, giá trị 11 cử tinh thần vương đủ để cho hỏa gia bồi đến nỗi ngay cả quần đều không thừa, như thế nào, muốn chạy, lâm lạc tùy ý cản trở, không gian, thời gian song trọng pháp tác nhộn nhạo, hắn thể hiện ra tốc độ đáng sợ cùng năng lực phong tỏa đối với không gian, để cho trên mặt thần vương hỏa gia ngay ngắn biến sắc, chạy không được, nhanh, ta người này kiên nhẫn có hạn, đừng làm cho chúng ta mất thời gian quá lâu, nếu không ta sẽ có xúc động đánh người, lâm lạc mắt liếc hỏa gia lão tổ, lộ ra một dáng tươi cười, hí, tuy hắn nhìn là hỏa gia lão tổ, nhưng lại cười đến tất cả mọi người hỏa gia là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ai muốn bước theo góc hỏa gia lão tổ, bị người đánh thành chó chết nguyệt nguyệt hỏa gia lão tổ đem ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng nguyệt nguyệt hắn tự nhiên muốn cho nguyệt nguyệt đứng ra thay hỏa gia nói vài câu hữu ích nguyệt nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ làm như không nghe thấy trong nội tâm không biết vui vẻ bao nhiêu làm sao trượng nghĩa ra tay nhanh một chút lâm lạc không kiên nhẫn nói mọi người hỏa gia hai mặt nhìn nhau một hồi lúc này mới run rẩy lấy ra một kiện đồ vật hướng lâm lạc đánh qua nhưng có thể làm cho lâm lạc chính thức động tâm cũng không quá đáng bốn kiện đồ vật mà như chưa giải chi bởi vì thực đã bị lừa qua một lần lần này lấy ra đồ vật bất quá là thần liệu cấp bậc tam tinh thần vương, bị lâm lạc trừng một cái ánh mắt bất mãn đi qua, chưa giải chi thiếu chút nữa tức điên, nhưng mà đối mặt một đại sát tinh như vậy lại bực mình cũng chẳng dám nói ra, càng là sợ lâm lạc bất mãn mà cầm hắn khai đao, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lâm lạc, cúi đầu rũ mặt xuống, giống như vợ bé ủy khuất, lâm lạc thu tiền mua mệnh vào nói. Được rồi, các ngươi đi thôi, hoan nghênh các ngươi về sau tới tìm ta phiền toái. Bất quá nhớ rõ phải mang đủ tiền mua mệnh, nếu không đừng trách ta không khách khí mọi người hỏa gia đều là mặt mũi tràn đầy oán hận xoay người rời đi lần này bị lâm lạc hung hăng gõ một số bọn hắn tự nhiên không cam lòng nhưng đánh không lại người lại có biện pháp nào hơn nữa hỏa gia chí tôn lại không có ý tứ vì bọn họ xúc đầu chút nào khoản nợ này có thể là vĩnh viễn lấy không trở lại mà thôi mà thôi về sau cùng lắm thì chứng kiến tiểu tử này đi vòng qua hắn không phải còn đắc tội thái cổ nhất mạch ư lại để cho vị chí tôn kia tới thu thập tiểu tử này a à những người khác là không làm gì được yêu nghiệt này rồi. Đưa mắt nhìn mọi người hỏa gia rời đi, Lâm Lạc cười hắc hắc, lập tức lấy ra những thần liệu, thần khí kia đến luyện hóa. Hắn không thể không nghĩ tới muốn cho hỏa gia lão tổ giao ra chủ thần khí đến mua mệnh, nhưng mấu chốt là hiện tại hắn không có tử đỉnh, còn không nhất định có thể trấn áp được chủ thần khí. Hơn nữa, cái này cũng có chút công phu sư tử ngoạm rồi, hỏa gia lão tổ không có chủ thần khí ít nhất phải suy yếu gấp trăm lần lực lượng, cái này đủ để cho hắn dơ chân đến dốc sức liều mạng. Lâm Lạc có thể trấn áp hỏa gia lão tổ, nhưng nếu đối phương không chủ động tế ra thần khí mà nói, trừ khi hắn giết hỏa gia lão tổ, nếu không tuyệt đối không có khả năng cưỡng đoạt chủ thần khí, mà chèn ép hỏa gia thoáng một phát là một sự việc, dù sau đó là hỏa gia kinh người trước, nhưng thực muốn giết hỏa gia lão tổ, hỏa linh chí tôn có thể bỏ qua sao, người ta dù sao cũng là phụ tử A, sự tình lấy oán trả ơn Lâm Lạc làm không được, liền cứ như vậy rồi. 16 ngày sau, Lâm Lạc đem bảo vật lấy được luyện hóa, tu vị lại đột tiến một khoảng cách, bảo tố tới lục tinh thần vương đỉnh phong, chỉ cần lại tới kiện cao thần liệu hoặc là thần khí luyện hóa, hắn có thể nhảy lên đến thất tinh thần vương rồi, đi, chúng ta đi tầng thứ 9 quét một lần, lâm lạc cười to mà lên, cất bước tiến về phía trước, đã không có người hỏa gia quấy rối, trên thực tế cho dù lại đến cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì, 30 năm sau, bọn người lâm lạc đem tầng thứ 9 quét sạch mấy lần, gặp hái được hai khối thần liệu phẩm chất cực cao, sau khi luyện hóa, Lâm Lạc đã lấy được lực lượng tích lũy đủ mức, bắt đầu đổ kiếp, lần này thì càng thêm điên cuồng, vừa xuất hiện là lôi đình cấp bậc thất tinh thần vương, theo chính đạo thiên kiếp toàn bộ đánh xuống, tổng cộng xuất hiện 7 tia chớp cấp bậc cửu tinh thần vương, nhưng mạnh đến để cho người tức lộn ruột, bởi vì trong công kích có chứa một tia bổn nguyên pháp tắc, dù chỉ có một tia, lại đủ để oanh phá thôn vệ thân thể của Lâm Lạc, đối với hắn tạo thành tính uy hiếp thực chất, Lâm Lạc không thể không liều chết chiến một trận, cũng may hiện tại hắn độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc, chiến lực vô song dù là giao đấu với chính mình, cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ, hơn nữa cái này dù sao cũng là thiên địa biến thành, chỉ là theo quy tắc mà làm, không vì hắn độc trưởng chính đạo pháp tắc mà thay đổi, chiến chiến chiến, toàn thân lâm lạc vết thương chồng chất, cửu thải thần huyết bảo tố, tuy gần kề chỉ là nửa canh giờ, lực lượng của hắn lại tiêu hao được thất thất bát bát, nhưng một đôi mắt lại trở nên càng thêm sáng ngời, như có thể bắn xuyên tòa bí cảnh này, chiếu rọi toàn bộ thần giới, sau nửa canh giờ, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, Toàn thân không có một khối xương cốt nguyên vẹn, huyết nhục thì bị oanh đến tinh quang, chỉ còn lại có một bộ xương. Sau khi tiến vào Ngũ Tinh Thần Vương, cái thần kiếp này một lần so với một lần cuồng bạo, để cho Lâm Lạc trước kia đổ kiếp như nhàn nhã dạo chơi cũng nếm đến đau khổ. Thần thạch phóng thích ra hào quang cửu thải, huyết nhục của Lâm Lạc lập tức tái hiện, hắn thở ra một hơi, nhìn nhìn khuôn mặt Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt mang theo quan tâm, cười nói: "Thật đúng là có chút lợi hại, thần kiếp của ngươi nếu đổi đến trên người tỷ tỷ mà nói, xác định là Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, Nguyệt Nguyệt rất là hoảng sợ nói, muốn thành tựu chí tôn vị, tự nhiên phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, Liễu Bán Yên lạnh lùng trả lời một câu, nhưng lập tức lại đem lông mày nhăn lại, chỉ là hiện tại đã đã mất đi tư cách tiến vào thần hoàng, thần kiếp còn đáng sợ như thế không khỏi quá không công bình, kỳ thật rất công bình, bởi vì Lâm Lạc cũng không có mất đi tư cách tiến vào chí tôn, bí mật này Lâm Lạc ai cũng không có nói, không phải hắn không tin người, mà là bí mật bản thân là một loại áp lực cực lớn, một loại nguy hiểm chỉ cần do một mình hắn đến lưng đeo là đủ rồi, đãi ly khai tại đây, nữ nữ liền gọi mẫu thân tới tiếp dẫn chúng ta, tuy sư ánh tuyết là tính tình ham chơi, nhưng ở trong biển lửa chờ đợi nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chán lệch ra, lập tức dắt lâm lạc rời đi, tiểu nha đầu, nhẹ một chút, y phục của ta bị ngươi kéo hư mất, đi ra bên ngoài bí cảnh, sư ánh tuyết dùng huyết mạch triệu hoán loạn không chí tôn, gần kề chỉ là mấy canh giờ, thân ảnh tuyệt mỹ của loạn không chí tôn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là ánh mắt của nàng lộ ra tương đối nghiêm túc mẫu thân đại nhân, chứng kiến nữ nữ không vui sao, sư ánh tuyết bò tới trên lưng loạn không chí tôn, đơn giản đem khuôn mặt nghiêm túc của nàng văn vê trở thành dáng tươi cười, trong nội tâm mấy người lâm lạc đều mỉm cười. Trên đời này cũng chỉ có tiểu nha đầu mới có tư cách đem mặt một vị trí tôn văn vê ra như vậy. Về loạn không điện rồi nói sao, bàn tay như ngọc trắng của loạn không chí tôn một cuốn, bọc lấy mọi người tiến vào hư không. Trước kia lúc nàng tống xuất mấy người lâm lạc, là để cho bọn họ ở trong không gian xuyên thẳng qua vài ngày mới đi đến hỏa mật bí cảnh nhưng lúc này tự mình dẫn người hành tẩu, tốc độ này lại tăng lên nhiều cấp bậc, gần kề chỉ là nửa ngày thời gian liền trở về loạn không điện, sư phụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liễu bán yên mở miệng hỏi, lâm thương la ra tay, giết bảy thần vương, chiếm chủ thần khí của bọn họ, loạn không chí tôn lắc đầu, trên mặt ngọc hiện đầy nghiêm túc, hiện tại mọi người đều biết lâm lạc có thể luyện hóa thần khí đến đề thăng tu vi, mà lâm thương la thân là thôn vệ nhất mạch chí tôn, ở phương diện này tự nhiên sẽ không thua kém, cái này cướp lấy chủ thần khí tuyệt đối không phải vui đùa mà là muốn luyện hóa, trợ giúp hắn tiến vào chí tôn vị. đại ma đầu này trở về, đại loạn không xa. loạn không chí tôn thở dài, có một loại thận trọng. lâm lạc nhớ tới câu kia của lâm thương la muốn cho loạn không chí tôn cùng hỏa linh chí tôn rửa sạch sẽ, ánh mắt không khỏi có chút buông xuống, chỉ thấy bờ mông của loạn không chí tôn ngạo nghệ ưỡn lên, tràn đầy bộ dạng thùy mị thành thục mê người. hắn không khỏi nghĩ nói, phụ thân của tiểu nha đầu đến tộc cùng là ai? lâm lạc không phải một người bác quái nhưng đối với chuyện ai là phụ thân của sư ánh tuyết này lại tràn ngập tò mò. Hắn đương nhiên không có khả năng đến hỏi loạn không chí tôn, mà tiểu nha đầu cũng hiển nhiên không biết rõ tình hình, kéo liễu bán yên qua một bên nói bóng nói gió, nữ nhân kia cũng chịu không được lâm lạc bà tám, loạn trừng hắn vài lần, nói ra tình hình thực tế, nguyên lai, tiểu nha đầu không có phụ thân, hoàn toàn là do loạn không chí tôn một người sinh ra, lâm lạc không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này một nữ nhân có thể sinh hạ hậu đại, vậy nam trên đời nhân không phải dư thừa rồi hả? nghiêm khắc mà nói, nữ nữ cũng không phải con gái của sư phụ, mà là một cái thân thể khác của nàng, rút lấy tất cả một mặt ngây thơ, vui đùa của nàng, liễu bán yên tiếp tục giải thích nói, bất quá sư muội đồng dạng là sư phụ hoài thai trăm triệu năm mới sinh hạ, có thể nói là thân sinh cốt nhục của nàng, lâm lạc chỉ cảm thấy trong gió mất trật tự, nhưng hắn lập tức nhướng mày nói, tại sao phải làm như vậy, trước kia ta cũng không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì đã xảy ra sự tình lôi hệ trí tôn vẫn lạc, sư phụ lòng có lo lắng, mới có thể lưu lại cho mình một hậu nhân a à. Liệu liễu bán yên thở dài nói ra hắc hắc ta còn tưởng rằng loạn không chí tôn lo lắng vẫn lạc muốn đem tiểu nha đầu trở thành đoạt xá thể xác đây này lâm lạc cười cười ngươi cái người này sao được có thế hoài nghi sư tôn như thế liễu bán yên hung hăng mắt trắng không còn chút máu nếu không phải cùng lâm lạc quan hệ cũng xem là tốt rồi chỉ hướng về phía những lời này nàng cũng có tâm dốc sức liều mạng cùng lâm lạc nói lỡ nói lỡ lâm lạc vội vàng nhấc tay đầu hàng trách không được tính tình của tiểu nha đầu luôn chưa trưởng thành nguyên lai like là bởi vì một nửa phần ý thức của loạn không chí tôn làm chủ đạo cái gì chủ đạo cái kia vốn chính là chủ nhân cách của nữ nữ nếu không có mẹ không có cha nữ nữ lại há có thể sinh ra đời liệu bán yên rất bất mãn nói lâm lạc cuối cùng là có chút minh bạch âm dương tương sinh sinh sôi vạn vật chỉ là âm lại há có thể sinh ra đời tánh mạng nguyên vẹn cho nên loạn không chí tôn chỉ có thể đem một bộ phận ý thức của mình đánh tới trong cơ thể tiểu nha đầu mở ra trí tuệ chi môn của nàng chiếu nói như vậy Tiểu nha đầu vẫn là chủ nhân thứ hai của loạn không tiễn, đúng vậy, vạn nhất sư tôn thực sự vẫn lạc, nữ nữ liền có thể đạt được loạn không tiễn, bởi vì nàng cùng sư phụ vốn là nhất thể. Liễu Bán Y nghiêm nghị nói ra, vậy cũng là loạn không chí tôn lưu lại cho mình một đường lui, cường như chí tôn cũng có một ngày vẫn lạc. Trước kia tất cả đại chí tôn đều cho mình là bất tử bất diệt, nhưng sau khi lôi hệ chí tôn vẫn lạc, chí tôn khác đều sinh ra cảm giác nguy cơ đi à nha? Dù sao, cho dù bọn hắn tiêu hủy tử đỉnh trong thiên địa vẫn sẽ đản sinh ra trí tôn thần khí bao hàm thôn vệ pháp tắc mới, thiên địa bất diệt, thì pháp tắc bất diệt, hết thảy đều ở dưới quy tắc này vận chuyển, lâm lạc cùng nhóm kiều thê tiểu tụ mấy ngày, loạn không chí tôn lại tiễn đưa bọn hắn xuất phát, một đường xuyên việt vô số hư không, tiến nhập thủy bí cảnh, tiếp tục hành trình tăng lên tu vi của lâm lạc, hư hải quỳnh bởi vì cảnh giới thấp, ở trong thủy bí cảnh cũng không có cái gì có thể chỉ dẫn, nhưng hiện tại thần thức của lâm lạc khuếch trương đã đạt đến phạm vi 7.000 dặm, cũng đã vượt qua tiểu nha đầu, nên không sao cả chỉ là phiến bí cảnh này thật sự quá lớn có sông băng như núi có băng nguyên mấy ngày liền có biến cả vô biên bất tri bất giác bọn hắn ở nơi đây ngẩn ngơ ba ngàn năm ngang ngày hôm nay bốn người đang hướng một tòa đỉnh băng bay đi bỗng nhiên ngay lúc đó chỉ nghe thiên địa tề minh trên bầu trời cửu thải hào quang không ngừng di động mùi thơm lạ lùng xông vào mũi thành từng mảnh cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống nhưng còn không có rơi xuống đất cũng đã biến mất thiên hiện dị tượng đó là có thần vương mới xuất thế nguyệt nguyệt dựa vào kinh nghiệm cố hữu nói ra lâm lạc lắc đầu trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng không phải thần vương mới xuất thế mà là chí tôn thần hoàng đúng vậy thần vương sinh ra đời chỉ có thất thải hào quang di động nhưng lúc này đây lại có một loại hào quang hơn nữa nơi này là bí cảnh lẽ ra là tuyệt địa dù thần vương sinh ra đời cũng sẽ không sinh ra cộng minh trừ phi chỉ có chí tôn thần hoàng mới xuất thế mới có thể nói rõ không biết là ai cái này thật sự là loạn thế đại thế lúc bình thường dù là thần vương sinh ra đời cũng là đại sự khó lường trong thiên địa nhưng bây giờ thần vương tính toán cái gì đã có ba chí tôn thần hoàng dự bị đây này tính toán thời gian hắc y nhân nắm giữ lôi hệ chí tôn thần khí kia còn kém một chút như vậy cũng chỉ có lâm thương la trèo lên chí tôn vị rồi khí bốn người có thể nói đều là thiên chi kiêu tử thiên chi kiều nữ nhưng thời điểm nói đến lâm thương la vẫn là nhịn không được lạnh răng dù sao vị này là solo bác đại chí tôn thậm chí còn giết một cái a à. cái này thực không phải tin tức gì tốt Lâm Lạc thở dài, thiên địa bất nhân, sẽ không để ý thần vương mới sinh ra đời, thần hoàng thiện hay ác, là điên là thánh, thiên địa đem những người, yêu, thú này trở thành con cái của mình, đối xử như nhau, cho hoa nghênh quy cách cao, nhưng mọi người đều biết Lâm Thương La chính là tên điên, hơn nữa là tên điên có giả tâm lớn, người như vậy trèo lên thần hoàng vị sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, mà Lâm Lạc thì càng thêm đầu lớn hơn, hắn nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh trấn áp, chỉ cần hắn bất tử. Lâm Thương La vĩnh viễn không có khả năng đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc này truyền thừa, ở trong mắt Kiêu Hùng, tên điên kia cũng không có thân tình tồn tại, sau khi hắn trèo lên thần hoàng vị, chỉ sợ chuyện thứ nhất là tìm ra Lâm Lạc để tiêu diệt, nếu không, lúc Lâm Lạc cũng tiến vào chí tôn vị, thiên địa này sẽ xuất hiện chí tôn thứ nhất nắm giữ hai đạo bổn nguyên pháp tắc trở lên, hơn nữa còn là suốt chính đạo, còn kém một cái ngọn núi này rồi, chúng ta lấy bảo vật xong liền trở về đi, dùng chiến lực lúc này của Lâm Lạc, dưới chí tôn là tuyệt đối vô địch rất nhanh liền đuổi giết hung thú trong coi bảo vật trên đỉnh núi, cầm xuống bảo vật liền trực tiếp luyện hóa, không ra ba ngày thời gian, thiên địa nhất thời cảm ứng, đại lượng lôi vân quyển tịch tới, thần kiếp tạo ra, lâm lạc ngạo nghễ nên chiến, hai đấm cuồng loạn nhảy múa, hắn chiến đến nổi giận, nửa canh giờ thần kiếp bổ đến hắn cơ hồ vẫn lạc, ti chấp này đã có được một tia bổ nguyên chi lực, dù là tử đỉnh cũng không có khả năng giống như trước kia không tốn sức chút nào nhẹ nhõm hấp thu, nhưng công hiệu của tử đỉnh lại vẫn còn, có thể hấp thu chính thành lực lượng trùng kích bởi vậy lâm lạc còn có tử đỉnh mà nói như vậy không thể nghi ngờ là sẽ tốt hơn nhiều hiện tại lâm lạc gặp được vấn đề xấu hổ chính là hắn có thể là quái thai duy nhất từ trước tới nay không có chí tôn thần khí cũng hướng về chí tôn thần hoàng tiến quân đây là thế gian đại kỳ tích nhưng đồng dạng cũng là một khảo nghiệm đối với hắn bởi vì thiên địa sẽ không quản hắn khỉ gió phải chăng có chí tôn thần khí đến hộ giá hết thảy đều là dựa theo quy cách cao nhất đến đấy sau nửa canh giờ hắn từ trên bầu trời ngã xuống lần này ngay cả thần cốt cũng bị đánh tan chỉ là một đám thần hồn bám vào phía trên thần hạch thảm đến tột đỉnh nhưng cái thần kiếp này lại cuối cùng đã vượt qua bác tinh thần vương lâm lạc một lần nữa sinh ra cốt cách khuyết nhục lúc này không khỏi nhíu mày bác tinh thần vương kiếp đã đáng sợ như thế rồi như vậy cửu tinh thần vương kiếp còn có chí tôn thần hoàng kiếp cuối cùng hắn thật có thể chống đi qua sao cái này vốn chính là thần kiếp vì thần hoàng tương lai có được chí tôn thần khí mà xếp đặt thiết kế muốn hắn một mình đón chào thật là có chút miễn cưỡng không hắn nhất định có thể sống đi qua Lâm Lạc hai mắt sáng quắc, vì một đám kiều thê, vì một đám thân hữu, vì chính hắn, hắn nhất định có thể sống qua, thành tựu chí tôn vị, đã đi ra thủy bí cảnh, sư ánh tuyết gọi loạn không chí tôn, đám đông lần nữa về loạn không điện, cái này với loạn không chí tôn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ đã có đại địch lớn như Lâm Thương La, nàng cũng không có khả năng đi bế quan gì, lần này thần sắc của loạn không chí tôn càng thêm thận trọng, hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhăn thoáng một phát nếu không phải thực lực bản thân nàng cường hãn đến để cho người tức lộn ruột cái này ai thấy đều sẽ sinh ra thương tiếc chi ý muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo mà yêu thương một phen sư phụ lại đã xảy ra chuyện gì liệu bán yên nhịn không được hỏi kim nguyên chí tôn bị đánh lén nhận lấy trọng thương loạn không chí tôn nghĩ nghĩ vẫn là nói ra khí tất cả mọi người là hút một hơi khí lạnh chí tôn là cái khái niệm gì trên trời dưới đất vô địch dùng thần trí của bọn hắn bao trùm quanh thân tuyệt không có một tia gốc chết làm sao có thể bị người đánh trộm, mà có thể trọng thương chí tôn lại là tồn tại đáng sợ đến bực nào. Lâm thương la, tất cả mọi người là trăm miệng một lời nói, loạn không chí tôn chậm rãi gật đầu. Lâm thương la đã một lần nữa tiến vào thần hoàng, người này cùng bảy người bọn ta chính là tử thù, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mặt sát tánh mạng chúng ta, thành tựu giả tâm thế gian trí tôn thần hoàng duy nhất của hắn, hừ, cho nên bổn tọa nói, trước giết hậu nhân của lâm thương la này đi. Thanh âm sâm lãnh vang lên, thái cổ chí tôn đi nhanh đến, trên mặt phong cách cổ xưa chớp động lên sát khí ung tùng không chỉ là hắn năm đại chí tôn còn lại cũng đến đông đủ mà kim nguyên chí tôn thì là mặt mũi tràn đầy lệ khí hắn đường đường là chí tôn lại bị lâm thương la trọng thương đến thiếu chút nữa vẫn lạc cái này đã là một loại vô cùng nhục nhã lại để cho hắn sinh ra nghĩ mà sợ càng nhìn lâm lạc càng tâm phiền trừ bọn họ ra còn có thân nhân đệ tử của lục đại chí tôn mỗi một cái đều là theo đuôi phía sau hai đại chí tôn không che giấu sát khí của mình chút nào mà thái độ những người khác cũng có chút vi diệu, tự hồ hơi có chút biến hóa nho nhỏ, hơn nữa còn là hướng phương hướng bất lợi với lâm lạc phát triển, ngoại trừ thần sắc của loạn không chí tôn cùng hỏa linh chí tôn y nguyên kiên định ra, băng tinh long hoàng vốn là ủng hộ lâm lạc cùng thương một chí tôn trung lập thì lộ ra có chút do dự, những người này tề tụ loạn không điện, thứ nhất là vì đoàn kết lực lượng, không cho lâm thương la đánh bại từng cái, thứ hai cũng có trọng khải cựu nghị, ý tứ chém giết lâm lạc A. Bên trên một đời ân oán cần gì phải liên lụy đến trên người hậu đại, hồ đây đã là sự tình ba nguyên kỷ trước, Lâm Lạc ngoại trừ thân phận là hậu nhân của Lâm Thương La ra, giữa hai người còn có liên hệ gì, loạn không chí tôn khuyên, hừ, Lâm Thương La đã là tổ tiên tiểu tử này, tại sao tiểu tử này lại trở về nơi đây, Lâm Thương La đuổi giết hắn, chê cười, bản tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Thương La muốn đẩy tiểu tử này vào chỗ chết, thái cổ chí tôn cười lạnh, đột nhiên chỉ hướng Lâm Lạc, tiểu tử này nhất định là đến làm gian tế đấy, ha ha ha, không sai, hậu nhân này của ta coi như cơ linh a à, thông tri tin tức ra để cho ta có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn một tiếng cười dài truyền đến thanh âm của lâm thương la cũng thình lình vang lên trên loạn không điện lâm thương la thực sự là người có tên cây có bóng nghe được thanh âm của lâm thương la ngay cả bảy đại chí tôn cũng nhịn không được trên mặt biến sắc, sau khi hai mặt nhìn nhau thân hình nhau nhao lóe lên đi tới ngoài điện mấy tiểu bối như lâm lạc giúp nhau nhìn xem cũng nhao nhao đi tới ngoài điện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở phía trên cung điện Lâm Thương La đang ngạo nghễ mà đứng, đầu đầy tóc đen ở trên hư không cùng loạn nhảy múa, lại để cho hắn như là đại ma thần thời kỳ thượng cổ, hiển thị rõ bá đạo, điên cuồng. Lâm Thương La, ngươi rõ ràng dám đến nơi đây chịu chết, thái cổ chí tôn lành lạnh nói ra, ân, tin cửu nguyên ngươi không phải là bị lão tử giết đến căn bản không dám cùng lão tử solo ư, lúc nào cũng dám ở trước mặt lão tử hoành hành rồi hả, tốt, lão tử ở nơi này, ngươi muốn dưới hán có chim, thì tới cùng lão tử chiến một trận, Lâm Thương La miệng đầy thô bỉ nói, nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra lại chỉ cho người một loại cảm giác bá đạo tuyệt luân. Thái cổ chí tôn đâu chịu cùng Lâm Thương La solo, từ lúc ba nguyên kỷ trước cũng đã chứng minh, thực lực của Lâm Thương La tuyệt đối ở phía trên bác đại chí tôn, ít nhất phải ba người liên thủ mới có thể địch được tên điên đáng sợ này. Kim Nguyên Chí Tôn bị trọng thương chính là một chứng cứ rõ ràng, tuy ở trong miệng Kim Nguyên Chí Tôn nói là đánh lén, nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là hắn giữ lại chút mặt mũi cho mình mà thôi, đối mặt một đại sát tinh như vậy, Solo là muốn chết thái cổ chí tôn há sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy hắn đem hai tay phụ đến sau lưng lộ ra một bộ khinh thường để ý tới nói lâm thương la ngươi là tới mang hậu nhân của ngươi trở lại hay sao lâm thương la cười ha ha nói đúng vậy tuy hậu nhân của lão tử không nên thân nhưng cũng là lâm gia huyết mạch há có thể cùng những ti tiện chi nhân các ngươi lăn lộn cùng một chỗ hắn thật đúng là tên điên câu nói đầu tiên là đem bảy đại chí tôn đắc tội chết bất quá song phương vốn là tử địch tuyệt đối dù Lâm Thương La nói lời nói tốt hơn chẳng lẽ bảy đại chí tôn sẽ xem hắn trở thành bằng hữu sao? Hừ, vậy hãy để cho ngươi nếm thử tư vị người tóc bạc tiễn đưa người tóc đen, thân hình thái cổ chí tôn nhoáng một cái, liền hướng về Lâm Lạc nhào tới, một chưởng đánh ra, muôn đời tan thương lưu chuyển, dù là cửu tinh thần vương cũng sẽ lập tức hóa thành một nát. Lâm Lạc thật muốn chửi ầm lên thái cổ chí tôn này là đồ con lừa, ngay cả Lâm Thương La mượn đao giết người rõ ràng như thế cũng nhìn không ra, nhưng vào lúc này Hỏa Linh chí tôn lại đem tay phải một cuốn, vanh ra một đạo sóng lửa đánh tới thái cổ chí tôn khiến cho thái cổ chí tôn chỉ có thể rút tay chống đỡ hóa giải nguy cơ lần này cho lâm lạc lão gia hỏa này rõ ràng là quan báo tư thù trong nội tâm lâm lạc hừ lạnh đem nắm đấm niết đến phát ra thanh âm hắn thề một ngày kia sau khi tiến vào chí tôn vị tất sẽ vặn đầu thái cổ chí tôn xuống thực coi hắn là tượng đất hay sao hỏa linh đến lúc này ngươi còn muốn giữ gìn tiểu tử kia sao thái cổ chí tôn sắp tức phát nổ hắn không dám hướng lâm thương la chủ động ra tay nhưng khi dễ lâm lạc lại không nói chơi hỏa linh chí tôn lạnh lùng liếc hắn liền đem ánh mắt xem hướng lâm thương la trên bầu trời đầu ngón tay rung lên đã nhiều hơn một căn lông vũ hỏa diễm chiều dài hơn một trượng ánh sáng cửu thải chói lọi chớp động tràn đầy tôn quý chi khí hỏa dạ dung ba nguyên kỹ không gặp ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy lâm thương la không che giấu chút nào nhìn chằm chằm vào ngực cùng bờ mông của hỏa linh chí tôn sách ngực nhỏ hơn chút ít bất quá bờ mông đủ vĩnh lên mùi khai mười phần hắn không kiên nể gì cả mà đối với dáng người của hỏa linh chí tôn tiến hành bình luận nhưng hỏa linh chí tôn thật giống như căn bản không có nghe được chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh càng ngày càng lăng lệ ác liệt lâm thương la người đủ có hay không lâm lạc quá to hỏa linh chí tôn có giữ gìn chi tình cho hắn hắn như thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn hỏa linh chí tôn mặt người ô nhục ha 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 tôn tử chẳng lẽ ngươi đối với nữ nhân này có hứng thú không tệ không tệ mỹ nữ như vậy xác thực thiên hạ hiếm thấy nước phù sa không lưu ruộng người ngoài chúng ta cùng một chỗ chơi nàng là tốt rồi dù sao vô luận ai sinh hạ hài tử đều là của lâm gia ta lâm thương la cười to tên điên loại này thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi lâm thương la đã đủ rồi loạn không chí tôn lạnh lùng quát nàng cùng là nữ tính luôn không thích nghe đến loại ô ngôn uế ngữ này ha ha sư tú ảnh ngươi đây là ghen ghét lại nói tiếp ngươi cũng là mỹ nữ không thua hỏa dạ dung hơn nữa đã sinh hài tử ngực giống như lại lớn một vòng lão tử thật muốn đem các ngươi bóp vỡ rồi lâm thương la nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của loạn không chí tôn chỗ đũng quần thình lình cương lên một lều vải quả nhiên đủ điên đây chính là đồ nghịch lưu manh đối với hai đại chí tôn đương thời a hết lần này tới lần khác hắn còn đồ nghịch được lên tuy lẽ loi một mình tay không tất sắc nhưng sửng sốt lại để cho bảy đại chí tôn đều không dám khinh cử uổng động cúc hỏa linh chí tôn lạnh lùng nhổ ra một chữ lâm lạc biết rõ bảy đại chí tôn lựa chọn ẩn nhẫn là vì bọn hắn còn muốn đợi tử lôi chí tôn xuất thế trước kia bác đại chí tôn hợp chiến lâm thương la còn để cho một vị chí tôn chung cùng nếu bảy người nên chiến mà nói cái kia xác thực còn có cơ hội tiêu diệt lâm thương la nhưng lần này nhân số vẫn là khả năng muốn đạt tới hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn phân nữa đem hậu nhân lão tử ngoan ngoãn giao ra đây lão tử vỗ vỗ bờ mông rời đi trừ khi hỏa dạ dung ngươi muốn lão tử cùng một chỗ chơi ngươi lâm thương la cùng cười nói hừ bỗng tọa liền đem tiểu tử này chém vết ở trước mặt ngươi ngược lại muốn nhìn lâm thương la ngươi lại có thể có biện pháp nào thái cổ chí tôn cười lạnh một tiếng lại là một chưởng chụp về phía lâm lạc bảy đại chí tôn không dám đơn giản khởi hấn mà lâm thương la cũng giống như thế lại nói tiếp lâm thương la vẫn là một phương yếu thế chỉ là bảy đại chí tôn ai cũng không muốn trở thành vật bồi tán bởi vậy song phương trận chiến đấu này đều sẽ không dễ dàng nhất lên đúng là như thế thái cổ chí tôn mới dám hướng lâm lạc ra tay ngươi cái lão ngu xuẩn này Lâm Lạc chửi ầm lên, thân hình trở mình, cực lực trốn tránh lấy công kích của Thái Cổ Chí Tôn. Cái này rõ ràng là Lâm Thương La mượn đao giết người, sao lão gia hỏa này không có phát giác ra chứ? Nếu như Lâm Lạc thực phải ly khai loạn không điện, lại đụng vào Lâm Thương La, sớm có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi. Tin tưởng Thái Cổ Chí Tôn cũng không phải đoán không được điểm ấy, vậy hắn hùng hổ dọa người hoàn toàn là vì trút giận cho con của hắn, muốn mượn dùng tên tuổi đại nghĩa trấn giết Lâm Lạc, nhưng thằng khốn này há lại nghĩ đến, chỉ cần Lâm Lạc vừa chết lâm thương la có thể đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc cho dù lâm thương la ở trên pháp tắc lĩnh ngộ không có yêu nghiệp như lâm lạc nhưng cho hắn một vạn năm một trăm triệu năm một nguyên kỷ thời gian hắn chung quy có thể nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc đến lúc đó dù là lôi hệ chí tôn mới xuất hiện bác đại chí tôn liên thủ lần nữa như thế nào là đối thủ của lâm thương la chỉ là điểm này lâm thương la không có khả năng nói ra lâm lạc cũng đồng dạng sẽ không nói đây là bí mật thuộc về hai người dừng tay loạn không chí tôn hướng thái cổ chí tôn nên đón tiếp lấy xíu u u một đạo kim quang hiện lên là kim nguyên chí tôn ra tay hướng về lâm lạc đánh ra một đạo kim kiếm như khai thiên bổ địa mang theo uy thế lớn lao tật bắn đi hừ hỏa linh chí tôn vung lên lông vũ đón chào một mảnh sóng lửa cuốn phi ba gã chí tôn còn lại thì đều không có ra tay bọn họ đều dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào lâm thương la tứ đại chí tôn đã cuốn vào ở bên trong hỗn chiến bọn hắn tuyệt đối không thể lại bị phân hóa nếu không Lâm Thương La thừa cơ ra tay vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, bất quá đừng nhìn bốn người loạn không chí tôn đánh cho náo nhiệt, nhưng mỗi người bọn hắn đều có lưu dư lực, tùy thời có thể dừng tay hướng Lâm Thương La chuyển công mà đi. Thái cổ chí tôn đằng đằng sát khí, hắn không có khả năng cùng loạn không chí tôn liều ra chân hỏa, ít nhất ở trong lúc mấu chốt này làm như vậy là hành vi muốn chết, nhưng không giết Lâm Lạc lại há có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn, đường đường chí tôn ngay cả giết người cũng làm không được. Đi, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, tay phải run lên một điểm bạch quan lập tức bắn ra hướng về lâm lạc tránh gấp mà đi điểm bạch quan ấy ly khai thái cổ trí tôn lập tức bành trướng trong nháy mắt liền biến thành một bạch cốt khô lâu cực lớn không đây là quái vật do ít nhất mấy ngàn bạch cốt khô lâu tạo thành hình như nhân thể nhưng chiều cao ngàn trượng bởi vì trong khô lâu này không thiếu yêu tu một cái thân thể cực lớn có thể bằng mấy trăm hài cốt nhân loại một chí tôn nắm giữ thời gian pháp tắc rõ ràng ném ra đồ vật chí âm chí tà như vậy cái này lại để cho tất cả mọi người là có chút không thể tiếp nhận đây là hai mắt băng tinh long hoàng mạnh mẽ nhảy dựng lộ ra một vẻ thận trọng ba nghìn thi thể thần vương không sai thái cổ chí tôn tế ra sát khí lớn như vậy phản phất không có ý tứ tự mình ra tay lui ra phía sau vài bước nhìn chằm chằm vào loạn không chí tôn trái lại muốn ngăn cản loạn không chí tôn đi nhúng tay cứu giúp đây là ba nghìn thần vương tu luyện đại đạo bất đồng bị bản tôn luyện hóa đến cùng một chỗ đây là bổn nguyên thi hoàng tam thiên đại đạo cùng chuyển có một tia bổn nguyên chi lực thái cổ chí tôn cuối cùng cười lên ha hả tràn đầy đắc chí vừa lòng từ khi cùng Lâm Thương La đánh xong một trận, bảy đại chí tôn đều phát lên ý thức nguy cơ, như loạn không chí tôn sinh ra sư ánh tuyết, vạn nhất nàng vẫn lạc rồi, tiểu nha đầu cũng có thể kế nhiệm loạn không chí tôn mới, là tánh mạng kéo dài chính thức của nàng, mà thái cổ chí tôn cũng không phải ăn cơm trắng, hắn là luyện chế ra một đầu quái vật như vậy, có được bổn nguyên chi lực, đó chính là cấp bậc chí tôn, đương nhiên, chí tôn chỉ có thể do thiên địa giao phó, đầu bổn nguyên thi hoàng này tuy mang theo hai chữ bổn nguyên, nhưng xa xa còn không có đạt tới chí tôn chi năng chính thức, năng lực tam thiên đại đạo cùng chuyển sinh ra một tia bổn nguyên chi lực, miễn cưỡng có thể đối kháng công kích cấp bậc chí tôn thoáng một phát, đây vốn là thái cổ chí tôn dùng đến cứu mạng, thay hắn hấp thu công kích trí mạng, chính là bí bảo trọng yếu nhất ngoại trừ chí tôn thần khí, nhưng hiện bởi vì trấn giết lâm lạc, hắn lại đành phải vậy, liều mạng đem bí mật cho hấp thụ ánh sáng cũng muốn giết chết lâm lạc, bành, 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 bổn nguyên thi hoàng tất bước về phía trước, nó có 100 thời gian đại đạo, một trăm không gian đại đạo, ở tốc độ, thân pháp có thể nói đệ nhất nhân dưới chí tôn, thân hình cực lớn như quỷ mị hư vô chấp động, lập tức vọt tới trước người lâm lạc, đưa ra một cái đại thủ đối với lâm lạc đánh ra, tinh cử nguyên, ta không giết sạch cả nhà cao thấp của ngươi sẽ không mang họ lâm, lâm lạc bạo rống một tiếng, hai đấm cố lấy, hướng về cự trưởng nên đón, oanh, một đạo sóng xung kích đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi, thân hình lâm lạc nhanh lùi lại, qua thoáng một phát nhổ ra một đạo cửu thải thần huyết, đối mặt thi hoàng có được một tia bổn nguyên chi lực thể chất của thôn vệ hắn cũng không cách nào phát huy hiệu quả ít nhất không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả rõ ràng không chết chứng kiến lâm lạc chỉ là thổ huyết liên tục bảy đại chí tôn thậm chí lâm thương la đều lộ ra một tia biểu lộ kinh ngạc phải biết rằng bổn nguyên thi hoàng kia là có được một tia bổn nguyên chi lực dù chỉ là một tia đối với bắc tinh thần vương chẳng lẽ không phải là lập tức gạt bỏ sao bổn nguyên pháp tắc không phải bổn nguyên pháp tắc là không thể chống đỡ đây là tuyệt đối chí lý lâm lạc lau đi máu tươi bên khóe miệng trong hai mắt ý chí chiến đấu trùng thiên bổn nguyên thi hoàng kia xác thực có được một tia bổn nguyên chi lực nhưng đó là ba nghìn đạo thần vương pháp tắc dung hợp cùng một chỗ hình thành cũng không phải nói này là bạch cốt khô lâu thực sự có được bổn nguyên chi lực mà hắn độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc tuy trước mắt chỉ có uy năng thần vương cấp nhưng mỗi một đạo đều có năng lực diễn hóa vô tận nói cách khác một chi thủy hệ đại đạo của lâm lạc có thể diễn hóa ra 500 đạo thủy hệ thần vương pháp tắc tám đạo pháp tắc trong cơ thể hắn đủ chuyển đồng dạng có thể mô phỏng ra một tia bổn nguyên chi lực chưa đủ ở chỗ lâm lạc dù sao chỉ có bác tinh thần vương so với bổn nguyên thi hoàng bổn nguyên chi lực của hắn càng thêm yếu ớt thậm chí ngay cả hư vô chi thân của sư ánh tuyết cũng chưa hẳn phá giải được bởi vậy hắn ở dưới một kích của bạch cốt khô lâu bị thương không nhẹ lại không có chết tiểu tử này trong mắt thái cổ trí tôn chấp động lên thần sắc vừa đố kỵ vừa hận tuy hắn biết rõ lâm lạc đã không có chí tôn thần khí đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng nhưng yêu nghiệt thiên phú như thế vẫn làm cho hắn ghen ghét vô cùng, giết hắn đi, hắn hướng về bổn nguyên thi hoàng hạ đạt lấy mệnh lệnh, cái này chính là đại sát khí hắn tỉ mỉ luyện chế, tuy như âm thi, nhưng trên thực tế lại là một kiện thần khí, thần khí cực kỳ khác loại, bổn nguyên thi hoàng không hề hỉ nộ ái ố, nó lập tức lại nâng một chưởng, đối với lâm lạc trấn áp tới, quanh, đánh ra một chưởng như thần giới tan vỡ, ngay ngắn hướng về lâm lạc áp tới, lâm thương la hai tay chấp sau lưng, với hắn mà nói lâm lạc tuy là hậu nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng sự thống trị của Lâm Thương La hắn lại cần người khác tới hỗ trợ sao? Hắn chỉ cần một người hai đấm liền có thể đánh ra càng khôn, loạn không chí tôn. Tuy Hỏa Linh Chí Tôn muốn ra tay cứu viện, nhưng các nàng phân biệt bị Thái Cổ Chí Tôn cùng Kim Nguyên Chí Tôn quấn quít lấy căn bản ra tay không được. Hơn nữa các nàng cũng không có khả năng vì Lâm Lạc mà liều lĩnh sử dụng toàn lực, bởi vậy, Lâm Lạc hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bành, 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 Lâm Lạc hai đấm liền oanh, hắn thét dài như rồng ngâm, bắn ra chiến lực mạnh nhất bản thân nhưng bổn nguyên pháp tắc chỉ có bổn nguyên pháp tắc mới có thể ngăn cản, tuy Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên pháp tắc như vậy, nhưng dù sao còn kém xa lắm, nếu không phải thôn vệ thể chất chính là thôn vệ pháp tắc diễn hóa, hấp thu một bộ phận lực lượng rất lớn, hắn sớm đã bị bạch cốt khô lâu đập thành một đoàn huyết nhục, Lâm Lạc, Đại Phôi Đảng, Liễu Bán Yên, Sư Ánh Tuyết Chư Nữ đều toát ra thần sắc ân cần, tiểu nha đầu càng là hận không thể đập đi ra đánh bổn nguyên thi hoàng kia chầu, lại bị loạn không chí tôn một phát bắt được, để cho tiểu nha đầu gấp đến độ oa oa kêu to. Một bên tinh vô ngân thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn không thể chờ đợi được muốn xem đến lâm lạc chết cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày. Mặc dù lâm lạc lại lùi lại bại, nhưng thủy chung ở vào trong tuyệt đối bình tĩnh, phẫn nộ cũng không thể giải quyết phiền toái hắn gặp được. Vì cái gì bạch cốt khô lâu này có thể đánh ra bổn nguyên chi lực, rất đơn giản, ba nghìn đạo thần vương pháp tắc bất đồng cùng chuyển, tạo thành một loại kỳ diệu giúp nhau sinh sôi, cuối cùng nhất sinh ra một tia bổn nguyên chi lực, tuy còn lâu mới có thể cùng chí tôn thần hoàng chính thức so sánh, nhưng đối với dưới thần hoàng là bất luận tồn tại gì đều tuyệt đối nghiền áp, muốn một thuyết pháp mà nói, cái kia chính là nửa bước chí tôn, nhưng vĩnh viễn không thể nào bước ra một bước nguyên vẹn, thành thần hoàng du ngoạn sơn thủy, tinh cửu nguyên này là đào bao nhiêu phần mộ tổ tiên người, mới có thể gom góp ra nghìn thần vương thi cốt bất đồng, thân hình lâm lạc tung nhảy, đem thời gian cùng không gian pháp tắc diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng đối phương cũng là đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc ở trên tốc độ cùng trình độ linh xảo không thể kém hắn để cho hắn mỗi một khắc đều như lý bó băng tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ ở trong đó khẳng định có không ít người bị hắn làm thịt muốn tìm người chết cùng tìm người sống đây chính là hai độ khó hoàn toàn bất đồng lâm lạc tuyệt không tin loại thái cổ trí tôn cao cao tại thượng này không đem tánh mạng người khác làm chuyện quan trọng sẽ bỏ gần tìm xa bỏ dễ cầu khó bất quá ta độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc tuy cảnh giới không đủ nhưng ba nghìn thần vương chi thi này khẳng định cũng không có khả năng đều là cửu tinh thần vương dựa vào cái gì ta sẽ thua xương cốt chồng chất này khống cho ta lâm lạc thét dài một tiếng hắn nắm giữ chính đạo bổn nguyên pháp tắc nguyên vẹn trên lý luận có thể chôn vùi bất luận thần vương pháp tắc gì như vậy chỉ cần phá hư bạch cốt khô lâu thần vương pháp tắc này tổ hợp nó còn có thể phát ra công kích cấp bậc bổn nguyên sao nói đến công kích thần vương cấp dùng thông vệ thể chất của lâm lạc lại sợ ai đến thoc trong cổ lâm lạc đột nhiên khẽ động qua lại là một ngụm cửu thải thần huyết cuồng bắn ra, vừa rồi hắn thử điều khiển pháp tắc lưu chuyển trong cơ thể bạch cốt khô lâu kia, lại không ngờ tới rõ ràng bị một cổ lực lượng cuồng bạo bắn lui trở về, đúng rồi, nếu như tùy ý là phá hư được mà nói, thái cổ chí tôn luyện chế ra cái đồ chơi này lại có làm được cái gì, mục đích của hắn là muốn lợi dụng đầu bổn nguyên thi hoàng này trở thành trợ thủ của hắn, chống đỡ chí tôn khác, nhưng mỗi một vị chí tôn đều lấy một chi đại đạo bổn nguyên tùy ý điều khiển đạo bổn nguyên pháp tắc dưới thần vương kia nếu như không có biện pháp bảo hộ gì, đầu bạch cốt khô lâu này còn có tất yếu tồn tại sao? Cái kia tất nhiên là trí tôn cũng không cách nào bằng bổn nguyên bản thân nắm giữ đến điều khiển, chỉ có thể dùng bạo lực trực tiếp banh tán bạch cốt khô lâu, như vậy mới có thể tạo được tác dụng khiên thịt của bạch cốt khô lâu. Bất quá, trí tôn khác không thể điều khiển cũng không có nghĩa là lâm lạc không thể điều khiển, bởi vì hắn là tồn tại duy nhất thế gian nắm giữ lấy chính đạo bổn nguyên pháp tắc, lâm lạc tâm thần quy nhất, tiến nhập trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, hóa quyền vi trưởng, năm ngón tay mở ra, nghênh hướng đít cự trưởng mà bổn nguyên thi hoàng thình lình oanh rơi, cảm giác tám hệ bổn nguyên chi lực, hóa thành ba nghìn phân lưu, trong tay phải của lâm lạc phản phất dài ra từng đạo dây nhỏ vô hình, từng cái đối ứng lấy từng thần vương chi lực của bạch cốt khô lâu, là như thế rồi, oanh, cự trưởng của bạch cốt khô lâu oanh đến, đại phôi đảng, lâm, lạc, chúng nữ đều phát ra tiếng kêu khàn cả giọng, toàn bộ lại bị loạn không chí tôn dùng đại năng lực câu thúc, nếu không mỗi người đều sẽ lao tới rồi. Tinh vô ngân thì lộ ra một dáng tươi cười sâm lãnh, một chưởng này chỉ cần đánh trúng, Lâm Lạc hữu tử vô sinh, không chỉ là hắn, Hỏa gia, đặc biệt là mấy người Hỏa gia lão tổ, chư giải chi đều thấy khóe miệng mang cười, đã không thể chờ đợi được muốn xem đến Lâm Lạc thân hồn đều diệt, Lâm Thương La cũng lộ ra hưng phấn chi sắc, chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, là hắn có thể đạt được tử đỉnh trấn áp tám đạo bổn nguyên pháp tắc, chỉ là hắn đồng thời hơi có chút đáng tiếc, dù sao Lâm Lạc thiên phú kiệt xuất, hậu nhân như vậy thật đúng là mấy nguyên kỹ cũng không gặp được một cái, bành, một chưởng rơi xuống ở trên đỉnh đầu của lâm lạc thình lình nổ tung ồ tất cả mọi người đồng thời kinh hô một tiếng dù là bác đại chí tôn cũng không ngoại lệ bởi vì cũng không có xuất hiện tràn cảnh lâm lạc bị oanh nát như bọn hắn tưởng tượng mà là bàn tay của bạch cốt khô lâu rõ ràng vỡ vụn rồi lâm lạc lộ ra một vẻ mỉm cười ngay tại vừa rồi tám đạo pháp tắc của hắn tề động diễn hóa ra tam thiên đại đạo cưỡng ép phá hủy một kích này của bạch cốt khô lâu khiến nó từ độ cao nửa bước chí tôn ngã rơi xuống một lần nữa trở về cấp bậc thần vương mà cấp bậc thần vương có được tư cách cùng lâm lạc liều mạng sao lâm lạc ở lục tinh thần vương đã có thể giết cửu tinh thần vương huống chi hiện tại đã là bát tinh thần vương rồi một quyền đánh ra cự trưởng của bạch cốt khô lâu lập tức bị hắn oanh ra một lỗ thủng cự đại tại sao có thể như vậy tất cả mọi người có loại xúc động điên rồi điều này sao có thể bạch cốt khô lâu kia là tồn tại có được công kích cấp bậc bổn nguyên a làm sao có thể ở đọ sức cứng đối cứng rơi vào hạ phong qua ha 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 đại phôi đảng không hổ là bổn ma vương dạy dỗ nữ nữ biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sư ánh tuyết hai tay chọc vào eo, lớn tiếng nở nụ cười, đại phôi đảng đáng giận, còn để cho nữ nữ lo lắng đây này. Thân hình lâm lạc một lướt, thò ra một tay bắt được một khỏa ngọc thạch tràn ngập các loại màu sắc, có vô tận tan thương ở trong đó diễn hóa, đó là từ lúc bị hắn oanh bạo thi cốt bay ra. Thái cổ chí tôn nhìn trúng những thần vương pháp tắc chất chứa trong thi thể thần vương này, nhưng mà những thần vương này đã chết, phải như thế nào mới có thể khiến chúng nó tiếp tục phát huy ra lực lượng, tất nhiên phải có lực lượng khác ủng hộ, thần liệu cấp bậc thần vương, thái cổ chí tôn khống chế được thái cổ bí cảnh, mà nhất mạch kia lại nhân khẩu rất thưa thớt, trong tay hắn có bao nhiêu kiện bảo vật, 3.000 kiện thần liệu lực lượng cấp bậc thần vương đối với người khác mà nói rất khó khăn, nhưng đối với thái cổ chí tôn mà nói tối đa chỉ là phiền toái một chút, hơn nữa. Cũng chỉ có thần liệu thời gian hệ mới có năng lực dùng phương thức quỷ dị ngược dòng tìm hiểu thời gian, để cho những thi thể này đánh ra thần vương pháp tắc, cũng phối hợp lực lượng thần vương cấp, cuối cùng nhất diễn hóa ra công kích tiếp cận cấp bậc bổn nguyên, lại nói tiếp đơn giản, nhưng muốn chính thức làm được như thế nào là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, thái cổ chí tôn cũng chỉ có thể xuất ra một món đại sát khí như vậy ra, nếu không cho hắn làm ra trăm cái, không phải có thể quét ngang hết thảy sao, bảo bối tốt, chứng kiến thần liệu lại há có đạo lý buông tha, hai mắt lâm lạc lóe sáng, giống như một đầu ác lan nghe thấy được mùi máu tươi, sau khi thét dài một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đối với bạch cốt khô lâu anh kích mà đi, thần liệu trên người quái vật kia, ta không khách khí thu toàn bộ, ai có thể nghĩ đến công, thủ chuyển đổi là đột nhiên như thế, lâm lạc quanh ra từng quyền, tuy bạch cốt khô lâu kia không ngừng huy trưởng đón chào, nhưng toàn thân lại nổi lên cốt vũ, vốn là cánh tay, lại là bả vai, vô số cổ thi cốt từ trên người bạch cốt khô lâu rớt xuống, cơ hồ là chuyện tình trong nháy mắt. Đầu quái vật cường đại đến tiếp cận chí tôn này đã bị oanh đến chia năm xẻ bảy, ở bên trong vô số bạch cốt tung bay, Từng khối thần liệu quẳng xuống không ngớt, tiểu tặc ngươi dám? Nhìn xem lâm lạc không chút thách khí cùng quyển thần liệu, thái cổ chí tôn con mắt đều đỏ. Tuy hắn có được một bí cảnh, nhưng thần liệu cũng không phải muốn có thì có a. À, nhiều thần liệu như vậy đã hoàn toàn hao tổn không của cả nhà hắn, sao có thể để cho lâm lạc tham đi? Hắn điên cuồng gào thét phóng tới lâm lạc, nhưng lần này lại biến thành loạn không chí tôn ngăn cản, cứ thế mà ngăn hắn lại. Hừ, đúng lúc này, lâm thương la đột nhiên làm khó dễ, vung lên một quyền hướng lâm lạc quanh tới hắn so với bất luận kẻ nào đều biết tiềm lực của Lâm Lạc, hỗn độn dung lô mở ra có thể luyện hóa vạn vật, nếu quả thật để cho Lâm Lạc đem 3.000 khối thần liệu toàn bộ kiếm đến tay, như vậy Lâm Lạc có thể lập tức đột phá cửu tinh thần vương, thậm chí bay thẳng chí tôn thần hoàng, tuy Lâm thương la cùng ngạo, nhưng cũng không có một tia nắm chắc có thể trấn áp một yêu nghiệt độc trưởng chính đạo bổn nguyên pháp tắc, yêu nghiệt như vậy trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua căn bản không có ai biết kia có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ cỡ nào bởi vậy tuyệt không có thế cho lâm lạc không gian phát triển sát đối với lâm thương la đột nhiên ra tay tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn không phải ngoài ý muốn lâm thương la ra tay mà là hắn lựa chọn mục tiêu công kích lại là lâm lạc lại có thể ra tay đối với hậu nhân của mình nhưng bảy đại chí tôn đều nghẹn lấy một bụng khẩn trương thời khắc đều lưu ý lấy lâm thương la hắn vừa ra tay bảy đại chí tôn đều giống như phản xạ có điều kiện ngay ngắn thả động tác trong tay ra nhao nhao hướng về lâm thương la oanh tới mấy người thái cổ trí tôn thề giết lâm lạc ở sau khi đánh ra công kích lúc này mới tỉnh ngộ tới lâm thương la muốn công kích chính là lâm lạc nhưng lúc này muốn hối hận đã không còn kịp rồi công kích đã ra bành 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 bảy đạo công kích tuôn qua lâm thương la rút lui mấy ngàn dặm luận thực lực tuyệt đối hắn hơn bảy đại chí tôn thậm chí không chỉ một bậc nhưng cũng không có cường đại đến trình độ có thể áp chế bảy đại chí tôn bị oanh lui chính là bình thường nhưng trong nháy mắt lâm thương la đã cuốn quay về lại hướng về lâm lạc oanh tới lúc này bọn người kim nguyên chí tôn, bách thổ chí tôn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tuy không biết vì cái gì hắn muốn giết hậu nhân của mình, nhưng cái này liên quan bọn hắn đánh rắm, thái cổ chí tôn phục hồi tinh thần lại, một trưởng hướng lâm lạc bổ tới, hắn muốn thu hồi bạch cốt khôi lỗi kia, hai đại chí tôn đồng thời đánh úp lại, cho dù lâm lạc to gan lớn mật cũng không khỏi không buông tha cho cướp đoạt thần liệu bên trong bạch cốt khô lâu, nhưng chỉ là trong nháy mắt như vậy hắn cũng kiếm đến chừng gần 200 khối, tránh, lâm lạc triển khai không gian thuấn di, xíu, u u thoáng một phát liền từ chỗ cũ biến mất, để cho hai đạo công kích của Lâm Thương La cùng Thái Cổ Chí Tôn đồng thời thất bại. Một màn này làm tất cả mọi người có chút ké mắt, tuy Lâm Lạc cất bước vô cùng sớm, nhưng cái kia dù sao cũng là công kích cấp bậc Chí Tôn, muốn trốn có thể trốn mất sao, thằng này rõ ràng mới chỉ có bác tinh thần vương, nhưng mà thực lực này đã mạnh đến hư không tưởng nổi rồi. Mẫu thân đại nhân, sư ánh tuyết vội vàng đông đưa cánh tay của loạn không Chí Tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy cầu khẩn chi sắc, loạn không Chí Tôn nhẹ nhàng thở dài, một chưởng đẩy ra, trước người Lâm Lạc thình lình xuất hiện một cửa động đen nhánh, đây là nàng dùng đại năng lực sáng tạo không gian truyền tống, cũng chỉ có trưởng khống giả không gian bổn nguyên pháp tắc như nàng mới có thể làm được, nhưng trái lại, nàng cũng là người duy nhất ở đây có thể ngăn cản Lâm Lạc bỏ chạy, may mắn là nàng đứng ở bên Lâm Lạc, Lâm Lạc quay đầu, ở trên mặt chúng nữ đảo qua một lần, mang theo vài tia không bỏ vài tia kiên quyết, mạnh mẽ hướng về cửa động hắc sâu kín kia vọt tới, xíu u u, hắn chợt lóe lên rồi biến mất, sau lưng là ánh mắt lưu luyến của chư nữ. a, à, lâm thương la phát ra gầm lên giận dữ. tuy chiến lực của hắn có thể nói bá chủ bên trong tất cả chí tôn, nhưng ở thân pháp mà nói lại không phải thập phần am hiểu, căn bản không có khả năng đuổi theo lâm lạc. hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt hung dữ nhìn chầm chầm vào loạn không chí tôn, như là muốn ăn thịt người. ở vấn đề đối đãi lâm lạc, bảy đại chí tôn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng một khi lâm thương la muốn ra tay đối với cái nào bên trong bọn họ, bảy đại chí tôn sẽ đoàn kết lại môi hở răng lạnh, điểm này bọn hắn rành mạch. Bởi vậy, bảy đại chí tôn ngay ngắn nhìn chầm chầm vào lâm thương la, nếu như đối phương dám ngang nhiên phát động công kích, như vậy bọn hắn sẽ không sợ hãi chiến một trận. Lâm thương la hừ lạnh một tiếng nói. Hy vọng các ngươi thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ, nếu không chỉ cần có người lạc đàn, lão tử sẽ không chút lưu tình tiêu diệt hắn. Trên đời này cũng chỉ có tên điên như hắn mới dám đồng thời uy hiếp bảy đại chí tôn, ở bên trong sắc mặt bảy đại chí tôn tái nhật, lâm thương la xé rách hư không mà đi hiện tại hắn không có công phu cùng những ngu xuẩn này lãng phí thời gian nhất định phải ở trước khi Lâm Lạc tiến vào Thần Hoàng tiêu diệt hắn. Bảy ngày sau, Lâm Lạc từ trong hư không lao ra, hai đấm nít chặt chẽ, đầu đầy tóc đen bay thẳng đến chân trời. Tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn cũng không chậm, chỉ là địch nhân hắn phải đối mặt cũng quá cường đại, đều là lão quái mấy nguyên kỷ trước. Cái này để cho hắn sinh ra cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt, bất nhập Thần Hoàng, căn bản không có tư cách cùng những người mạnh nhất như Thái Cổ Chí Tôn, Lâm Thương La đối kháng. Lâm Lạc đánh giá vị trí hiện tại của hắn thoáng một phát, phía trước là một mảnh rừng rậm xanh tươi, một khí tức vô cùng nồng đậm, thương một bí cảnh, cũng chỉ có bác đại bí cảnh mới có năng lực che lấp khí tức, để cho chí tôn cũng không cách nào diễn hóa. Lâm Lạc lấy ra thần liệu từ trên người bạch cốt khô lâu đoạt đến, hừ nhẹ một tiếng, vọt vào phiến trong bí cảnh xanh ung tươi tốt này, hỗn độn dung lô mở ra, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, không thể không nói, thái cổ chí tôn xác thực tài đại khí thô, hắn vì chế tạo khí cường đại nhất dùng thần liệu tuyệt đối đều là thượng thừa bên trong thượng thừa, rõ ràng có một nửa đạt đến cấp bậc cửu tinh thần vương, quả thực có khả năng cùng chủ thần khí so sánh, nếu không chế ngự ở thiên địa pháp tắc, đây đều là tồn tại có hy vọng tiến hóa làm chủ thần khí, mà thần liệu còn lại cũng đa số là độ cao bát tinh thần vương, ngược lại thần liệu cấp bậc thất tinh thần vương là ít nhất, chỉ có không đến 20 kiện, có thể thấy thái cổ chí tôn sống mấy nguyên kỷ cũng không phải sống không, lâm lạc không khách khí bắt đầu luyện hóa, cảnh giới càng cao, muốn tái tiến một bước cần luyện hóa bảo vật cũng thẳng tắp tăng vọt, bất quá gần 200 khối thần liệu cao dai cũng có thể trợ giúp hắn tái tiến một bước rồi, một khối, hai khối, ba khối, 100 khối, 150 khối, oanh, thiên địa nổi lên cảm ứng, lôi vân cuồn cuộn xoắn tới, thần kiếp bắt đầu hình thành, loãng xoảng, loãng xoảng, loãng xoảng, từng đạo ti chớp đánh rớt, hóa thành nguyên một đám ti chớp hình người, cái này vừa xuất hiện là cấp bậc cửu tinh thần vương, chính đạo thiểm điện kỳ thật đã không có cường thế khác nhau. Chính tia chớp lập tức đối với Lâm Lạc triển khai vây công, từng quyền tàn nhẫn, toàn lực ứng phó, kiệt lực muốn ngăn cản một yêu nghiệt tiến lên, ai cũng ngăn không được ta. Lâm Lạc thép dài liên tục, chính đạo pháp tắc chi lực cùng chuyển, bị mấy đại chí tôn áp chế sinh ra phẫn nộ hóa thành chiến lực vô cùng, hắn liên tục phản công, đem vô số thân thể tia chớp không ngừng nổ nát, nhưng đây là thiên địa diễn hóa, cho dù bị oanh nát cũng có thể lập tức gây dựng lại, tiếp tục hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích đáng sợ. Lâm Lạc huy sái thần huyết, nhưng ý chí chiến đấu sụp sôi, tinh khí thần bị hắn thôi phát đến cực hạn, đại môn cửu tinh thần vương đã hướng hắn rộng mở, mà chính đạo bổn nguyên pháp tắc cũng tự hồ càng thêm cụ thể, trong lòng của hắn nổi lên hiểu ra, động tác của hắn đột nhiên chậm lại, nhưng uy lực trên quyền kình lại tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần, bổn nguyên pháp tắc, ánh mắt lâm lạc lóe sáng, hắn dòm đến một tia huyền diệu của cấp bậc bổn nguyên, hắn ở lục tinh thần vương có đại năng lực chém giết cửu tinh thần vương, mà bây giờ đã bước vào cửu tinh thần vương, chẳng lẽ không có đề thăng? ý nghĩa yêu nghiệt tồn tại là đánh vỡ thông thường, đánh vỡ kỷ lục, nguyên lai, like, cái này là bổn nguyên pháp tắc, lâm lạc lộ ra một dáng tươi cười, trước kia hắn tuy cũng dùng qua bổn nguyên pháp tắc, nhưng đó là mượn tử đỉnh chi lực, bản thân hắn không có chính thức tiếp xúc đến bổn nguyên pháp tắc, nhưng bây giờ là đột nhiên trong lòng của hắn mở ra một cánh cửa, để cho hắn có loại hiểu ra, ra lại một quyền, bành, một tia chớp biến hóa bị hắn sinh sinh nổ nát, không còn có biện pháp gây dựng lại phục hồi như cũ, lâm lạc cười ha ha, hai đấm anh vung, bành bành bành, tám tia chớp hình người còn lại bị hắn diệt sạch sẽ hắn có thể vừa phải thuyên chuyển bổn nguyên pháp tắc rồi tuy không thể so sánh chí tôn chính thức nhưng thần kiếp biến thành hình người này cũng không quá đáng bao hàm một tia bổn nguyên chi lực đồng dạng không phải thần hoàng chân chánh nếu như hiện tại lâm lạc lại đối mặt bạch cốt khô lâu nửa bước chí tôn kia hắn có nắm chắc cứ thế mà xô nát ở trên đường nửa bước chí tôn lâm lạc đi được xa hơn dù sao bạch cốt khô lâu chỉ là dựa vào ba nghìn thần vương pháp tắc cùng chuyển mới sinh ra một tia bổn nguyên chi lực mà bản thân Lâm Lạc lại nắm giữ chính đạo bổn nguyên pháp tắc, song phương căn bản không cùng một cấp độ, hiện tại, dù cho ta không địch lại chí tôn chính thức, nhưng đã có được năng lực tự bảo vệ mình, Lâm Lạc ở trong lòng nói ra, nửa canh giờ thần kiếp tuy còn chưa hết, nhưng lôi vân đầy trời đã bắt đầu tiêu tán rồi, hắn đi vào cửu tinh thần vương, một cổ trí nhớ biến mất bỗng nhiên từ trong thức hải bốc lên, đúng là tràn cảnh Liễu Bán Yên lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lạc, hung hăng đập hắn một chầu, nữ nhân này, Lâm Lạc không khỏi cắn răng Trách không được hắn luôn không nhớ nổi ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là ngày hôm sau mặt mũi bầm dập đau nhức đến lợi hại, nguyên lai like đúng là liễu bán yên hạ thủ, nàng là cửu tinh thần vương, hạ thủ cũng chỉ có lâm lạc đạt tới cửu tinh thần vương mới có năng lực xóa đi, khoản nợ này đương nhiên phải đòi lại, phải hung hăng đánh bờ mông nàng một chầu, lâm lạc không khỏi nở nụ cười, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hướng về phía liễu bán yên về sau năm lần bảy lượt giúp hắn là có thể xóa bỏ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi ra thương một bí cảnh. Trước kia hắn muốn đi vào đây chính là vì hắn căn bản vô lực đối kháng lực lượng cấp bậc chí tôn, thật không nghĩ đến hắn chỉ là tiến vào cửu tinh thần vương đã có được nửa bức trí tôn chi năng, hơn nữa hắn nắm giữ ở không gian, thời gian pháp tắc, trừ khi là loạn không trí tôn cùng thái cổ chí tôn liên thủ đánh hội đồng, nếu không ai cũng đừng muốn ngăn cản hắn đào thoát, đã như vậy, vậy hắn còn muốn đi thương một bí cảnh làm gì, trực tiếp chém giết vài món chủ thần khí, con rùa già thái cổ trí tôn ngươi nhớ kỹ cho ta, không ra trăm năm, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả lâm lạc phát động không gian thuấn di lập tức bay vọt ra khoảng cách vô hạn mấy cái tức bước đã tiến nhập một thần quốc trực tiếp giá lâm đến trên không thần đô hắn cười ha ha nói ăn cướp đây ăn cướp cái gia hỏa nào ăn hết tim gấu gan báo rõ ràng dám chạy đến hoàng cung ăn cướp đây không phải điên rồi sao theo lâm lạc kêu ra một tiếng ăn cướp quanh truyền toàn bộ thần đô tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng bay lên cùng một ý nghĩ người này tuyệt đối là điên rồi bọn chuột nhắc lớn mật rõ ràng dám đến ngọc hải thần quốc ta làm càng ở bên trong một tiếng quát tháo một đạo nhân ảnh cũng hoa bước mà ra chính là một trung niên nam tử dáng người thon dài trong tay nắm cầm trường thương liền hướng về lâm lạc chọc tới chỉ là tu vi trung nguyên thần đỉnh cao ngay cả để cho lâm lạc nhìn một chút cũng không có một phát này chọc qua trực tiếp chui vào thể nội lâm lạc ha ha thằng này đúng là tên điên thật rồi trung nguyên thần kia còn muốn cười to không ngờ phát hiện một phát này căn bản không có đâm vào thể nội lâm lạc mà là cả cây thương đều bị cắn nuốt mất chỉ để lại cho hắn một cái chui thương, lâm lạc căn bản không có ý cùng loại tiểu lâu la này chấp nhặt, tay vung lên chấn người nọ xuống mặt đất, cười nói. Ngọc Hải thần vương còn không hiện thân, hừ, dám đến thần đô bổn vương làm càng, bổn vương liền trấn giết ngươi, hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt lâm lạc cũng xuất hiện một nam tử khôi ngô mặt long bào, trong tay nâng một bình ngọc màu xanh lam, tản ra sắc thái nhu hòa mà cao quý, người là nhị tinh thần vương, khí là chủ thần khí. Sau khi lâm lạc tiến nhập cửu tinh thần vương ngược lại khí thế nội liễm, nếu như hắn không hiển lộ mà nói, những người khác cũng chỉ nhìn ra được thực lực của hắn bất phàm, nhưng đến tột cùng bất phàm tới trình độ nào lại hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước rồi, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn chầm chầm vào kiện chủ thần khí kia nói. Chủ thần khí này, ta thu, làm càng, Ngọc Hải thần vương giận dữ, muốn cướp chủ thần khí chỉ có một biện pháp, cái kia chính là trước tiên giết thần vương đã nhận chủ đi, chủ thần khí tự nhiên sẽ một lần nữa lựa chọn chủ nhân, muốn giết mình, vậy trước tiên đi chết đi. Thần giới trong mấy vạn năm gần đây có thể nói là loạn đến cực hạn, trước có cường nhân chuyên môn săn giết thần vương, lại có đại ma thần quốc vô cùng cường thế bị diệt rất nhanh, trước đó vài ngày còn xuất hiện đệ tam cường nhân chém liên tục mấy trăm thần vương, nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Hải thần vương tuy nhận định Lâm Lạc là tên điên, nhưng trong nội tâm lại không dám chủ quan chút nào, lập tức câu thông chủ thần khí rút ra toàn bộ lực lượng thần quốc, thủy hệ chi lực thuộc về một kia bị chủ thần khí liên tục không ngừng rút ra để cho thực lực của hắn lập tức tăng lên tới tam tinh thần vương hậu kỳ, trấn cho bổn vương, Ngọc Hải thần vương đem bình ngọc trong tay phất ra, một đạo nước biển mãnh liệt cùng bắn, hướng về Lâm Lạc nghiền áp đi qua, Lâm Lạc mỉm cười, trực tiếp thò tay một trảo, lực lượng cùng bạo tuôn ra, chủ thần khí kia liền lọc vào trong tay của hắn, Ngọc Hải thần vương lập tức há hốc mồm, chỉ biết há hốc mồm nhìn xem Lâm Lạc, cái này cái này cái này cái này, cái này con mẹ nó cũng quá mạnh đi à nha, mình giàu gì cũng là thần vương a. Mặc dù thực lực chỉ là tam tinh thần vương, nhưng hắn con mẹ nó vẫn là một ít người đứng ở đỉnh phong thần giới A, hiện tại đã không có tử đỉnh, Lâm Lạc không cách nào dùng trí tôn thần khí đến trấn áp chủ thần khí, cũng chỉ có dựa vào thực lực của mình rồi, trấn cho ta, hắn hiện tại là cửu tinh thần vương hàng thật giá thật, ở trên cảnh giới đã cùng chủ thần khí ngang hàng, hơn nữa sơ bộ nắm giữ bổn nguyên pháp tắc, hoàn toàn có thể bằng lực lượng bản thân đến trấn áp chủ thần khí, ông, hắn mở ra hỗn độn dung lô cưỡng ép phai mờ thiên địa ý chí bên trong chủ thần khí, chỉ cần mài đi linh tính chủ thần khí là một khối thần liệu cấp bậc cửu tinh thần vương, lâm lạc khoanh chân mà ngồi, hoàn toàn không đem Ngọc Hải thần vương làm chuyện quan trọng. Cái này, Ngọc Hải thần vương có loại cảm giác muốn khóc rồi, hắn như thế nào cũng là thần vương A, xin cho hắn chút mặt mũi, hơi chút coi trọng thoáng một phát, như thế nào cũng đổi cái địa phương bế quan A, ân, bế quan, Ngọc Hải thần vương nhìn bộ dáng lâm lạc thần thủ ý, ý thủ tâm, đây đúng là nhập định. Về phần là tu luyện hay là minh tưởng cái gì thì không được biết rồi, nhưng ở vào loại trạng thái này, chẳng khác gì là hoàn toàn không đề phòng, trái tim của hắn không khỏi cùng nhảy lên. Nếu như lúc này ra tay, cơ hội có lẽ rất lớn a. À. Nhưng thực coi người ta là ngốc, sẽ ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở thật lớn như thế sao? Cái này nhất định là bẫy rập, là dù hắn ra tay, sau đó thoáng một phát phản sát hắn. Ngọc Hải Thần Vương đã bị lâm lạc ngay từ đầu triển lộ ra đại năng lực dọa sợ rồi. Lúc này rõ ràng thấy được một cơ hội tuyệt tốt, nhưng hắn sửng sốt không có dám ra tay, ngược lại toàn thân mồ hôi lạnh. Gần kề chỉ là nửa canh giờ sắc mặt Ngọc Hải Thần Vương đột nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được liên hệ của mình cùng chủ thần khí ở vào trạng thái cực không ổn định, tự hồ tùy thời có thể mất đi. Cái kia, người nam nhân kia đang cưỡng đoạt chủ thần khí, Ngọc Hải Thần Vương lập tức hung quan đại lộ, một khi mất đi chủ thần khí, hắn sẽ từ thần vương vị ngã xuống, xuống đến cấp độ thượng thiên thần đỉnh phong, nhưng đã thành thói quen thần vương cao cao tại thượng, nắm quyền, hắn ở đâu có thể nhịn mất đi lực lượng này, mất đi quyền lực chỉ là trên lệch cực lớn này cũng hành hạ chết hắn giết hắn đi, giết hắn đi. Con mắt của Ngọc Hải Thần Vương chăm chú nhìn chầm chầm vào Lâm Lạc Đầu, nhưng mà tay của hắn lại run rẩy đến lợi hại, thủy chung vung không đi ra ngoài. Oanh, thiên địa đồng bi, lập tức trời giáng huyết vũ, trong nội tâm tất cả mọi người tràn ngập vô cùng bi thương, có một kiện chủ thần khí vẫn lạc rồi. Ngọc Hải Thần Vương kêu lên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên suy yếu, lập tức từ Tam Tinh Thần Vương ngã xuống đến Thượng Thiên Thần đỉnh phong, hắn mờ mịt như mất, kinh ngạc nhưng không biết nên đi nơi nào. Lâm Lạc mở hai mắt ra, theo cảnh giới của hắn tăng lên hiện tại thời gian trấn áp chủ thần khí cũng càng lúc càng nhanh gần kề chỉ là nửa canh giờ đã mài đi thiên địa ý chí bên trong chủ thần khí hắn nhìn nhìn ngọc hải thần vương nói nếu như vừa rồi ngươi ra tay ta cũng sẽ không giết ngươi chỉ biết vỗ vỗ bờ mông rời đi bất quá đã ngươi không có ra tay ta đây lấy ngươi chi vật cũng trả lại ngươi một vật xem như thanh toán xong lâm lạc nhất chỉ điểm ra đặt ở trên đỉnh đầu ngọc hải thần vương đừng nói cảnh giới bây giờ của ngọc hải thần vương đã rơi xuống thượng thiên thần cho dù y nguyên vẫn là tu vo vốn có lại há có thể ngăn cản, lập tức, vô tận pháp tắc lĩnh ngộ tuôn ra nhập thể nội của Ngọc Hải Thần Vương, cùng thủy hệ pháp tắc trước kia Ngọc Hải Thần Vương lĩnh ngộ hoàn toàn giống nhau, Ngọc Hải Thần Vương lập tức vừa mừng vừa sợ, liền vội cung kính quỳ gối nói. Đa tạ đại nhân thành toàn, kỳ thật hắn vẫn là ăn phải lỗ vốn, tuy một lần nữa đã nhận được thần vương pháp tắc, lại đã mất đi chủ thần khí, có thể nói là thực lực ngã lớn, nhưng mất mà được lại. Lúc này tâm tình của hắn không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, thật giống như một hoàng đế gặp hạ thần tạo phản, chán nản đến khốn cảnh ăn xin bên đường, nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó mưu phản đã bình định, hắn lại trèo lên ngôi vị hoàng đế, tuy quyền hành không có nặng như ngày xưa, nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, hơn nữa lâm lạc là ngay cả chủ thần khí cũng có thể đè chết, ở thế giới mạnh được yếu thua này, hắn hoàn toàn có thể một trưởng chụp chết Ngọc Hải thần vương, nhưng chẳng những không có ngược lại trả lại một đạo thần vương pháp tắc, cái này chẳng phải để cho Ngọc Hải thần vương kinh sợ, cảm kích sát đất sao? Lần này Lâm Lạc không có quá làm người tốt, chỉ là tống xuất một đạo thần vương pháp tắc liền thu tay lại, hắn một cái cất bước đã đi ra, hướng về thần quốc láng giềng bước đi, không có tử đỉnh hỗ trợ trấn áp, Lâm Lạc cũng chỉ có cướp lấy một kiện chủ thần khí ngay tại chỗ mài đi thiên địa ý chí trong đó, không có khả năng góp nhặt một đống lớn lại từ từ trấn áp, cái này gây ra động tĩnh tự nhiên vô cùng cường đại, gần kề thời điểm đi vào đệ tứ thần quốc, Lâm Lạc còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy không gian xé rách, một bóng người khôi ngô đã dẫm trận tại chỗ mà ra thân trên trần trụi đón gió, đầu đầy tóc đen cùng loạn nhảy múa, Lâm Thương La, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, biết rõ lão tử muốn giết ngươi, ngươi còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Thương La cười ha ha, trong mắt hổ chớp động lên khát máu giết chết, Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng nói, người muốn giết ta rất nhiều, thêm ngươi một người cũng không nhiều, ha ha ha, không hổ là hậu nhân của Lâm Thương La ta, nhưng tiếc, nếu không phải ngươi cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc, lão tử nhất định sẽ đem ngươi trở thành người thừa kế bồi dưỡng lâm thương la không có quá nhiều nói nhảm lập tức một đấm oanh ra đối với lâm lạc quốc tới, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí con đường của ta tự ta đi lâm lạc vung lên một quyền đón chào bành một tiếng trọng nổ hắn cứ thế mà bị oanh lui hơn vạn trượng sắc mặt lập tức trở nên một mảnh sát bạch qua thoáng một phát một nguồn máu tươi cùng bắn ra ân nhưng lâm thương la lại không có một chút sắc mặt vui mừng nhưng hắn là chí tôn thần hoàng tồn tại khống chế bổn nguyên bản pháp tắc dưới chí tôn cái nào đều hẳn là bị hắn một quyền oanh chết làm sao có thể nhả một bún máu sẽ không có sự tình rồi hả? So với việc trước kia đại chiến bổn nguyên thi hoàng, Lâm Lạc ở vận dụng bổn nguyên pháp tắc lại tiến bộ không ít, tại sao có quái thai như vậy? Lâm Lạc phi tốc tăng lên tới cửu tinh thần vương, đối với một điểm này Lâm Thương La cũng không kỳ quái, thôn vệ chi đạo chỉ cần có lực lượng tinh hoa cung ứng, thực lực tăng lên mau nữa cũng có thể tiếp nhận, nhưng bổn nguyên pháp tắc không giống A, đó là chuyên thuộc về cấp bậc chí tôn đấy, tiểu tử này như thế nào ở cửu tinh thần vương có thể sử dụng, hơn nữa, là chân chính sử dụng, cũng không phải mượn uy lực của chí tôn thần khí, tuyệt, tuyệt không có thế một lần nữa cho hắn không gian phát triển. Lâm Thương La nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tức bước xuyên việt thiên sơn vạn thủy, hướng về Lâm Lạc đuổi tới, lại là một quyền oanh qua, ha ha ha, muốn giết ta, một mình ngươi còn chưa đủ. Lâm Lạc cười dài một tiếng, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đồng thời vận chuyển, hắn quay đầu bỏ chạy, Lâm Thương La hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không, hướng về Lâm Lạc theo đuổi không bỏ nhưng Lâm Lạc ở điểm này cũng không có một tia khoa trương. Chiến lực của Lâm Thương La xác thực có thể nói là người mạnh nhất bên trong bác đại trí tôn trước mắt, nhưng chiến lực cũng không có nghĩa là lấy tốc độ làm chuẩn. Có thời gian pháp tắt gia tốc, Lâm Lạc ở tốc độ chỉ có thái cổ trí tôn mới có thể thắng dễ dàng, nhưng có không gian thuấn di, vô hạn co lại cự ly. Như vậy dù là thái cổ Chí tôn, đoạn không Chí tôn cũng chỉ có thể cùng hắn duy trì cục diện không tiến không sao, ngay cả hai vị trí tôn này cũng không làm gì được Lâm Lạc, huống chi là Lâm Thương La rồi hả? gần kề chỉ là nửa tháng thời gian lâm thương la liền ở phía sau lâm lạc xa xa cái này ý nghĩa lâm lạc chỉ cần muốn chạy trốn đời này lâm thương la cũng mơ tưởng lại tiêu diệt lâm lạc a à, lâm thương la phát ra một tiếng gào thét phẫn quốc, thẳng chấn thương vũ toàn bộ thần giới ai cũng sắc mặt trắng bệch bạo nhã máu tươi sau khi vứt bỏ lâm thương la lâm lạc lập tức quay trở về hắn mới đạt được ba kiện chủ thần khí nhưng muốn tích lũy đến lực lượng đủ mức đột phá đến chí công vị cái này ít nhất cũng phải ba bốn kiện a phải đi đoạt tiếp nhưng mà, khi Lâm Lạc đi vào thần quốc gần nhất, không ngờ phát hiện tại đây đã hoàn toàn rối loạn, ngay ở trước kia không lâu, thần vương bị oanh giết, ân, ừ, Lâm Lạc nhướng mày, hắn một cái cấp bước đi tới một cái thần quốc lân cận, nhưng kết quả lại là đồng dạng, thần vương bị người đuổi giết rồi. Thứ ba, thứ tư, sắc mặt Lâm Lạc trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì ở bên trong thần quốc hắn đến, thần vương đều chết hết, thiên hạ không vương, hiện tại toàn bộ thần giới trở nên một mảnh hỗn loạn, bởi vì không có một thần vương nào còn sống rồi, thượng thiên thần nhảy ra xưng bá, trong khoảng thời gian ngắn không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, đại chiến như đồ, lâm thương la, lâm lạc hai đấm dùng sức miết chặt, chỉ có lão tổ thôn vệ một đạo này mới có thể đối với cử động của hắn rõ như lòng bàn tay, biết rõ hắn muốn tiến vào trí tôn vị cần luyện hóa rộng lượng thần liệu đẳng cấp cao, cái này trực tiếp đem tất cả thần vương trong thiên hạ đều tiêu diệt, lâm lạc đi đâu tìm chủ thần khí, những ngày này cũng không có chứng kiến dị tượng trời giáng huyết vũ. Nói cách khác Lâm Thương La cũng không có luyện hóa những chủ thần khí kia, mà là trấn áp, đây càng hung ác. Chủ thần khí là thiên địa duy nhất, chỉ có tiêu hủy một kiện thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục mới một kiện mới. Bởi vậy lâm thương la chỉ là tù mà không giết, thiên địa là sẽ không lại bao hàm dưỡng dục chủ thần khí mới. Đây là lâm thương la muốn toàn diện áp chế lâm lạc tiến vào trí tôn, vẹn vẹn dựa vào mình tu luyện mà nói. Lâm lạc chỉ sợ một nguyên kỹ sau cũng không có khả năng tích lũy đến đầy đủ lực lượng tiến vào trí tôn, gần càng già càng cây a. À. Lâm lạc không khỏi dùng tay sờ lên cầm. Tuy còn có mấy bí cảnh không có đi càng quét, nhưng hắn tuyệt không cho rằng chỗ đó có thể tìm được đầy đủ thần liệu để cho hắn tiến vào thần hoàng. Đúng rồi, con mắt Lâm Lạc sáng ngời, Thái Cổ Chí Tôn có bổ nguyên thi hoàng, hắn chỉ kiếm đến gần 200 khối thần liệu, đại bộ phận thần liệu vẫn còn ở trong tay Thái Cổ Chí Tôn, nếu như có thể đem những thần liệu này toàn bộ lấy tới tay mà nói, cái kia không phải vấn đề gì đều giải quyết hết sao? Cứ quyết định như vậy, nếu như nói trước kia Lâm Lạc còn sợ Thái Cổ Chí Tôn ra tay, vậy bây giờ lại hoàn toàn không có chỗ sợ trừ khi thái cổ chí tôn cùng loạn không chí tôn liên thủ hướng hắn làm khó dễ quay trở lại loạn không điện lâm lạc lộ ra một tia cười lạnh ngược lại muốn nhìn lúc thái cổ chí tôn nhìn thấy mình sẽ lộ ra biểu lộ gì thật đúng là có điểm mong đợi hắn triển khai thân hình hướng về loạn không điện tiến đến ông bỗng nhiên ngay lúc đó các loại nhạc khí tề minh cửu thải hào quang quang thấu trời cao vô số dị hoa từ trên bầu trời rơi xuống để cho lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng lâm lạc bỗng nhiên dừng lại lại có chí tôn mới sinh ra đời rồi hắc y nhân kia, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm đã một vạn năm, hắc y nhân kia trốn lâu như vậy cuối cùng là thủ được tới ngày vân khai gặp trăng sáng, trở thành đệ cửu thần hoàng trong thiên hạ, tử lôi chí tôn sao, lâm lạc cười nhạt một tiếng, tuy hắn đã không sợ bất kỳ một chí tôn nào, nhưng hắc y nhân so với hắn phát sau mà tới trước tấn nhập thần hoàng, đây là để cho lâm lạc hơi có chút khó chịu, nếu như hắc y nhân biết rõ suy nghĩ lúc này trong nội tâm lâm lạc, tuyệt đối sẽ đại thổ nước đắng đồng dạng đều là rất sớm đã nhận được chí tôn thần khí nhưng Hắc Y Nhân dùng suốt một nguyên kỷ mới tiến vào chí tôn vị, mà Lâm Lạc tu đạo đến bây giờ mới bao lâu, ngay cả 10 vạn năm cũng không tới a, à. thực so như vậy, Hắc Y Nhân không phải tìm dây thường đem mình treo ngược lên chết đi coi như xong rồi sao? Hơi dừng một chút, Lâm Lạc tiếp tục hướng loạn không điện xuất phát, hắn còn không có chính thức nắm giữ bổ nguyên pháp tắc, không cách nào như loạn không chí tôn mở ra một cổng không gian, trực tiếp câu thông loạn không điện, tốc độ này cũng chậm rất nhiều, suốt nửa năm sau hắn mới trở lại loạn không điện, đại phôi đảng sư ánh tuyết cùng liễu bán yên dẫn đầu cảm ứng được lâm lạc đến lập tức ra đón sau đó là nguyệt nguyệt cùng hư hải quỳnh về phần tô mị chư nữ bởi vì tu vi quá yếu khẳng định đều ở trong dưỡng tâm hữu bị sư ánh tuyết mang trên người người như thế nào còn dám trở về lâm lạc đón nhận sắc mặt lo lắng của liễu bán yên tuy trong giọng nói mang theo oán trách nhưng càng nhiều hơn là ân cần đúng vậy a à, nhanh rời đi nguyệt nguyệt cũng không có cùng liễu bán yên tranh cãi đôi mắt đẹp nhìn xem lâm lạc đồng dạng có ân cần mãnh liệt lâm lạc cười cười nói đừng lo lắng, ta đã dám trở về, thì có năng lực tuyệt đối tự bảo vệ mình. Đối với Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt chúng nữ đều có được tin tưởng mãnh liệt, nghe hắn cam đoan như vậy đều không tự chủ được tin tưởng, nhau nhau lộ ra như rút được gánh nặng. Ha ha ha, đây không phải Lâm Lạc, chí tôn, tương lai sao? Ở bên trong một tiếng cười lạnh, tin vô ngân cũng dẫm trận tại chỗ mà ra, hắn là nhi tử thần hoàng, tự nhiên bất phàm, luận chiến lực chân thật còn ở trên Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt. Tuy trên mặt mang dáng tươi cười trào phúng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là ghen ghét, tự hồ muốn toát ra hỏa đến. Những năm này hắn một mực đang theo đuổi chúng nữ liễu bán yên, nhưng vô luận là liễu bán yên, nguyệt nguyệt hay là hư hải quỳnh đều không có đưa hắn coi làm chuyện quan trọng. Miễn cưỡng ứng phó hắn thoáng một phát cũng là xem ở phân lượng bảy đại trí tôn muốn liên thủ đối kháng lâm thương la, không nên chế tạo mâu thuẫn bên trong. Nhưng lâm lạc vừa xuất hiện những nữ nhân này liền chủ động dán đi lên, cái này để cho tinh vô ngân làm sao có thể đủ tiếp thụ. Muốn nói thân phận, lâm lạc tuy cũng là hậu đại chí tôn, lại căn bản không bị chào đón thậm chí ngay cả lâm thương la cũng muốn giết hắn mà cho dù lâm thương la đối đãi hắn vô cùng tốt cũng vô dụng thông vệ chí tôn là địch nhân của bảy đại chí tôn song phương căn bản không có khả năng ngang hàng ở chung thân phận hậu nhân chí tôn này của lâm lạc ngược lại là cái vướng víu bởi vậy trong nội tâm tinh vô ngân ê ẩm vừa lên đến là mỉa mai nói như vậy vạch trần vết sẹo của lâm lạc hỗn đản người muốn chết sao sư ánh tuyết đem hai tay cắm ở bên hông một bộ nổi giận đùng đùng hừ nhưng tinh vô ngân chỉ là xùy một tiếng một bộ khinh thường cùng tiểu hài tử đấu võ mồm chỉ là dùng ánh mắt nhìn xéo qua lâm lạc lâm lạc ôm tiểu nha đầu đến trong ngực chỉ là duỗi ra tay trái nói tinh vô ngân ta cho ngươi một tay ở trong mười chiêu tất đánh ngã ngươi ha 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 tinh vô ngân sững sờ lập tức cười như điên để cho một tay hay không đối với thần vương mà nói kỳ thật đã không sao cả phát tắc công kích cũng không phải nhất định phải dùng tay mới có thể đánh đi ra tinh vô ngân lại có ngược tố thời gian chi thân chỉ cần không phải chí tôn là trời sinh ở vào thế bất bại, Lâm Lạc rõ ràng khoe khoang rằng ở trong 10 chiêu có thể đánh ngã hắn, cái này thực có thể nói là thiên đại chê cười, ánh mắt tinh vô ngân nhíu lại nói. Nếu như ngươi làm không được thì sao, ngươi cân nhắc cái này, không bằng lo lắng đợi chút nữa làm như thế nào cầu xin tha thứ, Lâm Lạc cười ha ha, đại phôi đảng nói hay lắm, bổn ma vương ủng hộ ngươi, sư ánh tuyết vỗ vai Lâm Lạc dùng bày ra cổ vũ, hừ, nếu ngươi làm không được, về sau chứng kiến bản thiếu gia thì đi vòng qua. Tinh vô ngân cũng biết mình không có khả năng bị thương được thôn vệ thể chất của Lâm Lạc, chỉ là muốn cho Lâm Lạc ở trước mặt chúng nữ xấu mặt, Lâm Lạc rất là tùy ý phủi miệng, cười nói. Nói lên cái này, tinh đại thiếu không phải sớm nên xéo đi rồi sao? Tinh vô ngân bị Lâm Lạc nhắc tới chuyện xưa, lập tức thẹn quá hóa giận, lập tức nhảy ra, vươn tay hướng Lâm Lạc bổ tới. Chiêu thứ nhất, bành, Lâm Lạc quanh ra một quyền, dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh vào trên mặt tinh vô ngân, quanh đối phương lão đảo trở ra, một đạo máu mũi đã chảy ra, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn rất khó coi. Đây tính toán là chiêu thứ nhất hay là chiêu thứ hai? Lâm Lạc thu hồi nắm đấm cười hỏi, con mắt của tinh vô ngân lập tức bởi vì kinh hải mà trừng được rất tròn, bởi vì thể chất của hắn rõ ràng không có chút nào tác dụng, ở dưới đã kích của Lâm Lạc hoàn toàn không có phản ứng, điều này sao có thể? Tinh vô ngân xem qua Lâm Lạc cùng Bổng nguyên thi hoàng chiến đấu, biết rõ Lâm Lạc có được một tia bổn nguyên chi lực, nhưng vậy cũng quá nhạt, phải biết rằng thể chất đặc thù của hắn vốn là một loại diễn hóa của bổn nguyên pháp tắc, chỉ là bản thân hắn không cách nào khống chế mà thôi thể chất như vậy đủ để đối kháng bổn nguyên chi lực của lâm lạc tựa như hắn cũng không làm gì được thôn vệ thể chất của lâm lạc đồng dạng nhưng bây giờ hắn rõ ràng bị lâm lạc một quyền oanh đến máu mũi chảy ròng cái này lại là chuyện gì xảy ra qua 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 đại phôi đảng tiếp tục tiến công nghe nữ nữ chỉ huy bên trái bên phải đánh ở giữa bành sư ánh tuyết cười ha ha hưng phấn đến đem con mắt trương rất tròn mà lâm lạc cũng rất phối hợp nghe chỉ huy của nàng trái đánh phải đánh, quanh giữa, bành, 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 cho dù có sư ánh tuyết sớm, tiết lộ, lộ tuyến công kích, nhưng tinh vô ngân là phòng bất trụ, hắn rõ ràng một trưởng phong khung, nhưng lâm lạc lại không tốn sức chút nào anh xuyên qua, một quyền nện ở trên mặt của hắn, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, thần huyết vẫy ra, sau 10 quyền, tinh vô ngân nằm rạp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão, ai, chút trình độ ấy cũng đi ra mất mặt, thật sự là thay đại nhân nhà của ngươi buồn đây này, sư ánh tuyết nhúng nhúng vai, buông buông tay, một bộ hận hắn không tranh giành. Tinh vô ngân vừa giận vừa thẹn, hận không thể đào cái động đem mình vùi đi vào, chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì thực lực của lâm lạc lại có tăng lên khủng bố như vậy, ngay cả thể chất đặc thù của hắn cũng có thể oanh phá, hừ, hừ lạnh một tiếng, thân hình khôi ngô của thái cổ trí tôn cũng thình lình xuất hiện, con mắt âm hàng chăm chú nhìn chầm chầm vào lâm lạc, cũng không có ra tay, bởi vì loạn không trí tôn cùng hỏa linh trí tôn đang ở sau lưng theo dõi hắn, nếu như không có lâm thương la, thái cổ trí tôn tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay giết tiểu bối thì như thế nào, nhưng bây giờ hắn lại không thể không lấy đại cục làm trọng, miễn cho hư mất bảy đại chí tôn liên thủ đồng minh, là ngươi, nhưng vào lúc này, một bóng đen xẹt qua, một hắc y nhân cũng đoạt bước mà ra, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào lâm lạc, đúng là hắc y khách đoạt được tử lôi chùa y kia, hôm nay đã chính thức tiến vào thần hoàng, xưng là tử lôi chí tôn, ánh mắt lâm lạc đảo qua, cũng hơi lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ tới tên này vừa mới tiến vào thần hoàng đã bị mấy người thái cổ chí tôn tìm được nhưng ngẫm lại cái này cũng bình thường loại chiến đấu cấp bậc chí tôn này nhiều một chút lực lượng cùng ít một chút lực lượng là kết quả hoàn toàn bất đồng bảy đại chí tôn chiến lâm thương la mà nói dù cho thắng cũng là thắng thảm có thế phải chết mất một nửa thậm chí thêm nữa nhưng nếu như là bác đại chí tôn mà nói vậy chuẩn bị lại đầy đủ một điểm nói không chừng một người cũng sẽ không treo dùng danh nghĩa của ta thần lôi diệt sát tử lôi chí tôn lập tức vẫy tay thần lôi xuất hiện đầy trời, hướng về lâm lạc trấn giết mà đi. Khách quan với bọn người Thái cổ chí tôn, tử lôi chí tôn tuy cũng là lão ngoan đồng đã sống một nguyên kỷ, nhưng một mực ở vào trạng thái cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, còn xa xa không có đủ khí thế của chí tôn cấp. Hắn từ bên trong tử lôi chùi lấy được bộ phận trí nhớ của tử lôi chí tôn tiền nhiệm, mọi cử động là y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, nhưng mà bản thân còn không có hữu hình trở thành thật khí phách. Cái này là họa hổ ra khuyển, ngược lại là lưu tại tầm thường.